ăn mày cửa Phật. Trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này hay điều nọ. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu. Để rồi, họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh mà họ không hiểu các đấng thần linh có giúp cho họ được không. Chuyện kể về một bác nông phu kéo xe chở hàng rất nặng nhọc vào một ngày, bác kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Buồn rầu, bác ngồi xuống và nhìn thấy dòng người đi xe hơi tìm đến cửa chùa làm lễ. Bác ngồi nghĩ, ông trời thật không công bằng, người thì sinh ra đã có tất cả, còn kẻ làm lụng vất vả mà chẳng có gì. Sau đó, có một bà đến nói: Ông đã đến cửa Phật, sao ông không vào thành tâm kêu cầu mà ngồi đây than thân trách phận? ông lão liền đi vào chùa. Ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó, ông nghe thầy trụ trì hỏi, Thí chủ, lần đầu đến đây phải không? Ông đáp, Vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết kêu cầu thế nào, ra làm sao. Mong thầy chỉ dạy. Thầy trụ trì hỏi, Thí chủ, thỉnh cầu điều gì? ông đáp con cầu xin đức phật ban phát sự công bằng con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ bần hàn không được học hành tử tế từ bé đã phải tự mưu sinh lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng như châu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ theo con đằng đẵng trong khi có biết bao người sinh ra trong một gia đình giàu sang chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng. Nếu Đức Phật linh thiêng xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia." Thầy trụ trì hỏi, "Những người kia ư?" Ông đáp, "Vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quý phái cỡ nào." những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy thầy trụ trì đáp cái đó ta không biết nhưng khi đã tới đây họ cũng chỉ là ăn mày cả thôi ông ngạc nhiên hỏi ăn mày ư thưa thầy thầy trụ trì trả lời đúng ăn mày cửa phật ông vội hỏi nhưng nhìn họ giàu sang quý phái có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày." Thầy trụ trì chậm chậm trả lời. "Sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những điều mình đang có?" Không tin, thí chủ cứ lại gần họ mà xem. Khi ông lão vào thì nghe người này xin đừng bị phá sản, người xin khỏi bệnh, người xin có người yêu. Ông bước ra và nói: Họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn mày thật. Con cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con. Biết đâu được, họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế. Ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ như sức khỏe, vô tư chẳng hạn. Thầy trụ trì trả lời: Đúng vậy, cuộc sống công bằng với tất cả mọi người an phận với thực tại và cố gắng hết mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng, cuộc đời này ai cũng muốn cầu xin những điều mà mình không có. Họ không thỏa mãn được điều đã có, luôn tìm kiếm những cái cao hơn, ngon hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Đôi khi họ cứ nghĩ các đấng thần linh có thể ban phát cho nên họ cúng dường một mà muốn các đấng thần linh trả lại bằng trăm ngàn lần nhiều hơn. Nếu thực sự các đấng thần linh có thể làm được việc đó thì thế gian này làm gì còn nghèo đói hay hoạn nạn. Đức Phật không bao giờ có thể phù hộ hay gia bì cho bất cứ ai trên thế gian này được, mà Ngài chỉ có thể chỉ cho chúng sinh phương thức để tự mình tạo hạnh phúc, tự mình hóa giải lo lắng, buồn phiền, khổ não để biến cuộc sống từ điên đảo trở thành hạnh phúc, an vui và tự tại. Đó là nội dung toàn bộ cuốn sách này mà cũng là cốt lõi của Đạo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hành Trình Giải Thoát Khi còn ở trong cung thành Ca Tỷ La Vệ, Thái tử Tất Đạt Đa sống trong lầu vàng gác tía, hưởng thụ biết bao khoái lạc. Tuy sống trong nhung gấm lụa, nhưng thái tử vẫn luôn bất an trước những cảnh sinh, già, bệnh, chết, phiền não khổ đau và mạng người bấp bênh. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ đã ngủ say sau một cuộc yến tiệc linh đình, thái tử quyết chí ra đi ngài vội vàng đánh thức tên giữ ngựa sanak chana dậy để thắng cương con ngựa kiền chắc kantaka của ngài trước khi ra đi thái tử đi dọc theo hành lang nội cung đến trước phòng công chúa gia du đà la và người con trai đang ngủ say thái tử hé cửa nhìn vào lòng ngài xót xa cho người vợ trẻ và đứa con trai còn nhỏ dại của mình nhưng đối với sự đau khổ của nhân loại thì lòng thương xót của người còn ra diết hơn. Khi vào đến rừng sâu, Ngài tìm đến bờ sông Anoma. Nơi đây, Ngài cắt tóc, trao y phục và đồ trang sức cho sa nạc đem về. Liền sau đó, Thái tử đổi y phục quý báu của Ngài cho người thợ săn để lấy một chiếc y màu vàng Bây giờ thái tử một mình ra đi với bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ và bắt đầu cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Khi thì ngài ngồi dưới bóng cây, khi thì ngài nằm nghỉ qua đêm trong một hang đá. Mặc dù đi chân không và đầu để trần, ngài vẫn đi bình thản giữa nắng nóng ban ngày cũng như trong những đêm sương lạnh mà tất cả mọi năng lực cũng như ý chí của ngài đều dồn về với một lý tưởng cao cả là cố tìm cho được một chân lý tối thượng, lý lẽ của sự sống chết và con đường dẫn tới giải thoát để đạt đến niết bàn bất tử. Ban đầu, Thái tử đã tìm tới thọ giáo với hai đạo sư danh tiếng nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ là Arara Kalama và Uzaka Ramaputta. Cả hai vị đều tu theo phép du già và chứng được những cấp thiền định cao nhất. Ngài Arara chứng được cấp thiền vô sở hữu xứ, còn ngài Usaka thì chứng được cấp thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là những cấp thiền thuộc về vô sắc giới cao nhất mà các tu sĩ du già có thể đạt được thời bấy giờ. Thái tử học đạo với thiền sư Arara Kalama và đạt đến cấp thiền vô sở hữu xứ, rồi thái tử tự suy nghĩ rằng Pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt, vô sở, hữu xứ. Như vậy, này, Apgi Nesjana, ta không tôn kính Pháp này và từ bỏ Pháp ấy, ta bỏ đi. Thái tử rời khỏi đạo tràng của Arara Kalama rồi vượt sông Hằng tìm đến đạo tràng của Osaka Ramaputa học đạo. Ở đây, thái tử cũng được vị thầy này sẵn sàng chỉ dạy. Thái tử tu tập chẳng bao lâu liền nhập được Định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Định phi tưởng phi phi tưởng xứ là một loại định cao nhất của ngoại đạo lúc bấy giờ, nên các vị thầy ngoại đạo khó có ai tu đạt được thiền định này nhưng chỉ có thái tử nỗ lực tu tập trong một thời gian ngắn mà ngài đã nhập được một cách dễ dàng. Khi nhập xong, định phi tưởng phi phi tưởng xứ, thái tử được ngài Ujaka Ramaputta tôn sùng với sự tôn kính tối thượng. Vì pháp định này không đưa ngài đến an tịnh giác ngộ niết bàn, cho nên ngài cũng từ bỏ pháp ấy rồi ra đi. Ngài tuần tự du hành nước Ma Kiệt Đà và quyết định tu lạc tại Yêu Lâu Tần Loa, vì nơi đây là một địa điểm khả ái, có nhóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần với một chỗ lội qua dễ dàng và chung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Cùng đến nơi đây, với thái tử còn có 5 nhà tu khác là các ông Kiều Trần Như, Côn Gia Na, Ác Bê, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Họ đi theo và tôn kính Ngài như là đấng đạo sư của họ và họ hy vọng rằng khi Ngài chứng được chân lý bằng cách hành xác thì Ngài sẽ chuyển lại chân lý đó cho họ. Lối tu này đòi hỏi hành giả phải sống một cách kham khổ từ nhịn ăn uống đến dãi nắng dầm xương hành thân, hoại thể một cách ghê rợn. Ngài đã sống 6 năm trong chỗ hoang dã ghê sợ, trong những bãi tha ma hay những nơi dơ bẩn. Ngài từ chối tắm giặt và không mặc áo quần. Tệ hại hơn nữa, Ngài còn dầm mình trong nắng hạ ban ngày và chịu lạnh buốt trong những bụi cây của những đêm đông. Ngài không cần dùng nhiều thực phẩm, cố gắng nhịn đói, Ngài chỉ ăn một hạt mè, dần dần cho đến khi cái thân đẹp đẽ vốn là thân đế phương, mà giờ đây đeo rút lại chỉ còn da bọc xương. Bởi vì Ngài nghĩ rằng nếu muốn đạt đến chỗ giác ngộ tối thượng thì mình phải can đảm từ bỏ những gì bên ngoài đã làm cho mình vướng bận cũng như sự thỏa mãn của thân thể. Đại Kinh Sakaka Trung Bộ Kinh diễn tả lại hành trình tu khổ của Thái tử như sau. Này, Agip Vesana. Rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này, Agip Vesana, chư thiên đến ta và nói như sau. Này thiện hữu, hiền giả chưa có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả và như vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này, Agip Vesana, ta suy nghĩ như sau. Nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta và như vậy ta vẫn sống. Thời như vậy ta tự dối ta. Này, Agip Vesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói như vậy là đủ. Này, Agip Vesana, rồi ta tự suy nghĩ như sau. Ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu nhỏ. Và này, Agipesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu vì ta ăn quá ít tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo vì ta ăn quá ít bàn chôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà vì ta ăn quá ít xương sống vô bầy của ta giống như một chuỗi banh vì ta ăn quá ít các xương sườn gầy mòn của ta giống như xui cột một nhà sàn hư nát vì ta ăn quá ít nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhưu, khô cằn như trái bí đắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu, khô cằn. Này, Agipesana, nếu ta nghĩ ta hãy giờ ra bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy nếu ta nghĩ ta hãy giờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy vì ta ăn quá ít nên này agipesana da bụng của ta đến bám chặt xương sống này agipesana nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít này Agivesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Agivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Vì quyết tìm chân lý giải thoát, Thái tử thực hành khổ hạnh cho đến khi tấm thân vương giả nay chỉ còn da bọc xương mà vẫn không chứng được pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh thái tử tâm trí bồi hồi bâng khuâng tự hỏi hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ một hôm vì quá kiệt sức ngài quỵ ngã bên dòng sông ni liên và khi tỉnh dậy ngài mới tỉnh ngộ mà nhận thấy rằng lối tu này chỉ hành hạ thân xác mà không giải thoát được gì. Ngài nghĩ rằng những dối rắm và những căn nguyên của sự đau khổ không phải là từ bên ngoài mà chính là khả năng để từ bỏ những dục vọng từ trong tâm. Sau khi Ngài thọ bát cháo sữa do một thôn nữ tên là suzata Cúng Dường, sức khỏe của Ngài lần hồi khôi phục. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Pitpala, Tát Bạt La, sau này được gọi là cây bồ đề, có nghĩa là cây giác ngộ, ngồi tĩnh tọa dưới cây bồ đề, quán chiếu, cảm giác, thân và chi giác, tâm trên một nắm cỏ khô, than phiền và thề rằng. Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Rồi Thái tử bắt đầu tư duy Ta biết trong khi vụ thân ta thuộc dòng Saka, Thích Ca, Đang Cẩy và ta đang ngồi dưới bóng mát cây Diêm Phù Đề, Jambu, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh có tầm, có tứ. Khi an chú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ trăng. Và này, Agivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Từ đó, Thái tử thiền định suốt 49 ngày đêm, chứng tứ thiền như sau. Và này, Agivetsana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh, có tầm, có tứ. Này, Agivetsana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Diệt, tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định xanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này Agivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ chú xả, tránh điệp tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là giản niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Này Agivestana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ yêu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, giản niệm, thanh tịnh. Này Agivestana, như vậy Lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Sau khi chứng từ thiền kinh Sakaza tiếp tục diễn tả lại cuộc hành trình đưa thái tử Đắc Tam Minh như sau. Trước nhất, ngài Đắc Túc mạng minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta à, dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này, Agivesana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agivesana, lạc thọ xanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta rồi tiếp theo ngài đắc thiên nhãn minh với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ. Kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo tránh kiến, tạo các nghiệp theo tránh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ ràng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này, Agipesana, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agipesana, lạc thọ xanh nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Và sau cùng, Ngài đắc lậu tận minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyền dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí ta biết như thật đây là khổ biết như thật đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là sự diệt khổ biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã diệt, phạm hành đã thành, việc cần làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Agivesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agivesana, lạc thọ xanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Dựa theo tiến trình trên, Đức Phật trước hết ly dục, ly bất thiện pháp, buông xả tất cả, tâm của ngài hoàn toàn trong sáng, không lạc, không khổ, không hỷ, không yêu và sau cùng ngài đắc tứ thiền, tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng đối với Phật giáo, định không phải là mục đích sau cùng bởi vì cứu cánh tối thượng của đạo Phật vẫn là trí tuệ, wisdom. Tiến trình giới, định, tuệ thì trong đó định đóng vai trò cũng quan trọng nhưng việc đạt được định không đưa lại sự giải thoát vì định chỉ có thể thanh lọc tâm ở những trạng thái bình thường chứ không thể phá vỡ những tập khí, hành động hay phiền não núp sâu thẳm trong tâm. Vì thế, vào thời Đức Phật còn tại thế, ngoài Phật giáo ra còn nhiều tôn giáo khác có thể đưa hành giả vào định.Xa hơn nữa, có rất nhiều ngoại đạo cũng luyện được năm thần thông nhưng họ đâu có giải thoát Tuy nhiên đối với Phật giáo, một vị đắc thánh quả bắt buộc phải chứng các tầng thiền định. Thí dụ, một vị đắc quả A-la-hán thì chắc chắn vị ấy đã chứng tứ thiền. Ngược lại, một hành giả chứng tứ thiền có thần thông nhưng chưa chắc đã đắc một thánh quả nào. Tại sao? Một, tứ thiền đã có trước thời Đức Phật, chứ không phải do Đức Phật khám phá ra, bởi vì lúc ấy bấy giờ bà la môn giáo và nhiều trường phái khác cũng quan tâm đến khổ đau của con người và họ cũng cố tìm phương thức thoát khổ có rất nhiều giải đáp nhưng tựu chung chỉ có năm quan hệ về giải thoát khổ đáng chú ý là thọ hưởng dục lạc là giải thoát khổ lạc sơ thiền là giải thoát khổ lạc nhị thiền là giải thoát khổ lạc tam thiền là giải thoát khổ lạc tứ thiền là giải thoát khổ Thế thì tứ thiền là đỉnh cao tối thượng lúc bấy giờ, nhưng bỏ khổ tìm lạc thì trung quy vẫn còn nằm trong cái khổ. Vì đâu có hạnh phúc nào kéo dài mãi hoặc cứ sống hoài trong hạnh phúc thì sẽ nhàm chán, không còn là hạnh phúc nữa. Vì thế, tứ thiền dựa theo Phật giáo phải là không lạc, không khổ, không hỉ, không yêu. 2. Sau khi chứng thiền định, hành giả phải tiếp tục theo pháp tu thiền quán Thiền, minh sát, thiền trí tuệ, vipassana để phát triển trí tuệ. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã khám phá ra 16 tuệ minh sát, chi tiết trong phần cuối của chánh định cần phải tu tập để đạt đến tứ quả thánh bởi vì trí tuệ là yếu tố trực tiếp đưa đến giải thoát giác ngộ sau cùng, trong khi đó giới và định chỉ đóng vai trò gián tiếp. Chỉ có thiền quán đưa hành giả đi sâu vào tâm thức, tìm đến cội nguồn của phiền não ô uế bất tịnh, ngay cả những phiền não vi tế núp sâu thẳm trong tâm để quan sát sự thật, hóa giải chúng và sau cùng đưa đến trí tuệ viên mãn và giải thoát. Đây là điểm đặc thù chỉ riêng Phật giáo mới có. Chính tuệ giải thoát đã tạo ra sự giác ngộ, chứ tuyệt đối không phải do sự nương tựa từ tha lực của bất cứ một vị nào và dĩ nhiên không phải là do ngẫu nhiên mà hốt nhiên đại ngộ. Do đó, một khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, thái tử bắt đầu thiền quán, minh sát tuệ cho đến khi trí tuệ bừng sáng, chứng Tam Minh. Từ đó ngài đã khám phá ra chân lý tối thượng Tứ Diệu Đế mà trong đó bát chánh đạo là độc lộ để có giải thoát, giúp ngài biết như thật về vô thường, vô ngã, về nhân duyên, về niết bàn và về khổ, nguyên nhân của khổ, của sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Ngài đắc lục đại thần thông và chứng ngộ niết bàn mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài nào khác ngoại trừ trí tuệ toàn giác của Ngài. Nói cách khác, chân lý Đức Phật khám phá không phải là những lời thần khải mà đây là sự khám phá tối thượng của đấng giác ngộ về bốn sự thật của nhân sinh vũ trụ. Trong đó, bát chánh đạo mới thực sự là con đường đưa đến thoát khổ. Bát chánh đạo gồm cho cả phàm nhân và thánh còn bát thánh đạo chỉ dành riêng cho những thánh giả đã đi qua lộ trình này và đã đến nơi an lạc tối thượng, nếm được hương vị giải thoát niết bàn. Chính Đức Phật đã tóm gọn toàn bộ giáo pháp của Ngài như sau. Như biển lớn chỉ có một vị duy nhất, này các tỳ kheo, vị mặn của muối. Cũng như thế, giải pháp và giới luật của ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị của giải thoát. Mặc dù giới và định chỉ đóng vai trò gián tiếp trong tiến trình đưa đến giải thoát, nhưng giới và định lại là điều kiện tối cần thiết bởi vì người thực hành giới đứng đắn khiến tâm được an tĩnh, nhờ tâm an tĩnh mới có thể thực hành định thành công. Ngược lại, nếu không thực hành giới đứng đắn thì toàn bộ tiến trình giải thoát hoàn toàn sụp đổ cũng như xây nhà trên cát. Sau cùng, nhờ có định mà thực hành tuệ quán, kết quả đưa đến giải thoát. Đây là đạo lộ duy nhất do chính Đức Phật đã vạch ra, tức là Tam vô lậu học giới định tuệ, dẫn đến sự giải thoát bằng tứ thánh quả. Nói cách khác, nếu đạo lộ tu tập nào dẫn đến bốn quả thánh, nhập lưu, nhất lai, bất lai, a la hán thì đạo lộ đó đúng là giáo pháp của đạo Phật vào thời Đức Phật còn tại thế, thực sự nguyên thủy, chuli, original. Đức Phật đã vạch ra một con đường tu tập rất chính xác và rõ ràng như là một khoa học về tâm linh, mỗi bậc thiền chứng đắc đều có tiêu chuẩn xác định và mỗi tầng thiền tuệ đều có diễn tả và hướng dẫn rõ ràng để giúp hành giả thấu rõ từng bước trên con đường giải thoát. Đạo Phật tuyệt đối không có gì là bí mật cả, Đức Phật không giấu chúng sinh bất cứ những gì ngài chứng đắc. Vì thế khi giảng pháp, hai bàn tay Đức Phật lúc nào cũng buông xả vì thế vào thời Đức Phật còn tại thế, không những chỉ Đức Phật chứng thành quả mà còn có trên 1.250 vị A-la-hán và biết bao thánh giả khác trong ba tầng thánh còn lại. Tóm lại, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã chính đắc giải thoát giác ngộ và Ngài là một mẫu mực, một gương mẫu tối thượng của cuộc đời. Chính Ngài đã chứng minh khả năng đạt được giải thoát hoàn toàn tất cả mọi trói buộc của tâm, hoàn toàn thoát khỏi khổ đau và dĩ nhiên thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Vai trò của Ngài đối với nhân loại như là một người chỉ đường, là đấng đạo sư giúp họ nỗ lực, tinh tấn, tu tập để dập tắt những ngọn lửa, tham, sân, si đang bùng cháy trong tâm của họ mà đạt đến cứu cánh tối thượng là giải thoát Niết Bàn và trở thành các bậc thánh giả A-La-Hán. Như thế trong thời kỳ nguyên thủy gốc, Đức Phật chính là một con người lịch sử, là một bậc thầy vĩ đại, là đấng tôn kính cho cả trời và người, là đấng tránh biến chi. Đối với Phật giáo, chứng đắc là khả năng buông bỏ chứ không phải được đắc, cho nên càng chứng đắc, các tầng thánh cao thì khả năng buông bỏ càng cao cho đến khi buông bỏ tận cùng thì trở thành Phật. Trước hết, nếu hành giả có thể buông xả chấm dứt hoàn toàn ba thứ phiền não là thân kiến, thấy có ngã phân biệt mình và người, hoài nghi, nghi ngờ chánh pháp và giới cầm thủ giữa giới ngoại đạo, tin vào mê tín dị đoan, cúng tế thì chứng tầng thánh trí thứ nhất là tu đà hoàn, sota dự lưu. Sau đó, hành giả có thể làm giảm nhẹ dục ái và sân hận đủ để ta không bao giờ nhìn thấy vị ấy khởi tham lam và sân hận thì chứng tầng thánh trí thứ nhì là tư đà ham bây giờ nếu hành giả chấm dứt hoàn toàn dục ái và sân hận tiềm tàng dưới dạng vi tế thì chứng tầng thánh trí thứ ba là a nan hàm cuối cùng hành giả chấm dứt toàn bộ phiền não thì chứng tầng thánh trí thứ tư là a la hán nghĩa là thực sự giải thoát giác ngộ viên mãn người mà đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo hãy lắng nghe câu chuyện của ngài Kotika hỏi ngài Xá Lợi Phất trong kinh Silavanta Sutra. Một vị đã đắc quả A La Hán còn hành thiền để làm gì? Có phải để tiến đến bích chi Phật, độc giác Phật không? Hay vị ấy sẽ trở thành bậc tránh đẳng tránh giác? Ngài Xá giá Lợi Phất trả lời: Không, cũng không phải vậy. Là A La Hán vị ấy đã chấm dứt vòng sanh tử, tử sanh và sẽ nhập niết bàn. Một vị A-la-hán đã hoàn toàn trong sạch, không còn mảy may ô nhiễm nào để thanh lọc hoặc làm giảm suy. Tất cả, mọi hoặc lậu đã được diệt trừ tận cội dễ. Do đó vị ấy không còn pháp tu tập nào nữa để phát triển nhằm loại trừ hoặc làm giảm suy ô nhiễm ngủ ngầm. Ngài cũng không còn giới, định hay tuệ nào nữa cần phải trau dồi cho được toàn hảo. Như vậy, Ngài không cần phải gia công làm cho điều gì trở nên toàn hảo, cũng không cần phải tăng trưởng để làm cho những gì đã toàn hảo trở nên càng toàn hảo hơn. Một vị A-la-hán hành thiền minh sát chắc chắn không phải để tìm những lợi ích tương tự. Thế thì Phật hay là đứng tránh đẳng, tránh giác cũng là những vị a la hán nhưng họ tự mình chứng đắc và là đạo sư hướng dẫn cho những người hữu duyên chứng a la hán và những vị a la hán này được gọi là thanh văn giác, những người giác ngộ nhờ nghe và thực hành theo lời Phật dạy. Độc giác Phật cũng là quả vị a la hán nhưng là những vị tự mình chứng ngộ a la hán và không thể hướng dẫn người khác chứng ngộ la hán. Đại thừa gọi độc giác Phật là duyên giác Phật Tuy nhiên giáo lý duyên khởi và chân lý tứ diệu đế vốn dĩ là một, cho nên trong Trung Bộ kinh Đức Phật đã xác định rằng ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Do đó, không hề có chuyện một bậc A la hán là người giác ngộ chân lý tứ diệu đế mà lại không thấu biết về giáo lý duyên khởi, hay ngược lại, một vị độc giác Phật lại mù mờ về chân lý tứ diệu đế. Vậy thế nào là ta minh. Một, túc mạng minh, túc là đời trước, mạng là sinh mạng còn minh là sáng suốt, do đó túc mạng minh là sáng suốt để thấu biết rõ ràng những đời trước của mình. Đây là lời giải đáp câu hỏi con người chúng ta từ đâu mà đến, Đức Phật đã thấy rõ vô số tiền kiếp của mình như việc mới xảy ra hôm qua. Đời trước ngài là ai, tên gì và sống ở đâu? từ đó vô số kiếp hiện ra trước mắt ngài một kiếp qua đi thì kiếp khác lại đến hai thiên nhãn minh là con mắt sáng suốt thấy rõ ràng những gì rất xa một cách tường tận ngài đã thấy sự sanh tử của chúng sinh dựa trên cánh nghiệp mà chính họ đã tạo ra sự thấy biết của ngài như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng đức phật thấy rằng con người chết rồi không phải là hết mà phải theo nghiệp để thọ sanh trong lục đạo luân hồi. Đây là câu trả lời cho nghi vấn rằng sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Ba lậu tận minh, lậu là rơi rớt, tận là chấm dứt là hết. Do đó lậu tận minh là biết tưởng tận để không còn rơi rớt vào trong lục đạo luân hồi. Đức Phật đã thấy nguyên nhân nào chúng sinh có sanh tử và phương cách nào chấm dứt sự sinh tử để không còn rơi rớt, trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. Đây chính là chân lý tứ diệu đế. Con người không còn sinh tử, tức là vĩnh viễn, không còn khổ đau. Và đây là câu trả lời cho nghi vấn rằng cuộc đời này đầy dễ khổ đau, do đó nếu muốn thoát khổ và ra khỏi vòng sinh tử thì phải làm sao? Thế rồi lúc bình minh vừa ló dạng, bầu trời thật đẹp và trong sáng, chim muôn, líu lo trên cành, thật là một bồng lai tại thế. Bởi vì từ đây nhân loại có được một đấng giác ngộ, người mà đã dám hy sinh, từ bỏ tiền tài, danh vọng để đổi lấy cuộc sống tu hành khắc khổ. Cố tâm tìm đạo để cứu giúp chúng sinh còn đang lặn hụp trong vòng sinh tử trầm luân. Vì sự giác ngộ đó, nhân loại đã gọi ngài là bậc tránh đẳng, tránh giác kể từ đây thái tử tất đạt đa không còn nữa ngài trở thành đức thích ca mâu ni phật sau khi thành đạo dưới cội bồ đề đức phật đã dùng 7 ngày để tận hưởng hạnh phúc của sự giải thoát giác ngộ trong đêm cuối cùng của ngày thứ bảy đức phật quán xét giáo lý thập nhị nhân duyên canh đầu tiên ngài suy ngẫm về chiều thuận nghĩa là chiều sinh tử do vô minh có hành sinh do hành có thức sinh do thức có danh sắc sinh do danh sắc có lục nhập sinh, do lục nhập có xúc sinh, do xúc có thọ sinh, do thọ có ái sinh, do ái có thủ sinh, do thủ có hữu sinh, do hữu có sinh sinh, do sinh sinh có lão. Tử, sầu, bi, khổ, yêu, não sinh hay toàn bộ khổ uẩn sinh, đây gọi là duyên khởi. Canh thứ hai, Ngài suy ngẫm thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, tức là chiều giải thoát do vô minh diệt nên hành diệt do hành diệt nên thức diệt do thức diệt nên danh sắc diệt do danh sắc diệt nên lục nhập diệt do lạc nhập diệt nên xúc diệt do xúc diệt nên thọ diệt do thọ diệt nên ai diệt do ái diệt nên thủ diệt do thủ diệt nên hữu diệt do hữu diệt nên sanh diệt do sanh diệt nên lão tử sầu bi khổ yêu não diệt đến canh thứ ba, ngày suy ngẫm thập nhị nhân duyên theo chiều thuận và nghịch. Thập nhị nhân duyên là giáo lý duyên khởi, nghĩa là khi cái này nhân có thì cái kia quả có, cái này nhân diệt thì cái kia quả sẽ diệt. Nói cách khác, nhân duyên trong 12 nhân duyên có nghĩa là nhân duyên khởi, tức là sự nương tựa vào nhau mà sinh khởi, đó là do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này không có mặt cái kia không có mặt, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này diệt, cái kia diệt. Bát Chánh Đạo. Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, cốt là để đi tìm chân lý cứu khổ, một con đường giải thoát trước tiên là cho chính ngài chứ không phải mang một tâm tư hoài bão vĩ đại muốn cứu rỗi cho tất cả mọi chúng sinh. Ngài đã ra đi, bỏ lại tất cả viễn ly mọi ràng buộc thế tình, trở thành một nhà tu khổ hạnh và phải tranh đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để mong tìm thấy được ánh sáng chân lý. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tìm ra con đường giải thoát, có được thanh tịnh niết bàn và giác ngộ viên mãn. Ban đầu, Ngài có khuynh hướng giữ im lặng, không muốn đem giáo pháp Ngài vừa thực chứng dưới cội Bồ Đề giảng giải lại cho thế gian. Nếu ta đem con đường đạo Pháp ra thuyết giảng mà chẳng có ai hiểu được, thì việc ấy chỉ mang lại thất vọng và nhọc nhằn cho ta. Trung A Hàm Thật vậy, những ai chỉ biết tìm lạc thú trong dục vọng, nấp mình sau tấm màn của u mê thì sẽ không thể nào quán thấy được sự thực. Trung A Hàm Có lẽ lúc đó, Ngài muốn theo đuổi con đường của một vị độc giác vật. Sau khi vị Phạm Thiên Sahampati năn nỉ rằng, Xin vị thầy tối thượng chứa nên phiền muộn, hãy nhìn vào chúng sinh đang phải gánh chịu, đau buồn và khổ ải vì vướng mắc trong sự hình thành và giàn nua. Hỡi vị tối thắng trong cuộc chiến, hãy đứng lên, hỡi vị tối thượng, hãy hy sinh tất cả để bước vào cái thế giới này. Cứ đem giáo lý ra thuyết giảng, rồi đây cũng sẽ có người hiểu được. Trung A Hàm Thì Đức Phật mới nhận lời sẽ truyền lại những gì Ngài thật chứng cho chúng sinh để cùng có giải thoát niết bàn và đạt đến cứu cánh tột đỉnh là giải thoát ra khỏi biển sinh tử trầm luân. Vì thế, Đạo Phật mới gọi là Đạo Giải Thoát. Giải là cởi mở, nghĩa là cởi mở những trói buộc để thoát ra khỏi mọi hình thức đau khổ của cuộc đời. Nhưng làm thế nào để truyền mê khai ngộ cho tất cả mọi người? sứ mạng cao cả Đức Phật muốn thực hiện là phải hóa độ và kết nạp đệ tử. Những người đệ tử đầu tiên này phải có kiến thức để thấu hiểu giáo lý của Ngài, rồi sau đó mới nới rộng đến tất cả mọi người. Ngài thiết lập tỳ kheo, nam phái trước, rồi tỳ kheo ni, nữ phái sau. Trước hết, Đức Phật muốn đem giáo lý ấy truyền cho hai vị tiền sư Alara Kalama và Usaka Ramaputta đã dạy cho Ngài thiền vô sắc lúc ban đầu. Theo Kinh Thánh Cầu Trang 379, Đức Phật đã nói cùng các tỷ kheo rằng Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ. Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu tránh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ. Này có Alara Kalama là bậc trí đức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu tránh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến và nói với ta như sau. Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo Ta lại nghĩ Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên Ai sẽ mau hiểu tránh pháp này Rồi này các tỷ kheo Ta lại nghĩ Nay có Osaka Ramaputa Là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt Đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Udaka Ramaputa Vị này sẽ mau hiểu tránh pháp này Rồi chư thiên đến nói với ta như sau: Bạch Thế Tôn, Uzaka Ramaputa đã mệnh trung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uzaka Ramaputa. Nếu nghe pháp này, Uzaka Ramaputa sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? ai sẽ mau hiểu tránh pháp này rồi này các tỷ kheo ta lại nghĩ nhóm năm tỷ kheo này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần nhóm ấy thật giúp ích nhiều vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo rồi này các tỷ kheo ta lại nghĩ nay nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu này các tỷ kheo với thân nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy nhóm 5 tỷ kheo hiện ở Parisina, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ở tại Uruvela, lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Paranasi. Như lời nguyện xưa là ai thành đạo trước thì tìm độ cho nhau, cho nên Đức Phật liền tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho năm người bạn đồng tu khổ hạnh với ngày trước kia, đó là các ông Kiều Trần Như, Ác B, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Đức Phật trên đường đến vườn nai bằng bước chân thanh thoát xuất trần với dáng vẻ người người trí tuệ và bằng ánh nhìn trong sáng từ bi qua chiếc áo sách nhiều năm tháng vất vơ trong gió sớm mưa chiều. Ngài thong dong bước với bình bát trong đôi tay vàng óng ả. À với mái đầu, tóc xoắn, điểm, phong xương. Bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật nói về chân lý tứ diệu đế, mà đầu đề bài kinh là Dhamaka Kappa Vatana, có nghĩa là chuyển bánh xe pháp. Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên theo hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đam mê, thú vui, nhục dục thế gian. Thực ra đó chỉ là những cái vui tầm thường, nhất thời và ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Còn cực đoan thứ hai là khổ hạnh, ép xác chỉ làm mệt mỏi tinh thần và mê mờ trí tuệ. Vì thế cả hai đều có hại và vô ích. Con đường mà Đức Phật muốn nói ở đây chính là con đường trung đạo dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và sau cùng sẽ được giải thoát. Con đường giải thoát này chính là Bát Chánh Đạo. Đức Phật thuyết giảng bài kinh Truyền Pháp Luân lần đầu tiên vào ngày rằm tháng 6. Ngài Đại Đức Kiều Trần Như, chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật cho phép Ngài xuất gia thọ tỳ khiêu đầu tiên. Ngay khi ấy, Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo trọn vẹn đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Trong nhóm năm tỷ khiêu Ngài Nan Kiều Trần Như trở thành bậc thánh nhập lưu, còn lại bốn vị tỳ khưu khác Đức Phật còn phải dạy dỗ. Sáng ngày 16 tháng 6, Đức Phật không ngự đi khất thực, ở lại trong khu rừng để dạy dỗ ngài vappa và ngài Bahadisa. Còn ba vị tỳ khưu ngài Kodana, ngài Mahanama và ngài Asaji đi khất thực. Đem về, dâng vật thực đến Đức Phật. Phần vật thực còn lại, phân chia đều cho 5 tỷ khiêu độ trong ngày. Ngày 16 tháng 6, Ngài Pháp Ba trở thành bậc thánh nhập lưu và được Đức Phật cho phép thọ tỷ khiêu cũng theo cách các ông hãy đến với Như Lai. Ngày 17 tháng 6, Đức Phật dạy dỗ Ngài Bahadisa, Ngài Mahanama, còn Ngài Kodana ngài và bà và ngài Asaji đi gất thực, đem về dâng vật thực đến Đức Phật. Phần vật thực còn lại chia đều cho 5 tỷ khiêu. Ngày 17 tháng 6, ngài ba Bahadisa trở thành bậc thánh nhập lưu và được Đức Phật cho phép thọ tỷ khiêu theo cách các ông hãy đến với Như Lai. Ngày 18 tháng 6, Đức Phật dạy dỗ ngài Mahanama và ngài Asaji, còn ngài Kondana, ngài Papa và ngài Bahadisa đi khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức Phật. Phần vật thực còn lại chia đều cho năm vị tỷ khiêu. Ngày 18 tháng 6, ngài Mahanama trở thành bậc thánh nhập lưu và được Đức Phật cho phép thọ tỷ khưu theo cách các ông hãy đến với Như Lai ngày 19 tháng 6, Đức Phật dạy dỗ ngài Asaji còn bốn vị tỳ-khiêu đi khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức Phật. Phần còn lại chia đều đến năm vị tỷ khiêu Ngày 19 tháng 6, ngài Asaji trở thành bậc thánh nhập lưu và được Đức Phật cho phép thọ tỷ khiêu theo cách các ông hãy đến với Như Lai. Như vậy, nhóm năm tỷ khiêu đều trở thành bậc thánh nhập lưu, mới là bậc thánh thứ nhất trong giáo phật với tâm nguyện dìu dắt, nâng đỡ năm nhóm tỳ khiêu lên bậc thánh A La Hán, ngày 20 tháng 6, Đức Phật thuyết bài kinh Vô Ngã. Các ông hãy đến với Như Lai. Đây là nói về chân lý vô ngã, không có cái ta, trong đó Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này đều không ngừng tác tạo, vì là do nhân duyên, nhân này quả nọ mà thành chứ không có một vật thể nào tự chúng có được nên tất cả mọi hiện tượng đó không có thực thể không có tự tánh tức là vô ngã con người chúng ta cũng thế không có cái gì gọi là cái tôi hay cái của tôi tức là vô ngã đức phật gọi cái tôi chỉ là một ảo giác do tâm thức biến hiện sự sai lầm con người luôn đồng hóa ngũ uẩn thân tâm là tôi cho nên họ luôn bám chặt vào nó như là một cá thể vững bền nói một cách tổng quát thân thể con người gồm có hai phần là thân xác và tâm linh phần thân xác có hình dáng nên gọi là sắc uẩn và phần tâm linh gồm có thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn tuy nhiên trong kinh nike ngũ uẩn thường được gọi là ngũ thủ uẩn nghĩa là năm đối tượng của sự chấp thủ của tâm tham ái vì thế ngũ uẩn là nguyên nhân của biết bao nỗi khổ niềm đau mà con người gánh chịu trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ngược lại đối với người giác ngộ thì ngũ uẩn lại là phương tiện giúp họ giải thoát. Vì vậy Phật và ta không hai, không khác, không thể tìm Phật ngoài tấm thân ngũ uẩn này được. Sự bám víu và cái tôi chính là nguyên nhân đem lại biết bao nỗi khổ đau trong sự sống kiếp này và mãi mãi về sau. Bởi vì chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng nghĩa là tất cả các pháp từ xưa đến nay tánh chúng thường vắng lặng không hạnh phúc và cũng chẳng có khổ đau vì thế khi nói khổ đau và hạnh phúc là có sự hiện diện của bản ngã trong đó nghĩa là tôi khổ hay tôi hạnh phúc rồi thí dụ cành hoa tự nó không đẹp không xấu không thơm không thúi cho nên người trí nhìn cành hoa là cành hoa thì tâm an lạc ngược lại nếu cho cành hoa là đẹp thì trong tâm đã có sự so sánh phân biệt. Tại vì mình cho nó đẹp, mình nghĩ nó đẹp, tức là có tự ngã. Thế thì đau khổ là không được như ý mình muốn, còn hạnh phúc là thỏa mãn được ý muốn của mình. Nói cách khác, thỏa mãn được cái tôi thì gọi là hạnh phúc. Ngược lại không thỏa mãn được cái tôi thì gọi là đau khổ, chứ trên thế gian này không có gì khổ đau hay hạnh phúc cả do đó khi không còn sống với bản ngã người đó trở về sống với thực tánh pháp thì gọi là giải thoát thế thôi thật vậy sau khi nghe đức phật thuyết bài kinh vô ngã tướng xong nhóm năm tỷ khiêu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc từ nhất lai thánh đạo nhất lai thánh quả bất lai thánh đạo bất lai thánh quả cho đến a la hán thánh đạo a la hán thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh a la hán cao thượng trong phật giáo diệt đoạn tuyệt hoàn toàn mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót. Như vậy, Đức Phật có năm vị Thánh A-La-Hán đã xuất hiện trên thế gian này. Khi thành lập tăng đoàn, Đức Phật gọi tất cả người xuất gia là tỷ khiêu, tức là khất sĩ. Khất sĩ không nhất thiết chỉ là người khất thực mà phải là người thấy được sự nguy hiểm của tham ái trong luân hồi. Khất sĩ là người thực sự buông bỏ, vì thế từ Đức Phật đến 1,250 vị a la hán khác đều là cất sĩ và họ chỉ có duy nhất tam y nhất bát. Cuộc sống của người giác ngộ rất đơn giản, thanh thản và được thể hiện bằng nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Nghĩa là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đương qua. Vậy, thế nào là bát chánh đạo? Bát chánh đạo là con đường chân chính, có tám nhánh, giúp chúng sinh hướng đến một đời sống đạo đức nhân bản, có cuộc sống cao thượng và hạnh phúc. Cao hơn nữa, thực hành rốt giáo bát chánh đạo sẽ đưa hành giả đến đời sống an lạc, thanh tịnh, giải thoát niết bàn. Cũng bát chánh đạo đó mà những bậc thánh giả nương theo để có thể giải thoát giác ngộ thì gọi là bát chánh đạo trong tám nhánh của bát chánh đạo tất cả đều liên hệ với nhau bồi đắp cho nhau rất mật thiết nhánh nào cũng làm nhân và đồng thời làm quả cho bảy nhánh kia vì thế tuy có tám nhánh nhưng tựu chung cũng quyện tròn thành một đó là độc lộ giải thoát một tránh kiến kiến là cái nhìn cái thấy và tránh là ngay thẳng tránh kiến dựa theo định nghĩa thông thường của cuộc đời là cái thấy biết đúng đắn về thực tại, về vạn pháp, về những gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài thân tâm của mình. Sự thấy biết chính xác hay sai lệch ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, cách sống. Vì thế, biết sai lầm sẽ làm cho suy nghĩ và hành động sai lệch theo. Tuy nhiên, muốn thấy biết thật đúng đắn về mình và những gì xung quanh mình thì cái thấy cái biết đó bây giờ phải thân sâu hơn rất nhiều. Cái thấy biết mà người bình thường không bao giờ biết đến, nghĩ đến. Cái thấy biết chẳng những thay đổi cuộc sống con người trở thành hạnh phúc và an lạc nhiều hơn trong khuôn khổ của nền tảng đạo đức nhân bản mà có thể đưa họ đến giải thoát tự tại viên mãn. Tránh kiến mà Đức Phật muốn nói ở đây là cái thấy biết đúng chân thật về đạo đức của cuộc sống, về vô thường, vô ngã, về nhân duyên, về niết bàn và về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Nhân duyên là mối tương quan mật thiết cho sự hình thành và sự sống còn của nhân sinh vạn vật. Bởi vì cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt tất cả mọi vật thể trong thế gian này là do sự kết tập bởi biết bao nhân duyên, cho nên chúng không có tự thể, tự tánh, vì thế tất cả đều là vô ngã. Muốn hiểu vô ngã hay không có tự tánh thì trước hết phải hiểu thế nào là ngã hay tự tánh. Ngã là bản chất để tự nó có thể phát triển và sinh tồn mà không cần đến sự giúp đỡ bởi những nhân duyên khác. Nếu hạt lúa có ngã thì tự nó lớn lên rồi trở thành cây lúa nhưng hạt lúa không thể tự nó phát triển được nếu không có những trợ duyên như đất, nước, phân, bón, ánh sáng. Vì thế tự tánh của hạt lúa là vô ngã, hay nói cách khác là hạt lúa không có tự tánh. Bất cứ bạn pháp nào trên thế gian này mà muốn sinh tồn hay phát triển được đều cần phải có trợ duyên. Cái xe là sự tổng hợp của biết bao, sắt, kim loại, plastic và công phu của bao nhiêu người thợ. Cái nhà chúng ta đang ở là do cây, gỗ, gạch, ngói và công thợ tạo thành mà chính cây gỗ, gạch ngói không thể tồn tại bởi chính nó cho nên toàn bộ cái nhà không thể nào tồn tại được. Vì thế cái nhà cũng là vô ngã, nghĩa là cái nhà này một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi vì phải chịu ảnh hưởng bởi luật vô thường, sinh trụ dị diệt. Con người thì cũng thế, thân tâm có được là do sự kết tập và vận hành của ngũ uẩn, sắc thọ Tưởng, hành thức vậy thử xem thân tâm có vô ngã không sắc uẩn là sự tập hợp của đất nước gió lửa mà trong đó hàng triệu hàng tỷ tỷ nguyên tố biến đổi từng sát na muốn những nguyên tố đó tồn tại hay muốn bảo tồn sự sống thì thân cần ngoại duyên cho nên thân là vô ngã trong tương ưng bộ kinh Đức Phật dạy rằng này chưa từ khiêu sắc là vô thường cái gì vô thường là khổ cái gì khổ không phải là tự ngã cái gì không phải tự ngã ắt không phải là của ta không phải là ta không phải là tự ngã của ta khi sắc thực sự sinh khởi ta phải phân biệt nó với chánh kiến như vậy thọ uẩn là một nhóm cảm thọ do sáu căn tiếp xúc với sáu trần gặp thuận duyên thì cảm thấy lòng hân hoan vui sướng gặp nghịch cảnh thì lo lắng buồn phiền đau khổ nhưng có vui có buồn cũng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh ra cảm thọ chứ cảm thọ không tự nó có được vì thế thọ uẩn là vô ngã tưởng uẩn là nhóm nhớ về quá khứ mơ ước về những chuyện tương lai nhưng muốn có những ký ức kinh nghiệm để nhớ thì cần có ngoại duyên để xảy ra hoặc đang xảy ra trong tiềm thức, cho nên tưởng uẩn cũng là vô ngã. Hành uẩn là nhóm tác kiến khiến cho thân, khẩu, ý, thực hành mà tạo ra thân, khẩu, ý nghiệp. Khi con người có những tư tưởng xấu ác, lời nói hung dữ hay hành động tàn ác thì trong tâm phải có tác ý bất thiện đó ngược lại nếu chúng ta có những tư tưởng tốt lời nói hài hòa hành động nhân ái thì đây là những tác ý thiện nói chung tập hợp của tất cả tác ý thiện hay bất thiện được thể hiện bằng tư tưởng lời nói hay hành động thì gọi chung là hành uẩn nhưng sự tác ý là do tâm duyên với đối tượng bên ngoài cho nên hành uẩn là vô ngã thức uẩn là nhóm nhận thức từ những đối tượng bên ngoài do sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo thành sáu cái tâm tức là sáu thức vì là do duyên từ bên ngoài nên thức uẩn cũng là vô ngã thân tâm là do sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo mà thành nhưng mỗi uẩn là vô ngã cho nên toàn khối ngũ uẩn là vô ngã nghĩa là thân tâm của chúng ta là vô ngã mà bát nhã tâm kinh gọi là ngũ uẩn dai không do đó nếu chấp thân là ta chấp thọ là ta chấp tưởng là ta chấp hành là ta chấp thức là ta thì một người mà bây giờ có tới năm cái ta hay sao ngay cả sắc uẩn là vô ngã thì làm gì có cái ta trong đó vì thế đức phật dạy rằng ai cho rằng sắc uẩn là ta là của ta là tự ngã của ta thì chắc chắn gặt hái đau khổ thất vọng sầu muộn vấp ngã và tai nạn các uẩn còn lại cũng thế thế thì thân và tâm là vô ngã cho nên không có gì gọi là ta hay là cái của ta nhưng vì còn sống trong vô minh bất giác nên chúng ta thường ngộ nhận cho rằng đây là thân của tôi và tư tưởng ý nghĩa hay lời nói cũng là của tôi khi vui thì cho rằng tôi vui và khi đau khổ thì nói là tôi đau khổ Thật ra tôi đâu có vui hay tôi làm gì biết đau khổ mà chỉ có cái vui hay cái đau khổ, nhưng tuyệt đối không có người vui hay người đau khổ trong đó. Vì ngũ uẩn luôn vận chuyển không ngừng từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong, từ sinh lý đến tâm lý, cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức hoạt động liên tục. Cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt, cho nên toàn bộ sắc, thọ, tưởng, hành thức sinh, khởi liên tục, tạo ra những cảm giác vui buồn, những biến đổi trong thân và tâm mà chúng ta lầm lẫn, ngộ nhận những cảm thọ đó là tôi hay là của tôi. Thí dụ có người đánh vào mặt thì chúng ta kêu, tôi đau quá. Hay có người khen thì chúng ta hãnh diện là tôi sung sướng quá. Thật ra, nếu bị đánh thì thân đau, thân bị chảy máu chứ đâu có dính dáng gì đến tôi, bởi vì sau đó thân hết đau thì nói tôi không còn đau nếu thực sự có cái tôi thì chỉ có một cái tôi duy nhất hoặc là tôi đau quá hoặc là tôi sung sướng quá nhưng cái tôi cứ tuần tự thay hình biến dạng theo cuộc sống thì làm sao gọi đó là cái tôi được sự biến đổi liên tục theo thời gian đó chỉ là vận hành của ngũ uẩn chứ không phải là tôi hay là cái tôi của tôi Thế thường khi chúng ta làm chủ được một cái gì thì cố nắm giữ rồi vội cho đó là của tôi. Chưa có thì cố sức tìm cầu để có và có một thì muốn có mười và cứ thế cái của tôi cứ tăng trưởng cho nên bản ngã cũng phải tăng trưởng theo. Con người là một hợp thể cấu thành bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tồn tại trong thế gian này chỉ khi nào các hợp thể khác ở chung quanh cùng tồn tại, bởi vì tất cả các pháp đều nương tựa vào nhau mà tồn tại. Vì thế, cái tôi chỉ là ảo giác trong tâm của con người, chứ không có thật, vì các pháp luôn luôn biến đổi, không bao giờ cố định. Cái tôi đã không có, thì làm gì có cái của tôi, tài sản của tôi, công danh của tôi, những người yêu thương của tôi mà đã khổ công, gây dựng và gìn giữ con người thì không chấp nhận như thế họ cho thế gian là thật thân này thật những gì họ tác tạo là vĩnh viễn thuộc về họ cho nên đức phật gọi họ là những người chạy theo ảo ảnh nắm bắt ảo ảnh để chuốc khổ vào thân cũng do si mê chấp ngã cho nên không có cái tôi mà vẫn tìm cho tôi giữ cho tôi không có cái của tôi mà con người vẫn nắm giữ bám điếu, chấp chặt ôm khư khư vào lòng của cải thế gian thì làm sao tránh khỏi lo lắng buồn giàu và đau khổ. Sau cùng thực hành tránh kiến rốt giáo là thấu hiểu rõ ràng bốn sự thật, tức là chân lý tứ diệu đế. Trọng tâm của giáo lý Phật Đà nằm trong tứ diệu đế mà Đức Phật tuyên dương ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên chuyển pháp luân cho năm người bạn tu khổ hạnh cũ ở vườn Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại. Giáo pháp là thực tướng, là phương tiện để giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng, dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian này hay không, này các tỷ khiêu, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên là tất cả các vật cấu tạo đều vô thường, khổ và tất cả đều không có gì trường cửu, vô ngã, anatta. Như Lai đã chứng ngộ và thấu triệt điều đấy, Như Lai quảng bá, truyền dạy, tuyên bố, xác định, phân tách và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các vật cấu tạo, hữu lậu đều vô thường, khổ và vô ngã. Và sau cùng, Đức Phật đã khẳng định trong Trung Bộ Kinh rằng Như Lai chỉ dạy một điều, đau khổ và sự chấm dứt mọi đau khổ. Sự thật thứ nhất là khổ, khổ đế đạo phật là đạo như thật không bi quan không lạc quan không siêu hình ảo tưởng mà hiện thực đức phật không phủ nhận có hạnh phúc trong cuộc sống từ vật chất đến tinh thần cho mọi tầng lớp trong xã hội nhưng rất tiếc không có niềm vui hay hạnh phúc nào vĩnh viễn ở mãi với chúng ta nó đến rồi đi bởi vì có duyên sinh thì có duyên diệt nhanh chóng cho nên cuộc sống con người luôn mãi khổ công nhọc kế đi tìm từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác Thế thì cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc phải chăng đó là khổ đau cũng ví như viên thuốc bọc đường. Khi chất ngọt tan mất thì vị đắng sẽ hiện ra. Ông Hoàng bà Chúa có nỗi khổ theo lối vua Chúa. Ngược lại người nghèo khó cũng phải kêu mang những nỗi khổ trong cuộc đời chẳng kém gì. Trong cuộc sống, không nhất thiết phải khóc lóc mới là đau đớn tột cùng, nhưng sẽ có lúc sự câm lặng thầm kín mới gọi là đau. Đau đến nỗi chạm nơi nào cũng thấy nhói. Vậy Đức Phật nói những khổ gì? Ngôn ngữ Đức Phật dùng để thuyết pháp không phải là tiếng Pali mà là tiếng Ma kiệt đà. Thật ra ngôn ngữ Ấn Độ rất phức tạp, ngay cả bây giờ cũng đã có gần trên 15 loại được chính phủ Ấn công nhận, đó là Sanskrit, Urdu, Bengali, Hindi. Trong khi đó Pali không phải là ngôn ngữ thuộc nhóm Indic mà thuộc về thổ ngữ của vùng Trung Ấn giới thượng lưu và thành phần vua chúa Ấn Độ nói tiếng Sanskrit, trong khi đó các thành phần dân chúng nói tiếng Magadhi là ngôn ngữ gốc của Đức Phật và phần lớn thành phần hạ tiện nói tiếng Paishachi. Vào thời Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết giảng rất nhiều trong những cuộc hành trình dài bằng cách đi bộ trong vùng Bắc Ấn gần nửa thế kỷ nhưng chưa có ai nghĩ đến việc kết tập cho nên sau khi ngài nhập diệt các đệ tử cảm thấy bàng hoàng vì sự thiếu vắng của bậc đạo sư. Cuối cùng, họ quyết định kết tập những lời giảng dạy của Đức Phật và cô đọng lại thành kinh điển. Vì thế kinh điển Phật giáo được truyền miệng gần 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt hoàn toàn dựa vào trí nhớ của người đọc kinh. Thế thì ngày xưa, Đức Phật không nói tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, tiếng Anh hay tiếng Pháp mà chỉ nói tiếng Ấn Độ, cho nên trong kinh điển bằng tiếng Pali hay tiếng Sanskrit, Đức Phật chỉ nói Dukha, dịch sang Việt ngữ thì Dukha biến thành khổ, khiến mới nghe Đạo Phật có vẻ quá tiêu cực thụ động. Thật ra, ý nghĩa chữ Dukha rất rộng lớn, bao gồm rất nhiều ý nghĩa và nội hàm, nói lên sự thay đổi từ tâm sinh lý của con người gây ra sự xáo trộn, lo lắng, buồn phiền. Dukha bao gồm cả những hạnh phúc, những mong muốn thành đạt trong cuộc sống nữa chứ. Nói chung, tất cả những biến hành của tâm như vui, giận, yêu, ghét, thương, thích, muốn, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dụng, thất tình đều là túc kha Thật ra bất cứ hạnh phúc nào trong thế gian thì cuối cùng cũng nhàm chán thất vọng, không hài lòng, không thỏa mãn. Hạnh phúc chẳng khác nào như chiếc bóng không bao giờ ôm giữ được bằng đôi tay. Cuộc tìm cầu hạnh phúc lúc nào cũng khó khăn, đến khi có thì hạnh phúc trượt đến, trượt đi và cứ thế con người cứ đi tìm và đi tìm mãi, không ngừng nghỉ. Và hành trình tìm cầu đó có gọi là hạnh phúc bao giờ. Nói chung, tất cả những biến dạng của tâm để cho chúng ta những cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều phát xuất từ ngoại duyên, chứ thật ra trên thế gian này không có gì là khổ đau hay hạnh phúc. Một khi có khổ hay hạnh phúc thì ngay vào thời điểm đó có sự hiện diện của bản ngã, nghĩa là tôi khổ hay tôi sung sướng. Do đó nếu không có sự hiện diện của tôi thì ai đang khổ hay là ai đang sung sướng? Tất cả chỉ là sự cảm thọ của ngũ uẩn chứ không người nào thọ lãnh khổ hay sung sướng cả. Khổ tuy có muôn hình vạn trạng, biến đổi từ sinh lý đến tâm lý, nhưng cho dù khổ có thay đổi kiểu gì, con người có sống ở bất cứ xã hội nào hay làm bất cứ nghề nghiệp gì thì chung quy cũng nằm gọn trong tam khổ, bát khổ. một Tam khổ là ba loại khổ đau mà ai ai cũng phải gánh chịu hàng ngày, khổ khổ là những sự khổ đau luôn chất chồng lên nhau khổ này chưa dứt nỗi khổ khác đã hiện lên tuy nhiên nếu mình không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho mình được bởi vì tâm mình không buông xuôi nổi nên nhớ rằng khi bạn vui phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng ngược lại khi bạn đau khổ bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn hành khổ hành có nghĩa là tác ý là ý muốn làm xuất phát từ bộ óc rồi sau đó mới chuyển thành tư tưởng, lời nói và hành động. Vì thân, khẩu, ý luôn tạo tác cho nên con người phải gánh chịu bao nhiêu hậu quả. Nếu chạy theo dục vọng mù quáng thì thân, khẩu, ý sẽ đọa con người vào những cảnh khổ trầm luân không lối thoát. Vì thế Đức Phật dạy rằng con đường giải thoát là biết thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý của mình. Hoại khổ Thế gian, vũ trụ là do sự kết tập và vận hành của ngũ uẩn, trong đó có thân, tâm của con người. Vì thân tâm là vô ngã, cho nên nó phải chịu sự biến hóa, hoại diệt của luật vô thường, sinh trụ, dị, diệt, nghĩa là có sinh tất, có ngày hoại diệt nếu không thấu hiểu chân lý sinh, già, bệnh, chết, cho nên khi mình có bệnh thì đau khổ, thấy sắc diện không còn trẻ trung đẹp đẽ thì đau khổ, thấy người sắp chết hay mình sắp chết thì phát sinh luyến tiếc, bám níu đau khổ. 2. Bát khổ Ngoài ba thứ khổ não trên, con người hàng ngày thường xuyên phải đối diện trong cuộc sống tám nỗi khổ khác. Mới sinh ra, mắt nhắm nghiền, quang quác, khóc cua tay, chân đá đạp, oa oa, cất tiếng vang cho một kiếp ta bà sinh là khổ khóc dài cho một kiếp nợ trần gian mải xoay vòng trùng điệp bụi vô thường tan tác máu thời gian thân giả tạm mới đó cũng phai tàn già là khổ bóng thân dần tắt lịm từ sinh lão cho ta dòng suy bệnh dẫu bạc vàng trồng chất mấy tầng mây nhưng thân kia vẫn phải chịu đọa đầy. Bệnh là khổ, làm sao ta tránh nổi và phút cuối tấm thân tàn cỏm cõi, thở hơi ra nhưng chẳng thấy quay về. Thôi nhắm mắt dã từ một kiếp mê. Tử là khổ, cuối cùng cho mộng ảo, sống hội ngộ, ngỡ đâu đào hoa đào, nào ngờ đâu duyên phận lắm bẽ bàng, mới gặp đó thoáng chốc bỗng ly tan ái biệt ly ngậm ngùi phút ly biệt chuyện thế gian trách đời sao khắc nghiệt vì tham lam nên mãi chẳng thỏa lòng dù bà kia vàng cao núi chất chồng cầu bất đắc góp hồn cho đau khổ tình thế trần ước cầu càng thêm khó lánh mặt rồi sao vẫn phải gặp nhau chẳng vui lòng mà thêm khổ thêm đau oán tặng hội chỉ toàn là bất toại đời giả tạm cuối cùng rồi cũng hoại nhưng vì mê nên chấp mãi cái ta rồi một ngày cũng bỏ kiếp ta bà chấp ngũ uẩn chỉ lòng vòng sanh tử tám điều khổ theo ta trong hành lữ bậc trí hiền mau chóng để ngộ ra còn kẻ ngu cứ mải lặn hải hà làm nô lệ suốt đời cho ma chủ danh từ khổ không phải chỉ để mô tả sự đau đớn cho thân xác hay cảm giác khó chịu của tinh thần mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ hay gánh chịu khổ đau. Vì thế chân lý về khổ dạy rằng vì nguyên lý vô thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc dù là thiên đường cực lạc cũng đều bị biến đổi và hủy diệt và tất cả mọi hình thức hiện hữu đều mang mầm mống khổ đau. Chính vì sợ đau khổ nên con người cố nỗ lực Tìm kiếm khoái lạc mà không biết rằng chính họ sẽ bị khoái lạc lừa đảo, phản bội, để rồi càng tìm kiếm khoái lạc, con người càng thất vọng và cứ thế họ chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Nói cách khác, khổ là trạng thái không thỏa mãn, bất toại nguyện làm cho con người khó chịu, ngay cả hạnh phúc mà con người đeo đuổi cũng không thể tồn tại vì những điều kiện tạo duyên cho nó phát sinh luôn biến đổi, vì thế không có hạnh phúc nào thật sự vững bền cả. Hạnh phúc mà chúng ta mong muốn chỉ tồn tại nhất thời và những đối tượng mà chúng ta khao khát, mong mỏi chẳng qua chỉ là phù du tạm bợ. Có đó rồi mất đó chẳng khác nào như ôm giữ một cái bóng như nắm bắt một làn hương. Ngay cả những thiên tài là những người lúc nào cũng dằn vặt về nỗi khổ hiện sinh, về sự chán trường và sự cô đơn. Như Ernest Hemingway từng viết, hạnh phúc ở những người thông minh là điều hiếm gặp nhất mà tôi biết sự thật thứ nhì là nguyên nhân của khổ tập đế khổ là sự khao khát của những hứng thú dục lạc đam mê ái dục và nó nảy sinh và phát triển nơi nào có sự yêu thích hài lòng hay hạnh phúc thông thường chúng ta đo lường đau khổ bằng cảm thọ nhưng cảm thọ không phải là đau khổ mà nguyên nhân gây ra khổ là sự giữ lấy dục vọng nói thế nghĩa là dục vọng tự nó không có khổ đau nhưng nguyên nhân gây ra khổ đau là sự giữ lấy bám níu thủ dục vọng đó. Hàng ngày, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, phát sinh biết ba dục vọng mà nhà Phật gọi là vọng tường. Thấy xe đẹp, đắt tiền, sinh ra đam mê thích thú. Người người khen thì hạnh phúc, uống ly rượu ngon hay ăn cao lương mỹ vị, thấy lòng lâng lâng sung sướng, nhưng tất cả những cảm thọ thích thú hay hạnh phúc đó không phải tự nó làm cho chúng ta đau khổ mà đau khổ chỉ bắt đầu hình thành trong tâm một khi chúng ta muốn lưu giữ, kéo dài hay chạy theo những thích thú đam mê đó. Ngày xưa, đức Phật và các bậc thánh giả vẫn sống, vẫn sinh hoạt trong thế giới này. Ăn thì họ vẫn biết ngon dở, mũi người biết mùi thơm hay thối lưỡi nếm vẫn biết vị mặn ngọt chua cay, nghĩa là năm giác quan và hệ thống thần kinh não bộ vẫn hoạt động như tất cả mọi người. Thế thì người giải thoát khác ta hay ta khác người giải thoát ở chỗ nào? Đối với người giải thoát ăn thì vẫn biết món ngon, món dở, món mặn, món nhạt, nghĩa là các giác quan không hề bị mất tính năng động, nhưng sự khác nhau giữa thánh và phàm là thánh nhân tuyệt đối không chấp vào món ngon hay dở, nghĩa là ăn thì ăn miễn sao no thôi, ngon cũng ăn, dở cũng ăn, chứ không đòi hỏi phải như thế này hay thế kia. Còn chúng ta chỉ thích ăn món ngon vật lạ vì nó cho ta những cảm thọ thích thú êm đềm, hạnh phúc nên muốn tận hưởng và kéo dài những giây phút hạnh phúc êm đềm đó càng nhiều, càng lâu thì càng tốt. Một khi tâm muốn chạy theo ái dục thì đây là nguyên nhân gây ra những khổ, niềm đau. Nói cách khác, mỗi khi mắt thấy tai nghe, lưỡi nếm Mỗi người, thân xúc chạm thì ta biết rất rõ, nhưng đừng bám níu vào những cảm giác vì hiện tại duyên sinh nên ta có món ngon thì cứ thưởng thức nó. Đến giây phút sau, duyên diệt thì hết, không lưu luyến, thèm khát thì nguyên nhân gây ra khổ không bao giờ có. Nên nhớ, của cải vật chất trên thế gian vốn không thuộc về ta mà nó chỉ cung ứng cho ta, vì thế chúng ta cần vứt bỏ nó. Cái chúng ta cần vứt bỏ chính là những tính cố chấp những tư duy sai lầm về ngã. Vì thế, biết thì cứ biết nhưng không lưu giữ, chấp thủ nó vào tâm thì nguyên nhân gây ra đau khổ không còn. Dục vọng là những thứ do ngoại duyên đưa đến, chứ thật trong ta không bao giờ có dục vọng. Nếu không thấy tiền thì lửa tham không bùng cháy, không thiêu đốt tâm can, nếu mắt không thấy cô gái đẹp thì tâm của gã si tình không bao giờ sao xuyến nhưng làm thế nào để buông dục vọng xuống đức phật dạy rằng buông xả không có nghĩa là hủy diệt hoặc vứt bỏ ném nó đi mà chỉ cần bỏ mặc nó rồi dục vọng sẽ qua đi chúng ta chỉ cần tỉnh thức chánh niệm để biết thật rõ ràng nó là dục vọng nó là tham nó là sân nó là si rồi buông nó xuống không chấp thủ không dính mắc lưu luyến thì nó sẽ biến mất vì mắt thấy tiền, cái này sinh nên lửa tham nổi dậy, cái kia sinh bây giờ không chấp, không tham luyến vào tiền nữa, cái này diệt thì lửa tham dập tắt, cái kia diệt, có thực hành buông xả thì nguyên nhân gây ra đau khổ không còn. Thông thường những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự ràng buộc của lý tưởng và những phức tạp do chính chúng ta tạo ra. Đôi khi chúng ta quá khắt khe, chỉ trích mọi thứ và cả chính chúng ta. Thật ra đời sống và thế giới chúng ta đang sống dường như không bao giờ theo ý muốn của chúng ta, cho nên nếu thực hành đứng đắn, sự buông xả thì nguyên nhân gây ra đau khổ sẽ vĩnh viễn xa lìa. Tóm lại, nguyên nhân gần gây ra biết bao nỗi khổ niềm đau chính là sự vô thường của vạn vật. Từ sự vô thường đó mới có sinh ly tử biệt, sinh già, bệnh chết, nhưng nguyên nhân xa sâu thẳm chính là ái dục ái biến đổi khôn lường từ ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc cho đến ái pháp. Nó biến đổi dị thường từ hình thức này sang hình thức kia, quyến rũ khiến tâm con người rơi vào vòng kiềm tỏa của nó. Ái luyến, sinh sầu yêu, ái luyến, sinh sợ hãi. Ái giải, thoát ái lưu, không sầu, đâu sợ hãi. Sự thật thứ ba là sự diệt khổ khi hành giả thực sự diệt hết khổ đau nghĩa là mọi mầm mống của tham sân si ái dục hoàn toàn bị dập tắt thì người có thanh tịnh tự tại niết bàn niết bàn không phải là cảnh giới siêu hình hay thế giới cục lạc nào đó trong cản khôn vũ trụ mà chỉ là trạng thái thanh tịnh tự tại phản ảnh bản tâm của người có cuộc sống toàn diện chân thiện và thánh thiện không còn phiền não khổ đau chi phối Nói cách khác, diệt đế là một trạng thái đã đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. Người sống trong trạng thái này được xem là đã giải thoát hoàn toàn đức là người đã làm chủ sự sống chết của mình. Và người làm chủ sự sống chết của mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một ẩn sĩ Bà La Môn khi gặp ngài Xá Lợi Phất liền hỏi: Niết bàn Niết Bàn, này ông bạn Xá Lợi Phất, xin cho biết đó là cái gì? Tôn giả Xá Lợi Phất bèn trả lời. Sự tiêu diệt lòng tham muốn, sự tiêu diệt lòng nóng giận hận thù, sự tiêu diệt lòng si mê, sai lạc là cái mà con người gọi là Niết Bàn. Khi nói về Niết Bàn, chính Đức Phật cũng dạy thêm rằng, nếu chúng sinh nào đã từ bỏ thú vui và tham muốn, đã đầy đủ trí tuệ thì họ đã đạt đến sự giải thoát sinh tử, sự tịch tĩnh đã đạt đến Niết Bàn, tức là nơi an dưỡng, thường tồn, vĩnh cửu ngay ở trong cõi đời này. Như vậy, Niết Bàn không phải là một cõi, một cảnh, và dĩ nhiên Niết Bàn cũng không phải là cái hư vô. Rõ ràng Niết Bàn không thể dùng văn tự ngôn ngữ của con người để diễn tả. Vậy Niết Bàn thực sự có hay không có? Trong kinh Na Tiên Tỷ Kheo, Ngài Na Tiên đã trả lời câu hỏi tương tự như thế của vua Min Linda rằng tâu hoàng thượng thật sự có niết bàn và niết bàn chỉ có thể lấy trí mà nhận biết nếu chúng sinh giữ được tâm thanh tịnh và tránh trực thoát khỏi các nghiệp chướng và thoát khỏi được các tham muốn thấp hèn thì chính họ sẽ thấy được niết bàn nhà vua xin cho một thí dụ ngài na tiên lại tiếp hoàng thượng biết một cái gọi là gió nhưng hoàng thượng có biết gió màu sắc gì hình dáng ra sao nó dày hay mỏng dài hay ngắn nhà vua đáp gió thì vô hình vô sắc làm sao chỉ được tuy không chỉ được nhưng nó vẫn có bây giờ thì kheo na tiên mới kết luận cũng thế tâu hoàng thượng Niết bàn là cái thật sự có mà không thể dùng văn tự ngôn ngữ để diễn tả cho con người thấy được hình sắc của nó. Thế thì làm sao biết được niết bàn?" Nhà vua lại hỏi. "Nhờ sự thoát khỏi phiền não, nghiệp chướng, nhờ sự an ổn, an lạc, thanh tịnh thì có được niết bàn." Rồi ngài Na Tiên lại tiếp như người té vào đống lửa, ngùn ngụt, ngụt. Nếu họ cố gắng vượt ra khỏi và lên được chỗ mát thì người ấy sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng. Cũng thế, người thoát khỏi lửa của tham, sân, si sẽ hưởng cái sung sướng an tịch của Niết Bàn. Cũng như người thoát ra khỏi những tâm niệm bất thiện, người ấy sẽ hưởng cái sung sướng Niết Bàn. Và sau cùng, những ai thoát khỏi cái lo sợ của sanh lão bệnh tử, người ấy sẽ hưởng cái sung sướng Niết Bàn. Trong cuộc sống hàng ngày, có những giây phút chúng ta không còn quan tâm đến sắc, tài, danh, lợi, cũng không còn tham sân si, lấn áp, tinh thần sáng suốt nhẹ nhàng thì ngay lúc đó chúng ta đang sống trong niết bàn. Nhưng rất tiếc, niết bàn đến với chúng ta quá ngắn ngủi bởi vì khi tâm quay về với đời sống thực tại thì niết bàn biến mất và lo lắng, phiền não xen vào. Vì thế, thành tự tại niết bàn nằm trong tay ta và dĩ nhiên lo lắng buồn phiền cũng do ta. Sự thật thứ tư là con đường thoát khổ. Đạo đế là con đường đưa hành giả trở về với đời sống đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ muôn loài. Trong đó bát chánh đạo được xem là độc lộ để thăng hoa cuộc đời và đạt đến cứu cánh tối thượng là giải thoát giác ngộ. Như thế, tranh kiến là nền móng vững chắc để xây căn nhà bát chánh đạo không có căn nhà bát tránh đạo nào bền vững nếu con người không dụng tâm thức hành thâm sâu tránh kiến hàng ngày để giúp cho chúng ta biết đúng tránh kiến cho chúng ta thấy biết rõ ràng thế gian vũ trụ này là do nhân duyên kết tập trải qua trùng trùng duyên khởi từ vô thủy đến vô chung chứ không phải do thượng đế sáng tạo khoa học ngày nay khám phá vũ trụ có được là do một vụ nổ lớn từ một vi tử khoảng 13,7 tỷ năm về trước và từ đó những dãy thiên hà được tạo dựng. Trước năm 1913 vũ trụ đối với khoa học chỉ vòn vẹn có dãy ngân hà. Mãi sau khi Edwin Hubble đo được khoảng cách giữa thiên hà Andromeda khoảng 900.000 năm ánh sáng thì vũ trụ mới được hiểu là do sự tạo thành của rất nhiều dãy thiên hà khác chứ không nhất thiết chỉ có dãy ngân hà mà thôi. Nhưng mãi đến năm 1965, tại phòng thí nghiệm của hãng điện thoại Bell, hai nhà khoa học Arno Benzias và Robert Dickey thuộc Đại học Princeton vô tình khám phá những năng lượng rơi rớt lại trong không gian sau vụ nổ lớn 13,7 tỷ năm về trước. Và từ đó họ đưa ra thuyết The Big Bang. Hiện nay, vũ trụ vẫn còn nằm trong thời kỳ nới rộng cho đến khi tất cả những hành tinh nóng như mặt trời đốt cháy hoàn toàn những nhiên liệu như hydrogen, helium. Và lúc đó, vũ trụ sẽ chìm vào bóng tối băng giá, sau đó vũ trụ sẽ thu trở lại thành vi tử như lúc ban đầu. Hiện tượng này gọi là The Big Grun. Thế thì thế gian vũ trụ sinh rồi diệt và diệt để rồi sinh trở lại, nhân này quả nọ vô cùng vô tận từ vô thủy đến vô chung, vậy đâu là điểm khởi đầu và đến bao giờ là ngày cùng tận. Ngày xưa khi khoa học còn nằm trong thời kỳ phôi thai, tín ngưỡng phát triển rất mạnh, thế nhưng ngày nay khoa học tiến rất xa và con người có tầm nhìn khá chính xác về nhân sinh vũ trụ, cho nên tín ngưỡng, ngay cả tín ngưỡng dân gian càng ngày càng bị thu hẹp. Vì thế Đức Phật luôn nhắc nhở chúng sinh đừng tin vội, tin vàng mà hãy dùng trí tuệ để nhận xét một cách công minh thì chúng ta đang thực hành tránh kiến. Phật giáo ngày nay pha trộn quá nhiều với tín ngưỡng dân gian làm cho Phật giáo mất đi định hướng. Tin tưởng, sai lầm còn tác hại hơn là không tin tưởng gì hết. Hiện nay, người Tây Phương thuộc về tín ngưỡng, thần quyền ở Hoa Kỳ, Âu Châu hay ngay cả Úc Châu đi nhà thờ càng ngày càng xa sút đặc biệt là giới trẻ. Họ muốn đi tìm một định hướng mới cho cuộc sống, ngay cả những người không tin vào thượng đế bắt đầu quay về tìm hiểu, học hỏi và thực tập giáo lý Phật Đà càng ngày càng nhiều. Họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn khi thực tập bát chánh đạo và các phương pháp thiền. Họ tự tin nhiều hơn về lối sống mới vì chính họ tự lèo lái con thuyền định mệnh của họ chứ không do ai khác. Ngược lại, thế hệ trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới không biết tí gì về giáo Pháp ngoài việc tụng kinh EA và cơm chay. Vì thế, nếu không thông hiểu và thực hành tránh Pháp, khi thế hệ đi trước mất đi thì có lẽ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sẽ biến mất giống như những thế hệ của người Trung Hoa ở Hoa Kỳ cách nay trên 50 năm, cho dù có bao nhiêu chùa to Phật lớn. Nếu các em biết thực hành bát chánh đạo vào trong cuộc sống thì chính các em sẽ có biết bao lợi lạc, gia đình sẽ trở nên thuận hòa, mọi người sẽ sống trong đạo đức nhân bản và kết quả gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc và an lạc. Ngược lại, nếu không thông hiểu bát chánh đạo, các em dễ dàng bị cải đạo vì nghĩ rằng đạo nào cũng tốt. Phật giáo là tôn giáo không có tín ngưỡng bởi vì Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng và lễ bái và Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một hay nhiều thần linh có năng lực chi phối định mệnh con người và con người có phận sự, vâng lệnh, phục vụ và tôn sùng. Do đó trong bát chánh đạo không bao giờ có tránh tín, do đó niềm tin trong Phật giáo hoàn toàn khác hẳn với niềm tin của những tôn giáo hữu thần, nhất thần giáo hoặc đa thần giáo. Vì thế, nhánh đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến, nghĩa là con người phải có cái thấy, biết một cách sát thật rõ ràng, vô tư. Khi đã thấy biết sát thật thì niềm tin bây giờ không còn cần thiết nữa. Ngược lại, không thấy biết sát thật, nghiêng hướng này hay hướng kia thì gọi là tà kiến. Do vậy, đạo Phật là đạo đến để thấy biết chứ không phải đến để tin cho nên đức tin không phải là một điều quan trọng trong Phật giáo và người đệ tử Phật không cần đến đức tin mà chỉ cần tinh tấn. Phật giáo không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng, do đó một niềm tin tưởng suông không thể có chỗ đứng. Thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết. Chính Đức Phật đã khẳng định rằng ta không là Thượng Đế, cũng không phải là thần linh, mà chỉ là một con người, nhưng con người đã chiến thắng thế gian. Đức Phật đã chiến thắng thế gian nhưng ngài không cần ngai vàng để ngự trị và cũng không cần thần dân để được tôn vinh ngài sống rất thành thơi với ba mảnh y và một bình bát nhưng chiến thắng được tâm mình mới là chiến thắng vĩ đại nhất đức phật chỉ là một đạo sư và giáo pháp của ngài là ngọn đuốc tuệ giúp chúng sinh nương theo đó mà tìm ra con đường sáng con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình để giải thích mối quan hệ giữa lòng tin và trí tuệ, Đức Phật dạy rằng, người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh, người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến. Trí tuệ ở đây cần được hiểu là năng lực suy xét và phán đoán mọi sự việc, cho nên nếu trí tuệ không có lòng tin và chánh pháp thì người tu tập dễ rơi vào tà kiến, tăng trưởng tự cao tự đại, luôn cố chấp, không thấy được chỗ sai lầm của mình. Ngược lại, người có lòng tin vào chánh pháp mà thiếu đi trí tuệ để nhận hiểu và phân biệt đứng đắn thì dễ dàng lún sâu vào chỗ si mê, tăm tối, mê tín dị đoan. Từ xưa đến nay, lý trí và đức tin luôn chống đối với nhau. Lý trí dùng lý luận và suy tư phát xuất từ kinh nghiệm và nhận xét, trong khi đức tin nằm trong phạm vi tình cảm, không thể suy luận, suy xét hay giảng giải được. Do đó, những tôn giáo thần khải thì đức tin là Thượng Đế cảm nhận bằng trái tim, không phải bằng lý trí. Tình thương phát xuất bằng trái tim thì dựa vào tình cảm nên rất thăng trầm. Vì thế, nó có lúc đúng, có lúc sai, có lúc thương, có lúc ghét. Ngược lại, lòng từ bi phát xuất từ trí tuệ sáng suốt thì dựa theo tinh thần khách quan bình đẳng, không thiên vị. Thêm nữa, đối với những tôn giáo thần khải thì thần thông phép lạ là quan trọng. Ngược lại, đức Phật đã chứng lục đại thần thông co đó là không đáng kể và không thích đáng bởi vì điều quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng trí tuệ để có giải thoát đối với đạo phật những người có phép lạ không nhất thiết là bậc giác ngộ hay các bậc thánh cho nên theo đức phật thần thông phép lạ cao siêu nhất và viền diệu nhất phải là làm sao biến một người ngu si thành một người khôn ngoan trí tuệ do đó hạnh phúc hay khổ đau là do nơi con người chứ không tùy thuộc vào một đấng quyền năng tuyệt đối nào từ khi con người xuất hiện trên quả địa cầu, trải qua biết bao nền văn minh cổ đại bắt đầu từ Ai Cập rồi đến Hy Lạp, La Mã cho đến ngày nay, ý nghĩa về thượng đế rất thăng trầm, thay đổi từ nhất thần cho đến đa thần tùy theo mỗi thời đại. Nếu thượng đế là đứng toàn năng thì tại sao thượng đế lại để con người uốn nắn ngài tùy theo ý muốn của con người? Từ đó, chúng ta dễ dàng kết luận rằng, dọc theo dòng tiến hóa của nhân loại, con người đã sáng tạo ra Thượng Đế, chứ không phải Thượng Đế đã sáng tạo ra con người. Bằng chứng là ông trời của Trung Hoa đâu có giống ông trời của người Do Thái hay ông trời của người Ấn Độ. Cho nên ngày nay, mỗi tôn giáo tự tạo một thượng đế riêng cho tôn giáo của mình. Thuyên Chúa Giáo có God, Hồi Giáo có Allah, Ấn Độ có Brahman, Trung Hoa thì có Ngọc Hoàng từ đó mới có chiến tranh hiểm khích và giết hại lẫn nhau để giành độc quyền, ông Thượng Đế không có thật đó. Vào thời Đức Phật, còn tại thế, bà La Môn giáo tin rằng linh hồn được gọi là Atma, tiểu ngã là do đấng toàn năng tạo ra, và tất cả mọi sự sống trên quả địa cầu này đều có linh hồn. Linh hồn chuyển từ thân xác này qua thân xác khác, cứ thế, cho đến khi giải thoát thì tiểu ngã sẽ hòa đồng với đại ngã Brahman, tức là thượng đế hay là linh hồn của vũ trụ. Đến khi Đạo Phật ra đời, Đức Phật phủ nhận con người là do Thượng Đế sinh ra và phủ nhận luôn cả ý nghĩa linh hồn là do Thượng Đế ban cho ta. Do đó vào thời Đức Phật, còn sinh tiền có sự ngăn cách rất rõ ràng giữa Phật giáo và Đạo Bà La Môn. Phật giáo, chủ trương vô thần, diệt trừ bản ngã, tự giải thoát, bình đẳng và không có cúng tế, nghi lễ dườm già phức tạp. Đức Phật không chấp nhận khái niệm về một linh hồn bất tử hay cả một bản ngã thường tại. Ngược lại, Đạo Bà La Môn tin rằng có tự ngã và khi chết thì tự ngã hòa nhập vào đại ngã để có giải thoát. Vì thế con người mới cầu xin vào đấng phạm thiên, tin tưởng và thần linh nên cúng kiến cầu xin ban phước, tha tội. Trong Kinh Pháp Cú 145, Đức Phật khẳng định rằng Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch. Sau khi Đắc Tứ Thiên, Đức Phật và Tuệ Minh Sát và Trí Tuệ của Bậc Tránh, Đẳng, Tránh Giác thấy biết như thật rằng từ con người cho đến nhân sinh vũ trụ, tất cả đều là do nhân duyên. Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Nhân này quả nọ mà tạo thành, chứ tuyệt đối không có ai là tác giả cả. Do đó Đức Phật phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế trong cuộc sống, và những dĩ nhiên không có Thượng Đế thì làm gì có ai cho ai linh hồn. Dựa theo các tôn giáo thần quyền, linh hồn là một thực thể vĩnh hằng do thượng đế ban cho loài người, cho nên linh hồn có thể chuyển từ thân xác này sang thân xác khác hay từ cõi này sang cõi khác. Ngược lại, đối với đạo Phật, cái tâm còn không có thì làm gì có linh hồn. Tâm nhà Phật gọi là thức. Thức là cái biết biến đổi liên tục dựa theo sự biến dạng tâm lý và sinh lý của con người, mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Thí dụ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm mùi vị hay thân cảm xúc hoặc ý duyên với pháp trần thì có biết bao tư tưởng đưa vào tâm để cho ta biết. Phật giáo dùng chữ sát na để chỉ cho đơn vị thời gian nhỏ nhất và một sát na xảy ra rất nhanh bởi vì mỗi một cái nháy mắt có thể có hàng trăm sát na cũng như đơn vị nhỏ nhất để đo thời gian của nhân loại ngày nay là dây khi thành đạo đức phật với tuệ minh sát với trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác khi quán chiếu lại thân tâm của mình và của nhân loại thì ngài thấy rằng chúng sinh không hề có tâm mà chỉ có những sát na tư tưởng kết nối và kết nối lại với nhau khiến chúng ta cảm giác như có tâm thí dụ ở sát na trước mắt thấy sắc cho ta cái biết của sắc nhãn thức đến sát na sau tay nghe âm thanh cho ta cái biết về âm thanh nhị thức cái biết sau nối tiếp thay thế cái biết trước và cứ thế cái biết liên tục sinh tạo thành chuỗi thức chớ thật sự không có một thức nào hay một cái tâm nào cố định cả cái tâm sau thay thế cái tâm trước và cứ thế tâm luôn sinh diệt tuôn chảy trong tâm hồn của chúng ta vì thế thức dựa theo phật giáo là dòng chảy liên tục của các ý niệm sát na tư tưởng. Vì sự ngộ nhận lầm lẫn, cho rằng mình có tâm, cho nên họ mới nghĩ rằng trong ta phải có ta. Bây giờ, không có tâm thì làm gì có ta hay cái của ta tức là hoàn toàn vô ngã. Thí dụ, ban đêm nhìn ra xa lộ ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy ánh sáng đèn chạy dài như dòng sông uốn khúc. Nếu bây giờ lấy hết những chiếc xe kia, thì dòng sông ánh sáng đó sẽ không còn. Nói cách khác, nếu không có những ánh sáng từ những chiếc xe kết nối lại, thì không bao giờ có ánh đèn sáng dài đến thế. Cái tâm con người thì cũng thế. Tùy mỗi sát na tư tưởng rất nhanh, nhưng vì kết nối liên tục những sát na tư tưởng đó, thì chúng ta có một chuỗi thức mà con người lầm lẫn, cho là có tâm. Hãy lắng nghe trong vô môn quan có ghi lại cuộc đàm thoại đầu tiên giữa Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khảng bồ đề đạt ma ngồi nhìn vách tường huệ khả dầm tuyết rút dao tự chặt cánh tay nói con không an được tâm xin thầy an tâm cho con đạt ma bảo đưa tâm cho ta ta sẽ an cho sư đáp con không thấy tâm đâu cả đạt ma đáp ta đã an tâm cho con tâm quá khứ đã qua tâm tương lai chưa có Tâm hiện tại đang quay cuồng sinh diệt, thế thì Huệ Khải biết cái tâm nào để tìm. Vì sự ngộ nhận có tâm cho nên Đức Phật dạy rằng tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. Nghiệp lực là sức mạnh. Năng lực của nghiệp và là động cơ chính khiến chúng sinh dính liền với sinh tử luân hồi chính nghiệp lực đã chuyển thức cuối cùng từ tâm sang thức tái sinh để tạo thành sự sống cho một thai nhi. Nếu cho rằng những con người vừa mới sinh ra là do sự sáng tạo của Thượng Đế và không có liên quan gì đến kiếp sống trước, thì Phật giáo gọi đây là đoạn kiến là không đúng. Ngược lại có quan niệm cho rằng linh hồn từ kiếp trước đầu thai vào kiếp sống mới thì Đạo Phật gọi đây là thường kiến cũng không đúng luôn. Dựa theo tinh thần Phật giáo, sự hình thành của danh và sắc trong một kiếp sống mới là kết quả của vô minh, tham ái và nghiệp từ kiếp trước. Nói thế, nghĩa là kiếp sống mới không phải là sự đầu thai của kiếp sống cũ, nhưng nó không phải không từ kiếp sống cũ mà có. Ví cũng như khi một cây đèn cầy được mồi từ ngọn lửa của cây đèn thứ nhất, ngọn lửa mới bây giờ không phải là ngọn lửa của cây đèn cầy thứ nhất, nhưng nó không thể hiện hữu nếu không có ngọn lửa của cây đèn thứ nhất. Thế thì hai cây đèn cầy hoàn toàn khác, kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau, ngọn lửa cũng khác nhau. Do đó từ tướng diện, nhân cách, tài năng cho đến mọi sự khổ vui trong đời này là phản ảnh trực tiếp từ những nghiệp mà con người đã kiến tạo từ kiếp trước. Cho nên hai ngọn lửa khác nhau là thể hiện hai cuộc sống khác nhau. Thí dụ, tiền kiếp có người sống trong giàu sang quyền quý nhưng tham lam bòn sèn, ưa hãm hại người. Ngọn lửa cây đèn thứ nhất nay sang đến kiếp này thì cuộc sống trở thành nghèo đói và luôn bị người hãm hại lại ngọn lửa của cây đèn thứ hai. Nếu nói thượng đế là đứng toàn năng, toàn thiện thì tại sao ngài lại sáng tạo cái thế giới con người đầy dẫy tội lỗi đau thương? Tại sao ngài tạo ra biết bao nhiêu cảnh tai trời, ách nước, tàn phá, giết hại chúng sinh? Như thế thì lòng bác ái của ngài ở đâu? Vậy sự cầu nguyện có làm bớt thiên tai, dịch họa? chiến tranh hay khổ đau của con người được không? Vì thế Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu thần linh trong cuộc sống của con người. Theo tinh thần Phật giáo thì chính con người phải tự mình giải quyết những vấn đề như chiến tranh hay hòa bình, hạnh phúc hay khổ đau của chính mình. Chiến tranh hay hòa bình là do con người quyết định chứ không dính dấp gì tới Phật trời cả. Nếu con người biết sống khoan dung, độ lượng, biết thương yêu nhau thì họ biến chiến tranh thành hòa bình, ngược lại nếu các nhà lãnh đạo chạy theo những tham vọng đen tối thì từ hòa bình thành chiến tranh, giết chóc thế thôi. Thêm nữa, do sự chuyển động của trái đất, của núi lửa, của những cơn gió lốc theo định luật vô sinh, thường, thành hoại, diệt đã tác hại con người. Nói chung thì đó cũng là do lòng tham của con người phá hủy môi trường sống của chính mình qua chiến tranh, qua những cuộc thí nghiệm nguyên tử qua tàn phá thiên nhiên, đốt rừng tiêu hủy cây cối, tạo nên những ảnh hưởng dây chuyền nguy hiểm cho nhân sinh. Con người cũng vì muốn thỏa mãn lòng tham mà đi ngược lại với thiên nhiên, cho nên hàng ngày lấy lên từ lòng đất, từ lòng biển hàng triệu thứ kim cương đến vàng bạc, nhôm, sắt, khí đốt, dầu hỏa rồi lại thải ra hàng triệu tấn chất độc hại gây ra lầm than qua thiên tai, động đất, sóng thần, bão lụt hạn hán. Vì thế con người không thể tin rằng có một thần linh nào đó có thể nhẫn tâm trừng phạt, hủy diệt loài người và gây đau thương, chết chóc, tang tóc khắp mọi nơi. Mới đây nhất, có trận động đất lớn xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 ở Nepal với cường độ 7,8 Richter, cách thủ đô Kamanju 80 cây số về phía tây bắc, sát hại trên 8.000 người và trên 18.000 người bị thương. Sau đó, kéo theo hàng loạt những cơn động đất nhỏ, gieo rắc biết bao kinh hoàng cho mọi người. Hơn 2 tuần sau đó, vào ngày 12 tháng 5 năm 2015, động đất trở lại với cường độ 7,3 về phía đông, cách thủ đô Kamatu 83 cây số, gây thêm nhiều thiệt hại nữa. Nepal tuy là nơi đàn sinh của Đức Phật, nhưng Phật giáo chỉ chiếm khoảng 20% và 80% dân số còn lại thuộc về hồi giáo. Theo tục lệ của đạo hồi, cứ mỗi 5 năm, Nepal lại tổ chức lễ tế thần và 250.000 con vật bị giết hại trong lễ hội này. Phần lớn là trâu, dê và chim chóc. Lễ tế thần năm 2014, họ đã sát hại hơn 6.000 con trâu vô tội, đầu lìa cổ và máu nhuộm đỏ cả một cánh đồng. Một thời, Thái tử Tất Đạt Đa đi về thành Vương Xá, giữa đường gặp một đàn cừu bị dắt đưa về thành để vua Tần Bà Ta La làm lễ tế thần. Ngài đi thẳng đến bàn thờ, vừa gặp vua đang làm lễ và các vị giáo sĩ bà La Môn, Ấn Độ giáo ngày nay, đang sắp sửa giết một con cừu để cúng các vị hung thần. Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật khỏi nạn và giảng giải cho mọi người nghe rằng Ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại, ai cũng muốn tạo ra sự sống. Ngài nói với một giọng rất đầy thương cảm dẫu muôn loài có khác nhau nhưng sự sống chỉ là một không thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình xin các vị thần tha tội là một việc vô ích nếu các ngài đều thiện thì các ngài sẽ không tha thứ trong một việc làm ác như thế nếu các người làm ác thì dầu có biết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng các người cũng không hết ác được nhưng dầu thiện dầu ác các ngài cũng không tha tội cho ai Tội của người nào thì người ấy phải chịu, đấy là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm họa. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật hết lễ phục mang trên mình, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu, mấy trăm con cừu được thả ra vui vẻ chạy rong trên đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của con người mới tạo ra. Sau đó vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này. Từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết xúc vật để tế thần, nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật nào vì chúng sinh cùng chung một sự sống và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Khi liễu ngộ như thế, con người không phải sợ hãi thần linh tôn thờ thần linh, van vái và cầu xin ở thần linh nữa. Phật giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng không phải là một con đường nghi thức. Đối với Phật giáo, Đức Phật Thích Ca là đứng đạo sư, là người đã tìm ra con đường giải thoát. Vì những ai muốn giải thoát ra khỏi đau khổ trầm luân, hãy đi theo con đường mà Ngài đã đi qua. Đức Phật chỉ là người dẫn đường, còn đi hay không là do chúng sinh, và muốn có kết quả thì chúng sinh phải tự mình làm chủ, tự mình tu tập để đi đến giải thoát, chứ không nương nhờ ở Đức Phật hay bất cứ đấng thần quyền nào. Trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, được điều khác, người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu, để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp cho họ được không. Chuyện kể về một bác nông phu kéo xe chở hàng rất nặng nhọc. Vào một ngày, bác kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường, buồn dầu, bác ngồi xuống và nhìn thấy dòng người đi xe hơi tìm đến cửa chùa làm lễ. Bác ngồi nghĩ, ông trời thật không công bằng, người thì sinh ra đã có tất cả, còn kẻ làm lụng vất vả thì chẳng có gì. Sau đó, có một bà đến nói: "Ông đã đến cửa Phật, sao ông không thành tâm vào kêu cầu mà ngồi đây than thân trách phận?" Ông lão liền đi vào chùa, ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó, ông nghe thầy trụ trì hỏi: "Thí chủ lần đầu đến đây phải không?" Ông đáp: "Vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết kêu cầu thế nào, ra làm sao?" mong thầy chỉ dạy, thầy trụ trì hỏi thí chủ thỉnh cầu điều gì? ông đáp: con cầu xin đức Phật ban phát sự công bằng. Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế. Từ bé đã phải tự mưu sinh, lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con heo nhóc cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ theo con đẳng đẳng, trong khi có biết bao người sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng. Nếu Đức Phật Linh Thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia. Thầy trụ trì hỏi, những người kia ư? Ông đáp, vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy. Thầy trụ trì đáp. Cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây họ cũng chỉ là ăn mày cả thôi. Ông ngạc nhiên hỏi. Ăn mày ư thưa thầy? Thầy trụ trì trả lời. Đúng, ăn mày cửa vật. Ông vội hỏi. Nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày thầy trụ trì chậm chậm trả lời sống trên cõi đời này mấy ai thỏa mãn với những điều mình đang có không tin thí chủ cứ lại gần họ mà xem khi ông lão vào thì nghe người này xin đừng bị phá sản người xin khỏi bệnh người xin có người yêu ông bước ra và nói họ cầu xin rất nhiều điều hóa ra họ toàn là ăn mày thật còn cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con biết đâu được, họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế. Ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ như sức khỏe, vô tư chẳng hạn. Sau một lúc ngẫm nghĩ, khiến ông thức tỉnh lời dạy của Phật. Ai không bệnh lợi nhất đời, ai mà biết đủ là người giàu sang, ai thành tín là bạn vàng và nơi cực lạc niết bàn là đây. Pháp cú 204. Thầy trụ trì trả lời, đúng vậy cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, an phận với thực tại và cố gắng hết mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng, cuộc đời này ai cũng muốn cầu xin những điều mà mình không có, họ không thỏa mãn được điều đã có, luôn tìm kiếm những cái cao hơn, ngon hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Đôi khi, họ cứ nghĩ các đấng thần linh có thể ban phát mà không hiểu rằng phải cố gắng và làm lụng thì mới có kết quả đừng có quá sống trong mộng tưởng mà quên mất thực tại của mình nghĩa là không gieo nhân lành thì làm sao có kết quả tốt tóm lại đạo phật không phải là đạo đổi trác không phải là đạo ban bố phép màu và cũng không phải là đạo hứa hẹn sự giải thoát giác ngộ hay sự an lạc thanh tịnh niết bàn thật ra tự chúng sinh đem lại cho mình, chứ Phật không ban bố cho ai cả. Vì thế tuy đạo Phật là đạo của từ bi, trí tuệ và lòng dũng cảm, nhưng nếu con người không tin vào lòng từ bi để thương yêu, ban vui, cứu khổ để cứu giúp chúng sinh, vào khả năng phát triển trí tuệ để chứng đạt chân lý ngỏ hầu thấu, biết được thật tướng nhân sinh vũ trụ, và lòng dũng cảm để vượt qua sóng gió chập trùng mà chiến thắng được vô minh phiền não của mình mà chỉ muốn cầu xin van vái thần linh để có hạnh phúc thì con đường họ đi chắc chắn không phải là đạo vật. Vì thế, nếu không có tránh kiến, sống trong vô minh bất giác, lấy khổ làm vui, lấy giả làm thật thì chúng ta thường đối diện với năm tà kiến. Đó là thân kiến là si mê lầm tưởng, cho là thân, tâm là ta, là của ta. Thân, tâm của con người chẳng qua là sự vận hành của ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức thân tức là sắc là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Vì thế, sự sống con người là sự vận hành của ngũ uẩn, chứ không có chi là ta hay là của ta cả. Biệt kiến do nhận thức thấy biết sai lạc về ngã mà sinh ra hai cực đoan. Thứ nhất, theo chủ nghĩa thân ta chết là hết, là đoạn diệt, là đoạn kiến, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất không thay đổi, có nghĩa thân ta là thường trụ, là thường kiến. Đối với con đường trung đạo của đạo Phật, vượt lên trên thường và đoạn kiến, nghĩa là sinh để rồi diệt, nhưng chết không phải là mất hẳn mà diệt để rồi sinh trở lại, sinh sinh, diệt diệt trong thế giới sinh tử luân hồi. Tà kiến là tin rằng đời người không có nhân quả và cũng không có thiện ác báo ứng tin rằng con người là sản phẩm của thượng đế hay mọi việc ở đời đều đã do trời định, đã được thượng đế an bài sẵn cả rồi, hoặc là đau bệnh, tai nạn là do ông thần này hành hay bà thánh kia phạt. Tất cả những định kiến đó nhà Phật gọi là tà kiến, nghĩa là sống trong tư tưởng sai lầm, mê muội khiến cuộc sống không có định hướng sáng suốt. Kiến thủ kiến. Người có thực hành quán chiếu thì dễ dàng thấy rõ thân kiến, biện kiến, tà kiến ở trên là những sai lầm trầm trọng, chẳng những đưa con người thấy biết đời bằng ảo giác, nương tựa vào những kiến giải sai lầm, biến cuộc đời thêm điên đảo. Tuy nhiên cũng có người cố chấp tin tưởng vào những định kiến sai lầm đó, không thể nào phân biệt đúng và sai thì họ đang thực hành kiến thủ kiến. Giới thủ kiến, chữ thủ trong kiến thủ kiến và chữ thủ ở đây có nghĩa là ôm giữ lấy, bảo vệ lấy hay bị mắc kẹt vào một cái gì dựa theo tinh thần Phật giáo, giới là kim chỉ nam để con người nương theo mà vun bồi đời sống thêm đạo đức nhân bản, làm nền tảng cho giải thoát và phát triển trí tuệ. Tiến trình tam vô lậu học xác định rõ ràng là nếu không thực hành giới, chứ không phải giữ giới đứng đắn thì không bao giờ tâm có thể vào định được. Tâm có an định thì trí tuệ mới phát sinh. Vì thế, người tu Phật nếu phá giới, phạm giới thì không bao giờ xây được căn nhà giải thoát vì nhà không có nền móng ngoài Phật giáo ra có những tôn giáo để sướng những giới luật rất hoang đường vô lý cực đoan thí dụ ở Ấn Độ người theo Ấn Độ giáo thì tôn thờ bò nên không bao giờ ăn thịt chúng ngược lại người theo hồi giáo hay do Thái giáo thì không ăn thịt heo nhưng có quyền thưởng thức bò bít tết vì tin tưởng kỳ dị nên nhà Phật gọi những đức tin đó là giới thủ kiến một người giữ giới trường chay nhưng lòng tham sân si không giảm thì không có lợi ích gì, cuộc sống vẫn còn nhiều sóng gió. Ngược lại, một người thực hành giới đứng đắn nghĩa là họ lúc nào cũng tỉnh thức tránh niệm, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng ý thức và kiểm soát thân khẩu ý của mình, cho nên cuộc sống nhiều hạnh phúc, an vui, tự tại. Chính năm tà kiến này làm cho tâm tính con người tối tăm mù quáng và đắm chìm trong vần đục. Tóm lại, tránh kiến là thấy biết mọi sự đúng như thật mà duy chỉ có tứ diệu đế mới giải thích mọi sự đúng như thật, cho nên trong bát tránh đạo có tứ diệu đế và ngược lại. Tránh kiến là một lối sống rất thực tế cho nên người học Phật nên thực hành và phát triển trong mọi hành tác của cuộc sống để gạt bỏ những thấy biết sai lầm và gạt thái những lợi ích, cho nên tránh kiến là con đường dẫn đến hạnh phúc và an lạc. Tránh kiến còn là con đường giúp hoàn thiện về đạo đức tâm linh và tri thức qua sự thức tỉnh từ trong nội tâm của mỗi người, sau cùng vai trò quan trọng nhất của chánh kiến giúp mở mang và phát triển trí tuệ, khai tâm, mở tánh, thấy biết tất cả mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ như thật, đưa đến giải thoát niết bàn. Thêm nữa, trong kinh chánh kiến, Đức Phật dạy rằng người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có, hai là không. Đây là hai quan điểm vướng mắc vào cái chi giác sai lầm vì vướng vào chi giác sai lầm đó cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không. Này, tán đà, ca chiên diên, phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp mắc và bảo thủ. Người không bị kẹt vào chấp và bảo thủ thì không còn nắm giữ và vọng tưởng về cái ngã nữa. Người ấy biết cái khổ, chẳng hạn khi có điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt. Người ấy không còn nghi hoặc gì nữa cả cái thế của người ấy không do ảnh hưởng của kẻ khác mà có, trái lại do chính người ấy tự đạt được. Cái thấy ấy gọi là tránh kiến, đó là cách trình bày tránh kiến của Như Lai. Người có chi kiến chân chính khi quan sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có chi kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này, tán đà ca trên riêng, chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo, nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh. Từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử và khổ đau chồng chất thành khối. Nếu vô minh không còn thì hành không còn, hành không còn thì thức không còn, thức không còn thì danh sắc không còn. Danh sắc không còn thì lục nhập không còn, lục nhập không còn thì xúc không còn. Xúc không còn thì thọ không còn, thọ không còn thì ái không còn ái không còn thì thủ không còn, thủ không còn thì hữu không còn, hữu không còn thì sinh không còn, sinh không còn thì lão tử không còn và nguyên khối khổ đau chồng chất kia bị tiêu diệt. Trí tuệ và vô minh là hai kẻ tử thù không đội trời chung, cho nên nếu con người sống trong vô minh bất giác chạy theo tham đắm dục tình thì suốt đời không bao giờ thấy được ánh sáng trí tuệ. Ngược lại, nếu phá được màn vô minh hắc ám thì trí tuệ sẽ hiển hiện ra ngay, cũng như mây tan thì trời sáng, nước trong trăng hiện vậy thôi. Trí tuệ không phải ở trên trời rơi xuống, cũng không phải do thượng đế hay thần linh nào ban cho, mà là do tự mình phát triển theo con đường giải thoát do Đức Phật vạch ra. Vì thế, khi một người trực nhận được chân lý thì kinh điển thường gọi là con mắt của sự thật. Tránh tư duy là tư duy đúng, phù hợp với đạo đức nhân bản và phù hợp với giáo lý duyên khởi. Tránh tư duy là tư duy chân chính, chứ không phải là tư duy chín chắn theo định nghĩa thông thường của cuộc đời. Tư duy chín chắn là tư duy biết đắn đo, nghĩ trước, nghĩ sau, có trong, có ngoài, thận trọng, không nông nổi, không bộp chộp và chu đáo. Người có tư duy chín chắn thì tránh lỡ lầm, không có thái độ bồng bột vội vã, hấp tấp và cẩn trọng trong mọi cư xử của cuộc sống, đem lại nhiều kết quả lợi ích cho mình và cho đời. Tuy nhiên, tư duy chín chắn chỉ là một phần nhỏ của tránh tư duy bởi vì nó chỉ đáp ứng để thỏa mãn những hạnh phúc tạm bỡ của cuộc sống bình thường. Mặc dù tư duy chín chắn giúp con người tránh những quyết định sai lầm, có kết quả tốt, nhưng cho dù kết quả có tốt cách mấy thì nó vẫn đưa con người đi lang thang lần thần, không có lối thoát trong quỷ đạo của tham, sân, ai, ái, dục, mà kéo theo đó là những phiền não khổ đau thông thường muốn làm giàu thì có khi phải gian dối cạnh tranh bất tránh lợi mình hại người cho nên người tư duy chín chắn đâu nhất thiết phải là người tư duy chân chính trên thế giới hiện nay có biết bao người hàng ngày thực hành tư duy chín chắn nhưng họ vẫn còn tin vào tà kiến mê tín dị đoan họ tin rằng thế gian vũ trụ này được tạo dựng bởi thượng đế và số mệnh hay định mệnh của con người đã được an bài vì tin rằng con người là sản phẩm của thượng đế cho nên có người chúa đặt vào hoàn cảnh giàu sang có cuộc sống sung sướng còn người khác bị lâm vào những hoàn cảnh bần cùng nghèo khó cả đời tận tụy không thấy ánh sáng mặt trời giàu ở trong hoàn cảnh nào thì con người không được cải ý chúa mà chỉ có thể cầu nguyện để cho chúa thương xót mà thay đổi hoàn cảnh cho ta ngay cả những người có số phận nghiệt ngã cũng không nên than trời trách phận Ngược lại, tránh tư duy cho chúng ta thấy biết rằng thế gian nhân sinh vũ trụ này là do trùng trùng duyên khởi tác tạo từ vô thủy đến vô chung, chứ không do bất cứ bàn tay mầu nhiệm nào. Từ khi Đạo Phật ra đời, Đức Phật phủ nhận con người là do Thượng Đế sinh ra, cho nên Đạo Phật tuyệt đối phủ nhận linh hồn mà chỉ có thức. Thức còn gọi là tâm, là cái biết biến đổi liên tục dựa theo sự biến dạng tâm lý và sinh lý, cho nên con người có thể cải đổi cho tâm được trong sáng và từ đó cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Cao hơn nữa là có giải thoát mà bát chánh đạo là con đường hữu hiệu nhất để đạt đến cứu cánh tối thượng đó. Không có tôn giáo nào trên thế giới từ ngàn xưa cho đến ngày nay và mãi mãi về sau phát huy tinh thần bình đẳng như đạo Phật. Hãy lắng nghe Đức Phật nói với vương quốc Ba Tư Nặc của nước Cô Sala khi ngài thu nhận Sunita, người làm nghề hốt phân vào tăng đoàn cách nay trên 2.500 năm trong một xã hội có quá nhiều kỳ thị giai cấp. Đại vương, trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp và chủng tính. Trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng đều và vươn tới và thực hiện hoài bão của mình, cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình. Vì vậy cho nên tôi đã đón nhận Sunita vào giáo đoàn khất sĩ. Đức Phật đã làm một cuộc cách mạng để san bằng mọi bất công và xóa tan mọi đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Chỉ có đạo Phật nâng cao nhân phẩm của con người và khuyến khích họ phát triển tiềm năng trí tuệ của mình đến chỗ tột cùng. Ngày nay, ở những quốc gia văn minh tiến bộ, có rất nhiều khoa học gia, bác sĩ, kỹ sư, học giả, triệu phú, tỷ phú, xuất thân từ những hoàn cảnh cơ hàn thiếu thốn nhưng với ý chí vươn lên, cộng thêm sự nỗ lực tích cực phấn đấu và sau cùng với cánh cửa rộng mở rất bình đẳng của xã hội, họ đã thành công và đạt được những ước mơ to lớn trong cuộc đời của họ. Ở Hoa Kỳ, sau thời gian dài tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da màu, một thành quả lớn nhất là năm 2008, Barack Hussein Obama người sang bộ đầu tiên trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Ngược lại, tôn giáo thần quyền, thượng đế là tất cả có quyền ban vui hay giáng họa cho con người, con người phải biết khuất phục, vâng lời chứ không được quyền cãi lại. Vì thế, nếu nương vào thượng đế hay các vị thần linh thì con người sẽ rơi vào chủ nghĩa định mệnh, khiến họ trở thành thụ động, tiêu cực, thiếu sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và đặc biệt nhất là trái với luật nhân quả của thế gian vũ trụ. Nếu không thấu hiểu rõ ràng luật nhân quả, con người luôn sống trong lo sợ, mê tín, mù mờ. Và dĩ nhiên, họ giải thích những hiện tượng thiên nhiên cũng như những biến đổi tâm linh qua sự mê tín dị đoan. Tin tưởng như thế, Đức Phật gọi là tà kiến và tư duy như thế là tà tư duy. Thí dụ, một người có thể làm rất nhiều việc lành, nhưng họ luôn đón nhận những sự bất hạnh đắng cay cho cuộc sống hiện tại, khiến họ đâm ra cay đắng với cuộc đời và không tin vào luật nhân quả, Thật ra, luật nhân quả rất công bình, không thiên vị hay bỏ sót ai. Những nỗi bất hạnh mà họ đang thọ nhận bây giờ chính là những hậu quả mà họ đã gieo trong quá khứ vì nhân này đã trở thành quả. Trong khi đó, những nhân thiện lành họ đang gieo cần thời gian để trở thành quả, cho nên trong tương lai chính họ sẽ thọ lãnh những kết quả thiện lành đó bởi vì nhân cần thời gian để trở thành quả mà nhà Phật gọi là dị thời dị thục hãy quan sát khu vườn sau nhà. Những cây lê, cây xoài, cây mít bắt đầu đâm hoa kết trái vì nhân. Này đã trổ thành quả, trong khi đó những luống đất trồng ngò, trồng mướp, trồng bí, trồng bầu thì hạt giống vẫn chưa đâm chồi vì nhân chưa thành quả. Nhân quả áp dụng vào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ sinh lý đến tâm lý. Người thấu hiểu, nhân quả là người biết thức tỉnh, biết phòng ngừa và cẩn trọng trong tất cả mọi tác động của thân khẩu ý nếu biết thay đổi cách sống cho thân tâm được vui khỏe nhân thì chắc chắn sẽ ít bệnh tật quả muốn giảm căng thẳng lo lắng buồn phiền quả thì nên đơn giản cuộc sống và thực hành sống đời đạo đức ăn ngay nói thẳng nhân nói lời ái ngữ nhân thì người thương kẻ mến quả khi tâm đang oán hận ai nhân thì làm sao có được nụ cười thân thiện, quả. Khi thấu hiểu luật nhân quả thì vấn đề có định mệnh hay không là tùy nơi chúng ta. Nếu con người biết thu tập những phương pháp để mở rộng nhận thức tâm linh, tức là có tránh kiến để tự mình thay đổi cuộc đời của mình thì không có số mệnh hay định mệnh chi cả. Ngược lại, nếu con người thụ động, đổ thừa cho số mạng hoặc ngồi chờ một phép lạ hay sự ban bố của Thượng Đế, thì lúc đó định mệnh có thật vì chúng ta không tận dụng khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bây giờ, dựa theo tinh thần Phật giáo, con người tự mình làm chủ mạng sống của mình, chính mình, ban vui hay giáng họa cho mình, chứa Phật trời không can dự vào căn nghiệp của mình được. Vì thế muốn có hạnh phúc, an vui tự tại, con người chỉ cần sống đời đạo đức nhân bản, luôn kiểm soát thân, khẩu, ý mà con đường thiện xảo nhất là thực hành đứng đắn bát chánh đạo. Ở phần trên, khi chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm và thân cảm xúc thì tất cả những cái thấy, nghe hay biết đó được đưa vào tâm thế giới bên ngoài rất phức tạp, có quá nhiều ảo ảnh của phù du, nhân thế, cho nên Đức Phật dạy chúng sinh trước hết phải thanh lọc bớt những tư tưởng, ý niệm mà tâm đang tiếp nhận. Vì thế, thực hành tránh kiến với mục đích kiểm soát để loại bỏ bớt những thấy, nghe, hay, biết sai lầm, khiến tâm bất tịnh và chỉ tiếp nhận những thấy, nghe, hay, biết một cách thẳng, công minh và đúng với sự thật khách quan giai đoạn thứ nhì là khi tư duy thì mọi tác ý của tâm không vướng mắc vào tư duy tham đắm tư duy sát hại tư duy sân hận và tư duy si mê bởi vì tất cả mọi phiền não khổ đau đều có gốc rễ trực tiếp từ bốn độc tố tham sân si và ái dục do đó nếu nỗ lực để có thể giải phóng bốn tả tư duy đó thì gọi là tránh tư duy vì thế tránh tư duy không những giúp chúng ta có cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc thoát ly ra khỏi quỷ đạo, đau khổ, tham, sân, si mà nó là nền móng vững chắc để có lời nói, hành động phù hợp với đạo đức nhân bản và có giải thoát bởi vì lời nói và hành động đều xuất phát từ suy nghĩ trong tâm. Cái tuyệt vời của bát chánh đạo là có cái trước mới có cái sau, nhưng cái sau củng cố lại cho cái trước, khiến cho hành giả càng thực hành thì càng thấu tỏ và thực hành càng thâm sâu ở đây tránh kiến giúp hành giả thấy biết chân chính đúng với đạo đức nhân bản đúng với giáo lý duyên khởi và phù hợp với con đường giải thoát sau đó tránh tư duy suy nghĩ cũng đúng theo những cái thấy biết ở trên khi thực hành tránh tư duy thuần thục nghĩa là tâm đã thực sự thẩm thấu những điều thấy biết chân chính thì bây giờ cái nhìn sẽ sâu sắc và tinh tế hơn cứ thế mà tiếp tục tiến trình thanh lọc thân tâm cho đến khi đạt đến mục đích sau cùng là giải thoát có trí tuệ các nhánh khác tác dụng cũng giống y như vậy. Nếu muốn có một nhân cách cao thượng thì ngay bây giờ chúng ta hãy bồi dưỡng những tư tưởng thiện lành và loại trừ những tư tưởng thấp hèn luôn trao dồi đạo đức cho bản thân. Luôn tư duy trước khi nói và hành động để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật khác. Đánh đổ tư tưởng về dục lạc Hàng ngày, những tư tưởng về dục lạc như sắc, tài, danh, lợi dính liền với sắc, thanh, hương vị xúc pháp làm cho tâm con người điên đảo đức phật không phủ nhận sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc êm dịu có vị ngọt làm say đắm lòng người nhưng dục lạc lúc nào cũng có hai mặt nghĩa là ngoài vị ngọt hấp dẫn đắm say đó dục lạc còn là có bộ mặt thứ hai đó là nếu muốn thỏa mãn những dục vọng hạnh phúc đam mê thì con người phải khổ công tạo dựng cố gắng làm lụng vất vả, trải qua biết bao nhọc nhằn. Nhưng khi có được hạnh phúc trong tay thì hạnh phúc vỗ cánh bay xa vì sự tạm bỡ vô thường của tạo hóa. Thế thì hạnh phúc chẳng khác nào như một chiếc bóng không bao giờ nắm giữ bằng đôi tay. Hạnh phúc không bao giờ dừng lại vì khi nắm được cái gọi là hạnh phúc thì nó không còn là hạnh phúc nữa, trở thành nhàm chán. Và cứ thế chúng ta đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc mới thay thế hạnh phúc cũ, cho nên cuộc tìm cầu hạnh phúc xem ra không bao giờ tận. Vì thế càng chạy theo dục lạc thì càng tự chuốc khổ vào thân. Nếu nói rằng tham là một trong những gốc của bất thiện thì làm sao con người có thể sống được nếu không còn ham muốn gì cả? Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, đầy đủ mọi thứ về vật chất thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa ham muốn và nhu cầu. Sống trên đời, chúng ta cần có những nhu cầu cần yếu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe di chuyển, máy vi tính để cho đời sống được tiện nghi. Ngược lại, ham muốn chỉ xuất hiện khi nào chúng ta muốn thỏa mãn những đòi hỏi quá đáng của thị dục, có nghĩa là vượt ra khỏi hàng rào tri thức. Đây là động lực chính làm cho con người đau khổ khi những ước muốn của mình không được thỏa mãn hay phải nhắm mắt đi tìm những hạnh phúc mới khi nhìn thấy rõ như thế thì người tu Phật không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất, họ có thể có tất cả những gì họ cần nhưng luôn luôn phải biết đâu là nhu cầu cần thiết và đâu là lòng ham muốn tham lam. Bây giờ, tránh tư duy giúp chúng ta tư duy đến tính vô thường tạm bợ, mau tan rã của tất cả các pháp thế gian. Chúng ta suy nghĩ lời Đức Phật ví sự tan hợp của pháp thế gian như là giấc mộng, như trò huyễn hóa, như bọt nước, như ảo ảnh như sương mai, như ánh chớp trên không mà thôi. Khi tư duy như thế thì dần dần chúng ta tách ra khỏi sự trói buộc của dục lạc thế gian và cuộc sống sẽ trở thành an vui tự tại. Vì thế, một chiếc gia phương Tây có câu Muốn có được những hạnh phúc cao thượng thì hãy lánh xa những lạc thú đê hèn. Đánh đổ tư tưởng sân hận Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng Họ nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ nguôi còn kẻ nào thoát ly được những tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan do đó muốn an vui thì đừng nuôi dưỡng trong tâm những tư tưởng sân hận phật lại dạy thêm phải dứt bỏ sân hận phải tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được Nói thế thì những người ôm ấp tư tưởng sân hận là tự họ đang đốt cháy lấy mình bằng chính những tư tưởng sân hận đó trước khi họ chuyển sang hành động để ám hại kẻ khác. Người sống trong hận thù luôn bị dày vò đau khổ lẻ loi và đơn độc. Đó là chưa kể hận thù, lòng sân giận, sự tranh giành, thắng thua, lòng ganh tị, ganh ghét, đố kỵ, tự ti, mặc cảm sẽ làm giảm nhân cách và biến cuộc sống nhiều sóng gió đau thương. Muốn loại những tư tưởng sân hận thấp hèn này thì con người phải rèn luyện đức tính từ bi, hỷ xả. Vì chỉ có lòng từ bi mới xóa bỏ được hận thù, có như thế thì tâm hồn của chúng ta sẽ cởi mở, trong lành và mát dịu. Lửa sao sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng lạc tịnh. Thậm chí nếu có người nói xấu đức Phật giáo pháp của Ngài hay ngay cả giáo đoàn do Ngài sáng lập, Đức Phật hàng khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất mãn hay không vui lòng. Đức Phật dạy rằng, nếu các ngươi giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các ngươi tự đặt mình vào chỗ hiểm, nguy, có thể mất cả nền tảng đạo đức tinh thần mà các ngươi còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không. Quả thật là sáng suốt, tuy nhiên để trả lời những chỉ trích bất công vô căn cứ, Đức Phật lại dạy rằng, cũng như người kia ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước miếng không hẳn làm rơi trời mà chỉ rơi xuống người ấy. Đánh đổ tư tưởng, hại người. Con người vì quá chấp ngã và ngã sở nên sẵn sàng tiêu diệt, hãm hại những kẻ nào đụng đến quyền lợi và danh dự của mình. Thế thì nếu mình biết tự ái, tự biết lo bảo vệ hạnh phúc, và sự sống của mình thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự sinh tồn của cái khác? Do đó, nếu ta không muốn đau khổ thì đừng bao giờ tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của người. Vì thế Đức Phật lại dạy rằng, ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng đều sợ chết. Do đó không nên giết hại và cũng không nên bảo ai giết hại mà nên thực hành tâm hỷ xả, bao dung để diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác ngày nay thế giới truyền thông hiện đại như radio truyền hình và đặc biệt là internet đang cao trào xâm chiếm vào trong đời sống của tất cả mọi gia đình nếu chúng ta mở tung sáu cánh cửa lục căn để tiếp nhận biết bao luồng tư tưởng thì chắc chắn tâm không yên ổn muốn nổi tiếng ăn khách và hái nhiều tiền các nhà sản xuất đã không ngần ngại tung ra thị trường rất nhiều phim ảnh âm nhạc kịch nghệ các game giải trí với nội dung đầy bạo lực đâm chém sát hại tình dục lời lẽ thô tục thiếu văn hóa, khiến cho người xem nó đang sống trong tà tư duy. Khi các hạt giống bất thiện đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, thì một ngày nào đó khi đối diện với hoàn cảnh tương tự ở ngoài đời, những hạt giống bất thiện đó sẽ tác động khiến chúng ta có những lời nói hay hành động tương xứng nguy hại đến cho người và cho mình. Tệ hại hơn nữa, Chúng ta đồng tình với cách sống đó khiến cho tâm chọn một hướng đi không sáng suốt có thể biến cuộc đời vào một khúc quanh đen tối. Vì thế tiến trình giải phóng tà tư duy để đưa tâm trở về trạng thái bình yên, thoát khỏi mọi vướng mắc của tham, sân, si và ái dục thì gọi là tránh tư duy. Tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này luôn có hai mặt, cho nên người thực hành tránh tư duy luôn cẩn trọng trong tư duy của mình để thấy rõ bộ mặt thật của hai khía cạnh cuộc đời trước khi đi vào kết luận chứ không vội vàng tin vào phía này hay phía kia, cho nên cuộc sống sẽ tránh rất nhiều sai lầm mà nguyên nhân chính vẫn là dựa vào chủ quan định kiến. Tư tưởng thì vô cùng vô tận, nhưng chính Đức Phật đã gom lại 10 tư tưởng chính để giúp chúng sinh dễ dàng tư duy quán chiếu, đó là vô thường tưởng. Thế gian, vạn hữu là vô thường, khi chúng ta suy nghĩ sự sinh diệt của thân và tâm là để giải phóng tư tưởng ra khỏi các vọng chấp. Khổ tưởng, có thân là có khổ, Xanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ và bao nhiêu phiền muộn, bất lợi, uất ức, phiền não làm cho con người không được an vui tự tại. Vô ngã tưởng, không có vật thể nào trên thế gian này mà tự nó có thể sanh tồn và phát triển mà không cần nhân duyên hòa hợp, kể cả cái ta của chúng ta. Vì thế, vạn hữu là vô ngã. Nhờ suy tưởng như thế mà dần dần chúng ta thoát ra khỏi chấp ngã và ngã sở để đi đến chỗ tự tại vô ngại yếm ly thực tưởng tư tưởng không vướng bận trong việc mưu sinh chính đức phật đã dạy các vị tỳ kheo phải tiết độ trong việc ẩm thực bởi vì ăn để sống chứ không phải sống để ăn suy nghĩ như thế là để chúng ta không còn lệ thuộc vào vật chất một cách quá đáng thật ra con người từ cổ chí kim từ đông qua tây có chém giết lẫn nhau cũng vì miếng cơm manh áo tức là tranh giành ảnh hưởng kinh tế như thế chúng ta phải xem ăn uống như là phương tiện, chứ đừng đặt nó là mục đích của cuộc sống, bởi vì cứu cánh của đời sống phải là cái gì cao thượng hơn. Dục lạc tưởng là tham sân si, mà đó là kết quả của vô minh và ái dục. Ngoài ra, Đức Phật cũng dạy rằng chúng sinh bị chi phối bởi tám pháp thế gian là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ, Người nào có thể tự mình giải phóng tư tưởng ra khỏi những căn bản bất thiện trên thì chắc chắn sẽ được tự do giải thoát. Lửa tham ghê lắm ai ơi! Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà sông sâu. Tư tưởng có xanh tắt có ngày chết vì đã thông hiểu ngũ ẩn là không nên con người không tham sống hay sợ chết, sống thì an vui tự tại, còn chết thì bình thản nhẹ nhàng, nghĩa là sinh thuận tử an vậy. Đa quá tội tưởng. Đây là nói về thân kiến, có nghĩa là quá quý trọng thân xác và bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Chính thức Phật dạy phải giữ gìn cho thân thể khỏe mạnh để dễ dàng tu niệm mà phát sinh trí tuệ, chứ Đức Phật không bao giờ dạy chúng sinh phải quý trọng thân xác của mình bao giờ một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử, nghĩa vị cao đẹp. Ngược lại, người quá quý trọng sắc thân có thể hãm hại kẻ khác để mình được vinh thân phì ra. Nhìn kia, thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau. Bận tâm, tính chuyện đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường xanh. Thân này sẽ bị suy già, thường hay tật bệnh, lại hòa, uế nhơ mỏng manh mạng sống từng giờ tử từ thần bên cửa đợi chờ mang đi ly tưởng là xuất ly tam giới để được giải thoát giác ngộ trăm năm sống có ích gì buông lung phóng giật ác chi ác tà một ngày trong cõi người ta giới định thiền tuệ thật là tốt hơn diệt tưởng là nuôi hoài bão tâm niệm tận diệt mọi phiền não khổ đau khéo thay, tu tập giác chi, lành thay, tránh hạnh, nhiếp trì bền tâm. Người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây. Vô ái tưởng, cuối cùng là giải phóng tư tưởng ra khỏi ái dục. Phật lại dạy rằng, ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt ái dục thì sẽ không còn sầu muộn và lo sợ. Thật vậy, Ngày nào tư tưởng của chúng ta còn bị ảnh hưởng ái dục thì ngày đó chúng ta chưa thể tự tại vô ngại được. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Bây giờ chúng ta hãy tự đặt cho mình một câu hỏi rằng phải chăng thay đổi cách tư duy thì cuộc đời sẽ đổi thay. Không cần biết trong tâm của chúng ta xuất hiện tư tưởng hay suy nghĩ gì, mắt thấy gì, tai nghe gì người thực hành tránh tư duy luôn phải tư duy chuyển hóa tất cả những ý nghĩ xấu ác thành tốt và thiện tiêu cực thành tích cực người xấu ác thành người tốt thiện bi quan thành lạc quan nghi ngờ thành tin tưởng sân giận thành thương yêu và tha thứ khinh bỉ thành tôn trọng buồn khổ thành an vui thất bại thành những bài học kinh nghiệm biết tư duy chuyển hóa là biết thay đổi cách nhìn cách sống thì cuộc đời sẽ có nhiều hạnh phúc và niềm an vui tự tại hơn cuộc đời là do chính chúng ta tự tạo dựng hạnh phúc hay khổ đau cũng chính do tự chúng ta gieo tại sao chúng ta không phản quang tự kỷ để tự nhìn lại những điều có liên quan đến hành vi ứng xử của mình và làm thế nào để chấp nhận những điều mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày vì thế gian này là vô thường vô ngã thì tại sao mình phải ôm giữ bên mình những điều làm chúng ta đau khổ hãy buông bỏ những điều không cần thiết mà chúng ta vẫn luôn cố lưu giữ và cố gắng thay đổi và từ bỏ tất cả những thứ đang trói buộc chúng ta cũng như người đang bơi chút bỏ hết những tảng đá đè nặng trên lưng. Hãy từ bỏ lối sống suy nghĩ rằng bạn luôn luôn đúng. Vì cố chấp xem nặng bản ngã cho nên có rất nhiều người không thể chấp nhận mình sai và luôn cho rằng mình đúng ngay cả khi điều này có thể làm tan vỡ một mối quan hệ tuyệt vời và gây ra nhiều căng thẳng cho bản thân và cho những người khác bất cứ khi nào bạn tranh luận về việc ai đúng ai sai bạn hãy tự hỏi mình muốn chứng minh là mình đúng hay mình muốn làm người tốt mình được gì ở đây có phải là cái tôi của bạn quá lớn khi bạn không thể từ bỏ được hãy từ bỏ việc đổ lỗi cho người khác hãy từ bỏ việc đổ lỗi cho người khác về những gì bạn có hoặc không có về những gì bạn cảm thấy hay không cảm thấy vì tâm luôn hướng ngoại nên con người chỉ nhìn thấy lỗi của người mà không bao giờ thấy lỗi của mình đừng lãng phí những phẩm chất của mình và hãy cố gắng chịu trách nhiệm đối với cuộc sống riêng của mình vì thế gian này không có ai toàn thiện hay toàn ác cả không thấy lỗi của người mà thấy lỗi của mình thì giá trị cuộc sống sẽ tăng lên nâng cao nhân cách hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Làm thế nào khiến người khác không bị tổn thương vì những thái độ tiêu cực dai dẳng và lặp đi lặp lại. Đừng cho rằng tất cả mọi thứ đang nghĩ trong tâm là đen tối và tự hủy hoại mình. Bạn có thể làm tốt hơn nhiều chứ. Dù cho một đêm có dài như thế nào thì sáng mai ánh bình minh sẽ đến. Bây giờ nếu thấu hiểu giáo lý nghiệp thì bắt đầu chuyển cuộc sống từ tiêu cực sang tích cực nghĩa là chính ta phải tác động chống lại chứ không chịu chấp nhận an phận thủ thường nói thế có nghĩa là từ nay con người phải nhận thức sự tai hại và tốt đẹp của nghiệp và nghiệp quả để vun bồi tác tạo thêm nhiều thiện duyên thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ thăng hoa hạnh phúc nên nhớ dựa theo thuyết nhân quả thì mỗi người chỉ nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó hãy từ bỏ sự tự ti hãy từ bỏ sự tự ti về những gì bạn có thể hoặc không thể làm được về những gì có thể hoặc không thể bắt đầu từ bây giờ đừng cho phép niềm tin của bạn giới hạn và cầm tù chính bạn hãy tự tin vào bản thân mình bất cứ sự thành công lớn nào cũng đều bắt đầu từ những bước khởi đầu nhỏ hãy làm những gì bạn muốn làm mơ những gì bạn muốn mơ tới đâu bạn muốn tới trở thành những gì bạn muốn bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Hãy từ bỏ những lời phàn nàn, hãy từ bỏ việc liên tục phàn nàn về mọi thứ, về mọi người, về mọi hoàn cảnh hoặc mọi sự kiện, những điều làm bạn không buồn, vui hay chán nản. Hãy nhớ rằng, không ai có thể làm cho bạn không hạnh phúc, không ai có hoàn cảnh nào có thể làm cho bạn cảm thấy buồn trừ khi bạn muốn thế con người là chủ nhân duy nhất có đầy đủ quyền năng quyết định cuộc đời theo ý muốn của mình, cho nên thiên đàng hay địa ngục, đau khổ trầm luân hay giải thoát an lạc tùy thuộc vào sự lựa chọn nghiệp nhân của mỗi người. Cuộc đời luôn là những thử thách, vì thế hãy luôn nhìn về phía trước để mỗi thất bại của bạn phải là một bước tiến dài trên con đường đi tới thành công. Hãy từ bỏ những lời chỉ trích Hãy từ bỏ việc chỉ trích những thứ, những việc hay những người khác mình. Tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng tất cả cũng đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, được cảm thông và được thấu hiểu. Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm của người khác thay vì lo sửa sai, lỗi lầm của chính mình. Hãy từ bỏ sự không muốn thay đổi. Thay đổi là tốt, nó giúp bạn đi từ A đến B. Thay đổi sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống của bạn và của những người xung quanh bạn. Hãy đi con đường của riêng bạn và chấp nhận thay đổi. Không biết đã bao lần người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là chạm tới thành công. Tuy nhiên, thành công không phải chìa khóa mở cửa hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn tới thành công, cho nên trong cuộc sống nếu bạn thích thú điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công. Hãy từ bỏ nỗi sợ hãi của bạn. Sợ hãi chỉ là một ảo ảnh, nó không tồn tại, chính bạn đã tạo ra nó vì nó xuất phát từ vọng tâm, tất cả là từ trong tâm trí của bạn. Hãy thay đổi cách tư duy trong nội tâm thì thế giới bên ngoài sẽ bình yên trở lại. Hãy quán cuộc đời tạm bợ vô thường thì chẳng có gì để sợ cả. Không tham lam thì không sợ mất, không tham sống thì không sợ chết. Cho nên bạn nhớ rằng chỉ sống một lần thôi. Nhưng nếu bạn sống đúng thì một lần là đủ rồi, có gì phải sợ. Hãy từ bỏ việc viện cớ, đóng gói những cái cớ và ném chúng đi. Bạn không cần đến chúng, thường thì chúng ta chỉ giới hạn bản thân mình trong những gì chúng ta làm vì nhiều lý do. Thay vì lớn lên, nâng cao cuộc sống và tinh thần, chúng ta lại kẹt lại, tự dối bản thân, viện tới tất cả các loại lý do mà trong 99,9% trường hợp không phải là có thật cuộc đời tạm bỡ ngắn ngủi, tại sao mình lại phải giấu mình? Hãy từ bỏ quá khứ. Chúng ta biết điều đó là rất khó khăn, đặc biệt là khi quá khứ dường như tốt hơn nhiều so với hiện tại và tương lai có vẻ đáng sợ. Thế nhưng hãy suy nghĩ, hiện tại là tất cả những gì mà bạn đang có và nó chỉ tồn tại duy nhất một lần. Bạn mơ ước, khao khát quá khứ trong khi bỏ qua hiện tại của chính mình thì hiện tại biến thành quá khứ, vụt mất khỏi tầm tay của bạn. Bạn hãy ý thức được mọi việc mình đang làm và hãy tận hưởng cuộc sống bởi vì cuộc sống là một hành trình mà không phải là một điểm đến. Sẽ rất tốt nếu bạn có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai và bạn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nhưng luôn luôn hãy là chính mình ở đây và ngay bây giờ. Hãy từ bỏ sự quyến luyến. Đây là một quan điểm mà hầu hết chúng ta rất khó hiểu. Nhưng thế gian này là do duyên sinh duyên diệt cho nên không có gì sẽ ở mãi với chúng ta. Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn. Như vậy bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ. Hãy từ bỏ việc sống theo mong đợi của người khác nhiều người sống cuộc sống của mình theo những gì người khác nghĩ là tốt nhất cho họ mà bỏ qua những mong muốn thật sự của bản thân. Họ cố gắng sống theo sự mong đợi của người khác chỉ để làm hài lòng những người này, họ tự đánh mất bản thân mình và cũng không kiểm soát được cuộc sống của mình. Bạn có một cuộc đời, bạn phải sống cuộc đời của mình, đừng để cho những ý kiến của người khác lôi kéo bạn khỏi đường đời của mình. Nói tóm lại, không có cuộc cách mạng nào khó khăn bằng của cách mạng để giải phóng tư tưởng ra khỏi mọi ràng buộc của ngoại cảnh, cũng như những ô nhiễm từ trong nội tâm, vì tư tưởng đòi hỏi nhiều thử thách cam co qua các giai đoạn phấn đấu để tìm tự do. Vì thế, tránh tư duy là tiến trình suy nghĩ về sự thoát ly các dục lạc, suy nghĩ không còn sân hận, suy nghĩ về không hại người. Từ sự suy nghĩ chân chính đó sẽ làm nền tảng vững chắc, hướng tâm đi vào đạo lộ thánh thiện và thoát ly đau khổ nhưng quan trọng nhất là suy nghĩ ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới với quyết tâm đoạn diệt sinh tử luân hồi thì đây mới thực sự là tránh tư duy. Tránh ngữ Bây giờ tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng là ba yếu tố để kiến tạo một đời sống đạo đức nhân bản mà nhà Phật gọi là giới. Giới trong Phật giáo không có nghĩa là giáo điều bắt tín đồ phải giam giáp tuân theo, bằng không thì phải chịu hình phạt này hay hình phạt khác như những tôn giáo khác mà ý nghĩa của giới là cách sống đạo đức trao dồi đức hạnh sống đúng với lương tâm thực hành đứng đắn giới thì chắc chắn có cuộc sống an lành hạnh phúc ngược lại cuộc sống sẽ nhiều điên đảo đau thương đức phật đưa ra giới nhằm mục đích khuyến khích chúng sinh sống đời sống trong sạch đạo đức thực hành hay không là tùy ở chúng sinh chứ đức phật không có quyền năng trừng phạt hay ân thưởng cho ai hết Tuy nhiên, dựa theo luật nhân quả, nếu mình gieo nhân lành thì chính mình sẽ thọ lãnh kết quả tốt đẹp, có hạnh phúc. Ngược lại, gieo nhân bất thiện thì sẽ gánh chịu hậu quả đau thương. Đức Phật giới thiệu căn nhà giác ngộ gồm có 3 tầng. Tầng thứ nhất là nền móng. Muốn cho căn nhà giác ngộ được vững chắc thì hành giả phải xây nền móng cho thật kiên cố. Cho nên giới chính là nền móng cho căn nhà giác ngộ. Vì thế, nếu phá giới thì căn nhà giác ngộ sẽ sụp đổ. Thực hành giới viên mãn nghĩa là sống trong đạo đức nhân bản sẽ biến cuộc sống trở thành nhẹ nhàng, thanh thoát, không bao giờ còn lo lắng buồn phiền. Tầng thứ nhì là định. Sau khi có đời sống trong sạch thì tâm mới thanh tịnh, từ đó hành giả mới có thể vào định và thực hành các tầng thiền định. Tầng thứ ba là trí tuệ. Đây là tầng tối cao và cũng là cứu cánh tối thượng của đạo Phật, tức là trí tuệ. Một khi tâm đã an định, hành giả tiếp tục dùng thiền quán tuệ minh sát. Sau cùng, trí tuệ sẽ phát sinh để trực nhận chân lý. Bát chánh đạo là tiến trình liên tục, có mối quan hệ khăng khít, tác động và hỗ tương lẫn nhau. Đức Phật trước nhất giới thiệu tránh kiến để con người có cái thấy biết chính xác, vô tư về mình và về thế giới chung quanh mình. Sau đó Đức Phật mới giới thiệu tránh tư duy bởi vì có thấy biết đúng thì từ đó trong tâm mới tư duy những điều chân chính, lợi ích cho mình và cho người. Ngược lại, thấy biết sai lầm thì suy tư bất tránh nghiêng về thỏa mãn những dục vọng của bản thân. Tham, sân, si, ái, dục. Sau tránh tư duy thì bây giờ tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng mới được Đức Phật đưa vào bởi vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói và hành động. Bộ ba, thân, khẩu ý là ba yếu tố chính giúp con người có cuộc sống bình yên, hạnh phúc và an lạc ngược lại cũng thân khẩu ý lại là nguyên nhân đưa con người đọa lạc vào trong cảnh khổ biến cuộc sống nhiều sóng gió đau thương và dĩ nhiên tạo tác tội nghiệp để chịu quả khổ về sau tóm lại thân gồm có tránh nghiệp tránh mạng và tránh tinh tấn khẩu có tránh ngữ và ý gồm có tránh kiến và tránh tư duy Do đó, toàn bộ giáo lý Phật Đà không ngoài mục đích giúp con người thanh tịnh hóa, thân, khẩu, ý của mình để cải thiện cuộc sống, trở thành thanh cao, nhẹ nhàng, hạnh phúc và an lạc. Lời nói đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống vì nó phản ảnh trực tiếp sự quan hệ cuộc sống giữa con người. Nó là cánh cửa giao thông để hiểu nhau, thông cảm với nhau và dĩ nhiên nó cũng là tác động đưa con người chống đối, hiểm khích và đố kỵ nhau trong mọi sinh hoạt hàng ngày, từ gia đình đến xã hội, lời nói là chiếc cầu nối làm cho mọi người gần gũi, thân thiện với nhau hơn, khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa và hạnh phúc. Ngược lại, cũng lời nói khiến anh em bất hòa, vợ chồng ly tan, cha mẹ, giận hờn, con cái, hàng xóm bạn bè không nhìn mặt nhau. Trong những hoàn cảnh bình thường, lời nói phản ảnh tư cách hay nhân cách của con người ngoại trừ những người giả nhân giả nghĩa. Ngày nay ở những quốc gia văn minh tiến bộ, họ còn phát minh ra loại ngôn ngữ ra dấu để mọi người có thể trò chuyện, trao đổi tư tưởng với nhau. Vì thế, lời nói đưa con người gần gũi với nhau hơn, dễ cảm thông và chia sẻ bất cứ nỗi niềm trong tâm tư. Một khi nói ra được, thì những ấm ức trong tâm tư giải tỏa chẳng khác nào tháo đê để nước chảy xuống nhẹ nhàng. Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn viếng thăm thiền sư Phật Ấn. Hai người đàm đạo cả ngày, bấy giờ Tô Đông Pha mới hỏi. Bạch Đại Sư, Ngài ngồi đây, nhìn tôi, thấy giống cái gì? Thiền Sư Phật Ấn trả lời một cách trang nghiêm và trân trọng. Xem ông giống như một vị Phật. Nghe xong, Tô Đông Pha hớn hở vui mừng. Thiền Sư Phật Ấn mới hỏi lại ông ta. Ông thấy ta ra sao? Tô Đông Pha nhìn Phật Ấn, mập tròn, bền đáp. Tôi nhìn Ngài giống như một đống phân châu. Ủa vậy à, Tô Đông Pha tự cao tự đại, nhưng ngạc nhiên hỏi lại. Ngài tôn tôi là Phật, nhưng tôi nói ngài là một đống phân, ngài không giận sao? Tôi vui mừng mới đúng, làm sao nổi giận được? Phật Ấn trả lời. Tại sao? Đông Pha hỏi. Phật Ấn trả lời. Mình là Phật nên người khác là Phật, chính mình là đống phân thì nhìn người khác là đống phân mà thôi trong cuộc sống gia đình đấng cha mẹ nào cũng muốn con cái mình được hạnh phúc tự tìm ra con đường đi của chính bản thân mình một đứa trẻ thông minh chưa chắc đã hạnh phúc nhưng một đứa trẻ được cảm nhận tình yêu thương là được nuôi dưỡng để tự biết tự lập biết sống có ước mơ có mục đích sống rõ ràng và sẽ luôn biết mình phải làm gì trong tương lai để được hạnh phúc và điều đó phụ thuộc vào cách cha mẹ yêu thương các em cách cha mẹ nói chuyện dạy dỗ với các em ngay từ lúc đầu đời cha mẹ muốn dạy con em mình học chữ muốn con phát huy khả năng trí tuệ muốn uốn nắn con tự lập nhưng lại không thành công vì gặp phải sự phản kháng từ các em nguyên nhân chính là bởi vì trẻ em đã thiếu khả năng tự đánh giá bản thân để làm động lực cho ham muốn học tập và nghe theo lời cha mẹ muốn các em phát huy sự tự tin và khả năng tự đánh giá bản thân thì bước đầu tiên là hãy cho các em cảm thấy rằng các em là người quan trọng đối với cha mẹ, từ đó các em sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Muốn cho các em thấy điều đó thì không khác gì ngoài những cử chỉ hay tác động hàng ngày như thân thiết trò chuyện, kiên nhẫn và khen ngợi. Đây là những nhịp cầu nối các đứng cha mẹ gần với con em của họ nhiều hơn. Tuy nhiên, sự cưng chiều quá đáng, thỏa mãn đòi hỏi của các em khiến các em phát triển, tinh thần ỉ lại, sống trong tiêu cực, không có sức phấn đấu vươn lên. Nhưng quan trọng nhất, trong bất cứ gia đình nào, cha mẹ lúc nào cũng là tấm gương ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Nếu cha mẹ sống đời trung thực, nhân ái, thân thiện thì con cái sẽ noi theo cách ứng xử đó. Theo Đức Phật, cha mẹ có 5 nhiệm vụ đối với con cái. Nhiệm vụ thứ nhất ngăn cản các con gây tội lỗi. Nhà là trường học đầu tiên, cha mẹ là các thầy giáo đầu tiên. Trẻ con thường học những bài học vỡ lòng tốt và xấu nơi cha mẹ. Các bậc cha mẹ thiếu thận trọng, trực tiếp hay gián tiếp tiêm nhiễm vào đầu các con những điều nói dối, gian lận, bất lương, vu oan, báo thù, không xấu hổ, không sợ hãi các tội lỗi và các hành động vô luân trong thời thơ ấu của chúng. Hãy nhớ đến thói quen bắt trước. Cho nên, cha mẹ phải làm gương không nên tiêm nhiễm những tật xấu vào đầu óc ngây thơ của con cái, nhưng quan trọng nhất là sự tiếp cận, học hỏi những thói hư tật xấu từ bạn bè, vì thế cha mẹ nên theo dõi và khuyến khích con em của mình nên giao tiếp với những người hoặc gia đình có đạo đức bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhiệm vụ thứ hai, thuyết phục trẻ em làm điều lành. Cha mẹ là những thầy giáo ở nhà và thầy giáo là cha mẹ ở trường cả hai cha mẹ lẫn thầy giáo đều chịu trách nhiệm về tương lai và hạnh phúc của con cái chúng có trở nên người tốt hay xấu đều do cha mẹ và thầy giáo hôn đúc gần gũi hay tiếp xúc với môi trường sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng rất lớn cho các em trở thành tốt xấu mai sau các em nói theo bắt trước làm y như người lớn trong tuổi thơ ngây của chúng chúng hấp thụ điều truyền đạt chúng theo dấu chân người lớn chúng bị ảnh hưởng về tư tưởng lời nói và hành động của người lớn do vậy nhiệm vụ của cha mẹ là tạo bầu không khí thích hợp cả tại nhà lẫn trường học giản dị vâng lời hợp tác đoàn kết hy sinh chân thật thẳng thắn giúp đỡ tự tin bằng lòng cử chỉ tốt nhiệt thành mộ đạo những đức hạnh khác phải được in sâu vào tâm trí thanh xuân của chúng tạo môi trường để chia sẻ những mẩu chuyện đạo đức những hạt giống như vậy được đem trồng sẽ lớn lên thành cây nhiều trái Nhiệm vụ thứ ba, cho con cái một nền giáo dục tốt, một nền giáo dục đứng đắn là một di sản tốt nhất mà các bậc cha mẹ để lại cho con cái, một kho tàng quý báu cũng không bằng. Giáo dục là phước báu tốt nhất mà cha mẹ để cho con cái, giáo dục phải được dạy truyền cho con ngay từ buổi ấu thơ trong bổ không khí đạo đức nhân bản bằng cách huấn luyện chúng duy trì kỷ cương, cao thượng và tính tốt của con người. Việc đó sẽ ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của chúng. Những đứa trẻ thành công trong cuộc sống lúc nào cũng thừa hưởng một di sản văn hóa tốt đẹp và có định hướng cho tương lai. Nhiệm vụ thứ tư, lo cho con cái thành lập gia đình với người xứng đáng. Hôn nhân là một hành động trọng đại của một đời người, sự kết hôn không thể hủy bỏ dễ dàng. Cho nên, hôn nhân cần được xét kỹ từ mỗi khía cạnh, tất cả mọi góc độ để hai họ vui lòng trước khi cưới. Việc cha mẹ quan tâm đến người hôn phối của con cái rất quan trọng cho đời sống lứa đôi tương lai của chúng. Bậc cha mẹ phải chấp nhận những lệ thường thời hiện đại như hẹn hò vân vân. Con cái phải hiểu rõ ràng là cha mẹ có quyền giám sát hoạt động của chúng, biết bạn của chúng là ai, nhưng con cái cũng có quyền riêng tư và tự trọng. Trong hầu hết các trường hợp, những ai ngược đãi người khác thì chính họ sẽ là nạn nhân của sự ngược đãi. Nhiệm vụ cuối cùng là nên giao lại tài sản cho con cái lúc thích hợp. Cha mẹ không những chỉ thương yêu và săn sóc con cái khi còn sống trong sự nuôi dưỡng, che chở của mình mà còn phải tự lo liệu tương lai và hạnh phúc cho chúng. Cha mẹ đã phải khó nhọc tạo nên của cải nhưng không nuối tiếc khi cho các con cái thừa hưởng gia tài. Cha mẹ để lại của cải cho con cái nhưng không muốn chúng hoang phí mà chỉ muốn chúng dùng của cải này để nâng cao mức sống. Trong tất cả các việc này, điểm chủ yếu là tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến hạnh phúc của cả cha mẹ lẫn con cái. Đức Phật nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ nên cẩn thận và tế nhị về vấn đề tài sản vì tác động của nó cũng như con dao hai lưỡi. Nếu con cái có định hướng, có tinh thần tự lập thì đối với chúng, tài sản của cha mẹ không quan trọng vì tự chúng có thể tự tạo lấy. Ngược lại, nếu con cái không có tương lai không thành công bằng nghề nghiệp vững chắc thì chúng tùy thuộc rất nhiều vào tài sản của cha mẹ. Tuy nhiên, cho dù tài sản có to lớn bao nhiêu thì một ngày nào đó cũng sẽ tiêu cạn và từ đó tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Bill Gates là người giàu nhất thế giới, tài sản lên đến 76 tỷ đô la, thế mà ông chỉ để lại một số tiền nhỏ cho các con của ông, số tiền còn lại ông sẽ sung vào quỹ từ thiện. Lý do chính là ông muốn các con của ông phải có trách nhiệm biết thử thách tài năng của mình vào trong cuộc sống, phát triển tiềm năng trí óc của mình để làm lợi ích cho đời, biết thương người nghèo khó, biết sống đời đạo hạnh, khiêm nhường. Đức Phật dạy rằng những người nói lời dịu dàng tử tế sẽ được người tin cậy và tôn trọng bởi vì phát xuất từ trạng thái nội tâm bình lặng và thanh tịnh, cho nên lời nói luôn mang tính chất thân thiện. Trái lại, Đức Phật luôn nhắc nhở con người nên thận trọng với loại tà ngữ thâm độc đó là lời nói cọc cằn, thô lỗ, lời nói cay độc, nói lời kiêu căng, nói lời chửi rủa thậm tệ. Nói chung đây thuộc về loại khiếm nhã, vừa gây bực bội đau thương, tang tóc cho mình và cho người. Chẳng những thế, nó làm giảm nhân cách của mình là dĩ nhiên ác tâm và những khổ thọ mà tự tạo ra cho người sẽ dội trở lại và chính ta một ngày nào đó sẽ hứng chịu hậu quả mà mình đã gieo cho kẻ khác. Khi chúng ta nói những lời nguyền rủa cay độc, chẳng khác nào như miệng tung ra biết bao gươm đau với mục đích làm cho người đau khổ, thì đây là tà ngữ ác độc. Vì thế, Đức Phật dạy rằng, hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Lời nói lúc nào cũng có tác động hai chiều thuận và nghịch, cho nên người có chánh niệm luôn suy nghĩ, cảnh tỉnh trước khi nói. Ngược lại, người thiếu ý thức thì phát ngôn bừa bãi, thiếu tế nhị, dễ chạm tự ái người. Đức Phật khuyên chúng sinh nên nói trong chánh niệm, nghĩa là mình biết mình sẽ nói gì và luôn nghĩ đến nhân quả của lời nói đó. Nói sau lưng thường đưa đến tranh cãi và hiểu lầm, đôi khi làm cho tan vỡ nhiều mối quan hệ. Có những trường hợp nghiêm trọng nó có thể đưa đến tố tụng trong tòa án vì đã mạ lỵ hay làm mất danh tiếng người khác. Thiền trong Phật giáo là để tư duy nhìn lại chính mình. Nhưng tư duy cái gì? Hành giả nhìn lại mình đã nói gì? làm gì, nghĩ gì để có hạnh phúc, thanh tịnh hay an lạc hoặc mình đã nói gì, làm gì hay nghĩ gì để khổ đau phát hiện. Dựa theo tinh thần Phật giáo, tranh ngữ là lời nói chân tránh, không tạo nghiệp, bất thiện trong lời nói, nghĩa là không được nói dối, không nói lời cọc cằn thô lỗ, không nói lời tham độc, nguyền rủa kẻ khác, không nói chuyện người khác thường dẫn đến tranh cãi hiểu lầm, làm mất thời gian và khiến tâm bất tự tại, Tóm lại, tranh ngữ không những là lời nói chân chính, không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, mà tranh ngữ còn là dùng lời nói để tạo các nghiệp lành. Vì thế, tránh dùng lời phao vu để chia rẽ, gây bất hòa giữa người này với người khác. Trái lại, chúng ta phải tìm cách đem lại hòa hợp và thông cảm giữa mọi người. Nói năng đừng có, tánh châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người khác tự nhiên sẽ hóa thù thành bạn. Tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác mà trái lại phải nói lời thanh tao, lễ độ để an ủi, khuyến khích hay thuyết phục kẻ khác. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị ô nhiễm. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn tránh những câu chuyện phiếm vô bổ mà nên nói đúng lúc, hợp lý và hữu ích. Cũng có trường hợp khi chúng ta nói chân thật và lễ độ mà chạm đến tự ái của kẻ khác khiến họ phật lòng. Nhưng chúng ta có nói tốt, nói xấu là bởi tại vì tâm mình nghĩ tốt, nghĩ xấu về người ấy hay việc ấy. Do đó, ý là nhân mà thân khẩu là quả của nó. Vì thấy tầm quan trọng này cho nên tránh ngữ phải đi sau tránh tư duy nếu khen một người nào bởi vì chúng ta đã có ấn tượng tốt về người đó. Ngược lại, nếu muốn chửi người đó thì trong tâm chúng ta phải ghét họ trước. Do đó, lời nói là sản phẩm phản ánh những gì trong tâm khảm của chúng ta. Muốn thực hành tránh ngữ được rốt giáo, Đức Phật mô tả lời nói của bậc thiện tri thức như sau. Phát biểu đúng lúc. Nếu lời nói chân thật mà không phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích, do đó người thiện trí phải tế nhị áp dụng lời nói của mình cho đúng chỗ, đúng lúc. Hợp với sự thật, bậc thiện trí thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện và không lừa dối. Đức Phật dạy rằng đa số người cả đời chỉ làm được ba việc, dối mình, dối người và bị người dối. Nên nhớ rằng lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. Cho nên nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đáp vào, cần gì phải khổ như vậy. Đem lại lợi ích, lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, cho dù là lời nói thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai đó thì cũng chỉ là lời nói nhảm, vô ích mà thôi. Thích ứng với lý trí là lời nói phải hợp với đạo lý thì dĩ nhiên sẽ hợp với lý trí. Hợp với đạo đức Thông thường chúng ta thường hiểu chữ thiện là hữu ích, nhưng trên thực tế có lợi ích chưa hẳn đã là thiện, vì vậy lời nói của bậc thiện trí phải có ích và hợp với đạo đức nữa. Nhưng nói lời thế nào để thích ứng với lý trí và hợp với đạo đức? Nên nói về đức từ bi, vì lòng từ bi giúp chúng ta có được tâm hồn vị tha, không tham lam, không ích kỷ và không bòn sèn. Nên nói về đức tính tri thức để giúp chúng ta bỏ những ước vọng thái quá và sống an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào nên nói về đức thanh tịnh để giúp chúng ta có tâm hồn trầm tĩnh trong sạch và tự tại nên nói về đức tính độc lập để giúp chúng ta không xu hướng phe đảng không ỉ lại và phát triển đức tự tin nên nói về đức tinh tấn để giúp chúng ta từ bỏ tính biếng nhác do dự và không nhất quyết nên nói về giới hạnh vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật xấu mà đã kết tập từ vô lượng kiếp đến nay nên nói về thiền định vì thiền định có khả năng tiêu trừ dục vọng oán thù và phát triển sức mạnh tinh thần nên nói về trí tuệ để giúp chúng ta rèn luyện một tâm hồn trong sáng và phát triển trí năng hầu thấu triệt chân lý nên nói về sự giải thoát giác ngộ vì đây là mục đích cuối cùng của người phật tử trên đường tận diệt vô minh phiền não nên nói về giải thoát chi kiến có nghĩa là nói đến sự thật chứng của các chư thánh hay Phật để giúp chúng ta trên đường tu tập, vì tin rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được giải thoát chi kiến như thế. Bản chất của lời nói tùy thuộc vào sự biến dạng của tâm thức. Nếu tâm đang ở trạng thái giận hờn, bực tức, nóng nảy thì lời nói sẽ mang sắc thái nặng nề, hung dữ. Ngược lại, nếu tâm đang ở trạng thái nhẹ nhàng, an ổn, bình thản thì lời nói sẽ dễ nghe, dịu dàng, hài hòa. Vì tránh kiến và tránh tư duy là mầm móng của tránh ngữ, cho nên khi lời nói gây ra đau khổ thì phải tự biết rằng cái thấy biết của mình chưa rõ ràng và việc tư duy chưa đúng. Đức Phật khuyên con người nên ái ngữ, nói những lời văn hóa và có nhân cách để thăng hoa cuộc đời mình và cho người. Và Đức Phật Huyên con người luôn sống trong tỉnh thức chánh niệm để kiểm soát lời nói của mình, với quyết tâm không nói điều gì gây tổn hại cho mình và cho người, mà chỉ nói những lời nhẹ nhàng có thể mang lại sự hòa hợp, ích lợi cho mọi người trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Lời nói có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân mà còn có thể định đoạt được cả sự an nguy của xã hội. Đối với người đắc đạo thì lời nói không quan trọng, nhưng quan trọng là lời nói kia phải đi đôi với sự thật và sau cùng Đức Phật dạy rằng người có tránh tư duy, tránh ngữ sinh. Tránh nghiệp là hành động chân chính để sống đúng với chân lý, sống phù hợp với đạo đức. Đó là những hành động thuộc về thân. Sau tránh ngữ, Đức Phật mới nói tránh nghiệp và tránh mạng vì lời nói luôn đi đôi với hành động hành động chân chính là không sát hại không trộm cướp dưới bất cứ hình thức nào và sau cùng là không tả hạnh trong dục lạc muốn chấm dứt hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống vượt thoát cảnh tù tội của thế gian hoặc những tai nạn hiểm nghèo những bệnh tật khó trị những xung đột tị hiểm nhỏ mọn ích kỷ đức phật khuyên chúng sinh phải biết thực hành tránh nghiệp Đức Phật khuyến khích con người tránh xa tà hạnh nhằm mở rộng cho các hành động đạo đức cao hơn và thúc đẩy con người luôn hành động với đầy lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh. Mọi người sợ hình phạt, mọi người đều sợ chết, lấy mình làm thí dụ, không giết, không bảo giết. Tuy không giết hay không bảo ai giết hại, nhưng bất cứ hành động nào gây tổn thương cho người khác, dù hình thức này hay hình thức khác đều là những hành động thiếu đạo đức ngày xưa chính Đức Phật và hàng tỷ kheo không phải là người ăn chay. Các ngài cũng ăn thịt, cá khi được cúng dường, nhưng các ngài chỉ ăn thịt chứ không bao giờ có ý sát hại. Kinh Jivata, Trung Bộ 2, số 55, nói về tam tịnh nhục hay ngũ tịnh nhục, nghĩa là ba thứ hay năm thứ thịt mà các tỷ kheo được phép thọ dụng. Này, Jivaka, những ai nói như sau? Vì Samon Gotama họ giết hại các sinh vật. Và Samon Gotama, tuy biết thế, vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Những người ấy không nói chính lời của ta, họ xuyên thạc ta, không như chân, không như thật. Này, divaka ta nói trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng. Ngoài ra, còn có thuyết ngũ tịnh nhục, tức tam tịnh nhục vừa kể trên cùng với thịt của các con thú tự chết và thịt mà các loại thú khác ăn còn dư, vì thế dựa theo lời dạy của Đức Phật thì không thấy, không nghe, không biết và dĩ nhiên không tự mình giết con vật đó cho mình ăn thì không phạm giới, nghĩa là hãy đi và tìm mua thịt đã được làm sẵn, bày bán ngoài thị trường. Đức Phật dạy rằng người không tạo nghiệp sát hại chúng sanh thì được thọ mạng lâu dài, người tạo nghiệp sát, đoàn mạng, sống của chúng sanh nên thọ mạng yếu. Do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân, hay bệnh tật đau yếu. Vấn đề ăn chay, ăn mặn là một đề tài tranh luận rất tế nhị, tuy nhiên ở Việt Nam vào thời nhà Trần, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung có em gái là Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh Thiện Cảm mở tiệc trong cung điện. Trên bàn có cả thức ăn mặn và thức ăn chay. Thượng sĩ gắp thức ăn không phân biệt chay hay mặn. Hoàng hậu hỏi anh tu thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được? Thượng sĩ cười đáp, Phật là Phật, anh là anh, anh không cần thành Phật, Phật cũng không cần thành anh. Em không nghe các bậc cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Mạn đàm, thượng sĩ nói, Phật là Phật, anh là anh, nghĩa là miệng là miệng, còn tâm lúc nào vẫn là tâm. Vì thế, miệng ăn thịt, chứ tâm đâu có ăn thịt, cho nên tâm không ăn thịt thì lấy gì làm ô nhiễm. Ở đây, thượng sĩ muốn phá cái chấp trong phương tiện tu hành và tầm quan trọng của tu tâm, do đó đối với người giải thoát, cho dù miệng có nhai thịt thì tâm vẫn bình thản như nhai đậu hũ vậy. Đây chính là biểu hiện câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là tuy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý có tiếp xúc với sắc, thanh hương vị xúc pháp mà tâm vẫn thản nhiên vô tư, không dính mắc thì tâm kỳ diệu mới hiện ra, tức là đang sống trong tự tại, thanh tịnh niết bàn. Đây là câu chuyện của người giải thoát, còn chúng ta là phàm nhân thì nên cẩn trọng vì chúng ta còn nhiều dính mắc. Khoảng 500 năm sau ngày Đức Phật nhập niết bàn, Phật giáo đại thừa ra đời và các vị luận sư đại thừa giới thiệu năm tư tưởng mới để có sự khác biệt so với Phật giáo nguyên thủy đó là một chuyển lý tưởng niết bàn của các vị a la hán thành ra lý tưởng bồ tát hai giới thiệu lục độ ba la mật mà trong đó hạnh nguyện từ bi được xếp ngang hàng với trí tuệ ba phật giáo vào thời đức phật còn tại thế chỉ xiển dương con đường tự giác không tín ngưỡng vì thế trong kinh pháp cú đức phật dạy rằng các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi các ngươi hãy lấy pháp của ta làm đuốc hãy theo pháp của ta mà tu giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các ngươi. Ngược lại, Đại Thừa bị ảnh hưởng Đạo Bà La Môn là một tôn giáo đa thần, cho nên các luận sư Đại Thừa đưa ra một loạt các vị thánh, các vị Bồ Tát, các chư Phật có khả năng cứu rỗi chúng sinh, biến Phật giáo trở thành tín ngưỡng, và dĩ nhiên, đức tin bây giờ là tất yếu. 4. Phương tiện thiện xảo trở thành thiết yếu, vì thế những cảnh giới bất tư nghỉ, thế giới chư Phật hay chư Phật hiện ra như Phật Đa Bảo hay Đức Phật vận dụng thần thông làm cho thế giới dung chuyển như trong Kinh Pháp Hoa hay Duy Ma Cật. Những cảnh giới đó không bao giờ có và thời Đức Phật còn tại thế. 5. Để thích hợp với giáo lý bản thể của thế giới vô vi, Đại Thừa giới thiệu tư tưởng tánh không và định nghĩa lại tất cả những lý thuyết về chữ không cho phù hợp với giáo lý mới để có sự khác biệt với Nguyên Thủy. Vì muốn triển dương lý tưởng Bồ Tát, cho nên Phật giáo Đại thừa chủ trương bất sát, nghĩa là Bồ Tát sao lại nỡ ăn thịt chúng sinh, cho nên có những trường phái Đại thừa chủ trương ăn chay. Tư tưởng này có thể tìm thấy trong kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn. Tuy nhiên cũng có những trường phái đại thừa hay mật tông không ăn chay, chẳng hạn như nhiều trường phái đại thừa Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng áo đỏ. Hãy lắng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói về vấn đề ăn chay. Chính tôi cũng đã từng ăn toàn chay từ năm 1965 và giữ được cách ăn uống này được khoảng 22 hay 23 năm. Sau đó thì tôi trở nên eo uột và bác sĩ khuyên tôi nên thay đổi cách ăn uống. Đối với những người có thể chịu đựng được thì tốt hơn hết nên ăn toàn chay. Vì vậy, ăn chay là một đức hạnh tốt nhưng quan trọng hơn hết là phải thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Bây giờ, nếu đứng về phương diện phát triển tâm linh thì ăn chay hay ăn mặn không phải là yếu tố chính đưa hành giả đến chỗ giải thoát mà hành giả phải thực hành ly dục ly bất thiện pháp thì tâm dần dần sẽ có thanh tịnh ly dục nghĩa là hoàn toàn thoát ly những đối tượng của dục tức là thân viễn ly còn ly bất thiện pháp là từ bỏ những cấu uế dục vọng của tâm tức tâm viễn ly nói cách khác ly dục là thanh tịnh thân nghiệp ly bất thiện pháp là thanh tịnh ý nghiệp vì thế đức phật dạy rằng sự giải thoát không do nơi ăn uống chay mặn mà cốt yếu là do nơi thanh tịnh ma nghiệp thân khẩu ý trong cuộc sống hiện tại, có rất nhiều thứ góp phần vào việc giết hại một cách gián tiếp mà đôi khi chúng ta không bao giờ để ý đến. Thí dụ, khi làm vườn, quốc đất, chúng ta vô tình giết chết côn trùng. Khi bị bệnh nhiễm trùng, chúng ta uống thuốc trụ sinh. Nhưng thuốc trụ sinh sẽ giết biết ba vi trùng, chúng sinh trong người của chúng ta. Đối với những người ăn chay, ăn rau quả, tuy chúng ta chỉ ăn toàn thực vật, nhưng trong tiến trình trồng trọt, vun sới phân bón, Nhà nông đã vô tình giết hại biết bao côn trùng nằm dưới lòng đất. Đó là chưa kể họ còn dùng thuốc xịt sâu bọ để bảo vệ mùa màng. Thế thì khi ăn những sản phẩm đó, chúng ta cũng gián tiếp sát sinh rồi. Thậm chí khi nhổ một cọng rau thì chúng ta cũng đã giết đi một sự sống. Tuy nhiên Đức Phật dạy rằng bất cứ hành động nào với chủ tâm thì hành động đó mới đáng kể, mới gọi là tạo nghiệp. Trộm cướp không nhất thiết là cướp của ngân hàng hay đánh cắp hàng hiệu bỏ vào túi mà trộm cướp là lấy lấy của những gì không thuộc về mình. Đây là biểu hiện của lòng tham, cho nên một khi lòng tham nổi dậy che lấp nhân tính, khiến con người mạnh dạn, cầm nhầm, bất chấp hậu quả gì sẽ xảy ra. Ngày nay có những quốc gia chậm tiến, nhân viên chính phủ từ trung ương đến hạ cấp bất chấp liêm sỉ, dùng quyền lực xâm chiếm tài sản và tiền bạc của quốc gia, nghĩa là dĩ công phi tư cho nên họ đều là những kẻ trộm cắp. Tuy ngày nay họ sống trong những dinh thự đồ sộ nguy nga, nhưng đó là xương máu của nhân dân chứ đâu phải tài sản riêng của họ. Trái lại, trên thế giới cũng có những quốc gia như Nhật Bản hay Singapore đã chứng tỏ tinh thần đạo đức của họ đến cao độ khiến cho thế giới khâm phục. Ở Nhật Bản năm 2011 có trận động đất Tohoku rất lớn 9,0 Richter kéo theo nhiều đợt sóng thần cao đến gần 40 thước, tàn phá rất nhiều nhà cửa và giết hại biết bao chúng sinh. Thế mà, không bao giờ có ai trộm cắp bất cứ tài sản gì của ai. Hay hơn nữa, tiền bạc hay vật dụng rơi rớt đều được người dân trả lại hết cho chủ hoặc gửi trả lại cho chính quyền. Có một ông giám đốc người Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam vì sợ cảnh lái xe hỗn tạp ở Sài Gòn nên ông ta thuê một người tài xế Việt Trước khi về nước, ông giám đốc nói với vị này xế rằng, chúng tôi biết anh đã từng ăn bán bớt xăng trong rất nhiều năm và cứ đòi tăng lương mỗi năm. Chúng tôi chấp thuận là vì sự an toàn tính mạng do anh lái, nhưng thật ra nếu anh không làm như vậy thì chúng tôi vẫn thưởng cho anh còn nhiều hơn thế nữa. Ngoài sát xanh trộm cướp thì tà dâm cũng đóng vai trò không kém quan trọng cho cuộc sống gia đình Đức Phật luôn khuyến khích chúng sinh nên một lòng trung thủy, không nên nhìn trước ngó sau người khác phái. Khi khởi ý nhìn ngó một đối tượng khác phái mà sinh lòng yêu thì biết ngay đây là tâm trạng tà dâm. Người có tâm trạng tà dâm thì tâm bất chính nghĩa là vương vấn những tư tưởng lang trạ không đứng đắn. Tâm niệm bất chính đó trước sau sẽ làm đau khổ gia đình mình và gia đình người khác nó có thể đem đến cảnh nhà tan cửa nát, thậm chí nó còn tạo nên cảnh đau thương, giết chóc, vào tù, ra tội khi tâm ghen tuông không dừng được khiến cho những đứa trẻ thơ vô tội phải sống bơ vơ, mất cha, mất mẹ. Ngày nay chúng ta đang sống trong những quốc gia văn minh cho nên vấn đề ăn mặc hở hang được cho là đẹp và thích hợp với thời trang. Tuy nhiên, người có văn hóa và đạo đức thì đẹp và thời trang không nhất thiết là phải hở hang, chống chỗ này thiếu chỗ kia để khiêu gợi mà là nét đẹp tự nhiên, kín đáo và duyên dáng. Các nhà tâm lý học nói rằng những người thích khoe khoang, bày da hở thịt, bày ngực, bày mông là những người thiếu tự tin, nhiều mặc cảm và dĩ nhiên thiếu văn hóa và kém đạo đức, chỉ cốt thỏa mãn dục tính nhất thời. Do vậy, tà dâm là con đường đau khổ của kiếp người, phá vỡ hạnh phúc gia đình và biến cuộc đời yên ổn trở thành bẽ bàng ngang trái. Dục tình là sự thu hút, lôi cuốn và quyến rũ của người đối tượng làm cho con người thiếu sáng suốt, sống trong ảo giác mê mờ vì sự nguy hại của dục tình. Đức Phật dạy rằng Này các tỷ kheo, ta không thấy có một sắc, thanh, hương, vị, xúc nào khác do nó mà tâm người đàn bà trở nên rất nô lệ như là bị nô lệ bởi sắc, thanh hương, vị, xúc của người đàn ông. Này các tỷ kheo, tâm người đàn bà bị ám ảnh bởi thứ đó. Lịch sử nhân loại từ Đông qua Tây, từ cổ chí kim, có biết bao chuyện anh hùng, lụy với thuyền quyên, tất cả cũng chỉ vì đắm say theo sắc dục. Thực hành tránh nghiệp không phải chỉ vì chúng ta muốn tránh phạm giới hoặc vì chúng ta sợ người trả thù hay luật pháp sẽ trừng phạt, nhưng quan trọng nhất chúng ta tránh những hành động tàn nhẫn, ác độc sẽ mang lại sự bất hạnh khôn lường chẳng những đến cho người mà còn cho chính mình ở hiện tại cũng như tương lai. Thấu hiểu luật nghiệp quả giúp con người tăng thêm sức mạnh để từ bỏ những hành động bất thiện bởi vì ngày nay mình gây nhân thì ngày mai chính mình phải thọ lãnh nghiệp quả. Đức Phật khuyến khích chúng sinh luôn thực hành tránh nghiệp trong cuộc sống bởi vì tà hạnh làm tâm bất tịnh, luôn sống trong phiền não lo âu, sợ hãi, Ngược lại, hành động chân chính có lợi ích cho mình và cho người, khiến tâm nhẹ nhàng, thanh thoát và an lạc. Tóm lại, thực hành chánh nghiệp không nhất thiết chỉ là không làm các việc ác mà còn làm tất cả các việc lành, nghĩa là chữ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Nếu không được rèn luyện đạo đức thì con người sẽ trở thành ác nhân và cuộc đời sẽ là nạn nhân của nó. Con người sống không ai dám tự xưng mình là người toàn thiện, nhưng nếu chúng ta có hành động chân chính, không sát hại, không trộm cướp, không tà hạnh trong dục lạc và thực hành sự yêu thương cứu giúp, tạo thiện nghiệp trong mọi hoàn cảnh thì con đường ta đi sẽ mát dịu, có muôn hoa đua nở. Nhưng tránh nghiệp to nhất là tạo dựng phước đức cũng như công đức hướng về giải thoát giác ngộ. Đức Phật lại dạy rằng, người có tránh ngữ, tránh nghiệp sinh. năm tránh mạng là phương tiện sinh sống chân chính bằng một nghề nghiệp lương thiện nhưng thế nào là một nghề nghiệp lương thiện trong bất cứ xã hội nào có biết bao phương tiện sinh sống phù hợp với khả năng và kiến thức phục vụ của mình tuy nhiên có những nghề nghiệp gây tai họa hay khổ đau cho kẻ khác trong hiện tại cũng như trong tương lai ngược lại có những nghề nghiệp sinh sống không lừa đảo không gieo rắc đau thương không bóc lột không xâm phạm quyền tự do và bình đẳng kẻ khác không phá hoại hay hủy diệt môi trường thiên nhiên một khi thấu hiểu luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta nên sinh sống bằng những nghề nghiệp không bắt buộc phải sát hại các loài chúng sinh. Tàn phá và ô nhiễm môi trường sinh sống của các loài ấy, không làm và không đầu tư vào những doanh nghiệp làm hại đến sự sống của con người, trong đó có chế tạo, buôn bán súng đạn, phát triển những vũ khí hóa học, tên lửa, buôn bán hay sản xuất những thuốc trừ sâu bọ. Buôn bán ma túy, đem sa đọa và hủy hoại cuộc đời và gia đình của người tiêu thụ không sinh sống bằng nghề gieo sắc mê tín, xem tướng bói quẻ, lên đồng nhập cốt, làm cho con người sống trong điên đảo, mất định hướng cuộc sống vì không tin và thực hành luật nhân quả và còn biết bao nghề khác. nói chung nghề nghiệp nào trong thế gian không làm chúng ta phạm năm giới, không trộm cướp, không giết hại, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu thì những nghề nghiệp đó được xem là nghề nghiệp lương thiện. nếu sinh sống thẳng thắn như thế là có tránh mạng theo cái nhìn của đức phật thì tất cả suy nghĩ và hành động của con người đều khởi nguồn từ tâm nếu con người có tâm tốt và biết lo lắng tới việc phát triển xã hội loài người bằng hành động thực tế thì kết quả sẽ có ích cho nhân loại nghĩa là họ có lối sống trong lành không sinh sống trên sự đau khổ của người khác thế thì nếu mình biết lo bảo vệ hạnh phúc và sự sống của mình thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự sinh tồn của kẻ khác do đó nếu ta không muốn đau khổ thì đừng bao giờ tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của người nhưng nghề thường đi đôi với nghiệp cho nên bất cứ sinh sống bằng nghề gì thì bắt buộc phải tạo nghiệp trong kinh trung bộ đức phật dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp là kẻ thừa tự nghiệp nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra nghiệp là quyền thuộc là nơi nương tựa như vậy, điều này cho thấy sự có mặt của con người cũng là sự hiện diện của thiện và ác và mỗi người phải đối diện với nghiệp do mình tạo ra. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối, nghĩa là một việc đúng với người này có thể sai đối với người kia. Vấn đề thiện, ác, tốt, xấu cũng thế. Tháng 8 năm 1945, tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman ra lệnh thả hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt đệ nhị thế chiến. Đối với Nhật Bản thì đây là hành động cực kỳ tàn ác dã man, nhưng phía Hoa Kỳ thì cho đó là quyết định tránh đáng, bởi vì nếu không thì chiến tranh còn tiếp diễn và sẽ không có biết bao nhiêu binh sĩ và thường dân hai bên sẽ thiệt mạng. Tuy nhiên, Phật giáo quan niệm rằng thiện thường được xem như là ánh sáng tượng trưng cho sự an lành, thánh thiện, hạnh phúc, trí tuệ, và ác được coi như là bóng tối, biểu trưng cho sự tội lỗi, bất hạnh, buồn giàu, đau khổ, vô minh. Cho nên thiện hay ác nghiệp không dựa theo định kiến hay chủ kiến của con người. Vì thế, tuy cùng sinh sống nhưng hàng ngày có người tạo ra rất nhiều phước báu và cũng có người gây ra biết bao tội nghiệp. Nhưng xét cho cùng, nghề nghiệp cũng là do phước đức của đời trước đưa đến. Kẻ có phước thì có việc làm dễ dàng, dư ăn, dư để và có cơ hội để tạo thêm phước đức cho mai sau. Còn kẻ thiếu phước đức thì có việc làm khó khăn, không giàu có và dĩ nhiên nghề nghiệp không tạo thêm phước đức cho họ về sau. Nếu nhìn kỹ thì cơ hội để tạo thiện nghiệp trong tránh nghiệp không nhiều, nhưng trong tránh mạng, con người có nhiều cơ hội để tăng trưởng phước đức của họ hàng ngày. Nhiều nghề càng làm thì phước đức càng lớn, cho nên về sau những phước đức này sẽ mang lại sự giàu có thịnh vượng cho họ vì thế nghề nghiệp tốt cũng là phương cách tu phước hữu hiệu nhất. Cho nên, nhớ rằng phước đức mà chúng ta nhận ở đời này là quả mà do thiện nghiệp chúng ta tạo ra ở đời trước. Tất cả sự bố thí, cúng dường và cứu giúp người hoạn nạn sẽ đem lại sự giàu có, thông minh và trường thọ trong đời này cho chúng ta. Vì thế thì không ai có thể phủ nhận rằng đạo Phật là con đường chân chính luôn hướng dẫn con người thực hành theo chánh đạo để có cuộc sống an vui tự tại. Hàng ngày chúng ta tu phước, làm thiện, nhưng phước đức thật sự có đem lại hạnh phúc cho chúng ta không? Nên nhớ, phước là do bố thí, cúng dường hay làm việc tốt cho chúng sinh mà có. Còn đức là cái tốt của tự tâm, nghĩa là con người có tâm hồn trong sáng, vô ngã, vị tha. Một người rất giàu có mà thiếu đạo đức, nhân cách có nghĩa là họ có rất nhiều phước mà thiếu đức, thì sự giàu có này sẽ là những phương tiện để đưa họ đi mau vào con đường xa đoạn tội lỗi. Phước đức, ví cũng như là một cái ly và nước ở trong đó. Cái ly là đức, còn nước chính là phước. Nếu đức tròn và phước đủ thì cuộc sống sẽ rất an vui tự tại. Ví cũng như nước chỉ nằm trong cái ly và không tràn ra ngoài. Có nghĩa là cho dù có nhiều tiền bạc nhưng họ vẫn sống cuộc đời thanh cao, đạo hạnh dùng phước cũ để tạo thêm phước mới là người trí, là người tu Phật. Người có đức độ thì nhìn sự giàu có chỉ là phương tiện của cuộc sống, chứ không chạy theo dục vọng làm cho họ dễ bị xa ngã. Ngược lại, nếu phước to mà đức kém thì cuộc sống sẽ thiên đảo đau thương, ví cũng như nước nhiều quá sẽ tràn ra ngoài cái ly. Có nghĩa là phước có dư đủ mà đức không tăng làm cho cuộc sống thiếu thăng bằng. Thí dụ hiện nay ở Việt Nam có nhiều người vì thời thế trở thành rất giàu có. Tiền thì càng ngày càng giàu có, nhưng nhân cách và đạo đức không tăng trưởng khiến họ xa đọa vào những chỗ trụy lạc làm cho gia đình mất hạnh phúc, dễ tan vỡ. Như thế, Phước không thực sự đem lại hạnh phúc, an vui cho con người nếu đạo đức của họ không tăng trưởng. Sống trong thế gian này, không ai dám tự xưng mình là người toàn thiện, nhưng muốn hướng về con đường thiện Chúng ta nên rèn luyện bản thân sống trong khuôn khổ đạo đức nhân bản, nghĩa là phải cố gắng tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức và dừng tạo nghiệp bất thiện. Ngược lại, nếu không sống trong tinh thần đạo đức thì chúng ta sẽ trở thành ác nhân và cuộc đời sẽ là nạn nhân của chính chúng ta. Tóm lại, người sống đúng tránh mạng có một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Nghề nghiệp đem lại cuộc sống vừa lợi mình, lợi người và quan trọng nhất là tạo nhiều phước đức cho bây giờ và cho mai sau. Nhưng ý nghĩ thâm sâu của tránh mạng là giữ trong sạch để hướng tâm về giải thoát niết bàn. Đứng về phương diện thực hành, người nào sống đúng với tránh mạng thì mới có cơ hội thành tựu những nhánh tránh đạo còn lại. Trái lại, người không có tránh mạng thì sẽ không có tránh kiến và ngược lại. Còn người sống trong tà hạnh thì chỉ có tà tư duy, bởi vì tư duy đó dựa trên cơ sở của tham, sân, si, ái, dục. Thiền trong Phật giáo không nhất thiết phải là ngồi kiết già hay vào định để có giải thoát. Nhưng thiền trong cuộc sống là phản quang tự kỷ, nghĩa là hàng ngày chúng ta cần những giây phút yên lặng để tĩnh tâm và nhìn lại về mình. Nhìn lại thân, khẩu, ý đã làm những gì khiến cho chúng ta có hạnh phúc, an lạc, và nhìn lại thân khẩu ý đã làm những gì biến cuộc sống nhiều phiền não lo âu từ đó chúng ta có định hướng sáng suốt và thiết thực hơn cho cuộc sống chính mình vì thế chìa khóa để có hạnh phúc hay khổ đau nằm gọn trong bàn tay của chúng ta do đó học Phật là biết cách sống biết cách mở cánh cửa thiên đàng hạnh phúc ngược lại sống trong vô minh bất giác sẽ đưa con người đoạn lạc vào chốn khổ não trầm luân tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng được xem là nền tảng đạo đức nhân bản của con người mà nhà Phật gọi là giới. Thực hành giới đứng đắn chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc ấm êm cho bạn và cho gia đình của bạn. Nên nhớ, giới của Đạo Phật chỉ là lời kêu gọi, lời khuyên nhủ của Đức Phật với mục đích khuyến khích con người làm lành, lánh giữ, tu tâm, dưỡng tánh để tự mình có kết quả tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Chứ Đức Phật không có quyền năng để trừng phạt kẻ phạm giới hay ban thưởng cho ai cả. Nhưng dựa theo luật nhân quả, mình gieo nhân thì một ngày nào đó chính mình sẽ thọ báo kết quả thiện, ác. Đó khiến cho cuộc sống có hạnh phúc hay khổ đau. Đối với tiến trình giải thoát, tam vô lậu học, Giới định tuệ thì giới là nền tảng để kiến tạo căn nhà bát tránh đạo bởi vì người thực hành đứng đắn giới thì tâm mới có thể vào định. Tâm an trú trong định thì trí tuệ sẽ phát sinh mà trực nhận chân lý có giải thoát. Ngược lại, kẻ phá giới thì chỉ có tà định và dĩ nhiên cuộc sống sẽ có nhiều sóng gió, đau thương. 6. Tránh tinh tấn là yếu tố quan trọng tạo ra mối liên hệ mật thiết về nhân quả hành trì với 7 yếu tố khác. Nếu bất cứ nhánh nào trong 8 nhánh không có tránh tinh tấn thì nhánh đó khó lòng đạt đến kết quả. Vì thế tránh tinh tấn là động lực, thôi thúc, động viên giúp các nhánh khác hoàn thành mỹ mãn. Đức Phật dạy rằng, và này các tỷ kheo, thế nào là tránh tinh tấn? Ở đây này các tỷ kheo, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tấn, chỉ tâm. Với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tấn chỉ tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh này được sanh khởi khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tấn chỉ tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì không có lu mờ được thăng trưởng được quảng đại được tu tập được viên mãn khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tấn chỉ tâm này các tỷ kheo, đây gọi là tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn nhắm thẳng vào ba mục đích bỏ ác, làm thiện và thanh tịnh tâm được Đức Phật mô tả qua bài kệ như sau. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Do đó, thực hành tránh tinh tấn là để phát triển lòng từ bi, tâm bồ đề. 7. Tránh niệm là ghi nhớ những đạo lý chân chính, tránh niệm thanh tịnh hóa bản tâm bằng cách ngăn chặn và diệt trừ tâm tà và phát triển cũng như vun bồi tâm tránh. Vì thế tránh niệm có nghĩa là sửa cái tâm cho nó đi theo con đường tránh mà còn được gọi là thiền quán. Tránh niệm chính là chìa khóa của giây phút hiện tại. Nếu không có nó, con người không thể nào nhìn thấy thế giới mình đang sống một cách đơn giản. Rõ ràng mà chúng ta sẽ lạc bước vào thế giới quay cuồng của ý thức hay vô thức có thể nói tránh niệm được xem như là một người canh cửa một người bảo vệ luôn trông chừng cho chúng ta khỏi bị lôi cuốn và tà niệm chúng ta không nên để tâm rong ruổi bất cứ nơi nào không gửi tâm vào thế giới mộng tưởng cũng không đưa tâm về quá khứ hay tương lai đức phật đã ví thời gian như sau quá khứ như giấc mộng tương lai như ảo ảnh hiện tại như đám mây Nói như thế thì trong khi tâm chạy qua chạy lại giữa các giấc mộng, ảo ảnh và các đám mây, chúng ta có thể thực tập tránh niệm để đem tâm trở về và làm cho tâm ra khỏi những rối ren trong đời sống hàng ngày. Ý thức luôn thôi thúc con người thỏa mãn những dục vọng lôi kéo từ bên ngoài. Thí dụ, đang đọc sách, chợt một ý nghĩ lóe lên rằng Bây giờ hãy đi kiếm món gì để ăn mặc dù mình không đói. Thế là mình bỏ đọc sách, mở tủ lạnh, lục lọi để tìm kiếm từ món này đến món khác cái gì thúc đẩy chúng ta hành động như thế, tất cả chỉ bắt đầu bằng một ý nghĩ. Trong cuộc sống, chúng ta đã bị các ý nghĩ, ý thức điều khiển gần như cho tất cả mọi hành động mà chúng ta không hề để ý đến. Vì thế, thực hành chánh niệm giúp hành giả nhận thức được bộ mặt thật của ý thức, không cho nó lôi cuốn, nhấn chìm vào trong quỹ đạo của thế giới vô minh. Khi nhìn rõ những gì đang diễn ra ở giây phút hiện tại thì tuệ giác sẽ hướng dẫn chúng ta chọn lựa và hành động đúng với thiện pháp thay vì chạy theo thỏa mãn những dục tính của bản ngã. Chỉ khi nào chúng ta thấy được dục vọng thiêu đốt người đắm say nó như thế nào thì chúng ta mới thấy dục vọng là đáng từ bỏ. Chánh niệm cũng có trách nhiệm cảnh giác chúng ta trong lúc giận dữ để quay tâm sang những ý niệm chân chính khác. Chính chánh niệm báo trước cho chúng ta một tình trạng giận dữ sắp sinh khởi để có thể chuyển hóa khiến cho tâm được an lành. Do đó Phật giáo luôn luôn kêu gọi con người hãy đạt cho được sự thanh bình trong tâm của chính mình. Trước thì sau đó tự nhiên thanh bình của thế giới sẽ đến theo. Nghĩa là tâm an thì thế giới an và tâm bình thì thế giới bình. Con người hàng ngày luôn chạy theo vọng tưởng vì chúng ta quên tránh niệm, lục dục, thất tình, lôi cuốn tâm của chúng ta chạy theo nó. Vì thế, chánh niệm lúc nào cũng có thể đưa con người trở về với chánh đạo. Với sự giảng dạy về sự tu tập định học và tuệ học trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã giảng về bốn niệm xứ. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ yêu thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham yêu ở đời sống quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời sống quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời sống quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời như vậy, con đường độc nhất đi đến giải thoát là phải thực hành viên mãn cả bốn niệm xứ bao gồm thân, thọ, tâm, pháp. Với tầm quan trọng của tứ niệm xứ, Đức Phật đã khẳng định rằng hành giả chỉ chuyên cần thực hành viên mãn thì chỉ tứ niệm xứ thôi cũng có thể đưa hành giả thoát khỏi sầu khổ tham yêu ở đời và sau cùng chứng ngộ niết bàn thực hành chánh niệm, tức là thực hành tứ niệm xứ để biết thật rõ ràng những biến hành của thân, thọ, tâm, pháp đang xảy ra trong hiện tại một cách vô tư như một tấm gương soi chỉ phản chiếu những gì diễn ra trước mặt để hành giả thấy nó thực sự là và từ đó mới có thể làm chủ thân, khẩu, ý của mình để điều phục mọi tham yêu ở đời. Thí dụ, khi tâm khởi tham, ta biết tâm đang khởi tham. Tâm không khởi tham thì ta biết tâm không khởi tham. Sân và si cũng thế. Do đó khi biết tâm có tham hay tâm không có tham thì chỉ biết mà không cần tác ý làm gì cả. Bởi vì khi duyên diệt thì tâm tham hay tâm không tham tự nó biến mất. Vì thế, thấy biết như thật là thấy biết bản chất thật đang là của tất cả hiện tượng, ngay vào thời điểm đó từ tâm lý đến sinh lý mà không phê phán, không phán xét hay cộng thêm ngã kiến nào. Thí dụ, ngay bây giờ, vì mắt thấy tiền nhiều nên tâm tham phát khởi. Bây giờ, diện theo giáo lý duyên khởi nghĩa là khi cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia sẽ diệt, nghĩa là vì mắt thấy tiền có cái này nên tâm tham phát khởi cái kia có. Bây giờ tránh niệm thức tỉnh để biết tâm trạng đang ở trạng thái tham rồi buông xả ý niệm tham. Cái này diệt thì tâm tham cũng biến mất, cái kia diệt. Sân và si cũng thế. Vì thế tránh niệm là cẩm nang đời sống tâm linh, là phương pháp thực tập hữu dụng hàng ngày của tất cả những hành giả muốn diệt khỏi tham sân si. Người có tránh niệm thì ăn biết mình đang ăn, đi biết mình đang đi, nói biết mình đang nói, làm biết mình đang làm người có chánh niệm dù làm bất cứ việc gì cũng thong thả, chủ động, ý tứ, ngăn nắp và luôn dựa theo tinh thần chân tránh lợi tha. Do đó, họ có một phong cách nhẹ nhàng, tế nhị, thanh thoát. Khi nói năng tiếp xử, họ nói một cách từ tốn thành thật, không làm thương tổn đến danh dự của người khác. Ngược lại, một người sống thiếu chánh niệm mà đầy vọng tưởng, tà niệm thì việc làm của họ sơ suất cầu thả mà cầu cao lời nói của họ hoanh hoang, tự đắc, ngạo mạn mà thiếu trung thực hay thiên lệch làm cho người khác chán ghét lánh xa. Vì lời nói, hành động, suy nghĩ của họ được phát xuất bởi lòng tham dục, tính tự cao và thiếu ý thức chân tránh. Thế thì chánh niệm giúp chúng ta chọn lựa một cách sáng suốt những gì nên vun trồng và phát triển, và dĩ nhiên những gì cần từ bỏ. Chánh niệm cho ta thấy thật chất của mọi hiện tượng. Người thực hành chánh niệm luôn hành động một cách sáng suốt thay vì phản ứng trong vô minh cho nên cuộc sống trở nên bất căng thẳng và dĩ nhiên có nhiều an lạc. Chánh niệm thường đi đôi với tỉnh giác, nghĩa là hành giả luôn thức tỉnh để quan sát và hiểu biết chuyện gì đang xảy ra ngay vào thời điểm hiện tại đó. Tỉnh thức chánh niệm nhắc nhở con người luôn cẩn trọng, cẩn trọng và cẩn trọng trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động để khỏi gây phương hại đến cho mình và cho người ngày xưa có một vị tỳ kheo sống trong một cái am bên một bờ ao vào một đêm nọ trời trong trăng tỏ vị tỳ kheo thấy một con rùa từ dưới ao bò lên bỗng đâu có một con chó rừng xuất hiện thấy mồi chó vội vàng chạy lại cắn vào chân rùa rùa liền thụt chân vào chó cắn vào đầu rùa rùa vội thụt đầu vào cả đầu bốn chân và đuôi là sáu phần đều thụt vào mai một cách an toàn con chó rừng cắn mãi vào thân rùa rồi lật qua lật lại mà con rùa vẫn không hề hấn gì cả cuối cùng chó mệt nhoài và đành bỏ đi thấy vậy vị tỳ kheo liền xác tỉnh bảo rằng việc tu hành của mình cũng như rùa thụt đầu nghĩa là mình phải biết làm chủ kiểm soát và cẩn trọng mỗi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần nhờ an chú trong chánh niệm và tinh tấn tu hành chẳng bao lâu vị tỳ kheo đắc quả a la hán Dựa theo Kinh Trung Bộ, bài Kinh số 10 thì Pháp tứ niệm xứ thường được hiểu là con đường duy nhất để tiến đến giải thoát giác ngộ. Nhưng thật ra con đường duy nhất đã được Đức Phật nhắc đến không phải là tứ niệm xứ mà chính là bát chánh đạo. Trong Kinh Pháp Cú 273-274, Đức Phật dạy rằng, trong tất cả các con đường, con đường tám tránh là thủ thắng nhất. Đây là con đường duy nhất, không có con đường nào khác để đi đến chi kiến thanh tịnh. Vì thế, con đường duy nhất để đi đến giải thoát giác ngộ là bát chánh đạo mà tứ niệm xứ với bốn nền tảng của chánh điệp chỉ là một phần của con đường đó. Tóm lại, mặc dù ngày nay các cuộc hành trình để đưa con người ra không gian và đến mặt trăng hay những hành tinh xa xôi khác được thực hiện một cách dễ dàng, nhưng con đường đi đến thanh tịnh Niết Bàn vẫn còn xa xôi và rất cần nhiều nỗ lực. Nhưng nếu con đường chúng ta đi có khi buồn tẻ thì chánh niệm sẽ là ánh sáng êm dịu, hướng dẫn tốt nhất để giúp con người sống an vui tự tại trong đời này vậy. 8. Chánh định Là nhánh cuối cùng của con đường 8 nhánh. Tại sao lại cuối cùng? Bởi vì trước khi thực hành chánh định, hành giả đã trải qua 7 nhánh đầu để thanh lọc thân, tâm, sống đời đạo đức, nhân bản, tức là có giới từ đó hành giả thực tập buông xả luôn giữ tâm ở giây phút hiện tại và duy trì chánh niệm mà có an định hoặc là hành giả có thể thực tập trong tư thế ngồi thiền tâm cột chặt vào một đối tượng trong một thời gian dài không tán loạn thì sẽ có định bát chánh đạo là tám sợi dây luôn quyện tròn lại với nhau bổ túc cho nhau giúp hành giả đạt đến cứu cánh tối thượng là giải thoát tránh định là cái mầm của chánh kiến vì nếu không có định thì sẽ không có tuệ nhưng khi trí tuệ phát sinh thì định sẽ vững chắc hơn trong khi đó tránh định là hoa trái của tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn bởi vì nếu không có giới có đạo đức sống trong sạch nhân bản thì không bao giờ có định nhưng một khi tâm đã an định hành giả sẽ dễ dàng buông xả và sống đời đạo đức hơn nói cách khác tám nhánh luôn luân chuyển từ nhân thành quả rồi từ quả thành gia nhân nhân này quả nọ bổ túc cho nhau, khiến cho hành giả có được năng lực sâu mạnh để phát sinh trí tuệ và trực nhận chân lý. Thực hành chánh định giúp hành giả nhận chân bản chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả nhân sinh vũ trụ trong thế gian này. Đây là cái biết trực nhận từ bản tâm chứ không còn qua sách vở nữa. Từ đó hành giả sẽ nhận thức rõ ràng rằng niềm vui nỗi khổ không phải là tôi mà chỉ là sự vận hành của ngũ uẩn. Khi vui thì chỉ biết là vui chứ không phải là tôi vui, nỗi đau đớn có đến thì biết hiện giờ thân đang đau chứ không phải là tôi đau, sự biến hoại vô thường cũng không phải là tôi hay là tự ngã của tôi. Đối với người đời, vô thường dẫn đến khổ, nhưng một khi tâm đã an định, trí tuệ phát sinh thì hành giả sẽ biết thấy rõ ràng rằng thế gian là vô thường, vô ngã chứ không có chi là chân thật cả. Vì thế, nếu còn chấp vào ngã, nghĩa là chấp thân tâm này là của ta, là của ta và tất cả những vật sở hữu là của ta thì người đó không bao giờ có được tránh định. Trong kinh định, Đức Phật đã giảng làm thế nào để như thật rõ biết bốn thánh đế, tứ diệu đế như sau. Này, các tỷ kheo, hãy tu tập định. Này, các tỷ kheo, tỷ kheo có định như thật rõ biết và như thật rõ biết gì. Như thật rõ biết, đây là khổ. Như thật rõ biết, đây là khổ tập như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, nếu không có tránh định, chúng ta sẽ không thể viên mãn được bát tránh đạo cũng như không thể như thật rõ biết khổ đế, khổ tập đế và càng không thể chứng ngộ niết bàn. Vai trò quyết định của tránh định đối với sự giải thoát lại được Đức Phật chỉ dạy một lần nữa trong kinh Đại Bát Niết Bàn trước khi Ngài nhập vô dư Niết Bàn như sau. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt, thánh giới mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh định mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này, các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh tuệ mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giải thoát mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Khi mở toang, sáu cánh cửa thì gió bên ngoài thổi vào làm dao động ngọn đèn trên bàn và một ngọn đèn bị dao động thì ánh đèn không tỏ lu mờ. Con người thì cũng thế. Nếu chúng ta để cho lục căn tha hồ tiếp xúc với lục trần thì vọng tưởng tự do tràn vào xâm chiếm và quậy phá thanh tâm của chúng ta. Khi tâm chứa đầy vọng tưởng thì tham sân si dấy lên và đây là nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Đèn tâm bị lu mờ, có nghĩa là tâm bị dao động thì chúng ta không thể thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng. Vì thế muốn đánh tan vọng tưởng để tâm được ổn định, tức là an tâm thì chánh định sẽ giúp chúng ta rèn luyện tâm định để thấy rõ được bản chất thực của đối tượng mà đào thải nó. Vì thế, chánh định còn được gọi là thiền chỉ, có nghĩa là dừng. Ngày xưa Đức Phật nhờ thiền định mà được giác ngộ. Vì thế thiền định là cốt nhìn lại tức là phản quang tự kỷ để tìm cho ra con người thật của chính mình, một khi đã lắng hết tâm tư để thấy con người thật ấy. Con người vì lạ lội trong sinh hoạt hàng ngày làm cho hao tổn tinh thần. Nếu bây giờ ngồi lại cho tinh thần sáng suốt thì mới nhìn thấy mọi hiện tượng một cách chính xác. Có thiền định mới mong trí tuệ được phát sinh để tiến đến giải thoát. Đối với những ai muốn đạt đến cứu cánh tối thượng giải thoát giác ngộ, tránh định là chứng và an chú tứ thiền để có giải thoát trở thành thánh giả. Sơ thiền còn được gọi là tầng thiền thứ nhất. Hành giả sau khi tìm được một nơi vắng vẻ, ngồi xuống và giữ cơ thể cho được thẳng trong tư thế thoải mái tự nhiên, sau đó bắt đầu quan sát hơi thở. Trong khi bám sát hơi thở, hành giả phải tác ý trong tâm là phải ly tất cả những tham muốn dục vọng, ngay cả dục vọng trở thành giải thoát giác ngộ cũng phải bỏ luôn rồi sau đó hành giả phải ly tất cả các bất thiện pháp, cho nên kinh nói rằng ly dục ly bất thiện pháp là vậy. Ly dục nghĩa là hoàn toàn thoát ly những đối tượng của dục, tức là thân viễn ly, còn ly bất thiện pháp là từ bỏ những cấu uế dục vọng của tâm, tức là tâm viễn ly. Nói cách khác, ly dục là thanh tịnh thân nghiệp, ly bất thiện pháp là thanh tịnh ý nghiệp sau đó hành giả phải tìm cho mình một đề mục và phải bám sát đề mục đó. Nếu tâm không còn vọng tưởng, chỉ còn một đề mục thì lúc ấy hành giả có tầm, và có tứ, nghĩa là không còn vọng tâm xen tạp. Lúc đó hành giả sẽ chứng và an trú sơ thiền, có được một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh và phải có tầm có tứ. Nói cách khác, một khi hành giả đã từ bỏ tất cả dục vọng, tham muốn cuộc đời thì tâm sẽ phát sinh một trạng thái hỷ lạc nhưng với điều kiện là phải bám sát một đề mục hành thiền của mình, đừng để cho vọng tâm xen tạp trong bất cứ giây phút nào. Nhị thiền, sau khi chứng và an trú sơ thiền, bây giờ hành giả tiếp tục hành trì bằng cách diệt tầm diệt tứ hành giả lúc đó sẽ chìm vào trong trạng thái định và tâm rất an bình mà không cần bám víu vào bất cứ đề mục nào nữa. Lúc ấy hành giả chứng và an trú vào tầng thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định xanh và dĩ nhiên không tầm, không tứ, nghĩa là lúc đó hành giả sẽ không còn bất cứ điều gì suy nghĩ trong đầu cả, tức là ý thức bị diệt, buông xả tất cả. Đến đây, hành giả sẽ đạt được một trạng thái nội tỉnh nhất tâm. Tam thiền, ở tầng thiền thứ hai, hành giả có hỷ, niềm vui là do định xanh, nhưng bây giờ nếu muốn đi sâu thì hành giả phải bỏ luôn hỷ, không còn bám vào niềm vui nữa. Hành giả quán vào thân để biết toàn thân có sự an lạc do định xanh. Sau khi ly hỷ, gạt bỏ niềm vui trong tâm, đừng có thích thú nữa, chú xả, không chấp bất cứ ý niệm nào chỉ biết những biến hành trong thân của mình một cách trung thực chẳng hạn như trạng thái lạc thì biết rằng thân mình có lạc hoặc trạng thái khổ thì biết rằng thân mình có khổ nhưng đến tầng thiền này thì trạng thái khổ sẽ không còn nữa mà chỉ có lạc tránh niệm tỉnh giác luôn luôn thức tỉnh để quan sát và hiểu biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của mình tỉnh giác cần phải có tránh niệm bởi vì nếu niệm bây giờ nghiêng về tà niệm thì lúc đó tránh định sẽ biến mất mà trở thành tà định vì thế tỉnh giác cần đi đôi với tránh niệm thân của hành giả sẽ có sự lạc thọ phát sinh ở tầng thiền thứ ba này cơ thể của hành giả sẽ không còn đau đớn không còn bực bội không còn mệt mỏi mà cơ thể hoàn toàn ở trạng thái thoải mái khinh an thanh thoát kinh điển gọi trạng thái này là sản niệm bỏ hết ý niệm lạc chú chú trong an lạc và hành giả lúc ấy chứng và an trú tầng thiền thứ ba. Tứ thiền, ở tầng thiền thứ nhì, hành giả có hỷ lạc rồi đến tầng thiền thứ ba, hành giả bỏ hỷ mà chỉ có lạc. Đến tầng thiền thứ tư, hành giả phải bỏ luôn lạc, bỏ luôn khổ, nghĩa là phải bỏ hết. Đừng cảm thú những lạc thọ của thân nữa và ngay cả những cảm giác khổ nào ở trong thân thì cũng bỏ đi. Diệt hỷ, diệt yêu, tuy niềm vui hay đau buồn đã được bỏ ở tầng thiền thứ nhì nhưng nếu hành giả không chú ý thì nó sẽ trở lại cho nên ở tầng thiền thứ tư hành giả phải bỏ hết sau vậy hành giả sau khi xả lạc xả khổ rồi còn phải diệt cả hỷ diệt cả yêu để cho hết các cảm thọ của thân tâm nói cách khác hành giả phải bỏ hết không bám víu vào hạnh phúc không đau khổ bực tức vì nghịch cảnh không còn cảm thọ của thân và cảm thọ của tâm đến đây hành giả không khổ không lạc, không hỉ, không yêu, xả niệm thanh tịnh, buông bỏ hoàn toàn tất cả ý niệm, nghĩa là nếu có lạc đến thì hành giả cứ bình thản, nếu có khổ, có hỉ hay có yêu đến thì hành giả vẫn bình thản, lúc nào cũng ở trạng thái xả, thì hành giả chứng và an trú tầng thiền thứ tư. Ở đây, thân, tâm của hành giả hoàn toàn trong sáng, không lạc, không khổ, không hỉ, không yêu, nhưng hành giả vẫn biết với tâm rất thanh tịnh, thanh thoát, nhẹ nhàng khi đã đắc thiền, hành giả phải quan sát thật kỹ phương thức nào đã đem lại sự đắc thiền, như một thiện xạ dạ bắn tên trẻ một sợi tóc. Người đó phải chăm chú, quan sát và nhớ rõ từng giai đoạn từ cách giữ chân sao cho được thăng bằng, vị trí dây cung, cây cung và mũi tên, để về sau làm lại giống y như vậy và sẽ trẻ được sợi tóc. Thiền giả cũng thế, cần quan sát kỹ những yếu tố đưa đến đắc thiền khi định tướng bị mất, hành giả sẽ lập lại những tiến trình cũ và cố quen thuộc với định tướng ấy thì sẽ đắc định trở lại như ý muốn. Hành giả chứng một tầng thiền sau khi đã hoàn toàn thanh lọc cho hết những chướng ngại và vị ấy sẽ an trú trong định ấy suốt cả ngày như một vị vua đi vào một khu vườn đã được dọn sạch hoàn toàn. Hành giả sau khi đắc tứ thiền, tâm hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh tịnh, tức là có định nhưng đối với Phật giáo, định không phải là mục đích sau cùng bởi vì cứu cánh tối thượng của Phật giáo vẫn là trí tuệ. Tiến trình giới, định, tuệ thì định đóng vai trò cũng quan trọng, nhưng việc đạt được định không đưa lại sự giải thoát vì định chỉ có thể thanh lọc tâm ở những trạng thái bình thường chứ không thể phá vỡ những tập khí hành động hay phiền não ăn sâu thẳm trong tâm. Vì thế, vào thời Đức Phật còn tại thế, ngoài Phật giáo ra còn nhiều tôn giáo khác có thể đưa hành giả vào định xa hơn nữa, có rất nhiều ngoại đạo cũng luyện được ngũ đại thần thông nhưng họ đâu có giải thoát. Chỉ có thiền quán đưa hành giả đi sâu vào tâm thức, tìm đến cội nguồn của phiền não, ô uế bất tịnh, ngay cả những phiền não, phi tế, núp sâu thẳm trong tâm để quan sát sự thật, hóa giải chúng và sau cùng đưa đến trí tuệ viên mãn và giải thoát. Chính tuệ giải thoát đã tạo ra sự giác ngộ, chứ tuyệt đối không phải do sự nương tựa từ tha lực của bất cứ một vị vật nào và dĩ nhiên không phải là do ngẫu nhiên mà hốt nhiên đại ngộ. Do đó, một khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, hành giả bắt đầu thiền quán, minh sát tuệ cho đến khi trí tuệ bừng sáng và khám phá ra chân lý tối thượng tứ diệu đế, mà trong đó bát chánh đạo là độc lộ để có giải thoát giúp hành giả thấy biết như thật về vô thường, vô ngã, về nhân duyên, về thiết bàn và về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Tuệ quán là một tiến trình tu tập rất phức tạp, cho nên tôn xả xá lợi phất diễn tả trong tiểu bộ kinh rất chi tiết về 73 loại trí. Vì thế sự giác ngộ vào thời Đức Phật còn tại thế là sự tu tập viên mãn các loại trí đó. Trí có thể được hiểu như là khi tuệ đã hoàn mãn. Dựa theo pháp tu thiền quán, thiền minh sát, thiền trí tuệ, Muốn phát triển trí, có 16 tuệ minh sát cần phải tu tập để đạt đến tứ quả thánh bởi vì trí tuệ là yếu tố trực tiếp đưa đến giải thoát giác ngộ sau cùng. Trong khi đó, giới và định chỉ đóng vai trò gián tiếp. 16 tuệ đó là một tuệ phân tích, danh sắc, quán chiếu thân và tâm đều vô ngã, không có cái ta. 2. Tuệ phân tích nhân quả, quán rằng mình muốn đi, tâm muốn đi là nhân, chân bước đi là quả, nghĩa là tâm muốn là danh, chân đi là sắc, cho nên danh là nhân và sắc là quả. 3. Tuệ suy xét, thấy danh sắc vô thường, khổ, vô ngã. Ở tầng tuệ này, do sự suy xét mà thấy chứ không phải, thấy bằng trí tuệ, suy xét thấy thân ngày nào, tráng kiện, mà giờ đây lưng mỏi, gối mòn, da nhăn, má hóp. Khi còn trẻ, thấy đâu nhớ đó, bây giờ nhớ trước quên sau, thế thì thân và tâm đều vô thường, hoại diệt bất cứ ai sống trên đời cũng đều phải đối diện với biết bao nỗi khổ của sinh, già, bệnh, chết. Cuộc đời thì mơ ước mong đợi từ tất cả mọi lĩnh vực. Có khi mơ ước thành sự thật thì hạnh phúc quá mong manh, chợt đến, chợt đi, rốt cuộc rồi lo lắng buồn phiền. Còn ước mơ mà không được thì dĩ nhiên quá khổ. Đó là chưa kể cái khổ này chưa hết, nỗi khổ khác lại đến. Thế gian, nhân sinh vũ trụ đều là sự cấu hợp của biết bao nhân duyên, cho nên vạn vật không có tự thể tức là vô ngã. Nếu tuệ này mạnh thì có 10 vi tế phiền não phát sinh làm cho thiền minh sát ô nhiễm hay lu mờ, khiến cho hành giả không biết đó là phiền não mà ôm lấy nó cho là vật cao quý, dính ở đó không tiến tới được. Do tâm ái dục, ngã mạn, tà kiến cho mình đã đắc đạo quả, nên không tiến tới và bị kẹt ở tầng tuệ thứ ba này gọi là phiền não vi tế. Có 10 vi tế phiền não, ánh sáng, phỉ lạc, sự an vui, tịnh, đức tin, tinh tấn, trí tuệ, tuệ, xả, vọng. Ánh sáng khi ngồi tham thiền hay đi kinh hành, ánh sáng phát sinh, có khi yếu ớt như đom đóm, có khi sáng lòe như đèn pha, xẹt qua, xẹt lại, khiến cho hành giả lầm tưởng rằng mình đắc quả phỉ lạc, hành giả có thể thấy màu đỏ, ánh sáng bình minh, ngứa ngáy, thân mình lúc lắc, nghiêng qua, nghiêng lại, hất tay, hất chân, phải niệm, ngứa ngáy, cho mất phỉ lạc, nếu không thì hành giả sẽ dính mắc ở đó. Sự an vui, đây là sự an vui của chư thiên, vì chưa từng thấy hành giả lầm tưởng cho đây là niết bàn rồi dính kẹt ở đó. Tịnh, lúc niệm thiền quán, hành giả thấy từ từ nhẹ nhẹ rồi mất như mê vậy hành giả lầm tưởng mê là tịnh là chứng niết bàn tịnh là thiện pháp nhưng bởi do hành giả còn tham dục ngã mạn tà kiến cho nên gọi là phi tế phiền não đức tin lúc hành giả đang hành tầng tuệ thứ ba đức tin phát sinh khiến tâm lo lắng quá nhiều cho tương lai hay quan tâm cho quá khứ mà quên đi giây phút hiện tại cho nên hành tuệ không đến nơi đến chốn vì thế đức tin biến thành phi tế phiền não tinh tấn quá sức tinh tấn không biết mệt mỏi, không nghỉ ngơi, quá sức, lại ít ngủ khiến cho hành giả kém trí nhớ, có hại cho sức khỏe thì cũng là vi tế phiền não. Trí tuệ Hành tầng tuệ thứ ba làm cho trí nhớ phát sinh, khiến hành giả thấy mình sáng suốt, hiểu biết nhiều. Rồi từ đó nhớ những chuyện viễn vông ở quá khứ, lơ là không tiếp tục thiền quán cho đến nơi đến chốn thì cũng là vi tế phiền não. Tuệ trong lúc thiền quán thì trí tuệ phát sinh để biết rằng danh sắc đều chống không, không phải là ta hay là của ta. Hành giả nghĩ rằng sau này mình sẽ thông thái, biện tài vô ngại mà quên đi hành thiền, đó cũng là vi tế phiền não. Xả, khi thực hành xả, hành giả thấy mình có tâm bình thản, không buồn, không vui. Thấy thế, sự rừng dưng không thỏa thích cũng không giận hờn khiến hành giả nghĩ mình đã đắc đạo vì không còn phiền não quấy động. Nghĩ như vậy là không đúng vì hành giả chưa đắc gì cả. Vọng, trong khi thực hành thiền quán, hành giả muốn thấy lại những hình ảnh. Thí dụ, người có tâm tham thường thấy cảnh đẹp đẽ. Người có tánh si thường thấy những cảnh lu mờ không sáng tỏ. Hoặc những người có tánh sân thường thấy thú dữ hay những cảnh đáng ghê sợ. Những hình ảnh đó. Quý vị đang theo dõi kênh Lời Phật dạy nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé 4. tuệ thấy về sinh và diệt của danh sắc thân thì càng ngày càng cỗi rồi sau cùng hoại diệt còn tâm thì không thật cho nên tâm luôn sinh diệt trong ta ý niệm cảm thọ hành tác luôn biến đổi sinh diệt vì sự vô thường hoại diệt của danh sắc cho nên đức phật dạy rằng người thấy pháp sanh diệt của danh sắc dù là có danh mạng chỉ trong một ngày cũng quý báu hơn kẻ không thấy pháp danh diệt của danh sắc sống đến trăm tuổi, kinh pháp cú. 5. Tuệ quán sự hoại diệt, quán về sự hoại diệt của thế gian, vạn vật. 6. Tuệ sợ hãi, quán thâm sâu và những nỗi lo sợ tận gốc rễ 7. Tuệ bất tọa nguyện, thế gian này không có gì thực sự là của ta cho nên càng có nhiều thì càng lo nhiều, giữ dùm cho thế gian cho nên đến khi nhắm mắt của cải thế gian phải trả lại hết cho thế gian. Ngũ uẩn thì sinh diệt, cho nên có thân thì phải chịu các bệnh tật khổ não, không bao giờ hài lòng thỏa nguyện. 8. Tuệ chán ghét Quán danh sắc vô thường vô ngã, cho nên cuộc đời luôn bất tỏa ý. 9. Tuệ ham muốn giải thoát Quán thế gian là vô thường vô ngã, cho nên khổ nhiều hơn vui, hạnh phúc có đó rồi mất đó, cho nên hành giả muốn hướng về giải thoát, không còn phiền não khổ đau. 10. Tuệ suy tư, tuệ này ôn lại các tuệ trước cho đến khi thấy biết rõ ràng rốt ráo. 11. Tuệ hành giả, quán chiếu sự buông xả để không buồn, không vui, không đam mê ngũ uẩn mà cũng không còn sợ ngũ uẩn. Nếu thiếu tuệ này không thể đi đến niết bàn. 12. Tuệ thuận thứ Tuệ này còn có tên là tuệ hướng về niết bàn, tuệ hành giả và tuệ thuận thứ quan hệ và giúp đỡ cho nhau. Đến đây, hành giả phải cân bằng ngũ căn, tật tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tín căn phải đi đôi với tuệ căn, bởi vì nếu đức tin phát sinh nhiều hơn trí tuệ thì sinh ra tà kiến, còn tuệ căn nhiều mà tín căn ít thì sinh ra hoài nghi. Tấn căn phải đi đôi với định căn, bởi vì nếu tinh tấn nhiều hơn định thì sinh ra phóng tâm, còn định nhiều mà tinh tấn kém thì sinh ra ngủ gục. Tuệ này còn được gọi là tuệ ôn lại, từ tuệ thứ tư đến tuệ thứ 11. Đến đây, tâm hành giả phát sinh 37 pháp chứng quả bồ đề, tứ niệm xứ tứ tránh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất xác chi, bát tránh đạo. Tam tướng phát sinh, đến đây hành giả thấy tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã cùng phát sinh một lúc, Đức Phật dạy rằng khi hành giả thấy vô thường thì thấy khổ não vô ngã, khi thấy khổ não thì cũng thấy vô thường và vô ngã, khi thấy vô ngã thì cũng thấy vô thường và khổ não, nhưng tùy duyên tùy nghiệp khiến cho hành giả chú ý cái nào nhiều hơn thì thấy cái đó rõ rệt hơn hai cái kia. 13. Tuệ cắt đứt dòng phàm còn gọi là tuệ chuyển tộc sau khi quán chiếu từ tuệ thứ nhất đến đây thì hành giả chỉ biết niết bàn một chút thôi mà nhà Phật gọi là chuyển tánh, cũng như người đu dây muốn nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia, khi chân vừa chạm đất của bờ bên kia là cảm biết niết bàn nhưng chưa hoàn toàn đạt được cảnh giới đó bởi vì tay vẫn còn nắm dây đu, nghĩa là tâm chưa hoàn toàn lìa phàm giới. Tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 12 là phàm tuệ, từ tuệ thứ 13 đến tuệ thứ 16 là thánh tuệ. 14. Tuệ đạo, đến đây mọi phiền não bị cắt đứt, trong 8 cái tham diệt được 4 còn 4, trong 2 cái si diệt 1 còn 1, trong 2 cái sân còn nguyên chưa diệt được cái nào. Đến tầng thứ 14 này thì mọi hoài nghi mới thực sự chấm dứt, cho nên hành giả sẽ không còn hoài nghi về tội phước, về thiên đường, địa ngục hay về luân hồi nhân quả. 15. Tuệ quả, đến đây hành giả đắc quả tu Đà hoàn hay nhập lưu khi chết sẽ không còn sợ phải đi vào bốn đường ác đạo. 16. Tuệ phản kháng hay xem xét lại, còn được gọi là tuệ quay nhìn lại hay ôn lại, tức là tuệ kiểm soát phiền não và tuệ niết bàn. Đến đây hành giả xem xét lại trong tất cả 12 loại phiền não, gồm có 8 than, 2 sân và 2 si, thì cái nào diệt, cái nào còn. Đây là tiến trình liên tục và thứ tự bắt đầu từ tuệ danh sắc cho đến khi hành giả trực nhận tuệ thuận thứ, tuệ thứ 12 và tuệ chuyển tộc tuệ thứ 13 thì hành giả nhận biết nhất bàn và trở thành bậc thánh thứ nhất nhập lưu. Bây giờ, hành giả lập lại từ tuệ thứ nhất cho đến tuệ thứ 15, trừ tuệ thứ 12 là tuệ chuyển tánh, để loại thêm phiền não, thì lúc đó hành giả đắc quả tư đa hàm. Sau đó, hành giả quán trở lại từ tuệ thứ nhất cho đến tuệ thứ 15 để tiếp tục loại bỏ thêm phiền não, hành giả sẽ đắc quả A na hàm. Sau cùng, hành giả thực hành trở lại một lần nữa từ tuệ thứ nhất cho đến tuệ thứ 15, loại hết hoàn toàn phiền não thì chứng quả A la hán, đến đây chấm dứt 16 tuệ minh sát đưa hành giả đến giải thoát giác ngộ. Đây là đạo lộ duy nhất do chính Đức Phật đã vạch ra, tức là Tam vô lậu học Giới định tuệ dẫn đến sự giải thoát bằng tứ thánh quả, nói cách khác nếu đạo lộ tu tập nào dẫn đến bốn quả thánh, nhập lưu, nhất lai, bất lai, a la hán thì đạo lộ đó đúng là giáo pháp của đạo Phật, vào thời Đức Phật còn tại thế, thực sự nguyên thủy, truly original. Đức Phật đã vạch ra một con đường tu tập rất chính xác và rõ ràng như là một khoa học về tâm linh, mỗi bậc thiền chứng đắc đều có tiêu chuẩn xác định và mỗi tầng thiền tuệ đều có diễn tả và hướng dẫn rõ ràng để giúp hành giả thấu rõ từng bước trên con đường giải thoát. Đạo Phật tuyệt đối không có gì là bí mật cả, Đức Phật không giấu chúng sinh bất cứ những gì ngài chứng đắc, vì thế khi giảng pháp, hai bàn tay Đức Phật lúc nào cũng buông xả. Vì thế vào thời Đức Phật còn tại thế, không chỉ Đức Phật chứng thánh quả mà còn có trên 1250 vị A La Hán và biết bao thánh giả khác trong ba tầng thánh còn lại ngày xưa Đức Phật dùng phương pháp quán niệm hơi thở để có thể nhập à, xuất định. Nhiều phương pháp quán niệm hơi thở Đức Phật chứng ngộ Niết bàn và sau khi thành đạo ngài đã giảng dạy phương pháp này cho tất cả mọi người cho đến khi ngài nhập diệt. Lý do thực hành quán niệm hơi thở là vì chúng ta muốn chứng nghiệm thực tại tối hậu. Khi chú tâm vào hơi thở chúng ta khám phá những gì mà chúng ta chưa biết về mình nghĩa là tìm ra ý thức những gì hãy còn trong vô thức nói cách khác pháp môn quán niệm hơi thở có thể như là cây cầu nối tâm ý thức và tâm vô thức bởi vì hoạt động của hơi thở vừa có tính cách ý thức và vừa có tính cách vô thức khi vào định chúng ta có thể kiểm soát hơi thở hoặc điều khiển hơi thở theo ý muốn của mình cao hơn nữa hành giả có thể ngừng thở một thời gian nhờ duy trì ý thức về hơi thở tự nhiên chúng ta bắt đầu ý thức được các chức năng hoạt động của thân thể mà trước đây chúng ta không hề hay biết vô thức nhờ đó chúng ta thật sự thâm hiểu sự vận hành trong ta, danh sắc nhằm giải thoát khỏi tham sân si bằng cách ý thức chúng rất rõ ràng. Do đó, hơi thở phản ánh tâm trạng của con người, khi tâm bình yên, thanh thoát, hơi thở đều và nhẹ. Ngược lại, khi tâm bị các trạng thái tiêu cực xâm chiếm, hơi thở nặng nề, thô tháo. Vì thế, khi tâm bất an, lo lắng, buồn phiền, chỉ cần ngồi yên lặng, hít thở thật mạnh vài lần, rồi sau đó thở đều và nhẹ thì mọi buồn phiền sẽ lắng dịu ngay. Tóm lại, trong bát chánh đạo, Đức Phật trước tiên giới thiệu chánh kiến để con người có cái thấy biết đúng về mình và nhân sinh vũ trụ. Có thấy biết đúng, con người không nghiêng theo những ảo ảnh về ngã. Sau đó Đức Phật giới thiệu tránh tư duy để chúng sinh tránh xa những tư duy liên quan đến tham, sân, si, ái, dục. Hai phần đầu là thực hành để tâm tránh xa tham ái, dục vọng. Sau đó về phần thực hành, Đức Phật giới thiệu tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng để chúng sinh trở về, sống đời trong sạch, đạo đức, nhân bản có sống đời trong sạch, tâm nhẹ nhàng thanh thoát thì hành giả mới có ý định và từ đó có giải thoát, trực nhận chân lý. Ngược lại, nếu sống theo tà hạnh thì chỉ có tà định và dĩ nhiên không bao giờ có giải thoát cũng như đề bà đạt đa ngày xưa vậy. Thiền tông Trung Hoa có câu chuyện như sau, Hương Nghiêm thông hiểu Thiên Kinh vạn quyển nhưng vẫn là người chưa ngộ đạo một hôm quy sơn đến và nói anh thật là thông minh tài trí nhưng hãy nói cho tôi biết anh từ đâu mà có hương nghiêm về lục tung hết tất cả sách vở để tìm câu trả lời đi đến cùng câu hỏi ấy là vũ trụ này từ đâu mà có không tự trả lời được ông tìm đến quy sơn và cầu khẩn xin hé mở cho tôi cái bí mật của lời nói này quy sơn bảo nếu ta giải thích cho ngươi rõ ràng sau này ngươi sẽ oán ta thế là hương nghiêm vứt bỏ tất cả để về quê quốc đất một ngày kia, sau 10 năm lúc đang rẽ cỏ, ông quốc đụng một miếng sành và nhặt lấy quăng vào một bụi trúc. Miếng sành chạm phải một cây trúc khô và ngân lên một tiếng ngân đặc biệt. Hương nghiêm bừng ngộ. Ông hiểu được ông từ đâu mà có, vũ trụ này từ đâu mà có. Ông quỳ xuống lại về phía Quy Sơn và bảo, sư phụ, lòng tốt của thầy thật bao la. Nếu ngày ấy thầy giải thích thì hôm nay làm sao con có được kinh nghiệm kỳ diệu này ngược lại giáo lý phật đà không bao giờ bí mật cả rất rõ ràng từng bước một để giúp hành giả thực hành từng giai đoạn tùy theo khả năng và năng lực của mình tuy nhiên nếu muốn đạt đến cứu cánh tối thượng giải thoát giác ngộ thì không dễ đòi hỏi hành giả thật tâm viễn ly tất cả những dục vọng từ thân và tâm từ đó ứng dụng bát chánh đạo thì đạo quả viên thành dựa theo tiến trình giải thoát giới định tuệ giới khiến chúng sinh sống đời trong sạch đạo hạnh trong khuôn khổ đạo đức nhân bản thì có tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Sau khi thực hành giới viên mãn, hành giả tiếp tục hành trì định gồm có tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định. Sau cùng phát triển tuệ minh sát bằng cách thực hành rốt giao tránh kiến và tránh tư duy. Thực hành viên mãn, bát tránh đạo đưa hành giả chứng ngộ toàn vẹn bốn thánh đế và thoát khỏi sinh tử luân hồi kết quả của việc thực hành bát chánh đạo tỷ lệ thuận với việc hành trì, nghĩa là nếu hành giả thực hành được 20% thì có hạnh phúc, an lạc 20%, thực hành đến 50% thì có hạnh phúc, an lạc 50%, cho đến khi hành giả thực hành rốt ráo 100%, thì bây giờ hành giả có giải thoát giác ngộ trở thành thánh giả. Chính bát chánh đạo là con đường giải thoát duy nhất ra khỏi vòng sinh tử, cho nên Đức Phật lại dạy rằng, con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo, chân lý cao thượng nhất là tứ diệu đế, đó là con đường duy nhất, không còn con đường nào khác dẫn đến kiến tịnh. Hãy đi theo con đường ấy để sớm thoát khỏi mọi điên đảo của phiền não khổ đau. Vì tầm quan trọng của bát chánh đạo, cho nên Đức Phật đã nói cho Tu Bạt Đà La, người đệ tử cuối cùng, trước khi Ngài nhập diệt. Này Su Hát -đa, trong pháp luật nào không có bát thánh đạo, Thời ở đây không có đệ nhất sa môn, ở đây cũng không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Suhatda, trong pháp luật nào có bát thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Này Suhatda, chính trong pháp luật này có bát thánh đạo, thời này Suhatda ở đây có đệ nhất sa môn ở đây cũng có đệ nhị sa môn cũng có đệ tam sa môn cũng có đệ tứ sa môn những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn này suhada nếu những vị tỳ kheo này sống trơn tránh thời đời này không vắng những vị a la hán thực hành bát chánh đạo là con đường hiệu quả nhất tăng thêm phước đức hữu lậu cho tất cả mọi người nhưng nếu thực hành rớt giáo bát chánh đạo có thể đưa hành giả đến giải thoát trở thành bậc thánh giả vì tầm quan trọng của nó đức phật đã khẳng định bát chánh đạo là độc lộ nghĩa là con đường duy nhất chứ không có con đường thứ hai hay thứ ba nào trên thế giới này để giáp chúng sinh thoát khổ và đạt đến cứu cánh tối thượng là giải thoát niết bàn Đức Phật đã lấy cuộc đời của mình làm trung tâm điểm để tu tập và dựa vào kinh nghiệm bản thân qua sự nhìn thấy, hiểu biết một cách tường tận. Ngài đã thấy biết tính năng của bát chánh đạo vượt lên trên hai cách sống, một bên là hưởng thụ các khoái lạc của thế gian rồi đắm mê vào đó, và một bên là khổ hạnh, ép chế cơ thể làm cho nó mất đi tính năng động của các giác quan mà ngộ nhận cho rằng đó là con đường của giải thoát. Vì tứ diệu đế là bốn sự thật là chân lý chứ không phải là một nền triết học, cho nên bát chánh đạo là một công trình tu tập để tự mình nghiệm biết và nếu thực hành rốt giáo chắc chắn sẽ mang lại biết bao lợi ích thiết thực cho con người và xã hội hiện đại. Trong Trung bộ kinh, Đức Phật đã giải thích rằng, giáo pháp mà Như Lai đã chính quả ngộ thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. do đó chân lý thì không thể diễn giải bằng ngôn ngữ hạn hẹp của con người mà chỉ bằng sự thực nghiệm. cho nên Đức Phật không truyền dạy tất cả những điều mà ngài biết. ngày kia trong cụm rừng nọ Đức Phật bốc lên một nắm lá và dạy: này các tỷ-khiêu những điều mà Như Lai dạy các ông có thể sánh với nắm lá này. còn những điều mà Như Lai không dạy cũng như tất cả lá trong rừng. Đức Phật chỉ dạy những điều mà Ngài xét là cần thiết để chúng sinh có đủ phương tiện mà tự mình thể nghiệm chân lý thì lúc đó trí tuệ sẽ bừng sáng, thấu biết tất cả cũng như tất cả lá trong rừng. Vì thế giáo pháp của Như Lai chỉ là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng phương tiện không phải là cứu cánh, phương tiện là nhân mà cứu cánh mới là quả, phương tiện là giả mà cứu cánh là thật cái vô minh lớn nhất của con người là chấp phương tiện với cứu cánh, vì thế người tu Phật chỉ nương theo phương tiện để đạt cứu cánh, nương theo ngón tay để thấy mặt trăng, nhưng đừng lầm phương tiện là cứu cánh, đừng nhìn ngón tay mà quên đi mặt trăng và đừng chấp kinh điển là chân lý. Đừng nhìn vào ngón tay chỉ mặt trăng mà quên đi luồng ánh sáng tuyệt vời phát xuất từ mặt trăng. Do đó khi đạt được cứu cánh thì phải bỏ phương tiện, hết bệnh thì bỏ thuốc. Tới bờ thì phải bỏ chiếc bè để lên bờ xác ngộ, chớ đừng vác bè lên vai mà thêm nặng nhọc khổ đau. Một người thực hành bát chánh đạo thì người đó có biết bao lợi lạc. Cả gia đình thực hành bát chánh đạo thì toàn gia đình sống trong đạo đức nhân bản, trên thuận, dưới hòa, hạnh phúc, ấm êm xã hội thực hành bát chánh đạo thì xã hội đó bình yên, không còn tội ác, người người tương thân tương kính, thanh bình và hạnh phúc. Ngày nay, Nhật Bản và Singapore là những quốc gia có tinh thần đạo đức rất cao, người dân biết tự trọng, tôn chi trật tự, không dối trá, không trộm cắp, không gây tội ác. Họ thừa hưởng và tiếp tục thực hành một nền giáo dục rất thực tế từ lúc còn bé, cho nên mọi người lớn lên trong khuôn khổ đạo đức và trách nhiệm. Chúng tôi trích một mẩu chuyện nói về Đại Hàn ngày nay. Thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy. Ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học, Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh trị Thiên hoàng, để rút ngắn thời gian chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác để còn lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật nên nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. Đúng 20 năm, đến năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn lại khủng khiếp như thế. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo, bên Nhật, có cái gì thì bên này có cái đó, dù dân số chỉ bằng 1 phần 3. Không ai biết, trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn Quốc đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào trên tv chỉ có hai chương trình là dạy làm người và dạy làm ăn từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê đến cách tạo dựng một nhà máy từ một dân tộc xin việc tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại hàn và thuê lao động hàn hàn quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi cho việc tức xây dựng các nhà máy ở nước ngoài và hàng triệu người trung quốc thái lan philippines đứng xếp hàng xin các ông chủ hàn quốc cho họ việc làm Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi cho việc người khác. Năm 1988, pháo hoa tấp sáng hai bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau và cười trong nước mắt. Hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ. Hàn Quốc bây giờ đã bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người phần lớn hệ thống giáo dục của con người là nhằm để nâng cao trí thông minh. Mặc dù có những hạn chế, chỉ số IQ vẫn là cách cơ bản để đánh giá trí tuệ và con người đã chi tiêu biết bao triệu đô la để rèn luyện trí thông minh với mục đích cải thiện chỉ số IQ. Nhưng có khi nào việc cải thiện trí thông minh lại là việc làm vô ích nếu không biết cải thiện đạo đức nhân bản cho cuộc sống? thế giới hiện nay đang trên đà phát triển về mọi phương diện, nhiều học thuyết, đạo lý, lý thuyết triết học Đông Tây có lẽ không còn mấy thích hợp vào trong xã hội của thời đại văn minh hiện đại. Tuy nhiên, bát chánh đạo dù trải qua trên 2.500 năm vẫn đứng vững và tiếp tục đóng vai trò chính yếu vào trong cuộc sống của con người trên khắp hoàn cầu. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng, như Lai chỉ dạy một điều, đau khổ và dự chấm dứt mọi đau khổ. Cho nên, hệ con người còn khổ, bát chánh đạo vẫn còn là kim chỉ nam hướng dẫn mọi người sống đúng, sống phù hợp với chân lý để trao dồi thân khẩu ý của mình, biến cuộc sống từ khổ đau trở thành hạnh phúc và an lạc. Thực hành bát chánh đạo không những đem lại biết bao lợi lạc cho mỗi cá nhân mà nó có thể mang đến sự hòa hợp, tương kính, trật tự, an ổn và thanh bình cho quốc gia, xã hội. Học bát chánh đạo không thể dừng lại ở mức độ khảo sát hay tìm hiểu bởi vì bát chánh đạo không phải là một nền triết học mà là phương pháp tu học. Chúng cần được thể nghiệm trong cuộc sống để đào tạo đạo đức nhân bản cho mỗi người và biến cuộc sống thế gian này thành hạnh phúc, an vui và tự tại. Nhưng cứu cánh tối thượng của bát chánh đạo vẫn là đưa con người đến giải thoát, có thanh tịnh tự tại nhất bàn và vĩnh viễn sẽ không còn tái sinh nữa. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động mà không sao động, sống là thương mà chẳng vấn vương, sống hiên ngang, danh lợi ta coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Để kết luận bài viết này, chúng tôi mượn lời của tiến sĩ Oren Boot, một học giả người Đức, đã phát biểu về Đức Phật như sau. Đức Phật không thể giải thoát cho ai cả. Ngài dạy con người phải tự mình giải thoát mình cũng như chính Ngài đã tự giải thoát Ngài. Con người chấp nhận giáo lý của Ngài không phải vì giáo lý này đến từ nơi Ngài, nhưng vì lòng xác tín cá nhân được thức tỉnh bởi những lời Ngài dạy. Chân lý trỗi dậy bởi ánh sáng trí tuệ nơi chính mình. Nếu quý độc giả có thích thú muốn tìm hiểu thêm những phương pháp mà Đức Phật thực hành khổ hạnh trước khi Ngài chuyển qua thiền định và thiền quán. Để có giải thoát, xin mời đọc thêm toàn bộ. Đó tiếp theo. Đại Kinh Sakaza 36 Trung Bộ Kinh Này Agivestana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt tên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Agivessana, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Agivessana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Agipvasana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt gửi lên nắp họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Agipvasana, dầu cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động. Không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agītvēsana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agītvēsana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agītvēsana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Agītvēsana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Agipesana ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Agipesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. Này Agipesana, dầu cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu chân niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này, Agivetsana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này, Agivetsana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agipetsana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agipvesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agipvesana, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng vậy, này Agipvesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agipvesana, dầu cho tâm ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agipvesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agipvesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agipvesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Agipvesana, ví như một người lực sĩ ấy lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này Agipvesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. này, Aggivessana dầu cho tâm có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động không được kinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. tuy vậy này Agīvessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agīvessana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agīvessana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agivesana khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tay, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Agivesana, ví như một người đồ tể, thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Agivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Agipesana dầu cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agipesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agipesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở và này Agipesana rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agipesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Agipesana, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này, Agivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này, Agivesana, dầu cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agivestana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi với tâm ta. Lại nữa, này Agivestana, chư thiên thấy vậy nói như sau: "Samon Gotama đã chết rồi." Một số chư thiên nói như sau: "Samon Gotama chưa chết, nhưng Samon Gotama sắp sửa chết." Một số chư thiên nói như sau: "Samon Gotama chưa chết." Samon Gotama cũng không phải sắp chết. Samon Gotama là bậc A La Hán, đời sống của một A La Hán. Ăn mày cửa Phật, nghiệp quả hay số mệnh của con người. Từ khi con người có mặt trên quả địa cầu, có rất nhiều trường phái triết học và tôn giáo về nhân sinh quan và vũ trụ quan xuất hiện từ đông sang tây, từ đó phát sinh ra lẽ sống và lối sống muôn màu muôn vẻ trong khu vườn tư tưởng của nhân loại nhưng chúng ta có lẽ gần gũi và quen thuộc nhiều hơn với những tư tưởng triết học đông phương. 1. Dựa theo thuyết thiên mệnh của Khổng Tử. Thiên mệnh là mạng lệnh của trời. Thiên mệnh là chủ thuyết rất quan trọng trong triết lý của đạo Nho, trong đó Khổng Tử quan niệm rằng tất cả sự biến chuyển của đất trời cho đến sự sống chết của các loài từ con người đến các loài cầm thú thì ngọc hoàng thượng đế nắm toàn quyền sinh sát trong tay từ đó mệnh lệnh của ông trời nên được gọi là thiên mệnh. Nói cách khác, Ngọc Hoàng thương người nào thì ban phúc cho người đó. Ngược lại, Ngọc Hoàng muốn giáng họa cho ai thì kẻ đó bắt buộc phải chết. Vì thế trong xã hội phong kiến, nhà vua tự xưng là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế nên gọi là thiên tử cho nên mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối. Do vậy vào thời Hán Vũ Đế, một nho gia tên là Đồng Trọng Thư dựa theo tư tưởng khổng tử đã nói Quân sử, thần tử, thần bất tử bất chung phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu nghĩa là vua xử tôi thần chết tôi thần không chết là không trung thành cha xử con chết con không chết là con bất hiếu nhắc đến tính hung bạo và tàn ác chẳng mấy ai quên được tần thủy hoàng vị vua đầu tiên của trung quốc vào năm 221 trước tây lịch, Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, thành lập chế độ tập quyền về mặt chính trị thống nhất từ trung ương, xây dựng nền quân chủ chuyên chế. Ông là người đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa có công thống nhất đất nước này, tiêu diệt sáu nước chư hầu thời Chiến Quốc và thiết lập một quốc gia rộng lớn. Tuy nhiên, ông cũng được xem là bạo chúa vì chính sách cai trị hà khắc và tàn bạo của mình. Suốt chiều dài lịch sử cai trị của Tần Thủy Hoàng, ông nổi tiếng về sự tàn bạo, đa nghi, xem mạng người như cỏ rác. Tần Thủy Hoàng chủ trương cai trị một cách độc tài, không chú trọng đến nhân đức ân nghĩa. Đối với ông chỉ có một con đường, đó là dùng bạo lực, bá đạo để đe dọa và bịt miệng dân. Ông chôn sống học trò, đốt sách thánh hiền, giết hết những ai chống lại. Ông từng ra lệnh chôn sống 460 người ở Hàm Dương vì những người đó lên tiếng chống lại ông. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất về con người của Tần Thủy Hoàng, ngoài việc xây vạn lý trưởng thành là quá trình xây lăng mộ cho ông đã khiến biết bao người dân vô tội bị chết để thỏa mãn cho sở thích quái đản của vị vua này. Khi vừa lên ngôi lúc 13 tuổi, ông đã bắt đầu cho xây lăng mộ gồm 3 tầng, trên cùng là ngoại cung, tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung, nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây. Đây là một thế giới ngầm dưới lòng đất như là một vương quốc với đền đài, cung điện nguy nga, những dòng sông thủy ngân và trần của hang động làm bằng ngọc trai giống như bầu trời ban đêm sáng ngời, mãi cho đến khi ông chết vào lúc 49 tuổi thì ngôi mộ mới hoàn thành. Có đến 700.000 binh sĩ, thợ thuyền được điều động đến để xây lăng mộ cho vị bạo chúa này. Dã man hơn, sau khi hoàn tất để tránh bị lộ ra ngoài, ông đã ra lệnh sai lấp đường hầm, chôn sống hết những người thợ ở đây với mục đích biến họ trở thành thần giữ của cho ông vì tham vọng muốn trường sinh bất tử để hưởng thụ khoái lạc thế gian vị vua này còn sai biết bao người đi tìm thuốc tiên thần dược tần thủy hoàng có lẽ là vị vua duy nhất sợ cái chết đến mức điên dại trong một lần lang thang ở quốc sử quán bạo chúa tần thủy hoàng bất ngờ tìm thấy một cuốn sách cổ nói về cuộc sống bất tử trẻ mãi không già làm bằng chất thủy ngân lòng bạo chúa quá đỗi vui mừng bèn sai người đi khắp nơi thu nhập số lượng thủy ngân rất lớn đem về Hoàng Cung. Nhà khảo cổ Romney nói rằng có lẽ Thủy Ngân chính là lý do khiến Tần Thủy Hoàng chết. Bạo chúa đã nuốt Thủy Ngân với tham vọng bất tử, nhưng không ngờ chính nó lại kết thúc cuộc đời của một hôn quân bạo chúa. Đến khi hạng võ đem quân vào Hàm Sương, tiêu diệt nhà Tần, ông đã sai người đi quật mộ Tần Thủy Hoàng, đốt hết tam cung, lục điện, nguy nga, ánh lửa cháy sáng cả bầu trời cho đến mấy tháng và sau cùng giết chết hết con cháu của nhà Tần. Thế thì nhân quả nghiệp báo có tha thứ cho ai đâu. Vị vua nổi tiếng khác của Trung Hoa là Võ Tắc Thiên, bà là một trong 9 người vợ đứng hàng thứ năm tài nhân của vua nhà Đường Lý Thế Dân. Theo thứ tự từ trên xuống dưới là hoàng hậu, hoàng phi, thần phi, chiêu nghi và tài nhân. Tuy nhiên ở trong cung bà lại tư tình với con trai Lý Thế Dân là Lý Trị. Sau đó, Lý Thế Dân chết, dựa theo luật lệ nhà đường, bà phải chết theo chồng. Nhưng bà vào chùa Quy Y nên thoát khỏi. Khi Lý Trị lên ngôi, mặc kệ bao lời rèm pha, bà rời chùa, trở lại Hoàng Cung, trở thành vợ của Lý Trị với danh hiệu Chiêu Nghi. Trong thời gian ngắn ngủi này, bà từ vị trí vợ của vua cha trở thành vợ của vua con. Vào năm 654, bà sinh con gái đầu lòng. Sau khi hoàng hậu họ vương đến thăm, ra về, bà bóp mũi, giết chết con của bà, rồi vu oan giáo họa, khiến cho hoàng hậu bị phế bỏ. Từ đó, nấc thang danh vọng tăng dần, bà được phong lên, làm thần phi rồi đến hoàng hậu. Để trừ hậu hoan, bà giết vương hoàng hậu và con gái một cách dã man. Sau khi vua lý trị, Bệnh nặng, bà yêu cầu Lý Trị cho bà được quyền tham chính, bất chấp quần thần không đồng ý, để tiện đường cho con trai Lý Hoàng lên ngôi vua, tức là Đường Cao Tông, bà ra lệnh giết hết những ai cản đường. Tuy nhiên, bà phế Lý Hoàng và đứa con thứ hai là Lý Hiền lên làm thái tử. Rồi lại phế Lý Hiền và đứa con Lý Hiền lên thay, tức là Đường Trung Tông. Sau khi Lý Trị qua đời, con Lý Hiền lên ngôi hiệu là Đường Trung Tông. Nhưng một tháng sau, bà lại phế đường Trung Tông và đưa Lý Đán lên ngôi, tức là đường Duệ Tông. Những năm tháng sau đó, bà tiếp tục loại trừ tất cả con cháu họ Lý ra khỏi quyền lực và đưa con cháu họ Võ của mình vào nắm quyền. Sau cùng, năm 690, Võ Tắc Thiên lên ngôi Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Nhà Chu. Và biết bao người đã chết dưới bàn tay đẫm máu của vị nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài hai bàn tay đẫm máu, Võ Tắc Thiên còn nổi tiếng về vấn đề tình ái, khi đã gòm thâu quyền bính vào tay. Lúc ấy, tuy đã 61 tuổi, bà vẫn không ngừng tuyển chọn các Mỹ Nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ bà. Những cuộc tình ân ái, thâu đêm xuất sáng của Võ Thắc Thiên cứ diễn ra liên tục, tưởng như kéo dài, không hồi kết. Vị nữ hoàng loạn dâm này không đêm nào có thể thiếu đàn ông cho đến tuổi 80, bà ta vẫn chọn những nam nhân sung mãn để thỏa mãn niềm khoái lạc thân xác. Có một điều rất khôi hài, tuy bà ta là người nổi tiếng, đệ nhất sát thủ, đệ nhất hoang dâm, vậy mà lúc nào cũng muốn thiên hạ gọi là Phật gia. Thái Bình, công chúa, là con gái của Võ Thắc Thiên, là vị công chúa có nhiều tham vọng và quyền thế nhất trong triều đại nhà đường. Thái Bình cũng mưu mô, ác độc, không kém mẹ mình, ép chế võ tắc thiên nhường ngôi cho đường trung tông lên ngôi lần thứ hai và bắt đầu lộng quyền nhưng sau cùng thái bình vẫn bị giết chết bởi người cháu người mà bà đã cân nhắc lên làm vua chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, cho nên chế độ phong kiến bất bình đẳng trên đội dưới đạp quân sử thần tử phụ sử tử vong hay chế độ khắt khe đối với phụ nữ tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử, tổng tử hoặc là tư tưởng trọng nam khinh nữ, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên, thủ tiết một chồng, không còn thích hợp với xã hội dân chủ, tự do, bình đẳng, văn minh, khoa học, tiến bộ của loài người nữa. Chẳng những thế, ngày nay từ Tổng thống, Thủ tướng cho đến Chủ tịch vẫn bị cách chức hay vào tù vì tội lạm quyền, tham nhũng, hành xử bất tránh, đi ngược với đạo lý. 2. Định mệnh Khoa chiêm tinh gia tin rằng những diễn biến trên quả địa cầu này và số mạng của con người đều bị ảnh hưởng bởi những vị trí của những ngôi sao trên trời. Nếu ta sanh vào ngày tháng nào đó thì sẽ bị dấu ấn của những vì sao ảnh hưởng đến số mạng và những diễn biến trong cuộc đời. Những người đó tin rằng ngay khi sinh ra là định mệnh đã an bài gắn liền với giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh đó, không ai chạy khỏi hết. Thí dụ, nếu sao thiên quý đóng tại cung sửu mùi thì người đó sẽ là anh hùng trong thiên hạ. Tùy theo cung mạng, có năm thuận và có năm kỵ với tuổi của mình. Năm thuận thì làm ăn việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và năm kỵ tuổi thì vất vả, chảy chật khó khăn. Người đạo thiên chúa giáo tin rằng những gì xảy ra cho họ là do ý muốn của Đức Chúa Trời vì con người là sản phẩm của ngài cho nên có người chúa đặt vào hoàn cảnh giàu sang có cuộc sống sung sướng còn người khác bị lâm vào những hoàn cảnh bần cùng nghèo đói cả đời tận tụy không thấy ánh sáng mặt trời dầu ở trong hoàn cảnh nào thì con người không được cải ý chúa mà chỉ có thể cầu nguyện để cho chúa thương xót mà thay đổi hoàn cảnh cho ta ngay cả những người có số phận nghiệt ngã cũng không nên than trời trách phận Thậm chí có những người còn mang mặc cảm tội lỗi là mình đã làm gì khiến Chúa Phật lòng nên Ngài mới đặt mình vào hoàn cảnh khổ sở đau thương. Vào đời nhà Tống, bên Trung Hoa, Trần Đoàn, danh hiệu là Hy Hi Di Lão Tổ, là người phát minh, là Khoa Tử Vi. Ông ta lý luận rằng có 93 ngôi sao, 14 chính và 79 phụ. Sắp xếp quanh 12 cung và sự phối hợp của các ngôi sao nói lên tính chất đặc biệt của mỗi cá nhân. Thật ra ngày nay, khoa tử vi không còn được xem là khoa học huyền bí nữa vì nó không thể giải thích từng trường hợp của mỗi người một cách suôn sẻ và hợp lý. Thí dụ, trên thế giới, hiện giờ có trên 6,7 tỷ người mà nếu dựa vào một ngày, giờ, tháng, năm sinh nhất định thì có được 518,400 lá số tử vi khác nhau cho tất cả mọi người, trong đó có 60 can chi, 12 tháng, 12 giờ và hai giới tính. Nếu sinh cùng giờ thìn, tháng thìn, năm thìn thì có biết bao người trùng lá tử vi. Nhưng có người thì sung sướng, sao có kẻ lại khổ đau. Khoa tử vi lý số đã có khoảng 2.000 năm trước, khổng tử, tức là khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Nhưng có lẽ từ thời khổng tử cho đến nhà đường khoảng 1.000 năm được xem là thời kỳ văn minh nhất của khoa toán số. Trong thời kỳ này, các chiêm tinh ra vì không có viễn vọng kính mà chỉ quan sát bằng mắt thường ban đêm nên chỉ nhìn thấy năm hành tinh trong thái dương hệ đó là thủy tinh kim tinh hỏa tinh mộc tinh và sau cùng là thổ tinh họ không thể nhìn thấy diêm vương tinh hải vương tinh và thiên vương tinh ngày nay Pluto không còn xem là một hành tinh mà được gọi là hành tinh lùn chứ không phải tiểu hành tinh, nghĩa là hành tinh lùn có quỹ đạo quanh mặt trời, có khối lượng đủ lớn để có trọng trường và không phải là vệ tinh tự nhiên của một hành tinh. Để tìm hiểu sự chuyển động của năm hành tinh đó như thế nào, các chiêm tinh gia đã ghi chép lại vị trí của các hành tinh sau một thời khoảng nhất định thời điểm tốt nhất để xem thiên văn là mỗi tháng một lần vào đầu hay cuối tháng vào lúc mặt trăng hoàn toàn bị che mất họ dùng sao bắt đầu làm chuẩn và theo đồ hình bát quái tám biểu tượng tám quẻ được sử dụng trong vũ trụ học đạo giáo để định phương hướng của mỗi vị sao họ dùng thời gian một năm của địa cầu làm chuẩn để tính quỹ đạo quay quanh mặt trời của năm hành tinh Thí dụ, trái đất có 365 ngày, thủy tinh quay mất 88 ngày, kim tinh quay 225 ngày, mộc tinh mất 433 ngày. Trong khi đó, thổ tinh cần đến 10.760 ngày mới hoàn tất một quỹ đạo. Các nhà chiêm tinh khám phá rằng cứ 20 năm thì bốn hành tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh tụ về một vị trí khác – và đặc biệt nhất là cứ mỗi 60 năm thì tất cả bốn hành tinh mới quay về đúng vị trí đầu tiên. Riêng trường hợp Kim tinh tuy nằm gần đối diện với vị trí cũ nhưng cần thêm khoảng 4 tháng là quay vòng trở lại để hội tụ cùng các hành tinh khác. Tuy nói 60 năm nhưng sai số để các hành tinh hội tụ lại vị trí cũ cũng có sai biệt rất nhiều. Năm 2000 là năm rồng vàng canh thìn, người Trung Hoa tin rằng 60 năm sau thì Golden Dragon mới trở lại, cho nên trong năm 2000, số trẻ em ra đời ở Trung Hoa được xem là nhiều nhất vì họ tin rằng người tuổi thìn sẽ có số sung sướng. Vì các nhà chiêm tinh đã không biết còn có ba hành tinh nữa trong thái dương hệ, cho nên việc tính toán dựa theo bát quái sai lạc rất nhiều. Có người tuổi thìn rất sung sướng, tuy nhiên cũng có rất nhiều người cũng tuổi thìn mà suốt đời nghèo khổ, để giải thích sự sai lệch này, các nhà tử vi lý luận rằng ngoài ngày giờ tháng năm sinh, lá tử vi còn tùy thuộc vào phước đức của họ và của gia đình họ. Thế thì nói đi nói lại, một sự tiên đoán của tử vi cũng chỉ dựa vào luật nghiệp quả của nhà Phật mà thôi. Thậm chí, một số nhà tử vi chiêm tinh bói toán cho rằng số mạng con người còn tùy thuộc vào sửa cái giường theo hướng đông hay tây, sửa cái bếp theo hướng nam hay bắc. Hay sửa chữ ký theo đường này hay hướng khác Phong thủy có nghĩa là gió và nước Phong thủy có trên 3.000 năm ở Trung Hoa Và sau đó tư tưởng này được nới rộng Dựa theo thuyết Jin và Giang Âm dương của lão tử Dựa theo huyền thoại của người Trung Hoa Gió và nước liên hệ mật thiết đến sức khỏe của con người Phong thủy tốt mang lại may mắn Và ngược lại phong thủy xấu đem đến sự bất hạnh Dựa theo tư tưởng của lão tử Người Trung Hoa tin rằng Đất có sự sống, thần thổ địa và có rất nhiều năng lực vì thế khi mua nhà hay chọn khu đất thì phải thuận với phong thủy cho năng lực được lưu chuyển thì sẽ có nhiều may mắn từ đó mới có những chuyện như kê giường đúng phong thủy phong thủy phòng ngủ vị trí đầu giường hợp với tuổi kê giường ngủ theo tuổi vợ chồng cho đến phong thủy cho nhà cửa xem hướng nhà hóa giải sát khí cho nhà ở cách trang trí nhà cửa cho phù hợp với phong thủy và cả trăm ngàn chuyện phong thủy khác năng lực mà lão tử nói ở đây thật ra chỉ là phản ảnh cái tâm của con người thí dụ một người có tâm tính bình thường giản dị thì cách trưng diện đồ đạc trong nhà hay cách ăn mặc cũng đơn giản ngược lại người xe xua thì cách trang trí hoặc cách ăn mặc của họ cũng xe xua dườm già phức tạp tâm tính đơn giản thì chắc chắn cuộc sống nhẹ nhàng ít phiền não trái lại người có tâm tính khó khăn phức tạp thì cuộc sống nhiều sóng gió nhức đầu vì thế phong thủy dựa theo tinh thần Phật giáo là đơn giản hóa cuộc sống của mình, nghĩa là bớt dính mắc chấp trước thì chính mình sẽ có an lành, hạnh phúc. Còn nếu mình phức tạp hóa thì chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều sóng gió khổ đau. Tâm của con người cũng giống như cái phòng khách, nếu thiết kế đơn giản mà ý nghĩa thì nhìn thấy thoải mái nhẹ nhàng, và nếu đồ đạc ngổn ngang chật trội thì bực bội khó chịu. Vì thế không cần sửa chữa, giường, sửa bếp, sửa chữ ký, đổi hướng nhà hay sửa bất cứ đồ đạc nào trong nhà mà chỉ cần sửa cái tâm của mình trước rồi tất cả mọi chuyện sẽ tuần tự, thay đổi theo sau. Cuộc đời có thay đổi, có thăng hoa chỉ khi nào con người biết phục thiện, biết làm lành, lánh giữ, biết bố thí giúp đỡ kẻ thế cô. Nói cách khác, khi con người sống trong đạo đức nhân bản thì cuộc sống chắc chắn sẽ bình yên, gia đình trên thuận dưới hòa mà không cần sửa giường, sửa bếp hay chữ ký chi cả nếu sửa giường, sửa bếp hay sửa chữ ký mà thay đổi được cuộc sống thì mấy ông, bà, thầy bói đã giàu sang, phú quý hết rồi, chứ đâu có lang thang thất thiểu như vậy. Ở Hoa Kỳ có những tay bói toán rất nổi tiếng như Simbra Brone. Tuy nhiên, có người cho bà ta là Brasichik or Consatik. Xuất bản rất nhiều sách và xuất hiện trên nhiều chương trình TV. Không phải bà ta làm giàu hay nổi tiếng vì tài tiên đoán xuất quỷ nhập thần hay thần cơ diệu toán gì cả, mà chỉ là lợi dụng sự mê tín của người nghe hay người đọc để bán sách thế thôi. Những tiên đoán của bà ta thuộc loại vô thường, vô phạt, không thể kiểm chứng, chỉ nói cho vừa lòng người nghe. Nếu thực sự các nhà tiên tri ngoại cảm có thật tài thì tại sao không ai vì lòng nhân ái đứng ra tình nguyện giúp cho hãng hàng không Mã Lai Á tìm chiếc máy bay MH370 với 239 sinh linh bị rớt hơn một năm. Ngày nay trong cuộc sống, gia đình, đôi khi vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè có những lúc bất hòa đưa đến cãi vã làm mất hòa khí. Có người tin vào chuyện kỵ tuổi, chẳng hạn như dần, thân, tị, hợi, tứ hành xung khắc, hay thân tí thìn là tam hợp. Khắc khẩu không phải là do kỵ tuổi. Bởi vì người Tây Phương đâu có biết thân tị gì đâu mà họ vẫn sống phây phây. Trong khi đó người Trung Hoa cái nghèo cái khó sao cứ đeo mãi trên lưng. Khắc khẩu là tại vì bất đồng tư tưởng, mỗi người có tư tưởng hay quan niệm về cuộc sống khác nhau. Nhưng vì tôn trọng hay lắng nghe để dung hòa thì họ sống quá nặng theo bản ngã của mình mà cho rằng tôi nghĩ là đúng, tôi nói là hay. Bây giờ, nghe lời Phật dạy, bớt bản ngã xuống một chút, tôn trọng ý kiến của mọi người thì cuộc sống gia đình sẽ trở lại an bình như trước, chưa có dính dấp gì đến dần thân tị hợi đâu. Biết bao người tuổi thân, tí, thìn, hàng ngày đưa nhau ra tòa, ly dị, vì thế một trong những điều cấm kỵ của Đức Phật đối với các vị tỷ kheo là bói toán. Số mệnh bây giờ là một hàm số rất phức tạp, bao gồm rất nhiều tư tưởng của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Tuân Tử, đó là số mệnh bằng thiên mệnh cộng địa mệnh cộng nhân mệnh. Dựa vào hàm số này thì số mệnh của con người 70% tùy thuộc vào định mệnh và 30% còn lại tùy thuộc vào hành động của con người để chuyển hóa số mệnh của mình, nghĩa là tận nhân lực chi thiên mệnh vì thế, tuy con người có cố gắng sửa sai, phục thiện thì số mệnh của mình vẫn còn nằm trong tay của trời đất. Luật nghiệp quả, khác với thuyết thiên mệnh của Khổng Tử, định mệnh của Trần Đoàn hay ngay cả số mệnh của sự tổng hợp các luồng tư tưởng khác của các triết gia Trung Hoa, luật nghiệp quả rất khác biệt và uyển chuyển. Luật nghiệp quả của Phật giáo hoàn toàn phủ nhận thuyết thiên mệnh, định mệnh hay ngay cả số mệnh Tại sao? Bởi vì luật nghiệp quả là do con người hoàn toàn quyết định cuộc đời của mình, chứ không tùy thuộc vào bất cứ một quyền năng nào ở ngoài, nghĩa là dựa theo tinh thần Phật giáo, không có ông trời, bà đất hay hy di lão nào có thể quyết định hay thay đổi số mệnh của mình mà phải do chính tự tay mình tác tạo và thọ lãnh. Trong kinh Mahima Nikaya Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra nghiệp là quyến thuộc là nơi nương tựa như thế sự hiện hữu của mỗi con người trên thế gian này là sự hiện hữu của nghiệp thiện và bất thiện của họ từ vô lượng kiếp quá khứ thật vậy nghiệp chủ động tạo điều kiện để tái sinh trong kiếp hiện tại và cho những kiếp tương lai vì thế tất cả mọi khổ vui thành công thất bại tướng diện đẹp xấu khỏe mạnh hay đau yếu thông minh hay khởi dại của con người trong kiếp sống này là sự thọ lãnh những nghiệp do chính họ tự tạo tác từ những đời quá khứ chứ không do bất cứ sự thưởng phạt của thượng đế hay diêm vương nào cả chỉ khi nào thật sự thấu hiểu tường tận về giáo lý nghiệp thì lúc đó nghiệp sẽ không còn chi phối cuộc sống của chúng ta đó là khi gặp nghịch cảnh đau thương thì chúng ta không than trời oán Phật. Và khi thuận duyên hạnh phúc đến thì chúng ta cũng chẳng hân hoan gieo mừng bởi vì đó đều là những vận hành của nghiệp do chính ta tác tạo. Bây giờ nếu chỉ nhìn nghiệp bằng một góc độ nhỏ của nhân quả thì luật nghiệp quả của Đạo Phật có vẻ như là một số mệnh sắp đặt sẵn, bắt buộc con người phải nhắm mắt, xuôi tay chấp nhận. Nhưng sự huyền diệu của luật quả không dừng lại ở đây mà nghiệp có thể chuyển được nếu nghiệp không chuyển được thì không ai tu để làm gì nếu nghiệp không chuyển được thì thái tử tất đạt ta làm sao tu thành phật vì ta là chủ nhân của nghiệp thì ta có thể sai khiến nghiệp của mình chứ không phải là nô lệ để nghiệp sai khiến Đối với Phật giáo, sám hối là để tự dân và tự hứa với chính mình sẽ không tái phạm điều ác nữa. Nói thế có nghĩa là từ đây mình không tái phạm việc bất thiện đó, nhưng cái nhân bất thiện đã thành tựu rồi chứ đâu có mất. Do vậy, sám hối không bao giờ làm biến mất được những nghiệp bất thiện mà chuyển nghiệp là độc lộ để thăng hoa cuộc đời. Thí dụ, lỡ tạo một nghiệp xấu, cho dù có sám hối bao nhiêu thì nghiệp kia vẫn tồn tại trong tâm của mình. Bây giờ, nếu tạo nhiều thiện nghiệp cứu giúp nhiều chúng sinh thì những thiện nghiệp đó sẽ bù đắp lại cho nghiệp xấu kia. Nói thế không có nghĩa là nghiệp xấu bị xóa mà những thiện nghiệp sẽ xóa rượu tâm hồn, khiến cho cuộc sống hết say dứt khổ đau. Ở Hoa Kỳ, bạn có thể mua trả góp một chiếc xe hơi, nếu vì lý do nào đó bạn không trả mấy tháng thì dĩ nhiên ngân hàng sẽ ghi report vào hồ sơ tín dụng và bạn sẽ bị điểm xấu. Sau đó tuy bạn tiếp tục trả hàng tháng đúng hẹn cho đến vay mần sau cùng nhưng trong hồ sơ tín dụng vẫn còn khi lại những điểm xấu của bạn chứ đâu có xóa về sau khi bạn muốn mua nhà hay xe hơi mới khác ngân hàng sau khi truy tìm hồ sơ tín dụng credit report của bạn thì những tín dụng xấu sẽ xuất hiện ra ngay tuy nhiên nếu bạn có rất nhiều tín dụng tốt mà chỉ có một tín dụng xấu thì những tín dụng tốt kia sẽ vớt phát những lỗi lầm của bạn kết quả Người có chịu phước báo, cho dù gặp tai nạn lớn lao như rất máy bay hay xe đụng vẫn sống sót, gọi là số may mắn, người có phước báo ít hơn phải chịu thương tích nhẹ, còn người không có phước thì lãnh đủ quả báo. Có người cả đời làm những điều bất thiện, gây tang tóc đau thương cho người khác, đến cuối cuộc đời ăn năn sám hối, đúc chuông, xây chùa, đúc tượng Phật làm từ thiện thì có xóa hết những tội lỗi cũ được không? dựa theo tinh thần Phật giáo dĩ nhiên là không được. Nếu gieo nghiệp bất thiện thì chính bạn phải thọ lãnh hậu quả của những ác nghiệp đó một khi duyên đến. Tuy nhiên nếu bạn gieo nhiều thiện nghiệp thì một ngày nào đó chính bạn sẽ gặt hái những kết quả lành do bạn gieo. Nếu nghiệp có thể xóa được thì cả đời người chúng ta cứ sống thỏa thích theo ái dục, ăn chơi chắc táng, giết hại chúng sinh, đợi đến gần cuối cuộc đời mới sám hối để xóa hết những tội nghiệp đã gây ra. Nhưng tại sao con người cần thức tỉnh, sống đời đạo hạnh, tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tánh, dừng các nghiệp bất thiện ngay từ bây giờ, chứ đâu phải đợi đến gần chết mới tu? Vì thế giáo lý nhân quả rất công bằng, không thiên vị, con người là chủ nhân duy nhất có đầy đủ quyền năng quyết định cuộc đời theo ý muốn của mình, cho nên thiên đàng hay địa ngục, đau khổ trầm luân hay giải thoát an lạc tùy thuộc vào sự chọn lựa nghiệp nhân của mỗi người. Mình tạo nhân gì thì chính mình sẽ thọ lãnh quả báo đó chứ không phải trời hành hay Phật đoạn gì cả. Và dĩ nhiên trong cản khôn vũ trụ này không ai có đủ quyền năng để xóa nghiệp, ban thưởng hay trừng phạt cho kẻ khác được. Do vậy, nếu một ngày nào đó, nhân xấu kia trổ thành quả, mang lại sự đau đớn, bất hạnh, thì mình cứ an nhiên chấp nhận nó rồi sẽ qua đi. Nên nhớ, Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này đều là kết quả hay hậu quả do chính mình đã tạo nghiệp nhân từ trước, cho nên bây giờ phải thọ nhận nghiệp quả, nghiệp báo. Nếu việc may mắn đến thì đây là phước do việc thiện lành chính mình đã gieo. Ngược lại, việc không may mắn, bất hạnh xảy đến thì đó là quả báo cũng do việc bất thiện chính mình đã gieo trong quá khứ. Vào cái Đức Phật, còn tại thế có người đến hỏi Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn, cái gì định đặt cho con người, sinh ra kẻ thì nghèo nàn khổ sở, người thì giàu sang sung sướng, kẻ thì sống lâu, người thì chết yểu, kẻ thì yếu đau, người thì khỏe mạnh, kẻ thì ngu tối, người thì thông minh. Đức Phật trả lời rằng, tất cả sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp mà họ đã tạo định đặt ra, nên có người cao kẻ thấp, người không tạo nghiệp sát hại chúng sanh thì được thọ mạng lâu dài người tạo nghiệp sát đoàn mạng sống của chúng sanh nên thọ mạng yếu; do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu; và do tạo nghiệp lành như an ủi giúp đỡ người qua khỏi những tai nạn khốn khó nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi; do đời trước biết tu làm lành, biết bố thí cúng dường, biết giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật nên đời này được sinh thân trong cảnh giàu sang sung sướng. Người ở đời trước vì thế không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo khó, lại còn tham lam rút dĩa của những người khác, nên đời này sinh thân trong cảnh nghèo đói thiếu thốn. Người đời trước do siêng năng học hỏi, tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người học hỏi hiểu biết, nên đời này được thông minh. Còn người ở đời trước do lười biếng học, không chịu tìm hiểu chân lý, cản ngăn sự học hỏi của người, nên đời này bị tối tăm mê mờ. Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để giúp người cứu vật khi cần thiết, lại không tin sâu nhân quả nên thường xuyên làm các việc xấu ác, cho nên chẳng những không thọ hưởng quả giàu sang mà còn đối diện biết bao phiền não khổ đau. Bây giờ, cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành tránh giữ, tích công bồi đức thì hậu vận sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh cơ hàn túng thiếu. Dựa theo luật nhân quả báo ứng thì sát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, sát hại, đánh đập, ngược đãi, tổn hại người, động vật đều thuộc hành vi sát sinh sẽ bị quả báo như nhiều bệnh, tàn tật, chết yểu, nhiều tai họa, cốt nhục chia lìa, trộm cắp, hệ tài vật hoặc đồ dùng của người khác chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy, dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc trộm cắp sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt. Tà dâm, làm bậy quan hệ với nam nữ cho đến những việc làm có liên quan đến sắc tình đều thuộc tà dâm sẽ bị quả báo gặp những người vợ chồng hung dữ, không chung thủy, vợ con bị người khác cưỡng hiếp, cuộc sống bẽ bàng. Nói dối, nói không đúng sự thật, làm chứng bậy, không giữ chữ tín đều phạm vào tội nói dối sẽ nhận quả báo bị người phỉ báng khinh khi. Nói lời trau chuốt nói những lời tà dâm những lời khiến cho mọi người nghĩ chuyện ái ân đều gọi là lời nói trao chuốt sẽ bị quả báo nói ra lời nào mọi người đều không tin không tiếp thu lời nói không rõ ràng diễn đạt người ta không hiểu nói lưỡi hai chiều đâm bị thóc thọc bị gạo gây chia rẽ đều phạm tội nói lưỡi đôi chiều sẽ bị quả báo quyến thuộc chia lìa thân tộc xấu ác nói lời hung ác dùng lời tàn bạo độc ác mắng người đều thuộc nói lời ác sẽ bị quả báo thường bị người mắng chửi, gặp nhiều chuyện kiện cáo tranh chấp. Không phải chỉ có cây gậy hay súng ống mới gây đau thương cho người khác, mà cái lưỡi của con người nếu không biết kiềm chế thì còn tác hại hơn nhiều cho nên Đức Phật dạy rằng cái lưỡi giống như một con dao sắc có thể giết người mà không cần đổ máu. Hãy cẩn thận trong từng lời nói, bởi vì những lời nói cay nghiệt, tàn nhẫn thực sự có thể làm cho người khác khổ đau. Khi tức giận, lời nói trở thành vũ khí sắc bén nhất để bạn tấn công đối phương, chứ không phải bằng hành động. Khi đó, bạn chỉ muốn nói sao cho thỏa cơn tức của mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc hay đau khổ của người khác. Chính sự tức giận đã làm bạn mất đi lý trí và sự tỉnh táo vốn có của mình. Tham dục, tham cầu hưởng thụ các loại như tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, say mê không có ý niệm xa rời tất cả những thứ này đều thuộc tham sẽ bị quả báo tâm không biết đủ tham dục không chán sân hận là gặp chuyện không vừa lòng liền sinh tức tối oán hận người phát sinh sân hận bị quả báo thường bị người dị nghị nhiễu loạn khiến cho phiền não hoặc bị hãm hại đức phật đã dạy giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay với ý định muốn ném nó vào người khác bạn là người đầu tiên bị thiêu cháy Kết cục của sự tức giận chỉ làm tổn thương chính mình và nguy hiểm hơn nữa khi bạn chút sự tức giận ấy lên những người xung quanh. Trong kinh pháp cú, Đức Phật dạy rằng chiến thắng sân hận bằng lòng từ bi, chiến thắng cái ác bằng cái thiện, chiến thắng lòng tham bằng tâm bố thí, chiến thắng sự dối trá bằng lòng chân thật. Đức Phật dạy chúng sinh nên thực hành chánh niệm để kiểm soát tâm sân hận, dùng tâm thanh tĩnh để quán chiếu sự việc, mà thấy rằng chính người gây cho ta dân hận cũng đang đau khổ, họ đang có những vấn đề bất ổn ở trong lòng, họ không biết cách giải quyết những vướng mắc để chuyển hóa cơn giận nên mới có những hành xử không phù hợp như vậy. Vì thế, họ đáng thương hơn là đáng giận, từ đó cơn giận trong lòng của chúng ta sẽ dần dần được chuyển hóa, tâm sẽ nhẹ nhàng trở lại. Nghi, bị quả báo sinh vào gia đình tà kiến, sinh ra nơi xa xôi hẻo lánh, thiếu Phật Pháp và văn minh, tâm lịnh nọt, không ngay thẳng nhiều mi mô quỷ kế, thích những người có tâm định hót. Ngay cả Đức Phật và các bậc thánh giả, tuy các ngài tâm đã giải thoát, nghĩa là những nhân sinh ra khổ bị diệt, nhưng bản thân khổ chưa diệt bởi vì các ngài vẫn còn mang thân ngũ uẩn cho nên những quả của nghiệp quá khứ vẫn còn hoạt động, vì thế Đức Phật vẫn còn cảm thọ là khổ. Khi ngài còn thân ngũ uẩn chỉ đến khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn thì lạc khổ thọ về thân mới hoàn toàn diệt. Một thủa nọ, các tu sĩ khổ hạnh thuộc phái Nigantha có ý định muốn giết tôn giả Mục Kiền Liên vì họ nghĩ rằng nếu thủ tiêu tôn giả thì danh tiếng và phước nghiệp của Ngài sẽ giảm sút. Bọn họ muốn một số tên cướp giết người để hạ sát Ngài Mục Kiền Liên lúc bấy giờ đang ngụ tại xứ Hắc Nham gần thành Vương Xá bọn sát nhân bao vây tịnh xá nhưng lần đầu tôn giả dùng phép thần thông thoát qua lỗ khóa và lần thứ hai tôn giả trổ nóc nhà thoát được cứ thế suốt hai tháng trường bọn chúng không thể bắt giết được tôn giả đến tháng thứ ba khi bọn giết người bao vây tu viện thêm một lần nữa nhưng lần này tôn giả nhớ lại ác nghiệp do mình đã sai phạm trong tiền kiếp cần phải trả nên không dùng thần thông để thoát vì vậy, Tôn giả bị bắt và bọn sát nhân đánh đập ngài cho đến khi bao nhiêu xương cốt đều nát bấy. Sau đó, chúng bỏ thi thể của Tôn giả vào bụi rậm vì họ nghĩ rằng ngài đã chết. Bây giờ, Tôn giả dùng sức mạnh thiền định để hồi sinh và đến yết kiến và bạch với Đức Phật tại Tịnh xá Kỳ Viên rằng Tôn giả sẽ nhập vô dư niết bàn. Đức Phật khuyên Tôn giả nên thuyết pháp cho đại chúng một lần chót. Sau khi tôn giả nhập diệt, các vị tỳ kheo rất đau buồn và không hiểu tại sao một vị đệ nhất thần thông A-la-hán mà chịu chết trong tay bọn sát nhân. Đức Phật nghe thế, bên dạy rằng, này các tỷ kheo, xét theo kiếp này, Mục Kiền Liên đã sống cuộc đời bạo hành thì lẽ ra ông ta không gặp phải cái chết như thế. Nhưng trong một tiền kiếp, ông đã phạm một tội lớn đối với cha mẹ mình là hai kẻ mù lòa. Lúc đầu ông ta là người con rất có hiếu nhưng khi lập gia đình vợ ông ta bắt đầu sinh chuyện đề nghị tấm khứ cha mẹ ông ta đi ông lấy xe ngựa chở cha mẹ mù lòa của mình vào một khu rừng và tại đây ông đã đập chết hai người giả cách như là cha mẹ ông bị một tên cướp sát hại họ vì ác nghiệp đó nên đến kiếp sống chót này ông ta bị chết trong tay bọn sát nhân sau đó đức phật đã dạy vấn đề chư vị thánh tăng cũng như cho tất cả chúng sinh phải đền trả các nghiệp báo cuối cùng qua bài kệ trong kinh Pháp cú 127 128 như sau: Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Do đó, đối với Phật giáo, một khi nhân đã thành quả, cho dù có trốn trong núi cao, có bay lên mây xanh, có lặn tận đáy biển thì vẫn phải trả nghiệp như thường. Đức Phật và các bậc thánh giả không tránh khỏi thì phàm nhân không ai có thể thoát được. Tuy nhiên, các bậc thánh giả A La Hán Phật giáo, đây là cái chết cuối cùng vì các ngài sẽ không còn tái sinh nữa. Ngược lại, phàm nhân còn nghiệp là còn tái sinh, còn sinh tử. Ai tới đích không sợ? ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này thân cuối cùng. Sự huyền diệu của luật nghiệp quả là nghiệp có thể chuyển cho, nên con người mới có thể chuyển từ phàm sang thánh hoặc từ phàm biến thành ra ác quỷ. Luật nhân quả đã xác định rõ ràng rằng nhân cộng duyên bằng quả. Cho nên, nhân tác tạo trong đời quá khứ, nếu không kết với những duyên bất thiện hiện tại thì sẽ không tạo thành quả giữ để đưa con người vào cảnh khổ cũng như gạo nhân mà không nấu nước và lửa là duyên thì không bao giờ thành cơm quả do vậy con người hàng ngày trong cuộc sống chính mình có thể làm chủ số mệnh của mình bằng cách tạo nhiều thiện duyên và tránh xa duyên ác thì những quả phước thiện đó sẽ đè nén tất cả quả bất thiện khác hoặc nếu quả xấu có hiện hành đi chăng nữa thì nó cũng trở thành nhỏ không đáng kể không nguy hại Thí dụ, vì bận rộn, chúng ta không có thời giờ chăm sóc sân cỏ ở trước nhà nên nó trở thành khô khan, vàng úa, nghĩa là nhân không tốt. Nếu dựa vào thuyết số mạng thì đám cỏ sẽ chết. Ngược lại, dựa theo lý nhân duyên của đạo Phật là tuy nhân không được tốt, nhưng nếu bây giờ chúng ta bắt đầu vun phân tưới nước cho nhiều, nghĩa là tạo duyên lành, thì tuần sau đám cỏ sẽ xanh trở lại, tức là có kết quả tốt cuộc sống con người thì cũng thế. Hiện tại chúng ta cảm nhận rất nhiều nghịch cảnh, đau thương, nghĩa là hậu quả của những nhân bất thiện từ đời quá khứ nay đã thành quả. Nếu sống tiêu cực, chúng ta chỉ than trời, trách đất, rồi những quả đau thương khác vẫn cứ tiếp tục đến, khiến cho cuộc sống thêm khổ đau, chẳng có lợi ích gì. Bây giờ, nếu thấu hiểu giáo lý nghiệp thì bắt đầu chuyển cuộc sống từ tiêu cực sang tích cực, nghĩa là chính ta phải tác động chống lại chứ không chịu chấp nhận an phận, thủ thường, nói thế có nghĩa là từ nay con người phải nhận thức sự tai hại và tốt đẹp của nghiệp và nghiệp quả để phun bồi tác tạo thêm nhiều thiện duyên thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ thăng hoa hạnh phúc nghiệp bất thiện ví cũng như viên thuốc độc nếu uống vào thì chắc chắn chúng ta sẽ chết nhưng nếu bây giờ chúng ta gây dựng thật nhiều thiện nghiệp ví cũng như tự mình đào một hồ nước rộng cho dù có bỏ viên thuốc độc đó vào hồ nước rồi múc nước kia uống thì vẫn không hề hấn gì ai dùng các hạnh lành làm xóa mở nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Nói chung, trong tất cả mọi hành vi của con người, từ tư tưởng đến lời nói và ngay cả hành động, luật nhân quả nghiệp báo lúc nào cũng hiển hiện trong cuộc sống. Nói ái ngữ thì người thương, người mến, hung hăng, bạo ngược thì kẻ xa, người tránh. Làm lành có phước thiện, ngược lại tạo nhân ác thì trước sau sẽ lãnh quả khổ tế thôi ngay cả những người thuộc về những tín ngưỡng khác cũng không ngoài ngoại lệ này thí dụ thánh kinh dạy con người làm lành lánh giữ ngày sau sẽ được lên thiên đường những vị tu sĩ cố gắng tu hành để được tiến thân và sau cùng trở về với chúa một người cuồng tín hồi giáo tin rằng ông ôm bom đi giết chết người vô tội để khi chết vào nước thiên đường thỏa thích với biết bao trinh nữ tất cả đều là nhân quả luật nhân quả nghiệp báo Biến cáo con người nên thận trọng với tư tưởng, lời nói và hành động của mình vì cũng giống như cái boomerang của người Úc. Mình gieo nhân thì một ngày nào đó chính mình sẽ thọ báo kết quả thiện ác đó khiến cho cuộc sống có hạnh phúc hay khổ đau. Vì thế, người tu Phật lúc nào cũng sống trong tỉnh thức chánh niệm để làm chủ tư tưởng, lời nói và hành động của mình thì thế giới do mình đang gieo sẽ không còn trông gai đau khổ tuy luật nghiệp quả hiện hiện trong cuộc sống hàng ngày nhưng thật ra khi một hiện tượng xảy ra chúng ta không thể nào biết được đó là nhân hay là quả bởi vì nhân quả là sự quan hệ ba đời quá khứ hiện tại và vị lai cho nên một hiện tượng xảy ra trong hiện tại có thể vừa là nhân để tạo nghiệp cho tương lai mà cũng có thể là hậu quả để trả nghiệp cho quá khứ nói cách khác tác động của nhân quả là phải hiểu rõ nhân của hiện tại và nhân của quá khứ tác động của duyên hiện tại với nhân của hiện tại, tác động của nhân và duyên hiện tại đối với tất cả những gì đã gieo trồng trong quá khứ và sau cùng là kết quả của nó trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chỉ có Đức Phật là Bậc Toàn Giác thì mới biết rõ được, ngay cả các vị A La Hán chưa chắc đã biết rõ ràng. Thí dụ, lái xe xảy ra tai nạn gây thương tích cho mình và cho người thì dĩ nhiên đây là nhân, nhưng biết đâu Tai nạn là để trả những gì mình đã gây ra trong quá khứ, còn người bị đụng xe là nhân hay là quả. Vậy, con người từ đâu mà có? Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã dùng 7 ngày để nghiệm chứng hạnh phúc, giải thoát Niết Bàn. Trong đêm cuối cùng của ngày thứ 7, Đức Phật quán xét giáo lý thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên là giáo lý duyên khởi, nghĩa là khi cái này nhân có thì cái kia quả có, cái này nhân diệt thì cái kia quả sẽ diệt. Nói cách khác, nhân duyên trong 12 nhân duyên có nghĩa là nhân duyên khởi, tức là sự nương tựa vào nhau mà sinh khởi. Đó là do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này diệt, cái kia diệt. Trong kinh tương ưng bộ 2, Đức Phật đã thuyết minh về 12 nhân duyên, duyên khởi theo chiều thuận sinh tử như sau. Do vô minh có hành sinh, do hành có thức sinh, do thức có răng sách sinh, có danh sắc, có lục nhập sinh, do lục nhập có xúc sinh, do xúc có thọ sinh, do thọ có ái sinh, do ái có thủ sinh, do thủ có hữu sinh, do hữu có sinh sinh, do sinh sinh có lão tử, sầu bi, khổ yêu, não sinh, hay toàn bộ khổ uẩn sinh, đây gọi là duyên khởi. Sau cùng, vào khoảng giữa đêm của ngày thứ bảy đó, Đức Phật quán sát thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, tức là chiều giải thoát, đó là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ai diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên lão tử sầu bi khổ yêu não diệt. Thế thì khi vô minh diệt thì toàn bộ khối khổ đau sẽ chấm dứt, đây là con đường giải thoát. Nói cách khác, khi cái này nhân diệt thì cái kia quả sẽ diệt, nghĩa là sự chấm dứt của cái này nhân thì cái kia quả sẽ chấm dứt. Cũng trong phẩm Phật Đà, tương ưng bộ, tương ưng nhân duyên, Đức Phật giải thích vô minh là không rõ biết khổ, không rõ biết tập khổ, không rõ biết khổ diệt và không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Hành có ba hành là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thức đó là lục thức cùng có nhãn thức, cái biết của mắt, nhỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đức Phật không nói mạt na thức và a lại ra thức mà do vô trước thế thân của duy thức tống chế thêm ra danh sắc. Danh là phần tâm linh gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là phần thân xác gồm có đất, nước, gió, lửa. Lục nhập, sáu xứ nghĩa là nhãn giới, thế giới của những cái thấy, nhỉ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. Xúc gồm có thân cảm xúc, mắt nhìn thấy sinh cảm xúc, tai nghe âm thanh sinh cảm xúc, lưỡi nếm mùi vị sinh cảm xúc, mũi ngửi mùi hương sinh cảm xúc và ý duyên với pháp trần sinh cảm xúc. Thọ cũng có 6 cảm thọ, đó là mắt nhìn sinh ra cảm thọ, tai nghe âm thanh sinh ra cảm thọ, mũi ngửi mùi hương phát sinh cảm thọ, lưỡi nếm mùi vị sinh ra cảm thọ, thân xúc chạm sinh ra cảm thọ và ý tiếp xúc với pháp trần sinh ra cảm thọ. Ái, có 6 ái, sắc ái là nhìn hình sắc sinh ái thanh ái là tai nghe lời ngọt dịu sinh ái hương ái là mũi người mùi thơm sinh ra đắm say vị ái là lưỡi nếm món ăn ngon sinh ra đam mê xúc ái là thân tiếp xúc đụng chạm sở mó sinh ra ái và pháp ái thủ có bốn thủ là dục thủ kiến thủ giới cấm thủ và ngã luận thủ hữu có ba hữu là dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu xanh là xanh ra do ái thủ hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo lão tử là già chết đã có sanh ra tất nhiên phải chịu các khổ già và sau cùng là chết dựa theo lời dạy của đức phật ở trên sự tái sinh của con người có thể giải thích dựa theo chiều sinh tử như sau vì con người vô minh sống trong si mê bất giác, lấy giả làm thật, lấy khổ làm vui mà hành sinh khởi. Thế thì vô minh là nhân còn hành là quả. Hành là chủ ý hay tác ý tạo nghiệp, gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, bao gồm thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Có tạo nghiệp là còn nguyên nhân, tái sinh. Do đó, muốn dừng bánh xe sinh tử thì phải dừng nghiệp. Do duyên hành thức sinh khởi, Thức tái sinh là do hành nghiệp chi phối và nghiệp lực đưa thức tái sinh kết hợp với tinh cha huyết mẹ tạo thành một hình hài nhỏ như đầu mũi kim trong bụng người mẹ nên gọi là danh sắc, nghĩa là do duyên thức tái sinh mà có danh sắc. Sau đó, hài nhi phát triển thành một con người có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý để cảm nhận mọi cảm xúc của cuộc đời nên gọi là lục căn. Đó là do duyên danh sắc mà có lục nhập khi đứa bé chào đời và lớn lên do sự cảm xúc từ ngoại duyên cuộc đời sắc thanh hương vị xúc pháp nó cảm thọ được khổ vui của cuộc đời từ đó lòng tham ái nổi dậy một khi trạng thái luyến ái bám vào thì nó phải bám chặt lấy đối tượng nên gọi là thủ cũng quý vị đang theo dõi kênh lời Phật dạy nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé vọng của mình mà nhắm mắt chạy theo dục lạc tùy thuộc cường độ chấp thủ mà nghiệp phát sinh đó là hữu để đưa con người đi tái sanh nhưng dựa theo luật vô thường của tạo hóa hễ có sanh là có lão già bệnh và sau cùng là tử chết đây là chiều sinh tử Thập nhị nhân duyên hay giáo lý duyên khởi là một giáo lý vô cùng tinh tế rất khó hiểu và là tiến trình của sự tái sinh, sinh tử luân hồi nằm trong những mắt xích tương quan nhân quả. Vì giáo lý duyên khởi là sự thật, là chân lý, cho nên không thể suy luận lý luận bằng trí thức của con người. Muốn thấy biết rõ thì hành giả cần phải công phu tu tập thiền tuệ, nghĩa là đòi hỏi hành giả phải có sự quan sát và tư duy thường xuyên về nó. Có thực hành từng bước cho đến thấu hiểu giáo lý duyên khởi sẽ mang lại cho hành giả một cuộc sống vị tha, giải thoát và an lạc trong hiện tại. Vì tầm quan trọng của thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy rằng ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy pháp Ai thấy pháp là thấy Phật. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Bà La Môn giáo tin rằng linh hồn được gọi là Atman tiểu ngã là do đấng toàn năng tạo ra và tất cả mọi sự sống trên quả địa cầu này đều có linh hồn, linh hồn chuyển từ thân xác này qua thân xác khác, cứ thế cho đến khi có giải thoát thì tiểu ngã sẽ hòa đồng với đại ngã Brahman, tức là thượng đế hay là linh hồn của vũ trụ. Đến khi đạo Phật ra đời, Đức Phật phủ nhận con người là do thượng đế sinh ra, cho nên Đạo Phật tuyệt đối phủ nhận linh hồn mà chỉ có thức. Thức còn gọi là tâm là cái biết biến đổi liên tục dựa theo sự biến dạng tâm lý và sinh lý của con người. Đức Phật với tuệ minh sát, với trí tuệ của bậc tránh đẳng, tránh giác khi quán chiếu lại thân, tâm của mình và của nhân loại thì Ngài thấy rằng chúng sinh không hề có tâm mà chỉ có những sát na tư tưởng kết nối và kết nối lại với nhau khiến chúng ta cảm giác như có tâm. Thí dụ, ở sát na trước mắt thấy sắc cho ta cái biết của sắc nhãn thức, đến sát na sau tai nghe âm thanh cho ta biết âm thanh nhĩ thức, cái biết sau nối tiếp thay thế cái biết trước và cứ như thế cái biết liên tục sinh diệt tạo thành chuỗi thức chứ thật sự không có một thức nào hay một cái tâm nào cố định cả. Cái tâm sau thay thế cái tâm trước và cứ thế tâm luôn sinh diệt tuôn chảy trong tâm hồn của chúng ta. Vì thế, thức dựa theo Phật giáo là dòng chảy liên tục của các ý niệm, sát na tư tưởng. Vì sự ngộ nhận lầm lẫn cho rằng mình có tâm cho nên họ mới nghĩ rằng trong ta phải có cái ta. Bây giờ không có tâm thì làm gì có ta hay cái của ta tức là hoàn toàn vô ngã. Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp và là động cơ chính khiến chúng sinh dính liền với sinh tử luân hồi. Chính nghiệp lực đã chuyển thức cuối cùng tử tâm sang thức tái sinh để tạo thành sự sống cho một thai nhi. Nếu cho rằng những con người vừa mới sinh ra là do sự sáng tạo của Thượng Đế và không có gì liên quan đến kiếp sống trước, thì Phật giáo gọi đây là đoạn kiến là không đúng. Ngược lại, có quan niệm cho rằng linh hồn từ kiếp trước đầu thai vào kiếp sống mới thì Đạo Phật gọi đây là thường kiến cũng không đúng luôn. Dựa theo tinh thần Phật giáo, sự hình thành của danh và sắc trong một kiếp sống mới là kết quả của vô minh tham ái và nghiệp từ kiếp trước nói thế nghĩa là kiếp sống mới không phải là sự đầu thai của kiếp sống cũ nhưng nó không phải không từ kiếp sống cũ mà có ví cũng như khi một cây đèn cầy được mồi từ ngọn lửa của cây đèn thứ nhất ngọn lửa mới bây giờ không phải là ngọn lửa của cây đèn cầy thứ nhất nhưng nó không thể hiện hữu nếu không có ngọn lửa của cây đèn thứ nhất Thế thì hai cây đèn cầy hoàn toàn khác nhau, kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau, ngọn lửa cũng khác nhau. Do đó, từ phương diện, nhân cách, tài năng cho đến mọi sự khổ vui trong đời này là phản ảnh trực tiếp từ những nghiệp mà con người đã kiến tạo từ kiếp trước, cho nên hai ngọn lửa khác nhau là thể hiện hai cuộc sống khác nhau. Thí dụ tiền kiếp, có người sống trong giàu sang quyền quý nhưng tham lam bòn sèn, ưa hãm hại người ngọn lửa cây đèn thứ nhất, nay sang đến kiếp này thì cuộc sống trở thành nghèo đói và luôn bị người hãm hại lại, ngọn lửa của cây đèn thứ hai. Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn là vô ngã, tức là ngũ uẩn dai không, nghĩa là khi duyên kết thì có đủ sắc thọ, tưởng, hành, thức. Đó là trạng thái hoạt động của con người khi còn sống. Đến khi duyên hoại, tức là chết, thì các uẩn từ từ tan rã trở về với trạng thái nguyên thủy của nó. Sau đó, khi chết thì sắc thân, sắc uẩn, hoại, diệt chỉ còn là nắm cho, cát bụi trở về với cát bụi. Sắc diệt thì cảm thọ, thọ uẩn cũng mất. Không còn thọ uẩn thì tưởng uẩn cũng không còn. Thọ tưởng mất thì hành uẩn cũng bị diệt theo. Đối với một con người bình thường, không phải là thánh giả, thì khi nhắm mắt, nghiệp lực sẽ quyết định số phận tương lai, tái sinh của bạn, chứ không phải do bạn quyết định được nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp sẽ chuyển thức, tái sinh vào kết duyên trong noãn bào của người mẹ, trong lúc tinh trùng của người cha vừa mới lọt vào tử cung của người mẹ để tạo thành một thai nhi có đủ danh, thức, tái sinh và sắc tinh cha huyết mẹ. Tinh trùng là sự sống tiếp cho thai nhi, cho nên ngày nay, cho dù con người có thụ thai nhân tạo hay là gì đi chăng nữa thì bắt buộc phải có tinh trùng. Nói chung, trong Phật giáo có những nghiệp cơ bản là tích lũy nghiệp là những nghiệp tác tạo trong đời này và những đời quá khứ cộng chung chất chứa lại. Tập quán nghiệp là những nghiệp trong đời hiện tại luôn luôn tiếp diễn nên trở thành thói quen, thành tập quán, thành nếp sống riêng biệt. Thí dụ, ngày nào mình cũng niệm Phật, tham thiền thì nó trở thành thói quen và biến thành thiện nghiệp. Ngược lại, mỗi đêm mình thích la cà nơi quán nhậu thì nó cũng biến thành thói quen nhưng đây là nghiệp bất thiện. Cực trọng nghiệp là những nghiệp quan trọng có năng lượng tác động mãnh liệt ảnh hưởng kết quả tái sinh của một người trong một sát na tức thì sau khi chết. Còn những người tu thành tiệu thập thiện thì sẽ tái sinh vào cõi trời, thế giới có nhiều phước báu tức sau khi chết. Ngược lại, những ai mang phải những tội nghiệp như giết cha, giết mẹ, phá hoại, tăng đoàn, làm vật chảy máu thì sẽ bị đọa vào địa ngục, cảnh khổ, đọa đầy, tức thì sau chết cận tử nghiệp là những nghiệp tác tạo khi sắp lâm chung nó có ảnh hưởng rất lớn cho việc tái sinh vào những thời kỳ đầu của cuộc đời kế tuy nhiên sau đó tích lũy nghiệp tác động vào khiến thay đổi cuộc đời tùy theo thiện hay ác mà mình đã gieo thí dụ một người tuy suốt đời sống không được đạo đức cho lắm nhưng đến khi sắp nhắm mắt biết phục thiện biết niệm phật biết làm lành thì tự mình tạo cho mình một cận tử nghiệp tốt khiến tái sinh vào cảnh giới an lành Tuy nhiên sau đó tất cả những tích lũy nghiệp bắt đầu tác động khiến cho cuộc sống thay đổi, khổ nhiều hơn vui. Ngược lại, cũng có người cả đời làm nhiều việc thiện, nhưng đến giờ phút cuối cuộc đời bỗng phát sinh sân hận, si mê, tham đắm, cho nên tái sinh vào trong cảnh khổ. Nhưng sau đó tích lũy nghiệp tác động vào khiến cuộc sống thăng hoa nhiều hạnh phúc. Câu chuyện cô Phạm Thu Dung, người đàn bà nghiện ngập ma túy quay cuồng ở các vũ trường ở Sài Gòn, thâu đêm suốt sáng cho đến khi mang bầu và sinh ra đứa con tại bệnh viện Từ Dũ năm 2004. Sau khi sinh con được 2 ngày, bà bỏ con và trốn khỏi bệnh viện vì không thể nào nuôi con nổi. Vài ngày sau khi chào đời, Phạm Quang Sáng được đưa về trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình nhưng đến năm 2007 đứa bé có tên là Phạm Quang Sáng được vợ chồng tài tử điện ảnh Hoa Kỳ Angela Jolie và Brad Pitt nhận làm con nuôi và sau đó đổi tên là Bắc Thiên Bắc có nghĩa là bình yên Thiên là bầu trời tiền kiếp Bắc Thiên có thể tạo cận tử nghiệp bất thiện nên phải tái sinh vào gia đình không tốt và sống trong cảnh khổ thế nhưng sau đó tích lũy nghiệp thiện tác động vào khiến cho cuộc đời thay đổi từ nghèo đói chuyển sang cuộc sống xa hoa, sung sướng và hạnh phúc. Nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp cũng còn tùy thuộc vào tác ý và hành động khi thành hình nghiệp, đó là việc nặng mà ý nhẹ như khi quăng đá để dọa nhưng lỡ tay giết người, việc nhẹ mà ý nặng như căm thù kẻ giết hại người thân mình nhưng đến khi đối diện chỉ mắng chửi mặc dù trong tâm mình rất thù ghét kẻ đó việc và ý đều nhẹ như không thích ai thì nói lời châm biếm việc và ý đều nặng vì tư thù cố ý giết người và đã ra tay giết thật khi các nghiệp quá khứ của đời này hoặc những nghiệp đã thực hiện trong nhiều kiếp trước tích lũy nghiệp có cơ hội tái sinh cho kiếp sống kế hay hành động vừa mới thực hiện chỉ một thời gian ngắn trước khi nhắm mắt lìa đời cận tử nghiệp chúng xuất hiện ngay trong tâm của người sắp chết gọi là tử tâm tức là thức cuối cùng vì thế, dựa theo Phật giáo, trước giờ hấp hối, nếu khuyến khích người sắp chết, nghĩ những điều thiện, nói những lời lành, nghe những câu chuyện đạo hạnh, niệm Phật, thiền tịnh hay hướng tâm về cõi thanh tịnh, thì chính họ tạo cho mình một cận tử nghiệp thiện giúp họ tái sinh vào cõi an lành. Tuy nhiên sau đó, những tích lũy nghiệp sẽ tác động và ảnh hưởng đến cuộc đời của họ để thọ lãnh những khổ vui tương xứng với những nghiệp mà họ đã gieo. Có người trước khi chết, tay chân của quạng miệng luôn kêu than, thì thào thì đây là những dấu hiệu bất tường hoặc có hào tướng mà nhà Phật gọi chung là nghiệp tướng. Vậy, nghiệp tướng xuất hiện như thế nào? Ai đã từng giết người sẽ thấy cảnh giết chóc rùng rợn, máu đổ thịt rơi. Người đổ tể sẽ thấy nghe tiếng kêu than, rên xiết của súc vật đòi mạng. Ai từng làm chuyện trộm cắp, tả dâm sẽ thấy những cảnh tượng tương xứng với nghiệp ác của họ. Ngược lại, Ai đã từng bố thí cúng dường, xây chùa tạo tháp sẽ thấy những cảnh an lành, chùa chiền trước khi chết. Toàn bộ giáo lý Phật Đà không ngoài mục đích giúp con người thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý của mình để cải thiện cuộc sống trở thành thanh cao, nhẹ nhàng, hạnh phúc và an lạc. Bộ ba thân, khẩu, ý là ba yếu tố chính giúp con người có cuộc sống bình yên, hạnh phúc và an lành. Ngược lại, cũng thân khẩu ý lại là nguyên nhân đưa con người đọa lạc vào trong cảnh khổ, khiến cuộc sống nhiều sóng gió đau thương và dĩ nhiên tạo tội ác, tội nghiệp để chịu quả khổ về sau. Vì thế Đức Phật luôn nhắn nhủ chúng sinh nên tu nhân tích đức, tu tâm, dưỡng tánh, dừng các nghiệp bất thiện ngay từ bây giờ bằng cách kiểm soát thân, khẩu ý của mình thì chính mình đang xây một cuộc sống hiện tại và tương lai tươi sáng. Muốn cuộc đời tốt đẹp thì phải sống như thế nào? Đức Phật dạy rằng chúng sanh cặt hái bông trái như thế nào, tùy theo hột giống đã gieo, người làm điều thiện sẽ gặp thiện, hành ác gặp ác. Hãy gieo hột giống tốt và gia công vun bồi cây sẽ được hưởng trái lành. Dựa theo lời dạy của Đức Phật ở trên, không thể có một quyền năng nào ở bên ngoài có thể ban bố phước lành hay giáng họa cho ai được, mà chính ta là người duy nhất tạo hạnh phúc hay khổ đau cho ta mà thôi. Đức Phật lại dạy rằng hạnh phúc của con người không tùy thuộc vào tiền tài hay danh vọng trong xã hội mà duy nhất tùy thuộc vào cách sống, tức là sự suy nghĩ của mình mà nhà Phật gọi là tâm. Vì tầm quan trọng của tâm, Đức Phật dạy trong kinh pháp cú rằng: "Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Đối với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau như bánh xe lăn theo dấu chân con vật kéo." Ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác đối với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Tóm lại, định mệnh hay số mệnh có hay không là do ta. Khi con người biết tu tập những phương pháp mở rộng nhận thức tâm linh, tức là có tránh kiến để tự mình thay đổi cuộc đời của mình, thì không có số mệnh hay định mệnh. Ngược lại, nếu con người thụ động đổ thừa cho số mạng hoặc ngồi chờ một phép lạ hay sự ban bố của thượng đế thì lúc đó định mệnh có thật vì chúng ta không tận dụng khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bây giờ, dựa theo tinh thần Phật giáo, con người tự mình làm chủ mạng sống của mình, chính mình ban vui hay giáng họa cho mình, chứ Phật trời không can dự vào căn nghiệp của mình được. Vì thế muốn có hạnh phúc an vui tự tại, con người chỉ cần sống đời đạo đức nhân bản luôn kiểm soát thân khẩu ý mà con đường thiện xảo nhất là thực hành bát chánh đạo. Đức Phật luôn nhắc nhở con người nguồn gốc gây ra khổ đau không gì khác hơn là tham sân si ái dục. Biết kiểm chế nó thì cuộc sống có nhiều an lành, hạnh phúc. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Đức Phật dạy giáo lý nghiệp với mục đích khuyến khích con người thực hành các nghiệp lành để trang nghiêm cho kiếp sống hiện tại và thăng hoa lý tưởng giải thoát cho những kiếp tương lai. Nên nhớ, cuộc sống này có vay sẽ có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Chiếc nhẫn rớt vào giữa dòng đời. Năm 2014 vừa qua, ông Billy Ray Harris, một người lang thang không nhà, 55 tuổi, ăn xin tại đầu một con đường ở T.B. Canas Một cô gái tên Sarah Darling Đi ngang qua cho vào trong chén của ông một ít tiền Nhưng cô không chú ý rằng Chiếc nhẫn trên tay cũng vô tình rơi vào chén Sau khi Billy thấy Ông muốn bán chiếc nhẫn đi Có chủ tiệm ra giá, giá 4.000 đô la Đối với một người lang thang mà nói Đó đúng là một số tiền to lớn Nhưng Billy nghe xong lại do dự sau mấy ngày cân nhắc billy quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho người đã mất ông ngồi đợi và trả nhẫn lại cho sarah khi sarah nhận lại chiếc nhẫn đã mất của mình cô vô cùng cảm kích bởi vì đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô ý nghĩa vô cùng to lớn để tỏ lòng cảm ơn sarah và người chồng hứa hôn của mình quyết định quyên tiền cho billy giúp ông có một cuộc sống bình thường như mọi người lúc ấy hai người cho rằng có lẽ được vài ngàn thôi không ngờ nhiều người sau khi nghe câu chuyện đó đều rất cảm động. 3 tháng sau đã quyên được gần 190.000 đô la. Billy dùng số tiền đó mua nhà, mua xe, nhưng vận may vẫn chưa hết. Sau khi câu chuyện của Billy được truyền thông đưa tin, người chị thất lạc 16 năm thấy ảnh ông trên TV cũng tìm được ông. Ông cứ nghĩ rằng người chị này đã qua đời. Billy và vợ chồng Sarah Billy và người nhà đoàn tụ, cứ như vậy Billy không chỉ có tiền, tìm lại được gia đình mà còn có người bạn tốt là Sarah và gia đình cô. Sau khi Sarah kết hôn, cô có một đứa bé, cô nói sẽ kể cho con của cô rằng Billy đối với gia đình cô quan trọng thế nào. Hơn nữa, câu chuyện chân thật này sẽ giúp đứa trẻ hiểu được điều gì là đúng, điều gì là sai. Như vậy, nhiều người đã hợp sức để thay đổi cuộc đời một người xứng đáng với sự trợ giúp đó. Bây giờ, khi mọi người nhìn thấy Billy, họ không phải bố thí nữa, mà là nắm tay ông, chúc mừng ông. Billy nói, khi nhớ lại nỗi khổ trước kia, ông vô cùng cảm tạ các vị thần đã cho ông cơ hội này, cho ông quay lại cuộc sống của một người bình thường. Ông sẽ sống thật tốt để những người trợ giúp ông biết tấm lòng của họ không hề uổng phí. Đây thật giống một câu chuyện thần thoại, một thử thách rất lớn giữa lương tâm và lòng tham ái. Nhưng đối với một kẻ lang thang thì sự thử thách đó càng lớn và cao thượng hơn, vì đối với ông ta, giá trị của chiếc nhẫn to lớn vô cùng. Cái cao đẹp ở đây chính là sự thức tỉnh để nhận thức đúng và hành động đúng. Điều đó cho thấy rằng lương tâm chính trực lúc nào cũng hiện diện trong tất cả mọi người để nhắc nhở con người làm điều tốt và tránh xa điều bất thiện. Kết quả, kẻ lang thang vượt qua được cám dỗ, từ đó về sau có một cuộc sống hạnh phúc. Qua câu chuyện này, phải chăng có thể nói rằng khi chúng ta làm việc tốt bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp cho tương lai của ngũ uẩn. Ngày xưa, sau khi Đức Phật thành đạo, ngài thuyết giảng rất nhiều về chân lý vô ngã, trong đó hai pháp môn Đức Phật giảng dạy nhiều nhất là thập nhị nhân duyên và đặc biệt nhất là ngũ uẩn. Nhưng ngài nói để làm gì, có lợi ích gì? Sao ngài không nói những chuyện như máy bay tàng hình không người lái hay điện thoại di động hiện đại nhất? Đức Phật thuyết giáo lý ngũ uẩn là vì muốn diệt trừ sự khổ đau cho chúng sinh. Con người có khổ cũng vì tham ái, một khi trạng thái luyến ái bám vào thì con người phải nắm chặt lấy đối tượng nên gọi là thủ. Cũng do nơi thủ mà chúng ta làm nô lệ cho khát vọng của mình mà nhắm mắt chạy theo dục lạc. Ví dụ, ra đường thấy người đánh rơi một sấp bạc. Nếu không có ái thủ thì chắc chắn không ai lượm sấp bạc đó để làm gì. Vì có ái thủ cho nên chúng ta mới lượm sấp bạc về cho ta. Do tầm quan trọng của khát ái, Đức Phật dạy rằng nếu nhổ khát ái đến tận gốc rễ không còn đói và khát thì được giải thoát, có niết bàn. Thế thì khi không còn khát ái, cho dù có thế tiền thì cũng mặc kệ rừng rưng không còn ái thủ cho dù có thấy vàng thấy bạc thì cũng như thấy đất thấy sỏi thấy cát chẳng có chi là giá trị chẳng động tâm nhưng tại sao lại chấp thủ tại sao có tham ái cũng bởi vì chấp có cái ta cho nên sinh ra tham ái nếu không có cái ta thì không bao giờ có mặt của tham ái được đó là chấp ngã nghĩa là chấp sắc thọ tưởng hành thức làm ngã làm riêng của ta nói chung ngũ uẩn là năm thành phần kết hợp lại thành con người thành một giả tưởng mà chúng ta chấp là thật là bền vững và là riêng của ta nhưng đâu phải hễ có ngũ uẩn là có thân người con heo con bò con chó cũng có đủ ngũ uẩn nhưng chúng đâu phải con người con người sở dĩ kết hợp với ngũ uẩn được là vì có vô minh khi đã thành con người rồi thì bị vô minh che lấp nên liền chấp thân tâm hiện tại là ta là ông a bà b do cha mẹ ta sinh ra thuộc dòng họ ông bà của ta cho nên những kiếp quá khứ quên hết không biết ta từ đâu đến cứ thế con người chấp thủ nơi sắc thân tứ đại làm ta chấp những cảm thọ làm ta chấp nơi các tưởng tượng mà cho là ta tưởng vì thế con người dựa vào ngũ uẩn mà chấp là ta là của ta ngũ uẩn không phải là ngã mà chúng ta lại chấp nó là ngã tất cả cũng bởi do vô minh mà ra đây chính là cái gốc của khổ đau và Đức Phật muốn nhổ cái gốc khổ đau đó bằng cách chỉ cho chúng sinh thấy biết rõ là trong sắc, thọ, tưởng, hành thức không có cái ngã nào trong đó cả. Để chứng minh sự vô ngã trong ngũ uẩn, Đức Phật dùng lý nhân duyên để giải thích rằng ngũ uẩn là do các duyên hợp lại mà thành và trong 12 nhân duyên đó không có cái gì là ta cả. Ở đây, Đức Phật muốn chỉ rõ chân lý vô ngã ở trong ngũ uẩn, nghĩa là ngũ uẩn là ngũ uẩn, chớ chẳng có gì là ngã là ta. Trong kinh Tương Ương bộ tập 3 có chép rằng: Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn bỏ gánh nặng xuống xong tức là lạc không khổ, gánh nặng bỏ xuống xong không mang theo gánh khác. Nếu nhổ khát ái lên tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát được giải thoát tịnh lạc. Ngũ uẩn chính là gánh nặng, cho nên người chút bỏ được gánh nặng là người giải thoát trở thành thánh giả a-la-hán. Khi đạt được trạng thái hoàn toàn giải thoát, vị a-la-hán sẽ nhìn lại tâm mình và thấy rằng việc cần làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng xuống, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh nữa. Thế thì ngũ uẩn là gì? Uẩn có nghĩa là tích tụ thành một khối, cho nên con người chỉ có một hợp thể của năm uẩn. Vậy tích tụ cái gì? Thí dụ, khi mắt của đứa bé lần đầu tiên thấy trái cam thì sự thấy biết này rất khách quan, thấy sao biết vậy? dần theo thời gian nó thấy thêm một trái cam nữa rồi nhiều trái cam nữa và cứ như thế hình bóng của những trái cam đó tích tụ trong tâm thức của nó cho nên khi đứa bé bây giờ nhìn một trái cam thì nó không còn nhìn một trái cam mà trong tâm tưởng của nó đã có biết bao hình ảnh của những trái cam trong quá khứ trồng lên hình ảnh trái cam nó vừa nhìn thấy do đó đứa bé không còn nhìn trái cam một cách mới mẻ nữa mà bị ảnh hưởng bởi những ký ức kinh nghiệm trong quá khứ mất rồi như thế, cái nhìn của đứa bé bây giờ không còn trung thực, khách quan mà bị ảnh hưởng của ký ức, cho nên cái nhìn đó dễ bị đánh lửa, khiến cho nó có những nhận định sai lầm, thiếu trung thực. Tại sao cùng nhìn một đối tượng nhưng trong tâm tưởng mỗi người cảm nhận khác nhau? Bởi vì nếu nhìn đối tượng đó bằng trực giác, thấy sao biết vậy như tấm gương phản chiếu thì mọi người nhìn và thấy biết giống nhau. Nhưng mỗi người kêu mang biết bao kinh nghiệm, Ký ức của cuộc sống khác nhau, cho nên những kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng đến sự thấy, biết đối tượng của bây giờ khiến họ có cái nhìn khác nhau. Một thí dụ khác là có 20 sinh viên trong một lớp vẽ tranh, vị giáo sư để trên bàn một bình hoa và tất cả mọi người bắt đầu vẽ. Tuy cùng nhìn một bình hoa trên bàn, nhưng 20 sinh viên mang 20 tâm trạng khác nhau vào phòng vẽ, cho nên sẽ có 20 bức tranh vẽ về bình hoa khác nhau. Vì thế, cái thấy biết của 20 sinh viên đó không còn khách quan, thấy sao vẽ vậy như cái máy chụp hình mà họ vẽ dựa theo kinh nghiệm, chất chứa trong tâm hồn của họ. Sự tích tụ trong ký ức đó gọi chung là uẩn. Dựa theo Phật giáo, thân thể con người có hai phần là thân xác và tâm linh. Phần thân xác có hình dáng nên gọi là sắc uẩn và phần tâm linh có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tuy nhiên, trong kinh Nikkei già, Ngũ uẩn, thường được gọi là ngũ thủ uẩn, nghĩa là năm đối tượng của sự chấp thủ của tâm tham ái, vì thế ngũ uẩn là nguyên nhân của biết bao nỗi khổ điềm đau mà con người gánh chịu trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Ngược lại, đối với người giác ngộ thì ngũ uẩn lại là phương tiện giúp họ giải thoát, vì vậy Phật và ta không hai, không khác, không thể tìm Phật ngoài tấm thân ngũ uẩn này được một khi con người bám víu vào ngũ ẩn và xem đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống sẽ xuất hiện tức thì. Những khái niệm về thân thể tôi, tình cảm tôi, tâm tư tôi, cảm thọ của tôi hình thành một tự ngã, một cái tôi độc lập và từ đó sự tham muốn, vị kỷ phát sinh và kéo theo biết bao khổ đau lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, thất vọng, điên cuồng, gắn liền với cái tự ngã đó. Ngày xưa Đức Phật thực chứng giáo lý ngũ ẩn là vô ngã mà thành Phật và nó là một thành phần của khổ đế nằm trong chân lý tứ diệu đế. Có thấu hiểu giáo lý ngũ ẩn, hành giả mới có thể phá được ngã chấp, nghĩa là không còn chấp và bám phiếu thân. Tâm này là ta, là của ta mà nó chỉ là sự vận hành của ngũ ẩn ngã chấp phá thì pháp chấp cũng phá, nghĩa là không chấp thế gian, nhà cửa, xe cộ, cây cối, chim bay, cá lặn, ngay cả vợ chồng, con cái là thật. Nghĩa chấp, pháp chấp không còn nghĩa là trong ngoài tự tại là có giải thoát. Vì thế giáo lý ngũ uẩn giúp chúng sinh thấu biết bản chất thật con người của mình để diệt trừ khổ đau và tiến về đạo lộ giải thoát. 1. Sắc uẩn một hài nhi mới tượng hình chỉ là một giọt máu, dần theo thời gian, giọt máu đó được nuôi dưỡng từ người mẹ cho đến lúc thành hình. Rồi sau khi sinh ra, hài nhi tiếp tục được nuôi dưỡng cho nên thân thể càng ngày càng tăng trưởng. Sự nuôi dưỡng bắt đầu từ một giọt máu cho đến khi trưởng thành là do ngoại duyên của người mẹ và thức ăn thức uống từ bên ngoài, cho nên tất cả sự hấp thụ đó để hình thành sắc thân một con người thì gọi chung là sắc uẩn. Nói chung, sắc uẩn là yếu tố vật chất bao gồm vật lý, sinh lý, có bốn yếu tố vật chất căn bản hình thành sắc uẩn là một đất bao gồm tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan ruột lá lách phèo phổi bao tử 2. nước gồm có mật đàm mù máu mồ hôi mỡ nước mắt nước mỡ nước miếng nước mũi nước khớp xương nước tiểu ba Gió là hơi thở ra vào đem nguồn sống dưỡng khí O2 vào trong cơ thể để nuôi tế bào và sau đó tản khí CO2 ra ngoài. 4. Lửa là thân nhiệt, tức là năng lượng để nuôi thân và nguồn năng lượng này được lấy từ thức ăn, thức uống hàng ngày. Các yếu tố do tứ đại tạo ra thuộc về sinh lý như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các đối tượng của giác quan như hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm khi tứ đại kết hợp thì chúng ta có hình dáng, và nếu không nhìn bằng cặp mắt trí tuệ thì chúng ta sẽ thêm vào cái hình dáng đó là tôi là của tôi. Do ý niệm sai lầm này khiến sự dính mắc phát sinh trong tâm của chúng ta, như vậy yếu tố vật chất là thân thể hay ngoài thân thể, thuộc vật chất hay năng lượng, thuộc thời gian hay không gian đều bao hàm trong sắc uẩn thân thể là sắc uẩn, tự nó không phải là một thực thể độc lập mà là một hợp thể vật chất biến động và mâu thuẫn như mảng bọt trên mặt nước. Hay nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thân tứ đại chỉ là những bọt vật chất tạm bợ. Thật vậy, nếu lửa tắt thì chết ngay, thở ra mà không hít vào thì mất mạng, không ăn uống vài tuần thì cũng chết. Nói chung, thân thể muốn tồn tại phải nương vào các duyên bên ngoài như ánh sáng mặt trời, thức ăn thức uống, không khí, nhà cửa, xe cộ. Vì thế, thân tứ đại là vô thường, vô ngã, tức là không. Con người vì bị vô minh che lấp nên không nhìn thấy biết đúng mà cho rằng thân xác này thực sự là của ta. Nếu thân này là của ta thì ta phải làm chủ nó, ta bảo nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết, nó có nghe không? Nếu là của ta thì tại sao ta không mang nó theo khi chết mà tứ đại trở về với cát bụi? Đức Phật thật chứng qua các tầng thiền định, thiền tuệ giúp Ngài thấu biết rằng thân xác của Ngài không phải thực sự là của Ngài, tức là thân là vô ngã, cho nên mọi sự dính mắc tham níu cho thân bị diệt. Tham, sân, si, diệt, tức là nguyên nhân gây ra khổ bị diệt. Khổ diệt thì niết bàn, hiển hiện, cũng như có ánh sáng thì màn đêm biến mất hay có nước trong thì ánh trăng hiện. Vì vậy, Bất cứ sự chấp thủ, tham ái cho thân thể, sắc uẩn hoặc bất cứ một đối tượng vật lý, sinh lý nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ đau khổ cho nên Đức Phật dạy rằng Ai cho rằng sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì chắc chắn gặt hái đau khổ, thất vọng, sầu muộn, gấp ngã và tai nạn. 2. Thọ uẩn Thọ là cảm giác do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra thọ. Đức Phật dạy có sáu thọ, mắt tiếp xúc với hình sắc mà sinh thọ, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật cứng, mềm, ý với đối tượng tâm ý. Cảm giác theo Phật giáo không dừng lại ở mức độ tiếp xúc đơn thuần mà là cảm xúc một biểu hiện sâu hơn của cảm giác. Trong Phật giáo, thọ được chia làm ba loại lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Lạc thọ là cảm nhận được cái vui, cái sung sướng ở thế gian này do sự tiếp xúc mà ra, nếu lạc thọ thuộc về thân thì gọi là lạc và lạc thọ thuộc về tâm thì gọi là hỷ. Thí dụ, mắt thấy nhà sang, xe đẹp, tai nghe lời dịu ngọt êm đềm, mũi ngửi hương thơm hay thân đang ở phòng mát mẻ thì sẽ sinh ra cảm giác sung sướng, thoải mái, tức là lạc thọ. Muốn công hầu khanh tướng đỉnh cao, danh vọng, giàu sang, phú quý là chạy theo lạc thọ. Khổ thọ là cảm nhận sự đau khổ hay bất hạnh do cuộc đời đưa đến. Nếu khổ thọ thuộc về thân thì gọi là khổ và khổ thọ thuộc về tâm thì gọi là yêu. Thí dụ, mắt thấy cảnh đau thương, tai nghe lời nguyền rủa miệng ăn vật cay đắng tanh hôi, mũi ngửi hương vị thối tha khiến tâm cảm nhận khổ đau. Hoặc bị người đánh đập khiến thân đau đớn, công danh thất bại, tuyên bố sẽ bẽ bàng là khổ thọ. Xả thọ hay vô ký thọ là không vui cũng chẳng buồn, lúc nào cũng vậy thôi, trước sau như một. Thí dụ, hàng ngày ra đường, mắt thấy biết bao chiếc xe, nhà cửa. Tuy thấy tất cả mà chẳng quan tâm, để ý thì tâm, rừng rưng, không vui mà cũng chẳng buồn con người có 6 căn, tức là 6 giác quan, 6 cánh cửa để tiếp xúc với ngoại cảnh, vì thế sẽ có 6 loại cảm thọ tương xứng. Thí dụ, mắt thấy hình sắc thì phát sinh cảm thọ đẹp xấu, tai nghe âm thanh liền cảm thọ vui buồn, lưỡi nếm thức ăn liền cảm thọ ngon dở, thân đụng da mềm liền cảm thọ lưu luyến, khoái cảm hay đớn đau. Nói chung tất cả cảm thọ của con người từ thân đến tâm không ra ngoài lạc, hỉ, khổ, yêu và xả thọ. Tóm lại, có 3 loại cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ, rồi sau đó 6 căn tiếp xúc với 6 trần, tạo ra 6 lạc thọ, 6 khổ thọ và 6 vô ký thọ, tổng cộng có 18 thọ. Sau đó có cảm thọ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả những loại cảm thọ ấy tạo thành một dòng sông cảm thọ tâm lý chi phối hệ thống tâm thức. Dòng sông cảm thọ sinh khởi, biến hiện thay đổi vô chừng, chúng chuyển biến vô tận, vô thường, vô ngã và hiện hữu có điều kiện. Tuy nhiên, khi còn trẻ, ngũ uẩn hoạt động bình thường cho nên cảm thọ rất nhạy bén. Đến khi giàn đua thì miệng ăn không biết ngon, mắt nhìn không thấy rõ, tai nghe ùn ùn, tiếng được tiếng mất. Cho nên cảm thọ là vô thường, vô ngã, chứ có chi là chân thật. Chấp thủ vào những cảm thọ đó bao giờ cũng sai lầm và gặt hái khổ đau. Tuy nhiên, những cảm thọ sướng khổ cũng chẳng liên quan gì đến cái tôi, bởi vì những cảm thọ đó có cũng bởi do duyên tạo từ bên ngoài, chứ chẳng có cái gì thật sự là của tôi cả, cho nên cuộc sống con người buồn vui lẫn lộn là vậy. Cảm thọ là do tác động của duyên từ bên ngoài, nên nó không thật vì những ngoại duyên đó luôn biến đổi mà con người cứ chấp là thật, là bền chắc, cho nên muốn giữ mãi những giây phút êm đềm đó. Nói cách khác, khi tâm thọ nhận cảm giác, liền bị vô minh che mờ mà không biết rằng cảm giác đó là do duyên hợp mà thành nên chúng là vô thường vô ngã mà để cho lòng tham ái lung lạc khiến tâm có những cảm giác vui hay buồn và tệ hại hơn nữa cho những cảm giác đó là ta vui hay ta buồn. Thí dụ vì không để ý chúng ta đụng vào tường nên có cảm giác rất đau, nếu biết quán thọ trên thân để thấy biết như thật thì cái đau trước đâu giống cái đau sau. Mỗi thời điểm có một cái đau khác nhau cho đến khi cái đau hoàn toàn biến mất, vậy thế nào là thấy biết như thật? Đức Phật dạy rằng thấy biết như thật là trước đó một sát na thì chúng ta không biết và sau một sát na xảy ra rồi chúng ta cũng không biết. Thế thì thấy biết như thật là ngay vào thời điểm đó sự hiện hữu xảy ra thì chúng ta cũng ngay thời điểm đó tiếp nhận sự hiện hữu đó chứ không phải một sát na trước hay một sát na sau vậy thì cứ mỗi sát na toàn thân của chúng ta có sự thay đổi chuyển hóa nhỏ mà chúng ta thấy biết như thật nếu chúng ta thấy sự chuyển hóa ở sát na trước mà chúng ta giữ lại thì chúng ta sẽ không biết sự chuyển hóa của sát na sau cho nên cái thấy biết này không còn thấy như thật nữa mà là cái thấy biết cũ vì thế cảm thọ chỉ là ảo giác chẳng khác gì những gợn sóng nổi lên bất thường có đến rồi lại đi chứ chẳng dính dấp gì tới cái tôi cả khi khổ đau hay hạnh phúc phát sinh, con người thường hay đồng hòa mình với những cảm xúc của mình, cho nên họ bị hành hạ bởi sự hiểu biết sai lầm, bởi vì tất cả hạnh phúc hay khổ đau đó cũng chỉ là vô thường, vô ngã, chứ không phải là của ta. Tại sao con người thích tích lũy tiền bạc, mơ ước thành ông này bà kia, mong cầu đạt được danh vọng trong xã hội? Bởi vì tất cả những thứ ấy sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc, tức là lạc thọ. Đơn giản chỉ có thế thôi nhưng rất tiếc không có niềm vui hay hạnh phúc nào vĩnh viễn ở mãi với chúng ta. Nó đến rồi ra đi, duyên sinh, duyên diệt, nhanh chóng. Cho nên cuộc sống con người luôn mãi khổ công, nhọc kế, đi tìm từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Thế thì cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, phải chăng đó là khổ đau, cũng ví như viên thuốc bọc đường. Khi chất ngọt tan mất thì vị đắng sẽ hiện ra. Trong bài chuyển Pháp Luân đầu tiên, Đức Phật đã đưa ra hai thái cực. Một bên là ái dục, hạnh phúc và bên kia là đau khổ, bất toại nguyện. Con đường Đức Phật chọn là con đường trung đạo, nghĩa là hãy tránh xa hai thái cực đó vì cả hai đều đưa chúng sinh đến chỗ phiền lụy khổ đau. Con đường trung đạo là con đường thực hành chân chính mà ở trong đó không có hình bóng của khoái lạc, ngay cả thiện ác tốt xấu cũng không còn. Bởi vì tất cả những ý niệm hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu đều còn nằm trong phạm trù của ý thức phân biệt nhị nguyên. Do đó khi nhập vào thiền định thì ý niệm bị diệt ý thức không còn tác động được nữa hành giả chỉ còn sống trong tỉnh thức nghĩa là trong thời điểm đó hành giả biết rất tỏ tường sáu căn vẫn sáng tỏ nhưng không tác ý được nữa cho nên toàn bộ tư tưởng lời nói cho đến hành động đều bị diệt nghĩa là không còn suy nghĩ nói năng hay cử động tay chân cho đến khi xuất thiền lúc đó tâm hành giả hoàn toàn thanh tịnh và đây là con đường giải thoát chứng nhập chân lý. Chân lý có thể nói là khả năng hiểu biết ngoài tánh cách, điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Thông thường, những lạc thú của con người chỉ là những hạnh phúc, phù du, giả tạm, lừa phỉnh, chẳng khác gì miếng mồi móc vào một lưỡi câu. Khi đã nuốt miếng mồi mà mình đang thèm muốn thì tức là lưỡi câu kia cũng sẽ móc vào cổ họng của mình, vì thế không có hạnh phúc nào trên thế gian của con người bình thường mà không ngầm chứa những nỗi khổ điểm đau về sau. Ngược lại niết bàn, tạm gọi là hạnh phúc tối thượng là sự an lạc thanh tịnh trong tâm hồn mà trong đó không còn hình bóng của tham, sân, si cho nên họ không còn tranh chấp đối kỵ cho những ảo ảnh phù du giả tạm của thế gian. 3. Tưởng uẩn. Tưởng là tưởng tượng là suy tưởng Vậy, tưởng cái gì? Chấp có cái ta, một bản ngã là tưởng. Chấp có ngã, sở cũng là tưởng. Ngồi đây mà nhớ về quá khứ là tưởng, suy nghĩ về hiện tại là tưởng và lo lắng cho tương lai cũng là tưởng. Mở mắt nhìn thế gian là tưởng, tai nghe âm thanh là tưởng, mở mắt không nhìn gì cũng là tưởng, nghĩ quanh co là tưởng đến khi đi ngủ, nhớ trước nhớ sau là tưởng. Thậm chí ngay cả khi ngồi thiền mà đầu óc cứ quay cuồng, nhớ nghĩ từ việc này đến việc khác là tưởng. Có tưởng là có vướng mắc còn chướng ngại khiến cho trí tuệ bị ràng buộc khó phát triển. Tưởng đóng vai trò rất quan trọng đối với các em học sinh, sinh viên. Tùy theo tác dụng rộng hẹp hay sâu cạn của tưởng ảnh hưởng đến trí nhớ của các em. Bởi thế, có người học đâu nhớ đó công danh thành đạt, ngược lại cũng lắm người học trước quên sau thí dụ chúng ta trong quá khứ đã bị phòng lửa cho nên bây giờ khi thấy lửa cháy liền hồi tưởng nên không dám sờ tay vào lửa nữa ngược lại một đứa bé chưa bị phòng nên khi thấy lửa nó liền đưa tay giờ đó là đứa bé đang sống với trực tâm tức là bằng thức chứ chưa có tưởng người còn trẻ trí óc hoạt động tốt tưởng rất nhạy bén nên vừa thoáng là nhớ ngay Đến khi tuổi già, bộ óc trì trệ nên nhớ trước quên sau. Đó là chưa kể những người bị bệnh lãng trí, dần theo thời gian, phần nhớ trong bộ óc tức là tưởng uẩn gần như bị hư hỏng hoàn toàn, cho nên họ không còn nhớ gì về quá khứ. Thậm chí ngay cả con cháu đến thăm họ cũng không nhận ra. Người trẻ thì tưởng về quá khứ ít, ham sống với hiện tại và mong cầu nhiều cho tương lai. Đến lúc về già thì tưởng rất nhiều về quá khứ, ít chấp nhận hiện tại và không còn mấy quan tâm về tương lai. Một ngày nọ, có một vị tu hành lên đò để sang sông. Ngạc nỗi, cô lái đò lại rất trẻ, đẹp nên vị sư này cứ lấm liếc nhìn cô ta. Khi sang bến, thay vì phải trả tiền đò như những người khác, cô lái đò đòi tiền vị tu sĩ gấp đôi. Ngạc nhiên, vị tu sĩ hỏi. Tại sao thí chủ lại tính tiền tôi nhiều gấp đôi vậy? Cô lái đò đáp, khách đi đò thì họ chỉ đi đò nên tôi tính tiền có một, còn ngài thì vừa đi đò vừa ngắm nghĩa tôi nên tôi phải tính tiền gấp đôi. Sau khi hoàn thành vật sự, vị tu sĩ phải trở lại bến đò để về chùa, nhưng lần này vị tu sĩ lấy nón che mặt lại khi sang sông, khi đến bến thay vì chỉ trả một đồng tiền đò thì cô lái đỏ lại đòi đến bốn đồng quá đỗi ngạc nhiên vị tu hành hỏi tại sao thí chủ lại đòi tiền tôi quá nhiều thế cô lái đỏ đáp khi qua sông thì ngài chỉ lấy mắt nhìn tôi nên tôi đòi tiền gấp đôi bây giờ trở về ngài không nhìn tôi bằng mắt mà ngài nhìn tôi bằng tâm tưởng cái nhìn của mắt có giới hạn nên tôi chỉ đòi hai đồng, còn tâm tưởng thì vô biên vô lượng. Ai biết ngài đang nghĩ gì hay muốn làm gì nên tôi phải đòi tiền gấp 4 lần là như vậy. Cái nhìn trong tâm là tưởng cho nên cái nhìn đó không có giới hạn. Trong khi đó có người nhìn mà không tưởng, nhìn sao thấy biết vậy dựa theo Phật giáo, tưởng là nhóm chi giác có khả năng nhận biết đối tượng là gì. Đây là khả năng kinh nghiệm của 6 giác quan và 6 đối tượng của giác quan. Sự nhận biết đối tượng có hai loại. Một là nhận biết đối tượng bên ngoài như mắt thấy, sắc nhận, biết. Đó là cái nhà, chiếc xe, tai nghe âm thanh, nhận ra tiếng chim hót, tiếng khen, lời chửi mắng. Hai là khả năng nhận biết đối tượng bên trong, tức là các đối tượng tâm lý như những khái niệm, hồi tưởng, ký ức, kinh nghiệm. Như vậy, tưởng uẩn là cái thấy, cái biết của mình về con người hoặc sự việc hay sự kiện. Vì vậy, tri giác là một trong những tác dụng của thức. Sự có mặt của tri giác là sự có mặt của kinh nghiệm, tri giác tùy thuộc vào những kinh nghiệm đã qua, cho nên khi thấy đóa hoa thì biết đây là đóa hoa. Vì vậy tri giác dễ bị đánh lừa bởi kinh nghiệm. Do vì thực tại thì luôn sinh động. Tại sao? Bởi vì chúng ta chỉ thấy đóa hoa dựa theo quan điểm của mình chứ không thấy thật tánh của đóa hoa, tức là tự nó thật sự là khi nhìn đóa hoa, chúng ta cho rằng mình đang nhìn đóa hoa, nhưng đóa hoa là tên do mình đặt cho nó, chứ tự nó không phải là đóa hoa hay là đóa hoa. Mà thật chất của nó là sự tổng hợp của đất, nước, gió, lửa qua trùng trùng duyên khởi kết thành hình tướng rồi chúng ta đặt tên hình tướng đó là đóa hoa. Do đó, thật tánh của hoa là không tánh vì hoa là do sự kết hợp của trùng trùng duyên khởi, Cho đó hoa không tự nó có hay tồn tại được. Vì vậy, cái biết của chi giác là cái biết không thật mà là cái biết của duyên khởi cho nên chi giác tồn tại có điều kiện, cho nên chúng là vô thường, trống rỗng và do duyên sinh. Vì vậy chi giác đầy hư vọng mà chúng ta thường gọi là vọng tưởng. Con người thường đồng hóa mình với những gì mình ý thức và nhớ tưởng đến những kỷ niệm, ký ức, kinh nghiệm trong quá khứ khiến cho tham sân si phát sinh. Sự hiểu biết sai lầm này trở thành thói quen chất chứa trong tiềm thức khiến tâm con người phát sinh vô số vọng tưởng và biến cuộc sống trở thành điên đảo. Thọ và tưởng là hai thành tố rất quan trọng trong ngũ ẩn, bởi vì từ cảm thọ những khổ vui của cuộc đời mà lòng tham ái mới nổi dậy. Một khi trạng thái luyến ái bám vào thì con người phải nắm chặt lấy đối tượng nên gọi là thủ cũng do nơi thủ mà con người phải làm nô lệ cho khát vọng của mình mà nhắm mắt chạy theo dục lạc và từ đó nghiệp phát sinh để phải chịu sinh tử trầm luân tưởng là nhớ nghĩ lại những cảm thọ đã xảy ra khiến con người luôn sống trong ảo tưởng vì thế ngày xưa các vị thánh giả sau khi vào tứ thiền thì họ đi thẳng vào diệt thọ tưởng định và trở thành thánh giả a la hán khi vào trong diệt thọ tưởng định họ bắt đầu diệt khẩu hành thân hành rồi đến ý hành Họ diệt luôn hơi thở, nhưng không chết. Thân nhiệt trong người còn nóng và sáu căn vẫn sáng tỏ. Bây giờ, hãy lắng nghe tôn giả Kamu Bu diễn tả sự khác nhau giữa người chết và người nhập diệt thọ tưởng định. Đối với người đã chết, đã mệnh chung, thân hành người ấy đã được đoạn diệt, được khinh an, khẩu hành được đoạn diệt, được khinh an, ý hành được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại, còn tỳ kheo đã chứng đạt diệt thọ tưởng định, thân hành được đoạn diệt, khinh an, khẩu hành được đoạn diệt, khinh an, ý hành được đoạn diệt, khinh an, thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng không bị tịch chỉ. Các căn được trong sáng. Ở trong diệt tận định, hành giả bắt đầu tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý và sau cùng là tịnh hơi thở. Người vào trong định này thì hơi thở không còn nhưng sức nóng trong người vẫn duy trì và dĩ nhiên tất cả các căn vẫn trong sáng. Khi xuất hiện tận định thì ý hành phát khởi trước nhất, rồi đến thân hành và sau cùng khẩu hành mới tác động. Cái khác nhau giữa người đi vào diệt tận định và người chết là người đi vào định này cũng chấm dứt hơi thở, thân thể bất động, miệng không còn nói nhưng hơi ấm vẫn còn nên không chết khi đắc quả a la hán rồi thì tất cả phiền não các lậu hoặc đều bị loại trừ và vị a la hán hoàn toàn thoát khỏi mọi sinh tử khổ đau hành uẩn hành có nghĩa là tác ý là ý muốn làm phát xuất từ bộ óc rồi sau đó mới chuyển thành tư tưởng lời nói hay hành động thí dụ trước khi muốn đi bộ óc phải có tác ý muốn đi rồi sau đó hệ thống thần kinh trung ương chuyển đến khiến đôi bàn chân bước đi nói cũng vậy trước khi nói phải có tác ý muốn nói hay suy nghĩ cũng phải có tác ý suy nghĩ trước khi tâm suy nghĩ về bất cứ đối tượng gì nhờ tác ý này mà thân thể của con người mới hoạt động theo ý muốn của mình được ngược lại khi về già tuy có tác ý muốn đi nhưng thân quá yếu hay bệnh tật nên không đi được hoặc tác ý muốn nhớ lại kỷ niệm nào đó trong quá khứ nhưng tưởng uẩn không còn hoạt động nhạy bén nên nhớ đầu quên đuôi không đâu ra đâu cả Tuy nhiên không phải có thân là ta có tác ý cho mọi hành tác của mình được. Thí dụ như tim thì luôn đập bất chấp ta muốn hay không. Máu phải lưu thông, hệ thống, não bộ, thần kinh lúc nào cũng hoạt động, chẳng chịt, rất phức tạp, chẳng khác chi có hàng ngàn bộ máy vi tính hoạt động, không ngừng từ trong bộ óc cho đến trên khắp thân thể của chúng ta vì thế khi con người có những tư tưởng xấu ác lời nói hung dữ hay hành động tàn ác thì trong tâm phải có tác ý bất thiện đó ngược lại nếu chúng ta có những tư tưởng tốt lời nói hài hòa hành động nhân ái thì đây là những tác ý thiện nói chung tập hợp của tất cả tác ý thiện hay bất thiện được thể hiện bằng tư tưởng lời nói hay hành động thì gọi chung là hành uẩn ở đây, Đức Phật muốn chỉ rõ tận tường, nguồn gốc phát sinh ra tư tưởng, lời nói hay hành động để con người có thể dùng tỉnh thức chánh niệm mà kiểm soát nó. Vì thế, trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy rằng, khi tâm tham, ta biết tâm tham, khi tâm không tham, ta biết tâm không tham, sân và si cũng vậy. Khi thực hành chánh niệm để biết rõ những biến hành tác ý của tâm thì con người bây giờ mới có thể làm chủ thân khẩu ý của mình được muốn luôn sống trong tỉnh thức chánh niệm thì con người phải nỗ lực liên tục, không gián đoạn, chứ không phải siêng năng tùy lúc tùy thời. Sự theo dõi, quan sát tâm của mình cũng ví như cha mẹ theo dõi con cái, lúc nào cũng luôn bảo vệ không cho chúng vấp ngã, làm bậy và dạy cho chúng biết và thực hành điều đúng. Thí dụ, niệm Phật là thiền chỉ, nghĩa là trong lúc hành giả niệm Phật thì tâm họ cột vào hồng danh chư Phật, tầm và tứ, khiến cho vọng tưởng tạm dừng lại, chỉ, nhưng khi hết niệm thì vọng tưởng phát tác trở lại, tức thì khiến cuộc sống trở thành điên đảo. Vì thế nếu luôn sống trong tỉnh thức chánh niệm, hành giả sẽ làm chủ thân khẩu ý của mình, từ đó cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, yên vui tự tại và sẽ không còn lo âu phiền não. Bây giờ nếu thực hành theo tứ niệm xứ dựa trên quán hơi thở sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn. Khi thực hành đứng đắn, tỉnh thức chánh niệm tinh cần thì hành giả sẽ loại được tất cả mọi tham lắm chấp trước nơi trần gian. Tại sao? Thí dụ, khi ta hít vào thì chúng ta tuệ chi, chúng ta hít vào và khi thở ra chúng ta tuệ chi, chúng ta thở ra. Cho nên, chúng ta không dính vào cái hơi hít vào và khi thở ra xong thì chúng ta tuệ chi hơi thở sắp hít vào chứ không dính vào hơi thở ra. Nói thế thì sự vận hành luôn luôn mới nơi mình. Con người lầm lẫn cho rằng Hơi thở hít vô, thở ra là chuyện làm cũ, lặp đi lặp lại. Nhưng trên thực tế, mỗi hơi thở, cho dù là hít vô hay thở ra là hoàn toàn mới vì mỗi lần hít vô chúng ta đem dưỡng khí O2 mới vào nuôi thân và khi thở ra chúng ta đem thải khí CO2 cũ ra ngoài. Do đó, nếu cũ thì làm sao con người sống được? Bây giờ nếu quan sát tinh tế thì mỗi sát na toàn thân chúng ta luôn có sự thay đổi mới hơn từng luồng dưỡng khí O2 hít vào tuy rất nhỏ nhưng cũng đem đến cho ta sự sống mới. Thở ra cũng vậy, khi thở ra thì từng hơi mới tiếp tục đi ra và khi hít vào thì cũng từng hơi mới từ từ đi vào. Nói cách khác, cơ thể chúng ta thay đổi từng giây từng phút, hay nói đúng ra nó thay đổi từng sát na và do đó sự sống cũng hiện hữu trong cái mới này. Vậy thì, dựa theo tứ niệm xứ, đời sống con người không có sát na nào dừng lại cái cũ cả, bởi vì dừng lại là làm phá vỡ đời sống hiện thực của chính mình rồi. Như thế, dựa theo quan niệm tứ niệm xứ thì hiện thực đời sống của con người lúc nào cũng mới, không bao giờ dừng lại và nó thể hiện sức sống mãnh liệt của vũ trụ, cho nên nếu con người làm dừng lại bất cứ một hiện tượng nào thì người đó vô tình phá vỡ những hiện thực đang xảy ra. Tại sao? Bởi vì cái hiện thực đang tiếp tục xảy ra không hề có một phút giây cũ vì nó chỉ chuyển biến theo một chiều đến của thời gian, cho nên giây phút qua đi thì chúng ta không bao giờ có thể nắm bắt nó lại được. Nói theo toán học thì thời điểm T2 bằng T1 cộng dt, thành thử cứ một sát na xảy ra thì sẽ không cách nào tìm thấy tên một trở lại vì nó đã qua rồi. Vì thế Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua đi không bao giờ nắm bắt lại được. Chúng ta thường hay có quan điểm lầm lẫn rằng hơi thở chỉ lặp đi lặp lại nên chẳng có gì mới lạ. Dựa theo thiền tứ niệm xứ thì tuy hơi thở lập đi lập lại nhưng nó không hề cũ vì mỗi hơi thở hít vô là mang theo dưỡng khí mới và khi thở ra là đem thải khí mới ra ngoài cho nên hơi thở lúc nào cũng mới. Hơi thở mới mang theo dưỡng khím, nương theo dòng máu, chạy khắp tế bào trong cơ thể, cho nên toàn thân cũng vì thế mà chuyển mới theo. Từ nhận diện những biến hành của hơi thở, chúng ta có thể trực nhận được bộ mặt thật của cuộc đời và nhận ra mọi quan hệ của đời sống rất rõ ràng. Đó là không những chỉ riêng con người mới sống với cái mới từng sát na mà thế gian vũ trụ cũng thế. Từ nhân sinh vũ trụ, chim bay cá lặn bất cứ vật gì thuộc thế giới hữu vi đều chuyển mình theo cái mới hết thế thì nếu chúng ta sống đúng với cái mới trong từng sát na thì chúng ta sẽ nhận biết rất rõ ràng rằng thế gian cũng đang biến chuyển theo cái mới giống như chúng ta vậy đây là một điều rất tế nhị mà lại rất quan trọng mà con người không bao giờ để ý đến Ngày xưa, Đức Phật dựa theo thiền tứ niệm xứ mà khám phá ra chân lý vô ngã và thuyết duyên sinh, duyên diệt. Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này đều không ngừng tác tạo, vì là do nhân duyên, nhân này quả nọ mà thành, chứ không có một vật thể nào tự chúng có được, nên tất cả mọi hiện tượng đó không có thực thể, không có tự tánh, tức là vô ngã. Thêm nữa, lá phổi của con người là một cơ năng tàn hồi được cấu tạo bởi khoảng 300 triệu phế nang. Đây chính là nơi chủ yếu xảy ra quá trình trao đổi giữa thán khí và dưỡng khí. Cho nên đối với người bình thường thì sự hô hấp, thở ra, hít vào rất bình thường, nên số lượng dưỡng khí hấp thụ vào phổi rất cao, 99%. Ngược lại, đối với người bệnh hay hút thuốc lá nhiều thì phế nang bị cứng lại, cho nên việc hoán chuyển dưỡng khí giảm xuống dưới 90%, khiến cơ thể và hệ thống não bộ hoạt động kém đi. Vì thế, nếu biết điều hòa hơi thở thì thân tâm nhẹ nhàng, ít đau bệnh và thiền định là phương pháp thực dụng nhất trong việc điều hòa hơi thở của mình. Khi chúng ta lo lắng, lo sợ hay buồn phiền thì hơi thở dồn dập, tim đập mạnh, lúc đó bạn chỉ cần Hít vào, thở ra thật mạnh rồi sau đó hít thở bình thường thì những lo lắng kia vọng tưởng sẽ biến mất. Ngày xưa, Đức Phật thực hành phương pháp quán niệm hơi thở dưới cội Bồ đề, nhờ áp dụng phương thức này, Đức Phật có thể nhập định, xuất định và sau cùng trở thành đấng giác ngộ. Sau khi thành Phật, Đức Phật đã đem phương pháp quán niệm hơi thở dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia thực hành cho đến khi Ngài nhập Niết bàn. Đức Phật đã diễn tả lại việc tu tập pháp, quán niệm, hơi thở qua 16 đề mục thực tập, Trung Bộ Kinh 118, mà trong đó phần đầu gồm có 12 đề mục hướng dẫn hành giả nhập định và 4 giai đoạn sau cùng giúp hành giả cảm nghiệm và những gì cần làm khi xuất định. Nhưng quan trọng nhất, hành là tác ý, là động cơ phát sinh ra thân khẩu ý cho nên hành uẩn mang tính chất tác nghiệp và đây chính là động lực đưa con người đi tái sinh, luân hồi trong sinh tử. Khi các giác quan tiếp xúc với cuộc đời thì tham lam, sân hận và si mê khởi dậy, hủy diệt tâm hồn tốt đẹp của chúng ta, tạo thành những trận cuồng phong làm cho cuộc sống trao đảo trông tranh, mất hạnh phúc. Khi lòng tham ái phát khởi, tính sân hận bùng lên khiến tâm con người thiếu sáng suốt mà có ngôn ngữ sai lầm, hành động bất chính. Thậm chí khi chạy theo si mê thì chúng ta thấy thiện thành ác, ác thành ra thiện, xấu thành tốt và tốt thành xấu. Vì thế dựa theo tinh thần Phật giáo, thiện là những tư tưởng, lời nói hay hành động không chạy theo tham, sân, si, ngược lại là ác. Vì hành uẩn là những hiện tượng tâm lý nên được gọi là tâm sở. Duy thức học chia thành 51 tâm sở gồm cả thọ, tưởng, tức là cảm giác và chi giác cũng gọi là hành. Nhưng ở đây, không xếp cảm giác và chi giác vào nhóm hành vì thọ và tưởng không có khả năng tạo nghiệp và quả của nghiệp. Hành uẩn, tồn tại nhờ các điều kiện do duyên sinh nên chúng vô thường, chống rỗng và biến động bất tận. Mỗi uẩn chỉ có thể làm công việc của chính nó. Thọ uẩn chỉ kinh nghiệm lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Tưởng uẩn đóng vai trò nhận ra đối tượng là cái gì. Thức uẩn chỉ làm nhiệm vụ nhận biết đối tượng, chỉ biết thấy, biết nghe, biết người, vân vân nhưng hành uẩn có đặc tính là phản ứng hay tác động của tâm và nó là nguyên nhân của đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, di chuyển, cười, nói, nghĩ, thấy, nghe và tất cả những hoạt động khác. Do sự kích thích của hành uẩn cho nên tất cả hành động về thân, khẩu, ý xảy ra, bởi vậy thân, khẩu, ý là sự biểu hiện của hành uẩn, nhưng khi hành uẩn biểu hiện qua thân, khẩu, ý thì chúng ta hiểu lầm rằng đó là linh hồn, là tự ngã, là tôi. Thức uẩn, thức là có khả năng rõ biết, phản ảnh thế giới hiện thực. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, thức nhận biết sự có mặt của đối tượng. Thức không nhận ra đối tượng ấy là gì, là cái gì, màu gì, đó là chức năng của chi giác, tưởng. Thức chỉ nhận biết sự hiện diện của đối tượng giống như tấm gương phản chiếu tất cả những hình ảnh đi ngang qua nó. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thức được hiểu như là dòng chảy liên tục của các ý niệm, các ý niệm này tùy thuộc nhiều yếu tố khác mà phát sinh, Đức Phật gọi quá trình tùy thuộc phát sinh này là duyên khởi. Thức chỉ là một mắt xích trong 12 mắt xích duyên khởi mà thôi. Đối với Phật giáo Nguyên thủy thì phần tâm linh chỉ có hai cái tâm. Một, tâm thứ nhất là cảm giác là cái biết chưa có sự phân biệt, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Cái biết này chính là cái biết của trực giác cho ta những cảm giác dễ chịu khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu, tâm này còn gọi là tiền ngũ thức, nghĩa là thấy sao biết vậy, tức là trực tâm. 2. Tâm thứ hai là tư tưởng, tức là ý thức, nó mượn sự hoạt động của bộ óc để phát hiện, tức là phân biệt tốt xấu, phải, quấy, thịnh suy, vinh nhục, ngon dở, thân sơ. Tâm này là quan trọng và nguy hiểm nhất vì nó sai xử con người vào chỗ đoạn lạc ý thức rất lanh lẹ cho nên nếu chúng sinh có suy nghĩ việc lành, việc tốt thì ý thức đứng đầu. Ngược lại nếu chúng sinh tính toán, tạo tác việc ác, việc bất thiện thì nó cũng đứng trên hết, nghĩa là công vi thủ, tội vi khôi. Vì thế nếu người tu và thiền định diệt được ý thức là thoát ly sinh tử, tức là được liễu sinh thoát tử ngay. Vì tầm quan trọng của ý thức, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rằng, tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ tạo tác. Đối với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau như bánh xe lăn theo, dấu chân, con vật kéo. Ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Đối với tâm thanh tịnh, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bây giờ, Phật giáo Đại Thừa giới thiệu thêm hai tâm nữa ngoài sáu thức căn bản ở trên Ngày vô trước, thế thân của Duy Thức Tông đã giới thiệu thêm mặt na thức và a lại gia thức để giúp chúng sinh thấy rõ công năng sự vận hành của ý thức. Tâm thứ ba là thức thứ bảy, tức là mặt na thức. Tâm này có công năng giúp cho ý thức chọn lựa sự so sánh, phân biệt những gì có lợi cho tự ngã, tức là những gì có lợi cho ta và cái của ta nằm trong A à, lại ra thức rồi, sau đó quyết định sai năm thức đầu, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, hành động và dĩ nhiên tác tạo ra nghiệp. Tuy thức thứ bảy có tính toán quyết định gì đi chăng nữa thì cũng do thức thứ sáu là ý thức thúc đẩy, dưới dục, cho nên ý thức mới là thức nguy hiểm nhất. Thức thứ bảy này là thức ngu si nhất và thức thứ sáu là thức khôn ngoan nhất và cũng là tội lỗi nhất trong bát thức tâm vương. Vì thế mạt na thức thường được gọi là tâm nghiệp, tâm đồng lõa dẫn dắt chúng sinh vào biển sinh tử luân hồi. Tâm sau cùng là thức thứ 8, tức là A lại gia thức, là kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm và tất cả những chủng tử thiện, ác, tốt, xấu và vô ký. Có thể ví A lại gia thức là cái kho ví như ông vua làm chủ cả giang san, vàng bạc, gấm vóc, lụa là, binh khí. Mặt na thức ví như ông đại tướng là người đánh nam dẹp bắc, tức là tạo nghiệp. Nhưng chính mặt Na Thức lại biết rất rõ ràng những gì nhà vua cất giữ trong cái kho. Nhưng muốn đánh đấm hay phân phát cơm gạo cho ai thì phải có sự xúi dục, hướng dẫn, chỉ bảo của ông quân sư, tức là ý thức. Ông quân sư bày vẽ theo hướng nào thì ông đại tướng thực hành theo hướng đó, nghĩa là vào kho lương lấy tiền gạo ra phân phát cho quân lính. Sự phân phát thì do tiền ngũ thức thực hiện, vì mặt Na Thức lúc nào cũng tính toán và làm việc gì cũng nghĩ đến lợi cho Alayza Thức, nghĩa là lợi cho ta và cái của ta nên bị ý thức đánh lửa, khiến con người xa vào hầm tăm tối, tạo tội nghiệp để phải chịu quả khổ đời đời. Tóm lại, dựa theo duy thức luận của vô thức và thế thân của Phật giáo Đại Thừa, thức bây giờ có 8 loại nên gọi là bát thức tâm vương, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ý thức mặt na thức và a lại gia thức thức là nền tảng của thọ tưởng hành thức là tâm vương còn thọ tưởng hành là tâm sở duy thức triển khai bát thức tâm với mục đích khai thác các khía cạnh sâu kín của thức mặt khác a lại gia thức làm căn bản cho các hoạt động tâm lý trở về sau khi không còn điều kiện hoạt động nhờ khả năng bảo tồn của A lại gia thức mà các hiện tượng tâm lý phát khởi trở lại khi hội đủ các yếu tố. Có thể hiểu A lại gia thức như là một cái kho chứa và mặt na thức là người giữ kho. Chính mặt na thức vào trong cái kho để chuyển các chủng tử ra hay vào mà duy thức gọi là hiện hành hay biến hành và từ đó tưởng uẩn mới biết được vật đó là gì. Mặc dù thức quẩn là nền tảng của tâm lý nhưng nó không tồn tại độc lập, không thể tự chủ bởi vì thức quẩn có tồn tại cũng bởi do duyên sinh. Thí dụ nếu không có sắc, thọ, tưởng, hành thì không thể nào có thức được cho nên mối quan hệ của ngũ ẩn là bất cả phân ly. Vì vậy đạo Phật không chấp nhận có một thức nào đó độc lập, tự chủ như khái niệm về một linh hồn bất tử chẳng hạn. Tuy A lại ra thức là một cái kho chứa nhóm nhưng nó biến chuyển vận hành liên tục, không ngừng nghỉ, có lúc chuyển chủng tử mới vào và có khi đưa chủng tử ra gọi là biến hành. Vì sự biến chuyển này mà con người mới có thể tu thành thánh nhân hay trở thành ác quỷ, còn linh hồn là cố định, bất biến cho nên đạo Phật phủ nhận có một linh hồn sống giữ chết đem về. A à, lại ra hàm chứa mọi nội dung của thức. Nội dung này luôn luôn biến đổi theo hoàn cảnh sống và theo hành động của chúng sinh cứ mỗi thời điểm nhất định nào đó chúng ta có một cái biết một thức tức là một cái tâm do sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh nhưng thời điểm kế tiếp chúng ta lại có một cái biết khác tức là có một cái tâm khác và thời gian cứ tiếp tục trôi đi thì con người có biết bao cái tâm cho nên tâm luôn sinh diệt vì vậy đức phật với tuệ minh sát với trí tuệ của bậc tránh đẳng tránh giác khi quán chiếu lại thân tâm của mình và của nhân loại thì ngài thấy rằng chúng sinh không hề có tâm mà chỉ có những sát na tư tưởng kết nối và kết nối lại với nhau khiến chúng ta cảm giác như có tâm thí dụ ở sát na trước mắt thấy sắc cho ta cái biết của sắc nhãn thức đến sát na sau tai nghe âm thanh cho ta cái biết về âm thanh nhĩ thức cái biết sau nối tiếp thay thế cái biết trước và cứ thế cái biết liên tục sinh diệt tạo thành chuỗi thức chứ thật sự không có một thức nào hay một cái tâm nào cố định cả cái tâm sau thay thế cái tâm trước và cứ thế tâm luôn sinh diệt tuôn chảy trong tâm hồn của chúng ta vì thế thức dựa theo phật giáo là dòng chảy liên tục của các ý niệm sát na tư tưởng vì sự ngộ nhận lầm lẫn cho rằng mình có tâm cho nên họ mới nghĩ rằng trong ta phải có cái ta bây giờ không có tâm thì làm gì có ta hay cái của ta tức là hoàn toàn vô ngã hãy quán một dòng sông có dòng sông là do hàng tỷ tỷ giọt nước luôn trôi chảy kết thành một dòng nước cho nên nếu không nhìn kỹ thì chúng ta nghĩ rằng dòng sông luôn liên tục thật ra nếu lấy những giọt nước đó đi thì bây giờ làm gì còn dòng sông Thế thì ngũ uẩn bây giờ được hiểu là sắc là thể xác, thọ là tình cảm, tưởng là lý trí, hành là tác ý tức là ý chí và sau cùng thức là nhận thức. Thế thì trong con người chúng ta không có gì ngoài năm uẩn. Năm uẩn kết hợp thì hình thành kết tạo ra con người, tức là có sự sống. Đến khi nhân duyên hết, năm uẩn tan ra thì con người chết. Nhưng chết không phải là hết, chết để rồi tái sinh thành con người mới và chu kỳ này, sinh tử này tiếp diễn liên tục mà nhà Phật gọi là luân hồi. Do vậy, khi còn tạo nghiệp, cho dù là thiện hay ác vẫn phải chịu tái sinh để thọ báo những kết quả khổ vui do chính mình đã gieo. Tóm lại, thân và tâm của con người là sự tập hợp của ngũ uẩn chứ không có gì khác, nhưng nếu bây giờ chúng ta đồng hóa thân và tâm này là ta, là của ta thì Đức Phật gọi đây là tà kiến. Thí dụ như khi thân đi thì chúng ta nói rằng tôi đi, khi mắt nhìn thì ta nói rằng tôi nhìn, tôi nếm, tôi ngửi, tôi nghe, tôi biết, tôi cảm nhận ý tưởng này nọ. Nghĩa là bao giờ chúng ta cũng gắn thêm chữ tôi vào cái thân ngũ quẩn để tự nhận đó là mình, là của mình. Thí dụ có người chỉ thấy, có ta thấy một chiếc xe, nếu nhìn chiếc xe mà chỉ biết là chiếc xe thôi thì đây là tâm bình thường, an lạc ngược lại nếu nhìn chiếc xe đó mà cho là nó đẹp hay xấu thì ta đang sống với tự ngã tại sao bởi vì ta là người khen nó đẹp hoặc ta là người chê nó xấu chứ chiếc xe tự nó chỉ là chiếc xe chứ không có đẹp hay xấu gì hết thế thì một khi chúng ta cộng thêm tự ngã là ta hay cái của ta và bất cứ hiện tượng gì trên thế gian thì lập tức nỗi khổ niềm đau cũng từ đó phát sinh ngược lại người giác ngộ thì mắt vẫn thấy sắc tai vẫn nghe âm thanh, mũi vẫn ngửi mùi, lưỡi vẫn nếm thức ăn, thân vẫn có xúc cảm, nhưng chỉ thấy biết một cách khách quan, không cộng ngã, kiến vào thì không bao giờ có khổ vui mà chỉ có an lạc. Tại sao? Bởi vì chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch, diệt tướng. Nghĩa là các pháp từ xưa đến nay, tánh chúng thường vắng lặng, không hạnh phúc và cũng chẳng có khổ đau. Thế thì tất cả các pháp từ căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đến trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho đến sáu thức đều là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, nghĩa là tự tánh của chúng ta là vậy, như thị, không khổ, không vui. Vì thế, khi nói khổ đau hay hạnh phúc là có sự hiện diện của bản ngã trong đó, nghĩa là tôi khổ hay tôi hạnh phúc rồi. Thí dụ, cành hoa tự nó không đẹp, không xấu, không thơm, không thối. Cho nên, người biết đạo thì nhìn cành hoa là cành hoa, thì tâm an lạc. Ngược lại, nếu cho cành hoa là đẹp, thì trong tâm đã có sự so sánh, phân biệt. Tại sao? Bởi vì mình cho nó đẹp, mình nghĩ nó đẹp, tức là có sự hiện diện của tự ngã, chứ cánh hoa chỉ là cánh hoa, tự nó không đẹp, xấu chi cả. Thế thì đau khổ là không được như ý mình muốn, còn hạnh phúc là thỏa mãn được ý muốn của mình. Nói cách khác, thỏa mãn được cái ta thì gọi là hạnh phúc, ngược lại không thỏa mãn được cái ta thì gọi là đau khổ, chứ trên thế gian này không có cái gì là khổ đau hay hạnh phúc cả. Do đó, khi không còn sống với bản ngã, người đó trở về sống với thực tánh pháp thì gọi là giải thoát, thế thôi bây giờ biết rõ thấu đáo sự vận hành của ngũ uẩn chúng ta thấy rõ ràng không có một xác thân nào cả mà chỉ là sự vận hành của ngũ uẩn mà con người lầm lẫn cho rằng đó là thân của ta tuy con người là sự kết hợp của ngũ uẩn nhưng mỗi uẩn là vô thường vô ngã nên toàn khối cũng là vô thường vô ngã tức là không chẳng khác nào như cây chuối không có lõi chỉ là sự kết tập của các bẹ chuối tuy nhiên mỗi uẩn đều nương tựa vào các uẩn kia mà tồn tại Ví dụ trong sắc uẩn có thọ uẩn và trong thọ uẩn có sắc uẩn rồi. Khi chúng ta có một cảm giác đau khổ khó chịu thì cái cảm giác này gồm luôn cả thân thể và chi giác, tâm tư và thức. Khi thấu rõ bản chất thật của con người và vũ trụ mà chúng ta đang sống thì chúng ta sẽ không còn bám víu vào cái thân giả hợp, sẽ không còn thấy nó là ta hay là của ta thì những phiền não khổ đau sẽ đoạn diệt hãy quán ngũ uẩn của thân và tâm cũng giống như một miếng sắt nóng đỏ, cho nên nếu bạn nắm, chấp thủ, chỗ nào cũng bị phỏng cả. Thế giới của tham ái và si mê cũng giống như miếng sắt nóng đỏ kia, cho nên nếu bạn có khuynh hướng chấp thủ, bám víu vào những kinh nghiệm của cuộc đời mà cho đó là tôi hay của tôi chẳng hạn, như tôi hạnh phúc, tôi đau khổ, tôi tốt hay tôi xấu, thì đó là nguyên nhân hình thành sự khổ đau trong bạn. Tâm thực sự chẳng có gì khác cả, không sinh cũng không diệt. Nó lúc nào cũng tự do, chiếu sáng, dạng người mà không bao giờ bận rộn cả. Lý do tâm trở thành bận rộn chỉ vì nó bị mê mờ với những hiện tượng sai lầm, tức là ảo tưởng về tự ngã. Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn là vô ngã, là không nên đừng dính mắc vào chúng, không xem chúng là ta hay là của ta. Sau khi thành đạo, Đức Phật vẫn dựa vào thân ngũ uẩn để sống như tất cả mọi chúng sinh trên thế gian, nghĩa là ngài vẫn có thân, có bệnh, có cảm giác khổ vui, có trí nhớ, có suy nghĩ, có tâm, nhưng sự khác nhau giữa Đức Phật và chúng sinh là ngài không dính mắc vào chúng, không xem chúng là tự ngã, là ta hay là của ta. Đức Phật vẫn biết đấy chứ nhưng ngài hiểu biết cuộc đời đúng theo bản chất thật của nó thực tánh pháp cho nên cái hiểu biết đó không phải là ta là tự ngã đức phật hàng ngày cũng phải đối diện với cuộc đời như tất cả mọi chúng sinh nghĩa là ngài hàng ngày cũng ăn cũng nói cũng nghe cũng thấy biết nhưng không bao giờ đức phật cho rằng ta nghe ta thấy ta nói vì vậy trong ngài rất thanh tịnh không dính mắc bởi bất cứ hiện tượng gì cho nên đức phật lúc nào cũng sống trong thanh tịnh tự tại niết bàn thí dụ tại sao khi có ai khen hay có người nguyền rủa thì mình cảm thấy vui hay buồn bởi vì mình nghĩ rằng họ khen ta hay chửi ta tức là mình đang sống với tự ngã ngược lại nếu không có cảm tính về tự ngã thì vừa nghe xong thì nó cũng tan biến theo lời nói kia mà mình không hề khổ đau chi cả vì sự tác hại của cảm thọ hay dòng sông cảm thọ từ cái nghe cho nên kinh thủ Lăng Nghiêm sau khi 25 vị thanh văn Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng của mình tất cả đều được xem là viên thông nhưng thật sự chưa đạt đến chỗ xuất giáo vì 24 pháp tu dựa trên 6 trần, 5 căn, nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý, 6 thức và 7 đại địa, thủy, hỏa, phong, không, thức kiến đều vô thường và có giới hạn duy chỉ có pháp tu tam ma đề thiền định về nhĩ căn mà bồ tát quán thế âm chứng ngộ mới thật sự viên thông đây là lối tu phản văn văn tự tánh nghĩa là không xuôi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh nghe tức là cái nghe xoay ngược về với tự tánh của mình thì rất vọng trở về trơn vì tầm quan trọng của ngũ ẩn chính ngài xá lợi phất cũng dạy rằng người đã đắc quả nhập lưu phải gia công chuyên cần quán niệm cũng ngũ uẩn ấy một cách đầy đủ và tự mình chứng nghiệm rằng năm uẩn là vô thường khổ vô ngã kết quả là thế nào vị ấy sẽ tiến đạt thêm một lên tầng thành tựu đạo và quả nhất lai tư đa hàm rồi vị thánh nhất lai hành thiền về đề mục gì cũng lại ngũ thủ uẩn ấy nữa và do công phu hành thiền này vị ấy đắc quả bất lai a na hàm rồi vị a na hàm hành thiền về đề mục gì cũng ngũ thủ uẩn đến đây vị ấy đắc quả a la hán và vị a la hán hành thiền về đề mục gì cũng ngũ thủ uẩn điều này cho thấy rằng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn là đề mục quán niệm cho đến khi đã đắc quả a la hán rồi cũng vẫn quán niệm ngũ thủ uẩn dựa theo sự tu chứng của tôn giả xá lợi phật muốn có giải thoát thì hành giả cần phải gia công quán niệm để tự mình nhận biết rốt ráo rằng ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã nghĩa là mỗi uẩn không có tự thể cho nên năm uẩn bây giờ không có tự thể tức là không vì năm uẩn là vô ngã nên chúng sinh phải chịu sự thoái hóa của luật vô thường là sinh trụ dị diệt khi thấy sự sinh diệt không bền chắc có đó rồi mất đó cho nên con người mới đau khổ. Do đó nếu hành giả tự mình chứng nghiệm rằng ngũ uẩn là vô giá, vô thường và khổ thì mọi chấp trước bám níu vào thân tâm sẽ không còn và lúc đó hành giả không còn bất cứ khổ ách nào, tức là có giải thoát. Triết gia Long Thọ khi viết Bát Nhã Tâm Kinh cũng khẳng định rằng nếu hành giả thực hành một cách sâu thẳm để tự mình nhận chân rằng ngũ uẩn là không, tức là vô ngã, nghĩa là thân tâm này không phải là ta, là của ta, mà chỉ do nhân duyên, kết tụ, thì mọi dính mắc không còn và dĩ nhiên sẽ không còn đau khổ nữa. Thực hành một cách sâu thẳm, nghĩa là quán chiếu ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã để soi dọi tự tâm của chính mình và từ đó thực hành rốt ráo để thực nghiệm rằng không có cái gì là tôi hay là cái của tôi cả trong kinh Pháp Cú có câu chuyện rằng, vào một thời kỳ khi Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ Viên, nước Giá Vệ, thủ ấy có một vị công chúa tên là Gia Nhã Ba, nhan sắc rất đẹp đẽ, vốn là con người gì của Đức Phật Thích Ca. Công chúa sắp kết hôn với Hoàng tử Nam Đà, nhưng vào ngày làm lễ cưới, Hoàng tử lại theo Đức Phật vào chùa đi tu. Sau này, chính bà mẹ của công chúa cũng quy y với Đức Phật và trở thành một tỳ kheo ni. Trong cảnh cô đơn, công chúa nghĩ mẹ ta, chồng ta đều đi tu cả, thôi ta cũng đi tu theo luôn. Tỷ Kheo Ni ra nhã ba, được nghe những vị tỷ Kheo Ni khác bảo Đức Phật thường giảng dạy rằng thân tâm ngũ ẩn này là vô thường, khổ và vô ngã vì còn chưa hiểu thấu nghĩa lý của đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, tỷ kheo ni gia nhã ba tưởng lầm rằng Đức Phật chẳng khen ngợi chi đến sắc đẹp lộng lẫy của mình nên thường tránh các dịp đến gặp Đức Phật. Nhưng các vị tỷ kheo ni thường tán thán Đức Phật, cho nên bà mới quyết định theo họ đến Tịnh xá Kỳ Viên để đảnh lễ đấng Thế Tôn. Khi Đức Phật trông thấy công chúa gia nhã ba đến Tịnh xá, ngài nghĩ rằng đạp gai thì phải lấy gai mà lễ tỷ kheo ni ra nhã ba quá hãnh diện và quá chiều mến đến thân sắc của mình phải làm sao cho bà thấy rõ sắc đẹp chóng tàn phai để dẹp bỏ sự hãnh diện và lòng chiều mến đó khi thấy các vị tỷ kheo ni đảnh lễ, Đức Phật dùng sức thần thông của Ngài tạo hình ảnh một thiếu nữ tuổi chừng 16, rất đẹp đẽ mỹ miều, đang cầm quạt, phe phẩy quạt sau lưng Đức Phật mà chỉ riêng có ra nhã ba mới nhìn thấy được mà thôi. Gia Nhã Ba ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô thiếu nữ nhan sắc đẹp tuyệt trần, so với nhan sắc của nàng còn hơn gấp bội. Gia Nhã Ba tiếp tục nhìn mãi, bỗng cô thiếu nữ từ từ trở thành một người thiếu phụ 30 tuổi, vẻ đẹp có phần sút giảm đi. Nhìn hồi lâu, bóng người thiếu nữ hóa thành một người đàn bà trung niên, tóc đã hoa dâm, trên làn da mặt đã bắt đầu có vết nhăn. Bây giờ trong lòng Gia Nhã Ba mới nghĩ ra được sự chóng tàn phai của sắc đẹp cùng sự suy yếu, giả lão từ từ đến với tấm thân vật chất. Vào lúc ấy, bóng người đàn bà ngồi sau lưng Đức Phật đã biến thành một cụ già, run rẩy, mệt nhọc, cầm cây quạt, tay quạt một cách mệt mỏi. Sau cùng, cụ già đó lại lăn đùng ra chết. Mắt già nhã ba lại trông thấy thân thể cụ già sình lên, giỏi bọ, nhung nhúc. Lòng nàng nghĩ, thân thể của ta rồi đây cũng sẽ lại như thế, chẳng có cách nào tránh khỏi sự chết chóc được. Đức Phật đoán biết được sự thay đổi tâm trạng của Gia Nhã Ba liền thâu phép thần thông lại và Ngài bắt đầu giảng bài Pháp Ngũ Uẩn về vô thường, khổ và vô ngã đối với thân tâm Ngũ Uẩn. Tỷ Kheo, Ni, Gia Nhã Ba lắng nghe, hiểu rõ và nhờ đó mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi Đức Phật mới nói lên bài kệ sau đây. Thân này là một cái thành xây bằng xương cốt và quanh bốn bề, quét tô máu thịt bao che để mà chứa chất não nề bên trong. Sự già nua, sự tử vong, chứa chan kiêu ngạo, chất chồng dối gian. Sau cùng, khi nói vô ngã, Đức Phật căn cứ nơi bản thân con người và chúng sinh mà nói vô ngã, thế thì bản thân chúng sinh hiện hữu những gì, chẳng qua là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nếu bỏ năm thứ ấy đi thì không còn cái gì gọi là chúng sinh nữa. Nhưng vì vô minh, che lấp, cho nên chúng sinh luôn dựa vào ngũ ẩn đó để chấp mình làm ngã. Thậm chí có người chấp sắc thân tứ đại là ta, là của ta, làm ngã. Có người lại chấp tâm làm ngã, nghĩa là chỉ lo cho tâm hồn, không cần để ý đến thể xác. Có người lại chấp ngã sở, làm ngã, nghĩa là xem tiền tài của cải vật chất là riêng của ta, sống giữ, chết đem theo, làm ngã. Bây giờ, Đức Phật chỉ rõ tất cả chỉ là vô thường, vô ngã nên đừng có kiến chấp sai lầm đó nữa. Vì vậy, Ngài mới đưa giáo lý ngũ uẩn để phân tích cho chúng sinh thấy biết tận tường rằng năm uẩn thực sự là vô ngã nên đừng chấp nó là ta hay là của riêng ta thì cuộc đời sẽ không còn phiền não khổ đau. Dựa theo tinh thần Phật giáo, tất cả mọi vật thể trên thế gian này đều là vô thường, vô ngã, ngay cả những thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì nếu thực sự là hạnh phúc hay khổ đau thì chúng ta không bao giờ nhưng đâu có hạnh phúc hay khổ đau nào vĩnh viễn ở mãi với ta. Ngoại trừ những bậc giải thoát giác ngộ thì họ đạt đến đỉnh hạnh phúc tối thượng của cuộc đời mà ở trong đó sẽ không có hạnh phúc, cũng chẳng hề có khổ đau mà chỉ có thanh tịnh, an lạc, niết bàn. Ý thức vô thức dựa theo quan điểm của những nhà tâm lý học phương tây thì vô thức là khái niệm chỉ các hiện tượng tâm lý hành vi cảm nghĩ tồn tại ở một cá nhân nào đó mà cá nhân đó không nhận thức được không diễn tả được bằng ngôn ngữ cho mình và cho người khác đó là những hoạt động của hệ thống thần kinh nằm ở ngoài tầng ý thức của con người trong trạng thái vô thức ý thức của con người không hoạt động hoặc hoạt động một cách mờ nhạt Lúc đó hệ thống não bộ thần kinh không có kiểm soát về tính nguyên nhân và hậu quả, không đặt vấn đề có mâu thuẫn hay nghi vấn mà cốt chỉ nhằm thỏa mãn đòi hỏi của bản năng và hành động xảy ra đó không có ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Ngược lại, những hành vi có ý thức luôn nằm trong phạm vi trách nhiệm, biết trước hậu quả sẽ xảy ra, nghĩa là tại sao ta phải làm điều này và nó sẽ có kết quả ra sao về sau. Trong sách viết bởi giáo sư Timothy Wilson trang 24 có dẫn chứng rằng cứ mỗi giây năm giác quan của con người là mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe. Quý vị đang theo dõi kênh Lời Phật dạy, nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Ý tưởng từ bên ngoài đưa vào tâm. Trong 11 triệu ý tưởng đó thì mắt đã thông nhận được trên 10 triệu ý tưởng để chuyển vào hệ thống não bộ. Nhưng hệ thống thần kinh não bộ trong một giây chỉ có thể phân tích 40 ý tưởng, cho nên câu hỏi các nhà khoa học đặt ra là 10,999.960 ý tưởng không được bộ óc phân tích kia sẽ đi về đâu và sẽ có tác dụng hay ảnh hưởng đến tầng ý thức của con người như thế nào. Do đó, nhà tâm lý học Sigmund Freud mới giới thiệu tảng băng tâm lý mà trong đó ông ta lý luận rằng phần tiền ý thức, trí nhớ và lưu giữ kiến thức và phần vô thức chiếm đa phần trong tâm tư của con người vô thức luôn hối thúc, lấn áp ý thức để con người có những tư tưởng, lời nói hay hành vi không thể kiểm soát được. Một ý thức kiểm duyệt và kiểm chế hành vi thúc đẩy bởi vô thức. thí dụ khi đi mua sắm ở Nordstrom thì hàng hóa ở đó rất mắc tiền, rất đẹp. lúc mắt thấy một món hàng quý giá thì vô thức luôn thôi thúc, dối dục ta đánh cắp món hàng đó bỏ vào túi bất chấp có bị bắt vào tù ra khám. ngược lại nếu có ý thức, tức là quay về sống với lương tâm mà nhà Phật gọi là tánh giác, thì chúng ta từ bỏ ngay ý định bất tránh đó. Thí dụ, đang làm việc, cảm thấy đói bụng, khiến bạn muốn đi ra ngoài để mua thức ăn, nhưng nhờ ý thức được trách nhiệm của mình và những hậu quả có thể xảy ra nếu mình bỏ ngang việc, đi ăn, khiến chúng ta ngồi lại và tiếp tục làm việc. Thế thì vô thức thôi thúc chúng ta thỏa mãn dục vọng cho bản ngã, cái ta, nhưng ý thức giúp ta nhận thức thế nào là đúng, thế nào là sai. Hai, ý thức có thể hóa giải thông qua vô thức. Trong cuộc sống hàng ngày, cánh cửa tâm hồn được thông qua bởi ánh mắt, lời nói, cử chỉ hay những lời nói bộc phát tưởng như vô tình ở người đối ngoại có thể giúp chúng ta hiểu phần nào những ẩn chứa trong tâm hồn của họ. Thí dụ, anh A thầm yêu chị B từ lâu, nhưng vì điều kiện gia đình hai bên không phù hợp, cho nên anh A chỉ còn cách giấu trong tim tình yêu thầm lặng của mình. Một hôm vì uống rượu nhiều, không kiểm soát được suy nghĩ, cho nên anh A đã nói hết nỗi lòng của mình cho mọi người nghe. Ở đây, ý thức thể hiện việc anh A thầm yêu chị B bằng cách giấu, nhưng ý thức đó được biểu hiện qua lời nói vô thức khi uống nhiều rượu, nghĩa là rượu vô thì lời ra không kiềm chế được. Một thí dụ khác là việc điều tra về một vụ giết người. Khi nhân viên cảnh sát thẩm vấn, nghi can thì người này có nhiều biểu hiện rất lạ như đổ mồ hôi, sợ hãi, nói năng không đồng nhất những dấu hiệu trên đều là biểu tượng của vô thức. tuy hành vi giết người được che đợi bởi ý thức nhưng đã bị biểu hiện bằng hành động vô thức. tuy nhiên có rất nhiều nhà nghiên cứu đã cùng quan điểm rằng phần lớn tư duy của con người được bắt đầu từ vô thức bởi vì vô thức là nền tảng của ý thức. trong đó biết bao kinh nghiệm, ký ức, tiềm năng đã được chất chứa trong cái kho vô thức. họ lý luận rằng vô thức không bao giờ cũng có trước vì đó là tiềm năng bẩm sinh mà ai cũng có nhưng vấn đề là nó có được đánh thức hay không và đánh thức ở mức độ nào. Vì vậy, ý thức là cái có sau được hình thành qua quá trình sống và phụ thuộc vào nhiều hoàn cảnh môi trường của cuộc sống. Sau cùng, các nhà phân tâm lý học mà trong đó bác sĩ Fred là người dẫn đầu kết luận rằng Vô thức và ý thức liên quan mật thiết với nhau, thiếu một trong hai đều dẫn tới tư duy què quạt, nhưng quan trọng nhất là vô thức đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sáng tạo của con người, góp phần tạo nên các thiên tài, vĩ nhân, thần đồng trong mọi lĩnh vực từ âm nhạc, hội họa, kiến trúc, khoa học cho đến tâm linh. Một thí dụ về khoa học là nhà bác học Mendelheim, 1834-1907, người phát minh bảng phân loại tuần hoàn các chất hóa học sau một giấc ngủ. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của công trình nghiên cứu lâu dài của bộ óc. Với tất cả những kinh nghiệm nghiên cứu được cất giữ trong tầng vô thức và đúng một thời điểm nào đó, từ trong tầng vô thức, những khám phá đó được bộc lộ mà chúng ta gọi là phát minh. Nói chung, những thiên tài trong xã hội là những người có trực giác rất cao, họ có khả năng trực nhận tri thức từ vô thức mà có những khám phá phi thường. Rất nhiều các phát minh sáng tạo khoa học, các luận thuyết khoa học được khám phá nhờ trực giác của những người có trực giác mạnh và nhạy bén một thí dụ khác là khi mới bắt đầu tập đi xe đạp ban đầu chúng ta phải dùng ý thức để điều khiển các động tác như đạp bàn đạp chuyển hướng và cố giữ thăng bằng đến khi thành thạo thì chúng ta ngồi lên xe tự nhiên đạp bàn đạp tay chuyển hướng mà không cần kiểm soát những hành tác theo ý thức nữa bởi vì những kinh nghiệm đó đã tiềm ẩn trong tầng vô thức mà con người chỉ cần đánh thức nó là có tác động ngay trẻ em phần lớn sống bằng vô thức, rồi lớn lên thì ý thức đóng góp dần dần vào tiến trình tư duy của các em. Khoa học lý luận rằng vô thức đã có từ khi đọt lòng mẹ hay có thể từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Điều này rất phù hợp với Phật giáo vì đạo Phật chủ trương rằng tuy con người mới kết tụ vào trong noãn bào của người mẹ thì thức, ký ức, kinh nghiệm của những đời quá khứ A lại ra thức đã theo sát đứa bé đó rồi. Vì thế khi sinh ra, có những người rất giỏi về nhiều bộ môn khác nhau là như vậy. Có người là khoa học gia, luật sư, triết gia. Khi lớn lên, chúng ta đi học, thực hành làm việc gì thì từ ý thức đó trở thành vô thức thông qua các hoạt động lập đi lặp lại từ lúc nào. Sự tích tụ trong ký ức đó nhà Phật gọi là uẩn. Thế thì vô thức có thể chuyển hóa thành ý thức được không? Khi còn bé, vào men chúng ta thường đòi cha mẹ mua món đồ chơi cho bằng được, nếu không thì khóc lóc. Như vậy, hành động đòi mua quà của đứa bé là vô thức bởi vì nó không thể ý thức được hành vi của nó mà chỉ muốn thỏa mãn ngã tính lúc đó mà thôi. Nhưng khi lớn lên, nó ý thức được vấn đề, sự lựa chọn. Bây giờ, nó mới biết vì sao nó thích nên có nên mua hay không. Do vậy, giữa ý thức và vô thức không có một ranh giới rõ ràng nào cả. Chúng luôn chuyển hóa lẫn nhau và cũng vì mối quan hệ đó là động cơ chính giúp con người quân bình đời sống tâm linh, không còn căng thẳng quá. Nói chung, vô thức với tính đa dạng và phức tạp của nó vẫn là chủ đề cực kỳ khó hiểu đối với các nhà khoa học, nghiên cứu về khoa tâm lý và thần kinh. Tuy con người luôn tự hào về những khám phá khoa học về vũ trụ, về lượng tử, về vi tính, nhưng đối với cái bộ óc nhỏ và hệ thần kinh chẳng chỉ trong họ thì vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà có lẽ con người không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, trong Phật giáo không có vấn đề vô thức vì tất cả mọi biến hành của tâm, cho dù là ở trạng thái tiềm ẩn, thì cũng không phải là vô thức. Vô thức là một đề tài rất chiều tượng đã được nhà tâm lý học Simon Freud giới thiệu vào năm 1905 và sau đó có những nhà tâm lý học khác như Strasbourg-Hauer, tiếp tục khai triển thêm. Dựa theo định nghĩa của nhà tâm lý học Simon Freud, thì vô thức là những sự kiện tâm linh cá nhân chìm khuất trong góc tối của tâm hồn và không bao giờ biểu hiện, không thể dùng ý chí để điều khiển được. Nó là động cơ tiềm ẩn, có khi trở nên mãnh liệt, thôi thúc hành động đến mức không kiểm soát được, không hợp với lý trí. Vô thức được ví như phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thành các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần con và người, và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt không cho vượt qua lên tầng ý thức được. Nên những xung lực này chỉ biểu hiện phần nào trong cái giấc mơ và phần lớn trong các chứng loạn thần kinh. Vô thức nằm ở đáy sâu tăm tối của tâm linh nên không thể thực nghiệm và không thể khảo sát được bằng các trách nghiệm. Để giải thích một cách cụ thể Fred, nhà tâm lý học quốc tịch Áo, khảo sát và sáng lập phân tâm lý học từ năm 1880. Ông đã viết thành sách năm 1905 và phát họa vô thức dựa theo một họa đồ như sau. Bây giờ, hãy phân tích tảng băng tâm lý của Fred để xem nó có những trùng hợp nào với giáo lý Phật Đà Trăng. Một, mức ý thức, trong đó Fred bao gồm hai phần là suy nghĩ và nhận thức. Đây là phần ý thức, tức là cái biết có phân biệt của Phật giáo. 2. Mức tiền ý thức, gồm có trí nhớ và lưu giữ kiến thức, trí nhớ thì thuộc về tưởng uẩn và lưu giữ kiến thức thì thuộc về thức uẩn. 3. Mức vô thức, dựa theo bác sĩ Fred thì mức vô thức gồm có các nỗi lo sợ, các động cơ, bạo lực, các mong muốn tình dục không được thỏa mãn, các nhu cầu vị kỷ, các trải nghiệm gây xấu hổ, các mong muốn phi lý. Nói chung, tất cả những gì Fred diễn tả ở tầng mức vô thức này không gì khác hơn là những tác ý của hành quần. Nhưng ở đây, Fred chỉ nêu ra những tác ý bất thiện, những tham vọng bất tránh, trong khi đó hành quần của Phật giáo còn bao gồm những tác ý thiện, chân tránh nữa. Khi con người có những tư tưởng xấu ác, lời nói hung dữ hay hành động tàn ác, thì trong tâm phải có tác ý bất thiện đó. Ngược lại, nếu chúng ta có những tư tưởng tốt, lời nói hài hòa, hành động nhân ái, thì đây là những tác ý thiện. Nói chung, tập hợp của tất cả tác ý thiện hay bất thiện được thể hiện bằng tư tưởng, lời nói hay hành động thì gọi chung là hành uẩn. Thêm nữa, khi ngủ không phải là ở trạng thái vô thức bởi tuy mắt không mở, tai không nghe nhưng ý thức vẫn hoạt động nên con người vẫn biết. Cho nên nếu ai la lớn hay đánh mạnh thì ý thức tác động khiến chúng ta thức giấc. Tuy khoa học ngày nay còn mò mẫm về ý thức và vô thức, nhưng Phật giáo đã có nhận định rất rõ ràng rằng sự vận hành của ngũ ẩn mà trong đó tất cả những tác ý đều có thể dùng tỉnh thức tránh niệm để kiểm soát nó. Đức Phật dạy rằng thức là tâm vương là đầu dây mối nhợ cho bất cứ tư tưởng, lời nói hay hành động nào của con người. Còn thọ, tưởng, hành là tâm sở, là những trợ duyên để tâm vương thực hành ý định đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm giềng mối bổ túc cho nhau. Nếu không có thọ, tưởng thì không thể có thức cũng như nếu không có sắc thì không thể nào có thọ hay tưởng được, có biết những biến hành của tâm hành giả có thể làm chủ thân khẩu ý của mình thì cuộc đời sẽ không còn hệ lụy khổ đau. Linh hồn tái sinh và giải thoát. Thế nào là tái sinh? Theo tinh thần Phật giáo, mỗi chúng sinh là sản phẩm của chính mình và con người chúng ta hiện tại là sản phẩm do chính chúng ta tạo nhân trong quá khứ và bây giờ chúng ta đang tạo ra cuộc đời cho chính mình trong tương lai. Cuộc sống là một quá trình liên tục chỉ tạm thời gián đoạn mỗi khi thân xác, vật ly, biến đổi, không còn phù hợp cho việc tiếp tục tồn tại và dừng hoạt động. Chúng ta tạm rơi vào trạng thái không còn thân xác cho đến khi có cơ hội kết hợp đủ các yếu tố cần thiết thì một chu kỳ sống mới với thân xác mới lại bắt đầu. Tuy nhiên, khái niệm về sự tái sinh không phải là đặc thù của Phật giáo mà rất nhiều tôn giáo khác nhau xưa và nay cùng đưa ra học thuyết chủ trương sự đầu thai mà trong đó họ cho rằng một linh hồn có thể luân chuyển trong nhiều thân xác khác nhau. Vậy, linh hồn là gì? Linh hồn có bất tử không? Linh hồn, tiếng Hy Lạp là Pseche, nghĩa là sự sống, tinh thần, ý thức. Skoretes cho rằng linh hồn là tinh thể. Platon lý luận rằng linh hồn bao gồm lý trí, tình cảm và ái dục. Trong khi đó, Aristotle định nghĩa linh hồn là hoạt tính của một cơ thể sống và cho rằng linh hồn sẽ mất đi khi cơ thể không còn nữa, giống như hoạt tính của con dao là cắt, khi con dao bị hư hoại thì hoạt tính cắt không còn nữa. Mỗi tôn giáo, mỗi tín ngưỡng có quan điểm khác nhau về linh hồn, nhưng thông thường linh hồn thường được hiểu là phần tinh anh, cái tinh thể, phần tinh thần của con người. xa hơn nữa, các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo đều cho rằng linh hồn là phần thiêng liêng bất diệt. Linh hồn là do Thượng Đế ban cho mỗi người như là sự sống. Nếu một người biết nhờ kính Thượng Đế thì khi chết linh hồn đó sẽ được về sống hạnh phúc, đời đời trên thiên đường. Ngược lại, nếu làm ác, không tin vào Thượng Đế thì linh hồn đó khi chết chắc chắn sẽ bị đoạn vào địa ngục để gánh chịu mọi sự khổ đau. Nói chung, các tôn giáo, hữu thần đều cho rằng có một linh hồn bất tử trong con người. Nếu khi sống làm như lời Chúa dạy, thì sau khi chết, người ấy được Chúa cứu rỗi lên thiên đường hoặc ngược lại thì bị đầy xuống hỏa ngục. Cái phần phi vật chất được lên thiên đường hay xuống hỏa ngục đó họ gọi là linh hồn. Và thời Đức Phật còn tại thế, Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo ngày nay tin rằng có một linh hồn hay bản ngã, tiểu ngã trường tồn. Đối với Ấn Độ giáo, cặp phạm trù cơ bản nhất là tiểu ngã và đại ngã. Đại ngã là cái bản ngã vũ trụ, cái tuyệt đối. Nếu nhìn dưới góc độ tôn giáo, đại ngã là yếu tố thần linh được bao chứa và thấm nhuần trong bản vật. Còn tiểu ngã là cái bản thể của mỗi người. Ấn Độ giáo cho rằng tiểu ngã và đại ngã là nền tảng của vũ trụ quan. Trong khi đó, thuyết Nghiệp báo và luân hồi là nền tảng nhân sinh quan. Thuyết luân hồi của Ấn Độ giáo quan niệm rằng cái chết của con người là sự chuyển hóa sang kiếp sống khác, sự tái sinh trong luân hồi là do nghiệp báo mà ra. Nói cách khác, bất cứ hành động nào của con người cũng phải trả giá, nó toàn năng, ngoài ý muốn con người và nó theo đuổi con người không bao giờ lầm lẫn. Sau cùng, thuyết giải thoát cho rằng Tuy rất khó, nhưng con người có thể tránh khỏi luân hồi nghiệp báo bằng cách nỗ lực cố gắng dập tắt động lực để đẩy bánh xe nghiệp báo thì có thể đi đến giải thoát. Và lúc đó, tiểu ngã sẽ hòa đồng vào đại ngã của vũ trụ. Tóm lại, bà La Môn Giáo cho rằng thờ phượng các thượng đế đại ngã cũng chính là thờ phượng tiểu ngã của mình, cho nên tiểu ngã là linh hồn và đại ngã là chúa tể các linh hồn đó. Trong khi Ấn Độ giáo bà La Môn tuyệt đối tin vào một linh hồn, một tiểu ngã thường hằng bất biến, thì sự xuất hiện của Đức Phật đã thổi một luồng sinh khí mới vào trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Thuyết duyên khởi của Đức Phật với chân lý vô ngã, một trong ba pháp ấn vô thường, vô ngã, khổ của giáo lý Phật Đà đã phủ định cái ngã trong ta của bà La Môn Giáo. Ấn Độ giáo càng phát triển, phun bồi cho tiểu ngã bao nhiêu thì giáo lý đạo Phật chủ trương càng xa lìa đánh đổ nó để trở về với trạng thái không dính mắc mà có thanh tịnh tự tại niết bàn. Vì thế, con đường giải thoát của Đạo Phật là phải phá chấp, trong khi phá chấp ngã, ngoài thì phá chấp tướng, trong ngoài tự tại là có thanh tịnh niết bàn. Trong khi đó, người Trung Hoa tin rằng sau khi chết thì linh hồn sẽ bị nghiêu đầu mã diện đưa về cõi âm. Sau khi được sự phán xét của Diêm Vương, linh hồn thiện đi đầu thai ở dương thế, còn linh hồn ác bị đọa đầy, đời đời trong hòa ngục. Do đó, người Trung Hoa quan niệm rằng sinh ký tử quy nghĩa là sống gửi thác về cho nên dương thế chỉ là cõi tạm trong khi cõi âm mới là cõi sống thật sự do vậy mới có tập tục đốt giấy vàng bạc để cho linh hồn ông bà tiêu xài ở cõi âm nhưng thử nghĩ lại đã vào trong hòa ngục thì làm sao tiêu xài cùng quan điểm đó vào thế kỷ thứ 18 thi hào Nguyễn Du Tố Như có viết trong truyện Kiều như sau rằng những đấng tài hoa thác là thể phách còn là tinh anh. Phách mà thi hào Nguyễn Du nói ở đây là thân tứ đại sẽ tan rã tiêu mất. Cái duy nhất còn lại của con người mà thi hào gọi là tinh anh thì chính là linh hồn mà dân gian thường gọi. Tuy có rất nhiều học thuyết về thượng đế, linh hồn, nhưng Phật giáo phủ nhận tất cả. Phật giáo không chấp nhận khái niệm về một linh hồn bất tử hay một bản ngã thường tại. Vậy, Phật giáo giải thích hiện tượng này thế nào? Đức Phật dạy rằng con người là sự tập hợp của hai thành phần chính gọi là danh và sắc. Danh là phần tư tưởng gồm có bốn hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Sắc gồm có hai, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Theo quan điểm của Đạo Phật, mọi sự vật hiện tượng, trong đó có cả của con người, đều chịu sự chi phối của quy luật biến dịch thay đổi của vũ trụ. Định luật đó gọi là vô thường. Chính vì bản chất của mọi sự vật hiện tượng là không thật do các duyên hội tụ mà thành, nên chúng mới chịu sự chi phối của định luật vô thường này. Thân sắc hay tâm danh của con người cũng phải chịu sự chi phối tác động này. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, dù là các ý niệm hay tư tưởng, đều luôn luôn thay đổi, nên không có một cái gì gọi là một linh hồn bất tử được. Do vậy, Phật giáo phủ nhận những quan niệm về linh hồn bất tử vì những quan niệm đó hoàn toàn không phù hợp với thuyết duyên sinh, duyên diệt của Đạo Phật. Thật ra trên thế gian này không có cái gì gọi là trường tồn, bất tử cả, bởi vì tất cả mọi sự vật đều sinh diệt vô thường, cho dù to lớn như những hành tinh, những dãy thiên hà hay bé nhỏ như hạt bụi, nguyên tử thì không có một sự vật nào là không do nội nhân, ngoại duyên hội tụ mà tồn tại. Vì sự tồn tại là do nhân duyên, cho nên mọi sự vật không có tự thể, không có tự tánh, nghĩa là tất cả đều là vô ngã, tức là không nhân duyên tụ hội gọi là sinh, nhân duyên ly tán gọi là diệt, thế thôi. Không những luật vô thường áp dụng cho thế giới vật chất, hữu vi, mà ngay cả trong thế giới tư tưởng, tinh thần, thì tất cả cũng đều sinh diệt vô thường cả. Nhân sinh vũ trụ thay đổi từng giây, từng phút, từng sát na, từng ý niệm. Ngày nào chúng ta còn trai trẻ, trắng kiện, mà bây giờ lưng mỏi, gối mòn, lưng còng, má hót nhớ trước quên sau, nếu không là vô thường thì còn là gì? Cái tâm trước đâu có giống cái tâm sau, cho nên tư tưởng liên tục sinh diệt trong ta, thế không là vô thường thì là gì? Vì vậy, khi đạo Phật ra đời, Đức Phật phủ nhận con người là do thượng đế sinh ra và phủ nhận luôn cả ý nghĩa linh hồn là do thượng đế ban cho ta. Ngay cả khái niệm về một linh hồn bất tử hay cả một bản ngã thường tại cũng bị Đức Phật phủ nhận sau khi đắc tứ thiền, Đức Phật với tuệ minh sát và trí tuệ của bậc chánh đẳng, chánh giác, thấy biết như thật rằng từ con người cho đến nhân sinh vũ trụ, tất cả đều là do nhân duyên. Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt, nhân này quả nọ mà tạo thành, chứ tuyệt đối không có ai là tác giả cả. Do đó Đức Phật phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế trong cuộc sống và dĩ nhiên không có Thượng Đế thì làm gì có ai cho ai linh hồn? Dựa theo các tôn giáo thần quyền, linh hồn là một thực thể vĩnh hằng do thượng đế ban cho loài người, cho nên linh hồn có thể chuyển từ thân xác này sang thân xác khác hay từ cõi này sang cõi khác. Ngược lại, đối với đạo Phật thì cái tâm còn không có thật thì làm gì có linh hồn. Tâm nhà Phật gọi là thức, thức là cái biết biến đổi liên tục dựa theo sự biến dạng tâm lý và sinh lý của con người khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Thí dụ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm mùi vị hay thân cảm xúc hoặc ý duyên với pháp trần thì có biết bao tư tưởng đưa vào tâm để cho ta cái biết. Phật giáo dùng chữ sát na để chỉ cho đơn vị thời gian và một sát na xảy ra rất nhanh bởi vì mỗi một cái nháy mắt có thể có hàng trăm sát na cũng như đơn vị nhỏ nhất để đo thời gian của nhân loại ngày nay là giây. Trong sách Stranger to Our Service, Discovering the Artist on Corsias, viết bởi giáo sư Timothy Winson, trang 24, có dẫn chứng rằng Cứ mỗi giây, năm giác quan của con người là mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe, miệng nếm và thân cảm xúc tiếp nhận khoảng 11 triệu ý tưởng từ bên ngoài đưa vào. Trong 11 triệu ý tưởng đó thì mắt đã thâu nhận trên 10 triệu ý tưởng để truyền vào hệ thống trung ương não bộ nhưng hệ thống thần kinh não bộ trong một giây chỉ có thể phân tích 40 ý tưởng. Cho nên, câu hỏi của nhà khoa học đặt ra là 10.999.960 ý tưởng không được bộ óc phân tích kia sẽ đi về đâu và sẽ có tác dụng hay ảnh hưởng đến tầng ý thức của con người như thế nào. Do đó, nhà tâm lý học Simon Fred mới giới thiệu tảng băng tâm lý mà trong đó ông ta lý luận rằng phần tiền ý thức, trí nhớ và lưu giữ kiến thức và phần vô thức chiếm đa phần trong tâm tư của con người. Vô thức luôn hối thúc, lấn áp, ý thức để con người có những tư tưởng, lời nói hay hành vi không kiểm soát được. Đức Phật với tuệ minh sát, với trí tuệ của bậc tránh đẳng, tránh giác, khi quán chiếu lại thân, tâm của mình và của nhân loại thì Ngài thấy rằng chúng sinh không hề có tâm mà chỉ có những sát na tư tưởng kết nối và kết nối lại với nhau khiến chúng ta cảm giác như có tâm. Thí dụ, ở sát na trước mắt thấy sắc cho ta cái biết của sắc, nhãn thức. Đến sát na sau, tai nghe âm thanh cho ta biết về âm thanh, nhĩ thức. Cái biết sau, nối tiếp, thay thế cái biết trước. Và cứ thế, cái biết liên tục sinh diệt tạo thành chuỗi thức. Chớ thật sự không có một thức nào hay một cái tâm nào cố định cả. Cái tâm sau thay thế cái tâm trước và cứ thế tâm luôn sinh diệt tuôn chảy trong tâm hồn của chúng ta vì thế thức dựa theo phật giáo là dòng chảy liên tục của các ý niệm sát na tư tưởng vì sự ngộ nhận lầm lẫn cho rằng mình có tâm cho nên họ mới nghĩ rằng trong ta phải có cái ta bây giờ không có tâm thì làm gì có ta hai cái của ta tức là hoàn toàn vô ngã thí dụ Ban đêm nhìn ra xa lộ ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy ánh sáng đèn chạy dài như dòng sông uốn khúc. Nếu bây giờ lấy hết những chiếc xe kia đi thì dòng sông ánh sáng đó sẽ không còn. Nói cách khác, nếu không có những ánh sáng từ những chiếc xe kết nối lại thì không bao giờ có ánh sáng dài như thế. Cái tâm con người thì cũng thế, tuy mỗi sát na tư tưởng rất nhanh nhưng vì kết nối liên tục những sát na tư tưởng đó thì chúng ta có một chuỗi thức mà con người lầm lẫn cho là có tâm. Trong kinh Đại duyên của Trường Bộ, Đức Phật gạn hỏi Tôn giả A Nan rằng này, Anan, -an, nếu thức không đi vào trong bụng mẹ thì danh sắc có thể hình thành trong bụng mẹ được không? Tôn giả Anan -an đáp, bạch thế tôn, không. Thức dựa theo Phật giáo là dòng chảy liên tục của các ý niệm. Các ý niệm này tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác mà phát sinh và Đức Phật gọi là quá trình tùy thuộc vào phát sinh này là duyên khởi và thức chỉ là một mắt xích trong 12 mắt xích duyên khởi mà thôi. Chính sự tiếp nối của các ý niệm tương tức này mà thức đi tái sinh lên xuống trong ba cõi sáu đường chứ không phải là một linh hồn bất tử vĩnh hằng như các tôn giáo hữu thần khác. Do đó, khái niệm thức của Phật giáo hoàn toàn khác biệt với linh hồn bất tử của các tôn giáo khác. Hãy lắng nghe câu chuyện trong kinh Tỳ kheo Na Tiên như sau. Vua Đà bây giờ hỏi Tỳ kheo Na Tiên rằng: Bạch đại đức, con người sau khi chết rồi có gì sanh trở lại? Tỷ kheo Na Tiên liền đáp: "Tâu Đại Vương, đó là danh, thọ, tưởng, hành, thức và sắc, thân, tức là đất, nước, gió, lửa. Phải chăng đó là danh và sắc thân của người cũ sanh trở lại? Thưa không phải danh cũ cũng không phải sắc thân cũ sanh trở lại, cái danh sắc thân của đời này làm các việc thiện ác do nghiệp thiện ác ấy mà chuyển sang sanh một danh sắc thân khác để thọ lãnh, phước báo hay tội báo đã gây ra. Như vậy là không phải cái danh sắc thân cũ sanh trở lại, thế thì đời này là điều ác, đời sau đâu có chịu quả báo được. Và nếu không sanh trở lại nữa thì tức là đã thoát khỏi luân hồi. Không phải như vậy, nếu sống ở đời mà chỉ toàn làm điều thiện thì sau khi chết có thể không sanh trở lại. Nhưng thông thường thì làm điều thiện cũng có mà gây điều ác cũng nhiều việc lành việc giữ tiếp nối đan xen nhau không ngừng cho nên phải sanh trở lại mà thọ báo làm sao thoát khỏi luân hồi được xin cho thí dụ về sự liên hệ giữa danh sắc thân cũ và danh sắc thân mới ví như người hái trộm xoài của kẻ khác chủ vườn xoài bắt được quả tang đem đến đầu cáo với đại vương yêu cầu đại vương xử trị trước mặt đại vương bị cáo cãi rằng tôi không hái xoài của anh ấy cây xoài của anh ấy trồng hồi trước là cây mầm tí xíu còn những trái xoài mà tôi hái bây giờ nằm trên một cành cây to lớn sum xê thế thì tôi đâu có ăn trộm trước những lý lẽ viện ra như thế đại phương cho rằng anh ta vô tội và xử cho anh ta được thắng kiện không không vua Đà đáp anh ta có tội trẫm sẽ xử cho người trồng xoài được thắng kiện vì trước kia nhờ người này ra công trồng trọt bón dưới cây mầm cho nên ngày nay mới có cây xoài to lớn đơm hoa kết trái tàu đại vương, con người tái sinh trở lại cũng giống như thế. Với cái danh sắc thân này, người ta sống trên đời mà làm các việc thiện ác. Nghiệp thiện ác nối tiếp không ngừng, chuyển biến hình thành để sinh ra một danh sắc thân mới. Cũng như do công phu đào lỗ bỏ hột và vun bón cây mầm, nên về sau mới có cây xoài sum xê, cảnh lá với trái chín, chịu cây. Làm việc thiện ác trong đời này, tức là gieo hột giống xuống đất, và bón dưới cây mầm. Đời sau không sao không thọ báo được. Vua lại hỏi, Bạch Đại Đức, trong con người cái gì làm chủ, phải chăng đó là linh hồn thường tại? Tâu Đại Vương, cái linh hồn thường tại ấy như thế nào? Nó thường ở trong ta, dùng mắt mà nhìn hình sắc, dùng tai mà nghe âm thanh, dùng mũi mà ngửi mũi, dùng lưỡi mà nếm vị, dùng thân mà sờ mó, nhám trơn, dùng ý mà hiểu biết và nhờ nghĩ. Nó cũng như Đại Đức và Trẫm hiện đang ở trong cung điện này, nhưng vì bốn mặt đều có cửa sổ, nên ngang qua cửa sổ ấy chúng ta mới thấy được phong cảnh bên ngoài. Như vậy, ý đại vương là muốn ví các giác quan nơi con người với các cửa sổ của cung điện này chăng? Ngang qua bất cứ cửa sổ nào, ta cũng thấy được cảnh vật bên ngoài. Thế thì ngang qua bất cứ giác quan nào, linh hồn thường tại cũng phải thấy được ngoại cảnh giống như thế chứ gì. Vậy, linh hồn thường tại có thấy được hình sắc bằng tai, mũi, lưỡi, thân và ý chăng? Thưa không. Linh hồn thường tại có nghe được âm thanh, có người được mùi, có sở biết nhám trơn, có suy nghĩ bằng mắt, mũi, lưỡi, thân và ý chăng? Thưa không. Như vậy thì lời lẽ của đại vương trước sau không xứng hợp với nhau lại nữa. Trong khi đại vương và bần tăng cùng ngồi trong cung điện này, nếu phá bỏ hết tất cả các cửa sổ ở bốn phía thì tầm mắt của chúng ta rộng xa thêm ra không? Thưa có. Vậy phá bỏ một cái cửa, nơi thân ta là cặp mắt chẳng hạn thì linh hồn thường tại có thấy rộng xa thêm không? Thưa không. Và nếu phá bỏ thêm mấy cái cửa khác, nơi thân ta là tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì linh hồn thường tại có nhiều đó mà nghe rộng thêm, ngửi nhiều thêm, nếm tăng lên, sờ nhiều ra và suy nghĩ rộng hơn không? Thưa không! Như vậy, lời lẽ của đại vương trước sau lại không xứng hợp nhau. Na Tiên, bèn giải thích rằng, con mắt và hình sắc gặp nhau khiến tâm thần kích động. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui. Với lỗ tai và âm thanh, hoặc với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và nhám trơn, ý và điều, nhớ nghĩ cũng như thế. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui, do cảm thọ khổ vui liền sanh ý niệm, do ý niệm biến chuyển thành tựu cho nên mà tạo một ông chủ vô thường là cái giả ngũ, cái gọi là linh hồn thường tại đâu có dính dáng gì ở đây. Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp và là động cơ chính khiến chúng sinh dính liền với sinh tử luân hồi. Chính nghiệp lực đã chuyển thức cuối cùng tử tâm sang thức tái sinh để tạo thành sự sống cho một thai nhi. Nếu cho rằng những con người vừa mới sinh ra là do sự sáng tạo của Thượng Đế và không có liên quan gì đến kiếp sống trước, thì Phật giáo gọi đây là đoạn kiến là không đúng. Ngược lại, có quan niệm cho rằng linh hồn từ kiếp trước đầu thai vào kiếp sống mới thì Đạo Phật gọi đây là thường kiến cũng không đúng luôn. Dựa theo tinh thần Phật giáo, sự hình thành của danh và sắc trong một kiếp sống mới là kết quả của vô minh, tham ái và nghiệp từ kiếp trước. Nói thế nghĩa là kiếp sống mới không phải là sự đầu thai của kiếp sống cũ, nhưng nó không phải không từ kiếp sống cũ mà có. Ví cũng như khi một cây đèn cầy được mồi từ ngọn lửa của cây đèn thứ nhất, ngọn lửa mới bây giờ không phải là ngọn lửa của cây đèn cầy thứ nhất, nhưng nó không thể hiện hiện hữu nếu không có ngọn lửa của cây đèn thứ nhất thế thì hai cây đèn cầy hoàn toàn khác nhau. Kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau, ngọn lửa cũng khác nhau. Do đó từ tướng diện, nhân cách, tài năng cho đến mọi sự khổ vui trong đời này là phản ảnh trực tiếp từ những nghiệp mà con người đã kiến tạo từ kiếp trước. Cho nên hai ngọn lửa khác nhau là thể hiện hai cuộc sống khác nhau. Thí dụ, tiền kiếp, có người sống trong giàu sang quyền quý nhưng tham lam bòn sẻn, ưa hãm hại người. Ngọn lửa cây đèn thứ nhất nay sang đến kiếp này thì cuộc sống trở thành nghèo đói và luôn bị người hãm hại lại. Ngọn lửa của cây đèn thứ hai. Có ai chết rồi mà không sanh trở lại không? Nếu chúng sinh còn nặng nợ, tham dục ái ân, kẻ đó còn sanh trở lại đời sau. Còn những ai đã thoát khỏi vòng tham đắm dục tình thì người đó sẽ không còn tái sanh trở lại. Nói cách khác, còn tạo nghiệp là còn sinh tử, hết tạo nghiệp là thoát ly sinh tử, chứng nhập, niết bàn tại sao con người phải khổ bất cứ ai sinh ra trong thế gian này đều nghĩ rằng trong ta phải có một cái linh thiêng làm chủ mạng sống của mình và gọi đó là cái ta tức là bản ngã từ đó những vật sở hữu của họ thì được gọi là cái của ta khi cảm tính về cái ta hiện lên thì tính ích kỷ tính tư lợi hay là tự xem ta là trung tâm cũng bắt đầu bùng phát ta thì lo ích kỷ cho riêng ta người thì lo ích kỷ cho người, vì thế con người bắt đầu tranh chấp, đố kỵ, hơn thua, lo bảo vệ cái ta và những cái thuộc về ta. Cảm tính về cái ta và cái của ta được xem là sự bám víu, chấp thủ, một khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần và nỗi khổ niềm đau cũng bắt đầu phát sinh từ đó. Chính vì bám víu vào cái ta và cái của ta, do chấp vào ngũ uẩn nên sinh lòng tham, vì dục vọng luôn theo sát bên kia. Lòng tham do tham sắc tham do thọ uẩn, tham do tưởng uẩn thúc đẩy nên mới có ý tưởng thực hành nghiệp và cũng từ đó gây ra bao nhiêu đau khổ cho con người. Ngã chấp phát triển như thế nào? Một đứa bé mới sinh ra đời chưa có cảm tính về một cái ta riêng biệt trong tâm thức của nó. Dần theo môi trường sống lớn lên, đứa bé được cha mẹ, những người thân chung quanh nhét vào trong tâm thức những ý niệm về cái của ta. Đây là cha mẹ của nó, thức ăn của nó, cái giường ngủ của nó, đồ chơi của nó, cái phòng của nó, cái chén cái ly này là của nó, anh chị em của nó vì là của nó nên nó phải bảo vệ giữ gìn cái của nó từ đó tâm tích bắt đầu phát triển những ý niệm ích kỷ hẹp hòi cái ta ấy mỗi ngày tiếp tục biến đổi và sinh trưởng dưới tác động của những điều mà nó học hỏi mới và các kinh nghiệm mới trong cuộc sống và trong tâm thức của nó lúc nào cũng có cái ta mới khác hẳn với cái ta trước đó nói chung cái ta thay đổi từ lúc còn bé thơ dần đến trưởng thành và sau cùng là đến lúc mạng chung mỗi thời điểm trong cuộc đời có một cái ta khác biệt nào là cái ta lúc còn đi học cái ta bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, cái ta của những cặp nhân tình, cái ta của những đấng cha mẹ, cái ta của những người lớn tuổi và cuối cùng cái ta của người sắp hấp hối. Nói chung, cái ta đang tuần tự biến dạng trong kiếp sống này qua những thể dạng khác nhau từ trẻ thơ đến trưởng thành, rồi già nua và sau cùng nhờ vào cái chết để trở thành cái ta của một đứa bé khác dưới một cái tên gọi khác vào trong một gia đình khác, một dòng họ khác, một quê hương khác, một tôn giáo khác. Và dĩ nhiên, nó mang theo bao nhiêu kinh nghiệm, ký ức, kiến thức từ kiếp trước dưới hình thức những vết hẳn ghi đậm trên dòng tri thức liên tục của nó. Con người cố bám víu vào cái ta và cái của ta dưới đủ mọi hình thức và họ quan niệm rằng cái ta chính là sự sống trong cuộc đời, nhưng trên thực tế mỗi khi xảy ra sự nắm bắt và bám víu vào bất cứ hiện tượng gì trên thế gian từ vật chất đến tinh thần kể cả những thứ tốt đẹp nhất thì tức khắc nó sẽ sinh ra phiền não khổ đau thí dụ nếu xem thân xác này là của ta thì chắc chắn chúng ta phải quý trọng và cưng chiều thân lo sợ khi thân mất nhưng thân này thực sự nó là của ta chăng nếu nó là của ta thì ta phải làm chủ nó ta bảo nó đừng già đừng bệnh đừng chết nó có nghe không? Nếu là của ta, thì tại sao ta không mang theo nó khi chết mà tứ đại trở về với cát bụi? Tệ hại hơn nữa, nếu bây giờ nghĩ rằng tâm thức là của ta, thì tâm sẽ dấy lên biết bao dục vọng để vuôn bồi cho ta và những cái thuộc về ta. Đức Phật sinh ra trong cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài thấy rằng những nỗi khổ lúc nào cũng tiềm ẩn phía sau tuổi trẻ, sức khỏe và đời sống của tất cả mọi chúng sinh. Nỗi khổ là hiện tượng vô hình nhưng nó lại tác động không kém gì những nhát đau, những thanh kiếm xuyên suốt vào tâm của con người. Cái đau đớn trong tâm hồn nhất thiết không thương xót một ai. Người giàu sang, phú quý, kêu mang nỗi khổ của người giàu, kẻ nghèo khó cũng phải gánh chịu những nỗi bất hạnh, đau đớn dành riêng cho họ. Ông Hoàng, bà Chúa có những nỗi khổ, niềm đau theo lối vua Chúa. Ngược lại, kẻ bần cùng cũng có cái đau đớn chẳng khác gì nhưng tại sao chúng lại phải khổ? Trong bộ trường A Giàm, Đức Phật dạy rằng, ái dục bắt nguồn từ đâu và phát sinh ở đâu? Nơi nào có thỏa thích và dục lạc, nơi đó có ái dục bắt nguồn và phát sinh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có thỏa thích và dục lạc, vậy ái dục bắt nguồn từ đó và phát sinh ở đó con người vì bị vô minh che lấp nên không nhìn thấy, biết đúng và từ đó ái dục có cơ hội phát sinh rồi chấp thủ, khư khư bám chặt lấy cái ta và những cái gì gọi là cái của ta. Thí dụ bất cứ ai cũng có thể xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ, bằng gạch hay bằng xi măng cốt sắt. Nhưng Đức Phật dạy rằng loại nhà ấy không phải thật sự là cái của ta mà chỉ là của ta trên danh nghĩa, theo quy ước, trong khái niệm. Nó là một hiện tượng mà chúng ta gọi cái nhà trong thế gian vậy thôi. Còn ngôi nhà thật sự của chúng ta là trạng thái an tĩnh trong tâm thức. Một cái nhà vật chất ở ngoại cảnh có thể thật đẹp, nguy nga, tráng lệ, nhưng nó chính là nguyên nhân tạo từ lo âu này đến lo âu khác, băn khoăn, tự lo nọ đến áy náy buồn phiền kia. Vì nó ở ngoài ta, tức là vật ngoại thân, nên sớm muộn gì rồi ta cũng phải bỏ lại, cho nên càng bám víu vào nó thì càng khó dứt bỏ, tức là càng khổ đau thêm nó không phải là nơi trốn mà ta có thể sống vĩnh viễn trong đó bởi vì nó không thật sự thuộc về ta mà là một phần của thế gian do đó ái dục làm động cơ thúc đẩy con người đưa đến hành động tạo nghiệp bất thiện bằng chính thân khẩu hay ý của ta chính ái dục nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vô minh sai khiến con người luyến ái đeo níu bám chặt vào đời sống và lòng ham muốn khát khao ấy lôi cuốn con người lặn hụp triền miên trôi nổi từ kiếp sống này đến kiếp khác. Do đó, có sống là có khổ. Nói chung, khổ là trạng thái không thỏa mãn, bất tại nguyện, làm cho con người khó chịu. Hạnh phúc mà con người đeo đuổi cũng không thể tồn tại vì những điều kiện tạo duyên cho nó phát sinh luôn biến đổi, vì thế không có hạnh phúc nào thực sự vững bền cả những điều mà chúng sinh mong muốn chỉ tồn tại nhất thời và những đối tượng mà con người khao khát mong mỏi chẳng qua chỉ là phù du tạm bợ. Có đó rồi mất đó, chẳng khác nào như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Nếu con người biết huân tập nhiều hạt giống thiện thì những chủng tử lành đó có công năng dẫn dắt họ tái sinh vào những cảnh giới an lành để tiếp tục hưởng những quả báo tốt đẹp ngược lại thì phải thọ báo vào cảnh giới khổ não, đau thương. Nghiệp là hành động lập đi lập lại nhiều lần rồi thành thói quen, tức là tập khí. Chính cái thói quen hay tập khí này có sức mạnh phi thường mà Phật giáo gọi là nghiệp lực để tùy duyên, chiêu cảm đến môi trường thích hợp mà thọ sinh. Tuy nhiên, Đạo Phật là đạo chuyển nghiệp, nghĩa là trong quá khứ, cho dù con người vì sống trong vô minh bất giác tạo nên bao nhiêu tội nghiệp, nhân. Nhưng nếu bây giờ biết thức tỉnh Dừng lại, tu tâm, dưỡng tánh, tránh xa ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp thì những ác nhân đó không có cơ hội tác tạo với ác nghiệp để gây ra cảnh khổ cho mình. Nhân mà không có duyên thì tuyệt đối không bao giờ thành quả, cũng như gạo nhân mà không có nước, không nấu duyên thì không bao giờ thành cơm được quả. Ngày nay, con người thay vì cố tìm cách thay đổi cuộc sống cho phù hợp với đạo đức nhân bản thì họ nhắm mắt đi tìm phước báo Giáo lý của đức Phật rất ngắn gọn, đó là nên tránh xa các việc ác và cố gắng làm các việc lành. khi đã thành tựu rồi thì cố gắng giữ gìn tâm ý cho được thanh tịnh là có giải thoát. nhưng đa số người tu Phật cứ lờ đi, tuy họ cũng làm việc thiện nhưng mà không muốn buông bỏ những thói quen xấu của mình. do đó đi tìm phước báo mà không buông bỏ tánh ác thì không bao giờ có. tất cả hành vi thiện ác đều do tử thân khẩu ý mà ra cho nên đó là nơi mà bạn phải nhìn lại mình mà nhà Phật gọi là phản quang tự kỷ. Nhìn lại để biết thực hành thân khẩu ý thế nào mà có an lành, hạnh phúc. Ngược lại cũng nhìn lại để thấy biết thực hành thân khẩu ý như thế nào mà phải gánh chịu phiền não, khổ đau. Chúng ta hàng ngày cố gắng cực nhọc, lo lao sạch, nhà cửa, xe cộ, chén bát, nhưng lại quên không nhìn lại sự dơ bẩn trong tâm của mình bởi vì không nhìn lại chính mình con người mới có thể làm đủ điều xấu tuy bạn có lươn lẹo gian xảo đến đâu thì không bao giờ bạn có thể đánh lừa lương tâm của mình được vì thế nếu biết nhìn vào chính mình thì bạn sẽ biết phân biệt thiện ác rất rõ ràng nếu bạn sắp làm một việc ác bạn nhìn vào chính mình đúng lúc thì bạn có thể dừng lại vì tâm luôn hướng ngoại nên tâm chứa đầy tham vọng và ảo tưởng nhưng bây giờ nếu nhìn vào bên trong nhìn lại chính mình thì bạn sẽ thấy rất rõ điều thiện và điều ác thấy điều thiện nhắc nhở chúng ta cố gắng nỗ lực tiếp tục và tăng trưởng thực hành điều thiện làm điều thiện và buông bỏ điều ác là có phước báo ngay đức phật dạy rằng chúng sinh nếu muốn vun bồi phước áo của mình cho được viên mãn thì hãy lánh xa điều ác nghĩa là nếu mình không làm điều ác thì tất cả việc làm bây giờ đều trở thành thiện hết mà không cần phân biệt thiện ác gì cả. Ngược lại, tuy có làm vài điều thiện nhưng vẫn còn làm điều ác thì vẫn còn lo lắng, yêu bi, khổ não, triền miên. Do đó, nếu tâm của chúng ta thiện lành và đức hạnh thì đây là hạnh phúc trong đời này vậy. Đối với con người, hạnh phúc là diễn tiến theo ý muốn của họ, là khi mà mọi người trên thế giới chỉ nói những lời tốt đẹp đối với họ nhưng nếu thực sự đây là hạnh phúc mà bạn mong muốn thì chính bạn đã xây lâu đài trên cát không những người ngoài làm chúng ta bực bội mà ngay cả những người thân yêu quanh chúng ta đôi khi cũng làm cho chúng ta buồn phiền yêu bi khổ não thậm chí chính chúng ta cũng làm cho chúng ta buồn bực không vui vì vậy nếu bạn biết nhìn lại chính mình để buông bỏ điều ác thì chính mình sẽ có hạnh phúc bởi vì tâm lành thì không có lo âu phiền não khi tâm thanh thản, bạn nở một nụ cười, ngược lại, tâm rối ren lo lắng thì lòng bực dọc, mặt khô cằn, hung hăng, tức giận. Tôn chỉ của đạo Phật là giúp chúng sinh giải thoát khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau để có cuộc sống an vui tự tại mà muốn đạt đến cứu cánh này thì chúng sinh phải biết buông xả. Vì thế, trong kinh Trung A Hàm Đức Phật đã tóm gọn cốt lõi của đạo Phật trong một câu chuyện thật ngắn gọn cho những ai muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Đó là không được bám víu vào bất cứ gì cả, mà kinh Kim Cang gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà tâm không bám víu chấp thủ cùng ý niệm đó, trong kinh Bahisa Sutta, Đức Phật giảng giải cho một đệ tử tên là Bahisa về sự bám víu chấp thủ một khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần như sau. Này Bahisa, khi nhìn thấy một hình tướng thì đấy chỉ là cách trông thấy, khi nghe thấy một âm thanh thì đấy chỉ là cách nghe thấy, khi ngửi thấy một mùi thì đấy chỉ là cách ngửi thấy, khi nếm thấy một vị thì đấy chỉ là cách nếm thấy khi xảy ra một sự cảm nhận trên thân xác thì đấy cũng chỉ là một sự cảm nhận và mỗi khi có một tư liệu duy hiện ra thì đấy cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiện ra trong tâm thức đấy là cách không có cái ngã đấy là sự chấm dứt của khổ đau đấy là niết bàn bài kinh trên tuy ngắn gọn nhưng rất quan trọng vậy hãy nghiệm xem đức phật muốn dạy chúng ta những gì khi mắt nhìn thấy hình tướng nào đó thì chỉ cần biết là mắt thấy hình tướng là đủ đừng cho rằng mắt ta thấy hình tướng đó thì sẽ vắng bóng cái ta và cái của ta trong tâm thức tại sao thí dụ nếu mắt thấy chiếc xe thì chỉ là chiếc xe thôi cũng như mắt thấy trăm ngàn vật thể khác cho nên cái thấy đó không có dính mắt cái thấy rừng dưng không có gì quan trọng đó là thấy mà cũng như không thấy nên tâm không dao động. Ngược lại, nếu cho làm mắt ta thấy chiếc xe thì cái thấy bây giờ là mình thấy, mình đem mình hình bóng chiếc xe đó vào tâm mình rồi ái dục phát sinh, lòng tham, đắm nỗi dậy và nỗi khổ, niềm đau cũng từ đó phát sinh. Nếu cố gắng làm đêm làm ngày để có tiền mua chiếc xe giống vậy thì quá khổ, còn muốn mà không được thì quá khổ tâm. Khi tai nghe tiếng nhạc thì biết là tai đang nghe nhạc, đừng cộng thêm ngã chấp vào mà nghĩ rằng tai ta đang nghe nhạc. Khi mũi ngửi mùi hương thì biết mũi đang ngửi mùi hương, thế thôi. Khi lưỡi nếm vị ngọt thì biết lưỡi đang nếm vị ngọt là đủ. Khi thân đụng phải vật cứng hay mềm thì biết thân đang đụng vật cứng hay mềm, chứ đừng cho rằng thân ta đang đụng vật cứng hay mềm. Cuối cùng, khi có một tư tưởng hiện ra trong tâm thức thì biết có tư tưởng đang hiện ra trong tâm thức là đủ. thí dụ khi muốn làm một việc thiện gì cho người khác thì chỉ lo toan cho hoàn tất tạo niềm vui cho kẻ khác là đủ thì tâm tự tại. ngược lại nếu cho rằng chính ta làm việc đó thì trong tâm sẽ đặt ra vô số điều kiện tức là tâm còn dính mắc. nào là muốn người trả ơn, nào là muốn người khác khen tặng, chụp hình, đăng báo thì phiền não tức thì phát sinh không còn tự tại đây là sự khác biệt giữa việc làm vô ngã vị tha vì người mà làm và bản ngã tư lợi mua bán kinh doanh nếu con người biết tư duy quán chiếu và thực hành đúng những lời dạy của đức phật ở trên thì trong họ cái tự ngã dần dần bị tiêu diệt và những cảm tính về cái ta và cái của ta cũng không còn đây là con đường thoát khổ giải thoát tự tại niết bàn tức là đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền rồi vậy. Vì vậy, nếu con người sống trong chánh niệm, tĩnh thức, không chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì những cảm tính về cái ta và cái của ta sẽ biến mất và đúng vào thời điểm đó không còn hình bóng của khổ đau và dĩ nhiên niết bàn thanh tịnh sẽ hiện bày. Thế thì đắc đạo rồi, có còn đau khổ không? Trở lại với kinh Na Tiên Tỷ Kheo vua Di Đà hỏi Bạch Đại Đức bậc tu hành đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau Nhưng trong đời này có còn thấy mình đau khổ nữa không? Tâu Đại Vương tùy từng việc một Có việc còn thấy đau khổ, có việc không? Có việc có, có việc không là như thế nào? Đau khổ của thân thì còn, đau khổ của tâm thì hết Vì sao vậy? Sở dĩ thân còn đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ này là thân. Hễ nhân duyên ấy còn tồn tại thì đau khổ của thân còn. Sở dĩ tâm hết đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ thứ hai là lòng tham dục. Một khi tâm ý đã dứt trừ hết các điều giữ, tham dục không còn nữa thì đau khổ của tâm hết. Bậc tu hành đã đắc đạo rồi mà không khiến thân lìa được khổ đau như thế là chưa chứng đắc niết bàn trang đắc đạo rồi mà thân còn đau khổ thì làm sao gọi là đắc đạo? Còn nán ở lại trần thế làm gì để còn chịu khổ đau? Tâu đại vương, bậc đắc đạo không chuộng mà cũng không ghét, không tìm cầu mà cũng không xua đuổi, bình thản mà sống giữa cõi đời này, không hấp tấp, không vội vã, ví như chuối non không cần phải vú ép, lại cũng không cần chờ chuối chín để trực hái. Vì vậy nên Đức Xá Lợi Phất xưa có dạy rằng không cần tịch diệt, cũng không cần trường sanh, chưa phải lúc thì ở, thời đến thì ra đi. Vua nói hay thay